radio Tác phẩm Hương quê, Tây đầu đỏ và một số truyện ngắn khác. Tác giả Sơn Nam. Người đọc Thủy Tiên. Lời nhà xuất bản trong cuộc thi sáng tác văn học do Ủy ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ tổ chức vào năm 1952. Cây bút trẻ Sơn Nam đã đoạt cùng lúc hai giải thưởng, giải nhất cho truyện vừa bên rừng Cù Lao Dung và giải nhì giải Cửu Long với truyện ký Tây Đầu Đỏ. Có thể nói giải thưởng là một cú hích quan trọng trong sự nghiệp sáng tác và biên khảo của nhà văn Sơn Nam. Với hai tác phẩm đầu tiên nói về cuộc sống và con người miền Tây Nam Bộ, Bên rừng Cù Lao Dung và Tây Đầu Đỏ là một sự trình làng tuyệt vời của cây bút mới vừa 26 tuổi, được sinh ra ở một góc rừng u minh thuộc tỉnh Rạch Giá xưa. Dù đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được bản in tác phẩm Bên rừng Cù Lao Dung, chỉ có Tây Đầu Đỏ được Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh in lại trong tuyển tập truyện ngắn nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Hương Quê là một tạp chí khuyến nông của Bộ Nông nghiệp Chính quyền Sài Gòn trước đây. Ngoài những bài vở liên quan đến việc hướng dẫn nuôi trồng, nông lâm thủy sản, tạp chí thường xuyên đăng trang trọng, truyện ngắn của hai nhà văn Nam Bộ có bút lực sung mãn nhất lúc bấy giờ là Bình Nguyên Lộc và Sơn Nam một người từ miền Đông, một người từ miền Tây thay nhau đến với bạn đọc bằng những truyện ngắn mang đậm hương sắc Nam Bộ. Phần lớn các truyện ngắn của Sơn Nam đã đăng trên tạp chí Hương Quê, được tác giả tập hợp lại trong các tác phẩm đã xuất bản trước 30 tháng 4 1975 ở miền Nam. Phần còn lại bị thất lạc đâu đó trong các chồng báo cũ. Được sự giúp đỡ của người sưu tập và là người bạn già của nhà văn Sơn Nam – ông đinh công tâm và nhà thơ lê minh quốc chúng tôi đã tìm thấy thêm một số truyện ngắn khác của nhà văn sơn nam đã từng đăng trên tạp chí hương quê ngoài ra trong quá trình kiểm tra và phân loại để xuất bản bộ sách sơn nam chúng tôi cũng còn phát hiện một số truyện ngắn khác của sơn nam chưa được in lại sau giải phóng từ những sách đã xuất bản trước đó vì thế hương quê Tây Đầu Đỏ và một số truyện ngắn khác là một tập hợp khá thú vị từ nhiều nguồn sưu tầm, được giới thiệu nhân dịp nhà văn Sơn Nam bước vào tuổi 81. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản trẻ Ba kiểu chạy buồm Ông hai muôn chung ra khỏi mùng, dặn đèn lên cao, dấn thuốc hút. Quả thật mũi Cà Mau thuộc vào hạng lì lợm. Ông hít một hơi dài rồi phun cho làn khói thuốc tạt vào con mũi đang đậu trên bắp tay. Con mũi cái đậu im liềm, châm mũi kim vào da. Giận quá, ông đập mạnh. Con mũi dẹp lép, máu đỏ nhộm cây trúa, sắc nó toàn ten chưa rơi xuống đất. Cây kim còn dính vào lỗ chân lông bốn ngày rài ông hai muôn nhớ nhà muốn về xẻo mát thật gấp số là ông quá giang với người bạn từ xẻo mát thuộc tỉnh cần thơ đến chót mũi cà mau người bạn mua phân tôm đem về trồng dưa hấu ông hai thì dọ đường để mua đước thứ cây đước già còn tươi để đem về làm răng cối xay lúa người bạn về trước ông ở lại vì gặp út một chàng thanh niên lanh lợi vui vẻ ở rạch gốc út Một cầm giữ ông Hai tiếp rước niềm nở, cơm ngày ba bữa, nào tôm luộc, nào canh chua cá gọc, nào cá đuối nướng. Loại cá đuối nhỏ con kêu là cá đuối bánh tráng, vừa ngon vừa mềm, ăn với đọt dừng, đọt chiết, uống thêm hớp rượu thì tuyệt trần. út Một cho biết cá đuối bánh tráng lâu lâu mới gặp một lần, dân đánh lưới ít chịu đem về nhà, vì nếu phơi khô thì teo lại như miếng bánh tráng, nhẹ cân, bán mất giá. Từ sau nhà út một thông thả lên nhà trên Cậu ta dụi mắt Sao không ngủ ông hai Ngủ dưỡng sức để sáng mai lên đường Tôi hứa là có mà Tôi nói cho ông nghe Từ rài về sau tôi lựa cây đước thứ tốt Cưa ra từng khúc Chở lên xẻo mát tận nhà ông Mỗi năm hai ghe đước Bù lại ông cho tôi chừng bốn cây cối sai lúa Chở về sớm này Tôi cho bà con chồng xóm mỗi người một cây Bán chát gì Làm cầu vui mà vì nhớ nhà nên ông hai muôn cằn nhằn Năm bữa rại, chú em hứa tuốt luốt Tôi muốn về gấp Sợ bà con ngóng trong Đi chơi năm bảy ngày mà ngóng trong nổi gì Ở đây một năm đôi ba lần Tôi rủ anh em ra ngoài hòn sơn rái Hồi đi thì hứa năm bảy ngày Nhưng gặp vui Tụi tôi ở ngoài hàng tháng Đi cho biết đó biết đây Ông dưỡng sức vô mùng mà ngủ Sáng mai nếu tôi không đưa ông về Cần Thơ Thì ông đừng kể tôi là con người tôi thề độc địa mà. Thế là ông hai muôn vô mùng nằm trằn trọc, út một vô buồn, lát sau ngái pho phò. Lúc nãy, lời của cậu ta nghe thật chứng tay vô lễ, nhỏ mà muốn dạy đời cho người già. Nhưng suy đi gẫm lại, ông hai thấy cậu ta thiệt tình. Hôm kia cậu ta ngỏ ý mời ông ra ngoài hòn sơn rái, ông từ chối, chuyến đi phải gian dở, dường như thời tiết chưa thuận lợi. Nằm đây, ông hai muôn nhớ nhà chuyến về lẽ lắm là hai ngày một đêm đường khó khăn sông ông đốc nhiều sóng gió bất thường miệt cà mau mấy con rạch nhỏ chảy như cắt mới nước lớn lát sau là rồng phơi bãi người lái xuồng phải lựa con nước mới đêm qua nửa đêm ông giật mình nghe tiếng la chói lói cây cầu khỉ gãy thình lình cầu thì chắc nhưng một gốc cây từ ngoài vàm trôi vô đụng cột cầu thật mạnh có người té nhờ biết lỗi nên không sao cả ông hai ngáp dài bấm ngón tay tính ngài phải chi có đường bộ thì ông đã cuốc bộ về xẻo mát không nhờ đến út một năm kia ông hai muôn nhớ rõ khi thăm bà con ở miệt xà no mỗi ngày ông gặp hai chiếc tàu đò chạy ngang nhà tàu chạy lẽ đến đổi con nít chạy lúp xúp trên bờ khó theo kịp chừng vịt tàu quậy nước sóng dậy khá cao tràn bờ kinh sáng quăng mấy về lục bình lên sàn nhà vài đứa bé xuống sông để nhảy sóng bọn ghe chài chở lúa kêu la in ỏi sợ ghe chìm từ mũi cà mau về xẻo mát nếu có tàu thì đi suốt chừng nửa ngày ngày mai ông sẽ phân công rõ rệt út một chèo ban ngày ban đêm thì phiên ông trưa tới sông trèm trẹm chiều tới cán gáo sáng hôm sau thì tới gò quao Trưa thì tới chợ bà lớn. Út Một nắm tay ông Hai Muôn kéo mạnh. Đi ông ơi, ngủ làm gì nữa, sáng nay đi thiệt. Trong khi ông Hai ra trước hàng ba để rửa mặt, Út Một nói văng vẳng ở nhà sau. Mình cứ ngủ, thức sớm làm gì? Vợ Út Một nói giọng nhừa nhựa Để tôi nấu cơm đem theo bác Hai ăn. Mặt trời mọc hai sào rồi, đàn ông không bao giờ đói. Khi ông Hai Muôn vô nhà lấy khăn chùi mặt cho tỉnh táo thì Út Một nói Chờ tôi một lát, cụ bị xong xuôi rồi ông Hai ơi Út Một xuống bếp, trở lên, mang vài thúng nhỏ đựng một đôi khô, một gói tôm khô, cậu ta khoe Cô cá gọc thứ hảo hạng tôi gửi cho ông Ông hửi thử, cá gọc thứ thiệt thì không bao giờ tanh, tôm khô để nhậu Ông Hai gật đầu, cảm ơn cậu rồi nói hơi lớn tiếng cố ý cho vợ út một nghe cháu ơi bắt về nghe Vợ út một chắp tay bắt về bình yên cháu gửi lời thăm bà con miệt trên út một quẩy hai tay cái nóp nói khẽ đi ông ơi đủ rồi ông hai xuống xuồng ngồi trong khi út một trở xuống nhà bếp một lần nữa cậu ta xách cây búa to đúng là thói quen của chàng trai thợ rừng ông hai can gián đem búa để làm gì?" Út Một hơi bẽn lẽn, "Búa coi giữ tợn quá, không búa thì tôi đem theo con dao phai để chặt món này món kia, không có dao búa thì mình đầy như thằng cùi." Riết rồi quen tay dao búa, tôi giấu dưới sạp xuồng kệ tôi. Nước chảy xuôi, ông Hai mua ngồi hút thuốc và Út Một giành chèo trước tiên cho ông nghỉ tay dưỡng sức. Trong phút giây, ông hai luyến tiếc khung cảnh mát rượi, ẩm ướt ở miền rừng đước. Người ta đốn cây, cưa từng khúc để lót cho sân khỏi sình lầy. Rễ được uống hình dòng cung như cái nôm cá. Cầu tắm, cầu tiêu đều ở mé sông, khỏi cần bắt. Cứ lựa cây nào dè nhánh ra xa, kiếm thêm vài tàu lá dừa nước mà che xung quanh. Nước chảy mạnh, đang rồng. Trên bãi bùn, bầy cá thòi loài chạy tung tăng, trốn vào hang Ló đầu ra Đôi mắt chớp lia lịa như mắt người Út một nói to Sao ông êm ru vậy Tôi muốn tới xẻo mát một lần cho biết Không một con mũi Ban đêm ngủ trần được phải không ông Nước ngọt mãn năm Muốn tắm thì nhảy xuống sông hả Mùa nắng mà tắm nước ngọt mát lắm Ở đây chịu vài tháng nước mặn Bởi vậy đàn ba con gái đen đúa Ông hai trả lời lấy lệ Sướng chuyện này thì cực chuyện kia Ở xẻo mát ít cá tôm Lười biến thì đói Chớ ở đây có ai lười biến mà no đâu thanh niên trai tráng Đứa nào cũng siêng năng như tôi đây Dẫn giọng nói hỗn láo Ông hai muôn hơi bực mình Nước hết chảy xuôi vài nhánh cây khô trôi lờ đờ Con rạch nhỏ đổ ra con sông lớn hơn Khi chiếc xuồng vừa quẹo bên phải Ông hai lắc đầu buộc miệng Nước ngược rồi Sao mà chảy mạnh vậy Út một đáp Hơi đầu mà sợ nước ngược Chảy như vậy là ít Bây giờ ông chèo sơ sơ dùm tôi Lát nữa trời giúp mà Có phần không cần gì lo Gió thổi hiu hiu Út một ngồi trước mui xuồng Ngắm ghía mấy đợt mây trắng Vừa xuất hiện trên nền trời xanh biếc Ông hai cố sức đẩy hai mái chèo Nhưng chiếc xuồng cứ đứng một chỗ Mấy cây bần ở bờ sông thay vì chạy tới thì dường như thối lui, chạy lui về phía chân trời trước mặt. Út Một nói, đừng cho xuồng vô gần bờ, ngán lắm. Nước chảy xoáy tròn, ông không sợ sao? Ra giữa sông thênh thang hơn. À, thiên hạ ra tay trước tôi sao chứ? Ông hai thấy vui không? Biết rồi, treo xuồng gần bờ thì sẽ đụng mấy gốc cây, mấy cây mọc khuất dưới mặt nước. Nhưng mà ở giữa sông, nước chảy mạnh hơn, chẹo mệt vui nổi gì Nước chảy mạnh thì gió thổi mạnh Họ kéo bơm kìa Gió nổi rồi Ông hai bắt đầu tháng phục Tại xem mây xem gió của Úc Một Cậu ta đã từng đi biển Nên xem mây quá giỏi Phía trước mũi xuồng Hai chiếc ghe khá to chở củi Đang di chuyển mệt nhọc Bỗng nhiên mấy người chèo trước mũi dừng tay Họ đến giữa ghe Hè hụi dựng bùm Lá buồm sổ ra no gió Chiếc ghe lũi vô bờ rồi quẹo ra giữa sông Ai nấy cười to Một cơn gió bằng một bó chèo Họ ngồi khoanh tay trên mui Há miệng cười Úc Một nói Bây giờ cho xù mình vô bờ Lần này ông Hai Muôn hơi giận Hồi nãy ở trong bờ Cậu biểu ra giữa sông rồi cậu biểu trở vô bờ Ngoài này gió thổi mạnh Cái lưng tôi bọc gió Đỡ chút nào hay chút nấy Xuồng nhỏ đành chịu lép vì không có buồm trời ơi nước ngược như vậy thì vô bờ để tôi kiếm lá buồm lát nữa ông khỏe rồi xuồng lũi vào mé lá úp một rút cây dao phai chặt nhanh một tàu rồi hai tàu lá dừa nước cậu ta dày lại cười hề hề chiếc xuồng này một cánh rồi lát nữa ông coi Cậu ta ngồi co rút để lấy thế Hai tay ghi chặt tàu lá dừa sát đầu gối Chiếc xuồng lướt nhanh nghiêng một bên xích chìm khiến ông hai muôn la ổm tỏi đừng cho nó chạy lẹ út một thích chí nhờ cây dao đi đường mà thiếu cây dao thì thua thiên hạ nè ông cầm lái giỏi không đừng cho xuồng lũi qua bên kia tôi chạy một lượt hai lá bùm lẹ hơn không chờ đợi sự đồng ý của ông hai út một dựng tàu lá thứ nhì gió thổi mạnh chót lá uốn éo cong xuống rồi quất thẳng lên như ngọn tre khi gặp dông tố nước chảy ngược, gió thổi xuôi, sóng nổi lên bỏ dòi. Tuy mỏi tay, út một vẫn cười. Vui không? Bởi vậy tôi để ông ngồi sau lái khỏe hơn. Vài căn nhà sàn cất nhô ra bờ sông, trẻ con xúm xích chỉ trỏ rồi vỗ tay. Là người lớn tuổi, ông hai muôn hơi nhột nhạt. Cậu út con nít nó cười cái điệu chạy bồm quái gở này. Út một bèn giải thích. Nó khen chiếc xuồng của mình nhỏ mà chạy lẹ hơn hai chiếc ghe to có buồm đó chớ, Quả thật như vậy, mấy người trên ghe củi vẫy tay khen ngợi Út Một. Giỏi quá ta! Út Một khôi hài. Không giỏi hơn ai, nghèo làm bậy bạ cho vui, chớ mệt lắm. Cái đầu gối tôi chịu đựng sức gió trở thành cái thang tra cột buồm. Đâu phải tàu lá đẩy chiếc xuồng mà là đầu gối với cánh tay tôi ngồi sau lái, ông hai gật gù khen ngợi sự lanh trí của cậu con trai. Tàu lá dừa là cây chèo, thay vì chèo dưới nước thì nó chèo trên gió. Cậu mỏi tay chưa để tôi cầm dùm một hồi. Nhưng gió lại ngưng thổi và chiếc xuồng dừng lại như thối lui. Ông hai đứng dậy, quạt mạnh cây chèo. Qua khỏi chừng ba voi, gió lại thổi. Lâu lâu út một hít gió như pháp sư hú gió kêu mưa chiếc xuồng cứ trôi rề rề khi nhanh khi chậm ông hai cầm bẻ chuối tác từng chập vì tàu lá dừa ngã nghiêng sóng tạt vô xuồng lúc út một ngủ gục sông trềm trẹm hiện ra nước lại đổi hướng út một ngắm nghía rồi nói bây giờ mình bỏ hai tàu lá dừa báo hại này ông hai muôn đứng dậy treo mạnh nãy giờ út một hơi mệt ông thì ở không ông muốn có sự công bình cầu ngồi hoặc nằm cho khỏe chèo nước xuôi để tôi lo cho nhưng mà gió thổi ngược người ta hạ buồm nhưng chèo thì chẳng khác nào lấy thân người làm cánh buồm để chạy ngược ông chèo tới gió thổi giọng lại thì quề chiếc xuồng đứng một chỗ nếu thương tôi thì ông cứ ngồi cầm lái cho nó trôi như lục bình nhưng lục bình cứ trôi nhanh từ sau lái ra trước mũi so với ghe xuồng trên sông chiếc xuồng ông hai đi chậm nhất qua khỏi sớm bờ sông trở nên âm u nhánh cây ve ra dưới bóng mát vài người đậu xuồng lại để nấu cơm ông hai nói mình nấu cơm chờ bớt gió hãy đi ông đói bụng hả tôi cũng đói như ông lát nữa tôi coi lái ông nấu cơm giùm nước chảy mạnh mà gió thổi ngược chỉ mũi thì mình làm cách khác để ăn gian cách nào sớm này còn nhà cửa lại đằng kia sông rộng hơn ít ghe xuồng thì ít mất lòng thiên hạ Yeah, lại góc bần đó suy nghĩ mãi ông hai vẫn chưa hiểu ý định của út một gần tới bờ cậu ta xách dao nhảy lên đó là cây bần quỳ gần tróc gốc sau khi chặt dài dao vô rễ bần út một càng nhàn cây dao dở lắm hồi ra đi tôi đem cây búa ông cản tôi mà được rồi bần là cây tạp thịt xốp cho xuồng giang ra xa chưa dứt lời út một trèo lên thân cây mà nhúng cây bần quỳ bị đứt rễ ngã xuống mang theo mớ nhánh xum xuê nước văng lên trắng xóa nổi sóng út một vuốt mặt nói to ông đưa sợi dây đỏi ở mũi xuồng cho tôi tôi buộc vô cây này nè được rồi nực quá tôi tắm luôn cậu ta ra sau lái xuồng lội tập tâm dũng xuồng ra giữa sông mang theo cây bần ông hai muôn trố mắt cây bần trôi khá nhanh ghi mũi xuồng như con cá sấu con trâu kéo tới vừa nhảy lên lái xuồng út một nói ông ngồi gần tôi cho khẩm lái mình mượn xác cây bần này làm buồm nước chảy cuốn cây bần nó đi tới đâu mình đi tới đó bây giờ mặc sức mà nấu cơm sông trèm trèm khá rộng ít ghe xuồng qua lại chiếc xuồng quẹo bên này lũi bên kia phải cố gắng lắm út một mới giữ lái được và chiếc xuồng chở củi khẩm đừ gần đến họ là quảng Coi chừng đụng tôi nghe cha nội Cây bần đó là con trâu điên Chiếc xuồng của cha nội Choán chỗ bằng chiếc tàu hải nam Kinh sáng xà no hiện ra Mặt trời mọc Ánh nắng chói chang khiến ông hai muôn dụi mắt ngáp dài Khung cảnh đã thay đổi Đây là dùng nước ngọt, gạo ngon Quê hương của ông hai Sau một ngày một đêm di chuyển Ông vừa mừng vừa lo Út một ngủ khò trong nóp Ông chưa muốn đánh thức vì cậu ta còn trẻ, ham ngủ. Giả lại đêm qua, cậu ta đã chèo tới 2 giờ khuya. Nước chảy lên bền, không lớn không rồng. Chòm cao lão đằng kia gần đình làng là vị trí của dàm xẻo mát, chỗ giáp nước mà thiên hạ đều biết. Ông hai đứng thẳng người, nhón gót. Ngọn xẻo mát ăn qua rạch cái sình. Lục bình từ bên cái sình trôi qua và từ kinh sáng xà no, một mớ khác trôi vào lục bình từ hai phía dồn lại nêm cứng giam rạch tai quả ấy năm nào cũng xảy ra xuông đến giam ông đánh thức út một cậu ơi tiếp tay với tôi khó lắm ngủ làm gì tới rồi út một lồm cồm ngồi dậy cậu ta chóa mắt lục bình chặn ngang giam rạch xanh rì dài hàng đôi ba công đất sao nhiều quá vậy phải thứ lục bình trôi lưa thưa ở dọc đường không còn hỏi Người thì kêu lục bình, kẻ nói là rau mát, bởi vậy xứ này kêu là xẻo mát. Rau mát hơi khác với lục bình, nhưng mà cháu lên bờ, sửa soạn... Sửa soạn cái gì? Làm sao chèo chống được, nó dẻo nhẹo như cục mạch nha. Dù đó là xa lầy, bắt cháu mình khiên xuồng lên vai lên đi bộ là chắc tay, lẹ hơn hết. Út một rờ xuống sạp xuồng, chụp cây dao chém tơi bời mớ lục bình trước mũi xuồng, nhưng rồi thì đâu vào đó. Lục bình dồn lại từ lâu Bụi này bị quăng lên bờ Là bụi kia từ hai phía rạch dồn tới Một mùi hôi hám bay lên Cậu ta bịt mũi Ông hai muôn cười giòn Hết kiểu nào chạy bùm rồi cháu ơi Mới lục bình lưu niên này là sà quyệt Của đẻn rắn râu thay ma Nó dài mấy công đất Dẹt ra thử coi bắt đầu nói láo Út một quỳ trước mũi xuồng Dùng hai tay mà dẹt Lục bình dạt ra rồi dồn lại Y như cũ rốt cuộc hai người đồng ý lên bờ khiêng chiếc xuồng lên vai út một hơi cằn nhằn xứ gì lạ quá khó bề ăn ở có sông rạch mà vác xuồng đi bộ dịp mai để ông hai muôn nói một câu cho thỏa mãn tự ái thì chiếc xuồng là cánh buồm không chạy buồm theo kiểu vác xuồng lên vai như vậy thì khó mà qua cửa ải xuồng càng nặng thì mình càng chạy lẹ cho bớt nặng kiểu buồm này cháu nên nếm thử một lần cho khôn giới đời buổi tiệc khó hiểu ở văn phòng nhà máy xay lúa phước tồn ông chủ đã ra một thông lệ khá tốt đẹp cứ hàng tuần tất cả thơ ký đều được lãnh tiền một lần lại còn cô đào xinh đẹp ngồi giữ ngân quỷ ngày phát tiền, nàng luôn luôn nở nụ cười hồn nhiên từ hồi 4 giờ chiều. Anh em trong sở quý mến đào, nàng là con gái út của ông chủ, nhưng không gì đó mà nàng tỏ thái độ kiêu căng đối với người làm công. Ngày đầu ông chủ định gả nàng cho một cậu kỹ sư hóa học, nhưng nàng còn trong thời kỳ phân dân, chưa dứt khoát. Nhiều lần trong giờ làm việc, nàng nhai kẹo Sir Wingum tuyên bố với nhân viên. Nhỏ quá, thiếu kinh nghiệm trường đời Vì vậy tôi chưa muốn lập gia đình Lập gia đình theo quan niệm hạnh phúc đời bây giờ có khác Phải không mấy thầy Các thơ ký đều im lặng Họ không dám xen vào đời tư của đào E thấu tay ông chủ có hại ít nhiều cho nồi gạo của họ Tán thành ý kiến của đào có nghĩa chống đối ông chủ Giả lại hầu hết thơ ký đều lập gia thất Thầy giữ kho hàng đã tóc bạc qua râm Sắp ăn lễ cúng thôi nôi cho đứa cháu ngoại Thầy thơ ký đánh máy tuy còn trẻ nhưng đã có một vợ ba con. Đào hơi buồn, ngỡ mình là người diễn thuyết trong bãi sa mạc, nàng lặp lại ý kiến. Quan niệm hạnh phúc bây giờ lạ lắm. Bỗng dưng từ bàn chót có tiếng nói lanh lảnh. Cô Đào nói chí lý, đại khái bây giờ thiên hạ yêu nhau không phân biệt gia cấp, màu da, tuổi tác, hãy yêu là yêu liền, nghe theo tiếng gọi thuần túy của con tim hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía người phát ngôn. Chàng ta là hiển, nhưng trong giấy căn cước lại ghi thêm chữ G đằng sau. Hiển Trong giờ làm việc, lúc cao hứng, hiển thường ngâm thơ hàng mặt tử hoặc đề cập đến tình hình quốc tế. Bấy lâu nay chẳng nghe hiển thú nhận mình đã có vợ, nhưng anh em trong sở đều tin chắc 99% rằng hiển rất si tình đã yêu bừa bãi, tự mình làm hỏng hạnh phúc gia đình. Giờ tăng sở, hiển thích dạo rong chơi ngoài chợ, và lúc làm việc, cái định mệnh giang hồ vẫn ám ảnh chàng ta. Chàng dương dai, duỗi thẳng chân, bước tới lui, kiếm cớ để ra ngoài mua báo, mua kẹo ngậm trừ ho. Hiển đắc ý khi thấy đào bước lại gần, chàng nói tiếp, Tình yêu khó giải thích lắm cô ơi Đào liến thoáng Tại sao khó giải thích tôi nghe nhiều người nói đàn ông là con rắn độc thật quá đáng hiển nói tôi sợ mất thời giờ mất trật tự chung hơi đâu thầy lo năm giờ rưỡi rồi tôi cho phép tôi yêu cầu thầy nói chuyện cho vui để anh em cùng vui hai tiếng anh em khiến hiển thích thú từ mấy tháng qua chàng yêu thầm thương trộm người con gái của ông chủ chiều nay chàng nghĩ dịp may đã đến Thưa cô, tình yêu là luật thừa trừ. Nhiều người Âu Châu lại cưới cô gái miền thượng. Đôi khi ta gặp ông chồng mập ú, dạo phố bên cạnh bà vợ ốm tông teo. Hoặc bà vợ đẹp như tiên lại sống vui vẻ, hạnh phúc, toàn vẹn bên anh chồng môi trớt, răng hô, mặt rỗ qua mẹ. Họ yêu nhau vì một điểm bù trừ nào đó. Đào đã tỏ ra thông minh khi nàng cười bẽn lẽn. Đó là trường hợp hiếm có. Thôi, để tôi làm sổ cho mấy thầy lãnh tiền. Tuy ngồi cầm viết Nhưng thỉnh thoảng đào liếc về phía hiển Anh chàng nọ rắn mắt thật Đã rắn mắt lại còn liều lĩnh Nếu nàng chặn lời không kịp Chàng ta dám đề cập tới trường hợp Con gái ông chủ hãng yêu chàng thơ ký nghèo kiết Hiển hơi giật mình Vì mình đã dùng lý thuyết su Thứ lý thuyết ông bướm Gây nhiều trường hợp xuyên tạc hiểu lầm Thầy thơ ký giữ kho hàng nói khẽ Hiển anh hơi táo bạo đó Coi chừng ông chủ nghe được hiển cố chạy chữa thì tôi bảo rằng đó là lý thuyết sách dở chớ đâu phải do tôi bịa ra để chọc ghẹo đồng ý rồi nhưng anh nói nào là luật bù trừ luật thừa trừ cô đào sẽ hiểu lầm cho rằng anh ăn nói thô lỗ hiển nói khẽ giọng ngụy biện rõ rệt bộ anh ghen với tôi hả xem kìa cô đào vui ghê ban nãy tôi muốn nịnh cô ta và tất cả anh em mình hưởng lây bầu không khí ấm áp đó anh quên rằng mình sắp lãnh ngân trong vòng 10 phút nữa. Thầy thơ ký già đành chịu thua, đằng kia đào vẫn nhai kẹo, đếm giấy bạc bỏ vào từng cái bao thơ, đồng tiền là đẹp đẽ để nó kín đáo trong bao thơ càng tốt hơn. Lối trao tiền của đào chứng tỏ nàng tôn trọng giá trị người làm công, hiển thả hồn trong giấc mơ ngắn ngủi, bàn tay đào xinh xắn quá. Dây lâu nàng liếc về phía hiển Đầu nàng nghiêng về một bên Mái tóc chảy xuống che một mắt Như khuất sau mảnh liễu lơ thơ Nàng chợt reo lên Bậy quá Báo hại mấy thầy về trễ Ba phút nữa là xong Chiều nay lại còn tiền ứng trước cho số lao công Mấy thầy lãnh trước hay là anh em lao công lãnh trước Như một cái mái Hiển dục đứng dậy hiên ngang tự nhận rằng Mình phát ngôn thay mặt cho các thơ ký trong văn phòng anh em lao công lãnh trước Người thơ ký già cằn nhằn Cha này thiệt Thì cô Đào muốn hỏi riêng với tôi Coi chừng Bệnh của anh hơi nặng rồi Đám lao công lần lượt ký tên vào sổ lãnh tiền Đồng hồ gõ 6 giờ Hiển túng tiền Muốn chạy tới lãnh trước Nhưng chàng ta làm bài toán cẩn thận Lãnh tiền rồi Thì mình phải ra khỏi văn phòng để về tốt hơn mình lãnh sao chót để chứng kiến cái cảnh sang trọng của đào khi nàng khóa tủ tiền bước ra cửa mở cửa chiếc xe hơi honda và rồ mái biết đâu nàng sẽ tặng riêng cho mình một nụ cười không thành tiếng lúc đến bàn của đào hiển ký tên rồi nhận bao thơ tiền đào nói thầy hiển bữa nay vui quá thầy về đâu hiển nói với đào nhưng giọng ngầm trách móc toàn thể vũ trụ biết về đâu tôi cô đọc lắm tôi đi bộ Đào bước nhanh đến chiếc xe Dặn cửa Thầy ráng chịu một thời gian Coi chừng cái luật thừa trừ bù trừ gì đó Xe chạy khuất Hiển còn tầng ngần Chàng hút sáo Ngâm thơ tình Rồi nện gót giày cao su Đến quán rượu ở ngã ba Chàng uống hai chai 33 Để khen thưởng cái tài ăn nói duyên dáng của mình Nhưng đến khi mở cái bao thơ Chàng qua mắt thay vì 10 tấm giấy 100 tức là 1.000 đồng số tiền lương hàng tuần của chàng thì hỡi ôi giỏng dạng 5 tấm tức là 500 đồng ngỡ mình uống quá nhiều hiển dụi mắt với niềm hy vọng mong manh hay là 5 tấm giấy 200 nhưng làm sao chàng lẫn lộn giấy loại 100 với loại 200 được chàng đếm kỹ lần nữa 5 tấm chào ơi mặc nhiên chàng mất phân nửa số lương chàng đứng dậy chến choáng suýt chút nữa quên lấy tiền của bà chủ quán thối lại hôm sau hiển đến văn phòng uể oải hơn bao giờ hết chàng ngồi xuống thân xác tuy nhẹ bỏng nhưng dường như khối đá ngàn cân đào vẫn ngồi đó nghiêm nghị ghi chép hiển hy vọng một điều giái trời cho nàng tổng kết sổ sách rồi tri hô lên trả lại năm trăm cho mình chiếc đồng hồ cứ rên xiết tích tắc đều đều trên vách mấy người thơ ký cúi đầu làm việc hiển tự nhủ thầm cha nội nào đó được hân hạnh lãnh trội năm trăm số tiền xương máu của mình đây nhưng họ sẽ cho rằng đó là tiền của đào trả lại tiền cho nàng là dại dột đời đâu có ai quân tử chàng chép miệng liếc về phía đào đào trợn mắt về phía chàng rồi cúi đầu viết Chàng nhớ tới thái độ anh hùng mà kẻ sĩ luôn luôn nên gìn giữ Trình bày trường hợp sơ sót của Đào cho Đào nghe chăng Khó quá Nàng sẽ mắng chàng vì đứng về mặt nguyên tắc Chàng đã ký lãnh đủ một ngàn đồng rồi Giả lại Đào chưa bao giờ sơ sót tai hại như vậy Đối với bất cứ ai Đôi khi nàng còn đề nghị gắn thêm quạt mái Sắm thêm bình nước trà Để cải thiện đời sống của nhân viên nữa kìa Hồi dịp Tết, trong bữa tiệc tất niên, Đào cương quyết đãi anh em rượu cỏ nhát thứ thiệt, thứ nhập cản thay vì rượu nội hóa. Hiển đi tới đi lui, giả bộ đến gần bàn của Đào. Nàng im lặng, mở học tủ này, đóng tủ bên kia với đôi môi miếm chặt. Rồi nàng quăng cây viết nguyên tử vào sọt rác, đứng dậy, vỗ tráng, lục lạo trong cái sắt. Chàng hỏi nhanh để gây cảm tình với người đẹp, hầu bớt giác chút hy vọng cô muốn mua swing gum Đào trợn mắt nói gắt Thôi mặt tôi lu bù đầu óc rồi Như con mèo ướt Hiển trở về bằng làm việc Tâm trí chàng mãi bận rộn Vì diễn tượng đen tối của ngày mai 500 đồng chớ đâu phải ít Đó là tiền thuê gác trọ Đó là tiền hút thuốc suốt một tháng Chàng thấy quể quải Máu chảy bớt hăng mất phân nửa số hồng quyết cầu Mượn tiền ai bây giờ Mượn thì được nhưng làm sao trả lại Chàng tuổi thân Sực nhớ đến mấy gói thuốc thơm ngoại quá Mắc tiền hơn thuốc nội quá Có 10 đồng Tức là 1 phần 50 của số tiền trả thiếu Nhưng chàng không dám mua Chàng nhớ đến một đoạn tiểu thuyết lãng mạn nào Trong đó nhân vật nọ cứ đến tiệm giả bộ mua đồ Tình nhân của nhân vật luôn luôn thối tiền dư Cố ý như thế để giúp đỡ chàng trai nghèo túng hoàn cảnh của hiện trái ngược lại người đẹp đành tàn nhẫn lợi dụng sự dễ dãi của chàng lợi dụng nghi thức xã giao để trút 500 đồng bạc đằng kia đào đưa hai tay bóp trán chép miệng đồng hồ gõ thông thả 12 tiếng giờ tan sở nãy giờ đào ngồi yên chờ đợi giờ tan sở suốt buổi sáng nay nàng thắc mắc về số tiền 500 đồng đã phát lầm cho nhân viên hồi chiều hôm qua sau khi kiểm tra số tiền trong tủ, nàng thấy thiếu 500 đồng. Nàng trách mình đã lơ đễnh, đếm tiền bỏ vào bao thơ quá nhanh nên mới xảy ra sự thiệt thòi ấy. Đầu đuôi cũng tại tên hiển nói câu chuyện ái tình, chuyện luật thừa trừ. Nàng chú ý theo dõi bộ tịch từng nhân viên, ai nấy đều bình tĩnh, riêng anh chàng tên hiển lại lúng túng, nàng quả quyết. Gà đẻ gà cục tác, ác đẻ ác la, và kẻ sát nhân luôn luôn trở lại nơi hắn gây án mạng để do xét phản ứng của nạn nhân. Hiển trở lại bàn làm việc của nàng vì hắn bị lương tâm cắn rứt. Hắn giả bộ đóng kịch nịnh đầm, tình nguyện đi mua sô gum cho nàng. Đáng ghét quá. Nhưng làm sao cho Hiển tự thú nhận? Đứng về nguyên tắc, Hiển chỉ ký nhận có một ngàn đồng, chớ đâu phải một ngàn năm trăm đồng mà nàng hồng đòi lại. Nếu hiển có lương tâm, có thiện chí thì anh ta đã tri hô lên, hoàn cho nàng số tiền thừa ấy ngay từ lúc mới vào sở. Mình nên tạo hoàn cảnh thuận tiện để cho hiển bào dạng thú nhận. Nghĩ vậy, nàng đứng trước mặt thềm, đúng như sự dự đoán của nàng, hiển cũng giả bộ dừng lại, lẫn lộn trong đám người chen chúc ngoài đường cái. Đào cười giòn, đến gần hiển. Anh hiển! Hiển giật mình, đôi mắt sáng rực, đào tin rằng cả đã cắn câu. Nàng nói trong hơi thở Em muốn mời anh đi ăn cơm trưa Hiển há miệng Sững sờ khi nghe tiếng em Quá dịu ngọt ấy Chàng tưởng là người đẹp toàn thú nhận sơ suất Và xin lỗi chàng về vấn đề Cái bao thơ chiều hôm qua Nhưng nàng nói tiếp Đi với em đi Em để chiếc xe hơi lại đây kẻo thiên hạ dị nghị Chúng mình đi taxi vô Phú Lâm Quán cá trê nướng Hiển và Đào liếc nhau Trưa ở Phú Lâm rất vắng vẻ Nhất định trong quán sẽ chỉ có hai người khách này Hiển ngồi xuôi tay Ra vẻ con nhà đứng đắn Mắt nhìn vào tấm kính chiếu hậu Đào nghĩ thầm Hắn bắt đầu sợ như chim cú Sợ ánh sáng Nhất định hắn lãnh dư 500 đồng rồi Nàng cười tủm tỉm Hiển bắt đầu vững bụng Thử xác định một thái độ Trên xe mình tỏ ra đứng đắn Chắc là vì quá yêu mình Nên nàng muốn thông cảm riêng Xe chạy đến chợ lớn cũ Rồi chạy đến chợ lớn mới Cả hai cùng cười Theo dõi giấc mộng riêng Và bố trí kế hoạch riêng Đến quán cá trê Đào nói Tiền đây bắt tài Nàng xuống trước Đứng chờ hiển May quá Trong quán chẳng có ai Vì khách thường đến đây Vào lúc trời vừa sụp tối Chủ quán cá trê hơi ngỡ ngàng Đào và hiển đều hiểu Chủ quán xem họ như đôi tình nhân dụng trộm hai người lựa chiếc bàn gần mé trước gió thổi hiu hiu mấy cây bần lạc lỏng đứng dầm chân trên bãi bùn quá ẩm thấp chủ quán trình tấm thực đơn đào làm bài toán nhẩm nếu hiện tốt bụng hắn quan lại năm trăm đồng mình xuất chừng một trăm năm đồng cũng tạm đỡ khổ nàng nói to cốt ý dò xét tâm ý hiển à ông chủ cho đậu cá lóc chạo tôm một món mặn thí dụ như thịt kho Chủ quán dân dạ rồi hỏi Dạ cô uống chi, ông uống chi Hiển nói nhanh Tôi nước cam hoặc trà đá Đào nũng nịu Cho ổng rượu mắt ten soda Tôi nước cam Thức ăn đã dọn ra Hiển nâng ly rượu Đào thuốc hối Anh uống cho sai đi mà Lát nữa em nói chuyện này anh nghe Rồi suốt buổi ăn Đào nói chuyện liên miên cho rủng chí anh hùng Lần hồi nàng kể qua giai thoại ăn trộm ở xứ quê chuyện đứa nữ tỳ trong cung điện vua lê đã trót ăn cắp con mèo bằng vàng lại còn chuyện đứa bé tham ăn thọc tay vào lọ kẹo rút ra không được hiển nói từng chập ờ cô nói lại khiến tôi nhớ hồi còn đi học trường làng hồi mới biết đọc buồn quá hồi đó tôi khờ khạo chưa biết yêu nên bị đời bạc đãi đào sửng sốt trong một thoáng nàng thấy trong tim mắt của Hiển lóe ra thứ ánh sáng khó hiểu, thứ ánh sáng của kẻ vừa yêu, dường như Hiển đang xúc động chứ không hối hận, chẳng tha xúc động vì vui sướng vì đang mơ một thiên đường rất xa nhưng rất gần. Nàng cao mại anh nói lạ quá, còn bây giờ ai bạc đãi anh? Có người bạc đãi tôi, người đó, nàng cướp lời Hiển, người đó là ai? Hiển sực nhớ đến 500 đồng mà người đẹp đã vô tình xếp thiếu dịp mai để chàng gợi lại người đó là cô từ hồi chiều hôm qua rồi suốt đêm thao thức vì sự vô tình ác hại của cô chắc cô đã biết gương mặt đào trở nên lạnh như tiền thôi rồi hiển đâu có lãnh trội năm trăm như nàng tưởng chàng trách móc nàng điều gì nàng thở dài nhất định số tiền ấy lọt vào bao thơ của kẻ khác rồi uổng quá tiền taxi hồi nãy hai mươi lăm đồng buổi cơm này cũng trên một trăm năm đồng Tổng cộng non 200, còn tiền chuyến xe về. Nàng định về một mình, chiếc đồng hồ trên cùm tay của nàng chỉ 1 giờ 45. Chủ quán đưa phiếu ghi rõ 168 đồng. Nàng chép miệng. Đã túng tiền, lại còn có thể bị rầy vì trễ. Nếu mình móc lại 500 đồng của tên hiển này, thì khi bị cha mẹ rầy, mình có lý do chạy chữa và đề nghị cha mình khiển trách hắn. Điều này rủi thiên hạ đồn đãi Đã mất tiền, mất thời giờ Mất luôn danh giá mẹ cha Nàng mở sắt lấy ghim một ngàn đồng Mà nàng đem theo hồi nãy để trả Nàng trố mắt toàn nói to a à, Lạ thật Nàng cười giòn Thay vì một ghim mười tấm giấy xăng Thì nó là một ghim mười tấm giấy hai xăng Nàng từ từ mở cây kim gút Trao cho chủ quán một tấm rồi đếm kỹ rõ ràng còn lại 9 tấm, mỗi tấm 2 xăng. Nhưng tại sao nàng mất 500 mà bây giờ còn dư đến 1.000? Dễ hiểu quá. Chiều hôm qua, chắc chắn nàng quên nên cái bao thơ của tên Hiển hụt mất 500. Hèn chi hắn rầu, hắn thao thức từ chiều hôm qua rồi mới đây hắn lại thang bị đời bạc đãi Đào đứng dậy, thích thú với con số. Mình mất 500, hắn thiếu 500. 1 ngàn đó là đây trong phút giây nàng toan nói sự thật cho tên hiển đỡ buồn nhưng trong hắn đần độn quá kẻ si tình thường đần độn nàng đứng dậy ra đến đường cái hắn lủi thủi theo sau nàng thử hình dung cái cảnh tương lai khi tên hiển trở thành chồng của nàng hắn sẽ là rễ của ông chủ hãng của cha nàng sẽ phá sản gấp mà nàng không sao cứu vãn nổi mặc dầu cái luật thừa trừ bù trừ về ái tình của hắn dường như hữu lý nàng giãy tay gọi xe taxi mở cửa rồi lên ngồi một mình nàng đóng cửa lại một cái ầm hắn đứng ngơ ngác như con chim bị đạn mà chưa rõ vết thương trúng ngay nơi nào nàng mở sắt trao cho hắn năm chục đồng một phần mười số tiền mà hắn đã mất anh về sau nhớ về bằng xe taxi kẻo trễ giờ làm việc của ba tôi hiển cúi đầu hiểu đó là câu nói ít khách sáo nhất thiệt tình nhất của người đẹp từ hồi chàng biết mặt nàng cho đến giờ phút này Bữa tiệc cờ Tây Cả bọn người đang tụ họp trước sân nhà hai mẹo để dự bữa tiệc cờ Tây tức bữa nhậu với thịt cày xong người ta tránh không muốn kêu đích danh Sau những ngày ăn cá lóc, thịt rùa, thịt vịt, mắm kho ai nấy muốn tạo cơ hội để gặp nhau, giết thời giờ Bây giờ là mùa mưa nhưng mai thay Sáng hôm ấy trời nắng ráo Người này lo cắt xả, cắt nhỏ Kẻ nọ lui cui nào dừa Một bọn khác bơi xuồng ra sớm giàm Để mua tương, ớt, củ hành Tỏi, bún tàu, ngũ vị hương Hai mẹo chạy tới chạy lui lăn xăng nói thao thao bất tuyệt Tôi làm đầu bếp bữa nay Bà con ăn một trận mê tơi Con này thuộc loại chó vàng có đốm trắng Thiệt đúng lúc Theo lời dạy của ông thần nông trời mưa chó trắng, trời nắng chó vàng, mưa nắng trộn ràng, trắng vàng nít ráo. Bà con hãy ra sức, tôi còn dự trữ tới 4 lít rượu. Mỗi người tiếp một tay, ở đây không thằng cha nào được quyền ở không. Từ phía nhà bếp, vợ hai mẹo bước ra cằn nhằn. Khổ quá, tôi đốt nhà bây giờ, thà là mấy người bắt heo bắt gà mà ăn, tôi không tiếc. Nếu tiếc tôi là con chó Chó là giống vật giữ nhà Ai đành ăn thịt nó Xứ này bộ hết món ăn rồi sao muốn nấu nướng thì mua nồi chén trả trách riêng hai mẹ ông vừa nói vừa cười vợ tôi sợ mùi thịt chó dính vô nồi chén lát nữa ăn xong mình rửa chén bằng xà bông người vợ bèn đội nón tôi đi chỗ khác làm gì thì làm tôi đâu phải hẹp lượng chó ăn cả đồ dơ dái mà mấy người không ngán hai mẹo không chịu thua thì con cá lóc cá trê cá tra cũng đớp món dơ dái trong rạch trong đìa còn rau cải thì cũng bón phân và tưới bằng nước tiểu Tại sao mình ăn Tôi nói rõ cho mình biết Hôm nay bà con súng nhau tới nhà mình cho vui vậy thôi Thật ra chẳng ai chết đói như mình tưởng Họ có nhà cửa Có heo gà Thiếu gì nhưng họ nể bụng tôi Giờ hai mẹo lần lần đã khuất dạng phía đầu đường Tôi cảm thấy nhột nhạt Ra sân tìm công việc nhẹ nhàng Và thích hợp nhất để giúp với anh em Mong sao cho buổi tiệc chấm dứt càng sớm càng hay Tôi e ngại vì buổi tiệc này mà vợ chồng hai mẹo gây gỗ nhau đến đánh lộn không chừng sau khi anh em ra về. Nhưng làm cách nào bây giờ? Anh hai mẹo đã bắt con chó, bỏ vô cái bao bố rồi nhận nước. Anh ta nhìn tôi. Kinh nghiệm nhà nghề mà. Làm điều này thịt nó mềm mại, ngọt ngào hơn là mình làm theo lối đập đầu thường lệ. Tôi lắc đầu. Mặt nước sôi ùng ục, nổi sóng. Hai mẹo săn quần nhảy theo cái bao Dùng khúc cây to mà đè xuống Tôi đáp Ghê quá hẹn dịp khác Hai mẹo sửng sốt Bậy nè Hôm nay có thầy tham dự bữa tiệc mới vui Thịt chó ăn mát lắm Kỵ ban trái giống Nghe đồn rằng thịt chó dính vào kẹt Rằng suốt đôi ba ngày Vẫn giữ mùi thơm Mình ăn để chứng tỏ mình là người giàu có Tôi nấu thịt chó theo kiểu thịt bò bảy món Nhưng ngồi lóng nhóng hoài buồn quá Tôi chẳng tiếp tay với bà con được lát nữa nhảy vô mâm mà ăn coi hơi kỳ hai mẹo không quên đè khúc cây xuống nước lúc nói với tôi được rồi tôi thay mặt anh em giao phó cho thầy một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng chuyện gì nhờ thầy tới nhà cô ba bé mời cổ tới đây ăn bằng không thì tôi sửng sốt câu nói đùa ấy sẽ thấu tai ba bé cô ta là vợ bé của cai tổng bồi một kẻ thét ra lửa thời pháp thuộc thầy cai tổng ở ngoài chợ gò quao với bà vợ lớn Thỉnh thoảng ông ta tới thăm bà nhỏ luôn dịp thăm đám tá điền để trừng trị cảnh cáo những phần tử cứng đầu cứng cổ. Hai mẹo tiếp. Bằng không thì mời cho được thằng khị. Nó làm biến lắm nhưng nó dễ thương. Thầy nhớ này nỉ ỉ ôi kẹo nó từ chối. Cái thằng gì mà không tắm rửa, tóc tai rối nuôi, ngủ ly bì suốt ngày. Chừng này nằm liệt ở đẳng. Thầy nhớ xin phép cô ba bé kẻo thằng khị ra đi mà quên cho chủ nó hay. Tụi tôi mong đợi lắm lắm. Dịp mai để tôi rời nhà hai mẹo Tôi xuống xuồng bơi nhanh về phía nhà cô ba bé Chập sao tôi vào cổng Chó sủa vang rần Tôi đứng lóng nhóng nói giọng vào Khị ơi đuổi chó cho tao vô Từ phía lẫm lúa Tiếng thằng khị vang lên Cứ vô chó này sủa bậy bạ vậy thôi Tụi nó hiền lắm Cô ba bữa nay đi vắng Khị nạt to vài tiếng Bay chó ngừ ngừ thối lui nhe răng Tôi cương quyết bước vào sân đúng như lời hai mẹo tiên đoán thằng khỉ đang nằm sấp trên giường mà hút thuốc kiểu nằm của mấy cậu đồ dài lưng tốn giải cái mùng vẫn còn buông lòng thòng tôi nhắc nhở cuốn mùng cho mau hai mẹo mời ăn thịt chó thằng khỉ cười khẽ nãy giờ tôi muốn nói trước nhưng làm biến quá nhưng thầy nhắc tới tôi đành trả lời tôi muốn hỏi thầy điều này nhưng e mất công thầy trả lời mày cứ hỏi chó ưa sủa mấy người ăn thịt chó phải không tôi đáp gọn Ừ ngồi dậy cho mau Thằng khỉ nhướng mắt Hãy đi là đi tôi sẵn sàng Đâu cần gì thay quần áo rửa mặt Lát nữa mình hãy đi Bây giờ lại đẳng e còn sớm mất công chờ đợi Thiên hạ làm sẵn cho mày ăn Mà mày sợ mất công chờ đợi Tệ quá vậy Nói thật với thầy Tôi ở mướn cho cô ba giữ lẫm lúa Mùa này lúa trong lẫm hết sạch Chỉ còn mấy con chuột chạy rọt rẹt vậy thôi Nhiều bữa tôi không thèm nấu cơm Nếu đói bụng mày làm sao Tôi lục cơm nguội của cô ba Có thì ăn, không thì thôi Giả lại tôi tránh mặt cổ Cổ chê tôi ăn ở dơ dái Thằng khi duỗi mắt, ngáp dài Mình đi được chưa? Dường như cô ba về kìa Cổ đánh bài tứ sắc suốt đêm đằng xóm Gặp mặt cổ, mất công xin phép đi chơi Buổi tiệc cờ tay đã tàn Bạn bè lần lượt rút lui Hai mẹo uống rượu ngà ngà Dây qua hỏi thằng khị Hồi nãy mày uống nhiều không? Uống lai rai, làm biến về nhà quá, giả lại lẫm lúa đâu phải nhà cửa gì của tôi. Tôi được dịp ngắm nghía thằng Khị. Nó đã hơn 20 tuổi, trông cũng khá bảnh trai, ngực tròn, bắp tay nổi con chuột, biểu hiện sức mạnh tràn trề. Tôi nói, lớn rồi, mày nên tập tánh, học nghề làm ruộng, làm rẫy hoặc mua bán, chẳng lẽ ở mướn suốt đời mai chiều nếu ông cai tổng bồi chê mày mày chỉ còn cách thục tim bức mà ăn Thăng khi nằm xuống bộ dáng liêm diêm đôi mắt tôi nói to mày biết thục tim bức là làm sao không mày chê mặt tao hả dạ con đâu dám tim bức là gì mày giả bộ hoài đó là thứ cỏ mọc theo mé sông trong ruột có tim nếu dùng chiếc đũa mà thục thì tim ấy lòi ra tiệm thuốc bắc mua tim ấy về làm thuốc xưa kia ông bà mình dùng loại tim đó mà thắp đèn dầu cá gọi là cái bất đèn thằng khỉ ngáp dài bất đèn mà kêu là bức lộn xộn quá xóm mình thiên hạ xài đèn dầu lửa từ lâu rồi bởi vậy tôi rầu rĩ chưa biết làm gì nhưng rồi việc gì cũng chán rốt cuộc ai cũng chết như ai vì uống rượu hơi nhiều hai mẹo chợt nhớ đến một nhu cầu khác của lẽ sống ngoài nhu cầu ăn thịt chó từ lâu hai mẹo trộm nhớ thầm thương cô ba bé cô ba mới hơn hai mươi tuổi thuộc vào hàng gái quê nhan sắc hai mẹo nghĩ phận mình như rau muống làm sao dám sánh cùng hoa sen dục vọng ấy từ lâu bị dồn ép nên bây giờ bắt đầu xì ra khi à tao tìm cho mày một nghề nghề này khỏe khoắn chắc hợp với sự ao ước của mày dạ nghề gì vậy chú hai mày lại gần tao nói nhỏ cho mà nghe nghề làm chồng bé của cô ba bé ông tổng bồi làm chồng lớn lúc ổng dán mặt mày làm chồng bé để nhờ tấm thân mặt thằng khị đỏ ứng nó liên tưởng đến những giây phút ấm áp trong cuộc đời làm tôi tớ cho cô ba nào lúc cô ba vào phòng tắm rồi nói vói ra nhờ nó đem cục xà bông thơm nào những buổi trưa oi bức cô ba gọi nó bẻ dừa xiêm nó chặt dừa dâng cho cô ba ngón tay nó chạm nhẹ vào bàn tay cô ba hàng chục lần lại còn có những đêm thanh vắng mưa rơi lất phất nó nhớ kỹ phen đó cô ba bé đích thân đến lẫm lúa lúc nửa đêm gà gái ó o mang theo một cái mền thứ mền lông cừu cô nói mền cũ của ông cai tổng dạt ra em đắp cho ấm chừng nào ông trở về em trả lại cũng không muộn nếu cần em giữ luôn tuy cũ nhưng nó còn mới và ấm áp lắm nghe qua ý kiến hai mẹo thằng khị muốn mỉm cười thôi đừng nói bậy tôi làm biếng lắm nói chuyện hoài nghe phát mệt để tôi về hai ba ngày sau tôi lại tới nhà hai mẹo để dàn xếp chuyện bất hòa trong gia đình anh đêm đó chị hai nóng nảy cằn nhằn chồng ăn thì ăn cho hết bộ thịt chó ngon lắm hả tôi nói xen vào thưa chị bữa hổm anh em ăn hết rồi đâu còn miếng nào chị hai mẹo gọi tôi vào bếp nói liên tiếp cái gì đây thịt chó, sườn chó chứ đâu phải sườn heo mà ống muối rồi phơi khô. Ông nói ông để dành làm cơm sườn ăn cho vui. Chiều nay ảnh ăn hết mà, xin chị bớt giận, ngày mai ngày mốt ảnh ăn cá ăn thịt. Chị hai mẹo quát to, ngày mai ngày mốt ông ăn thịt chó nữa mới giận chứ. Nè, cái gì đây? Tôi phát tức cười, chị hai chỉ cho tôi xem một cái nồi to, dở nắp dung ra, tôi muốn chạy trốn vì thức ăn nhụm đầy vẻ hăm dọa một cái đầu chó đang nhe răng, lưỡi chó cứng đơ như miếng cao su mỏng. Đầu chó nằm nghiêng như gối lên mớ măng tre sắc lát mỏng, nổi lên bền. Hai mẹo ra ngoài sân làm dấu hiệu. Ra ngoài sân, coi cái gì nè? Chị hai nói, đi cho khuất mắt tôi, đi luôn sáng đêm nay đi. Ở nhà, tôi đổ nồi đầu chó hầm măng này xuống sông. Trong bóng đêm lờ mờ, tôi thấy một bóng người chạy nhanh, len lõi trong giường cao, cách xa chừng vài mươi thước dân trong xóm tri hô lên đánh thùng thiết. ăn trộm nó đó, đó chúng tôi chạy ra phía sau ruộng để chặn đón kẻ bất lương hồi lâu khi đến rình tại góc giường chúng tôi nói với nhau mình về chắc thiên hạ la ó bậy bạ họ nghi ngờ tên đi đêm nào đó nếu quả thật hắn là ăn trộm thì nãy giờ họ đốt đuốc rượt theo tôi vừa đứng dậy chợt thấy một bóng người hơi quen đứng sau góc cao tôi hỏi thằng khị phải mày đó không bóng đèn cứ cắm đầu phóng tới chúng tôi rượt theo tri hô khí dừng lại tụi tao bắt mày làm gì đừng sợ bóng ấy cứ chạy miết rồi sụp xuống té sấp nhờ vậy chúng tôi đuổi theo kịp rõ ràng là thằng khị nó rên xiết sụp lỗ trâu đau thấu trời hai mẹo nói chuyện gì dữ vậy mày ăn trộm hả thằng khị thở hổn hển tôi ăn trộm làm gì để tôi tự tử nhưng tại sao mày chạy Đừng dạy dột tự tử, tử Hai mẹo nói thêm Tao hứa sẽ bảo đảm che chở cho mày Tại sao lối xóm đánh thùng thiết Du quan như vậy Tao dẫn mày về nhà cô ba bé chịu không Nếu thiên hạ du quan Tao nói hồi chiều tới giờ mày nhậu thịt chó ở nhà tao Thằng khỉ khóc òa lên Đừng nhắc chuyện đó xấu hổ lắm Đậu đuôi như vậy Dưới trăng lờ mờ Thằng khỉ vừa hỉ mũi vừa mỉm cười Kể lại biến cố vừa xảy ra trong đời nó Đại Khái. Sau khi ăn thịt chó ở nhà hai mẹo, nó về lẫm lúa, ngủ một giấc cho tới chiều, tới tối. Chừng thức dậy, nó thấy một ngọn đèn cày cắm trên đầu giường. Nó la quảng, ma trời! Tức thì một bóng dáng mát mẻ xuất hiện, nói khẽ, cô đây, đừng nói lớn. Thằng Thị mới nhận ra, cô bé đứng gần giường, săn sóc nó, cô sờ tay lên trán nó rồi nói khẽ, em hơi cảm mạo cô nấu cháo nóng cho em ăn đây em đau bệnh gì tại sao đau nó lùm cồm ngồi dậy ráng húp tô cháo nóng để làm vừa lòng người đẹp nó nhớ tới lời thách đố trong buổi tiệc thịt chó nên tìm cách làm chồng bé của cô ba bé để nhờ tấm thân cô ba bé nói tiếp lát khuya em lên nhà trên mà ngủ đừng ngủ trong lẫm lúa độc lắm nó tuân lời vài phút sau nó gõ cửa phòng cô ba bé nằm sẵn chờ đợi chừng thấy mặt nó cô ngồi dậy à bớt đau rồi hả em em chịu khó ra ngoài vô phòng bên kia em biết chứ em cứ mở tủ lấy bộ quần áo lụa lèo của ông cai tổng mặc vào cho sạch sẽ cho giống ổng kẻo thằng khị bước ra cô ba bé đóng cửa lại một cái rầm thằng khị hoảng sợ Chẳng hiểu cô ba lại có thái độ khó hiểu Muốn xua đuổi nó Mưu kế gì đây chăng Phía dưới sân chó sủa gian rân Nó nghĩ thầm Chắc là ông cai tổng bồi vô đây thăm cô ba Không lẽ chó sủa vì thù ghét Vì đánh hơi mớ thịt chó nằm trong bao tử mình Nó nghe tiếng động đậy trong phòng của cô ba Cánh cửa phòng dường như động đậy Ổ khóa sao động Và khi cửa vừa hé Nó cắm đầu chạy, chạy miết mang theo hình ảnh một cô ba lạ lùng, ăn mặc nửa kính nửa hở. Nghe xong câu chuyện tâm tình của thằng Khị, tôi và hai mẹo cười ngất. Hai mẹo nói, mày công nhận thịt chó là đại bổ chưa? Thằng Khị căng nhằn, mệt gần chết. Hồi sáng, bà con suối dục tôi nên siêng năng, bớt tánh lười biếng Tới tối làm việc mạnh bạo, dè đâu. Hai mẹo nói to, dè đâu mày vẫn giữ tật lười biếng lười biếng gấp 10 lúc trước trời chú nói sao lạ vậy cô ba bé ngỏ lời tôi sốt sắng đến phòng về đâu hai mẹo bèn giải thích dài dòng trong phút giây mơ màng anh ta ao ước được sống trong hoàn cảnh sung sướng như tiên của thằng khị muốn yêu ai mày đừng lười biếng mày nên siêng năng nghĩa là chờ đợi cho tốn hao thời giờ cô ba bé là người đứng đắn đâu phải mới ăn thịt chó uống rượu rồi mang bệnh như mày thằng khị vẫn chưa hiểu cổ là người phàm tục có chồng rồi mà còn cổ cũng chó như tôi vậy đời bây giờ ai tốt hơn ai nhưng mớ thịt chó trong bụng của cô ba đã tiêu hóa trở thành thứ mùi vị mát mẻ bổ khỏe mơ màng mày biết không cổ mến mày từ bốn năm tháng từ một hai năm cổ siêng năng chờ đợi lúc mày ăn thịt chó còn mày mày tệ quá nóng nảy quá lười biếng quá phải chi chờ đợi dài ba ngày hoặc ít nhất là dài ba mươi phút nữa tại sao chạy trốn như thằng ăn trộm về đằng lẫm lúa mà ngủ rồi chuyện đâu sẽ vào đó tháng sau thằng khỉ ăn mặc bảnh bao thỉnh thoảng đi dạo xóm mời bà con đến lẫm lúa để ăn thịt chó cho vui nó ăn nói tự nhiên tỏ vẻ ta đây có oai quyền không kém cai tổng bồi bầy chó giữ nhà của ông cai tổng bồi lần lần bị nhốt vô bao nhận nước bởi bàn tay ác nghiệt và khéo léo của hai mẹo lúc ai nấy ăn uống dưới sân thì cô ba bé đứng trên lầu cười mủm mỉm e thẹn thằng khị ngạo mạn vô cùng ngay những ngày ông cai tổng bồi có mặt nó vẫn tổ chức ăn thịt chó tại lẫm lúa mời ông cai tổng cùng ăn bấy giờ gặp mặt thằng khị chẳng còn ai dám chê nó là lười biếng hết Cá nước chim trời Ông Tây Lơ Pheo vừa khẩn một phần đất quang du nê địa ở rạch xẻo quao làng Đông Thái sát mé biển vịnh Sim La hay được tin ấy mấy ông điền chủ ở gần không ngớt bàn tán bộ ông muốn tàn mạc sao chớ thứ đất khô không ra khô ướt không ra ướt trà mọc dài cụm sơ rơ biết chừng nào mới làm ruộng được. Ông không dạy hơn mình đâu. Ông có vốn nhiều, vài chục năm nữa đất hết phèn, nhờ ông đào kinh. Chừng đó ông chết ngắt, biết đâu Tây về nước trước khi đất này thành đất thuộc, có quê lợi. Ông Trạng Trình nói câu sắm truyền, thầy Tăng trở về, vì đó bà con mình quên sao. Nhưng Tây rút về nước là chuyện còn lâu, thời ấy tay mạnh lắm quan chủ quận vừa gửi trác xuống cho hương quản tuân cứ là hôm sau cả ban hội tề phải chầu chực đón rước ông lơ phèo về viếng làng ông nói sành sỏi tiếng việt nam không cần thông ngôn ông không mang theo khí giới nhưng cần gì khí giới khi người ta đã lịch lãm kinh doanh từ chánh quốc sang thuộc địa khi người ta có một bộ óc khá to ẩn núp sau một cái tráng sói Nghe trình bày những trở ngại trong công việc làm ăn, ông Lơ Phèo mỉm cười. Đất nào mà không có quê lợi, vậy chớ mấy người điền chủ ăn nam gần đất tôi họ sanh sống bằng nghề gì? Thầy Hương Quảng nói, dạ, họ không bao giờ làm ruộng mặc dầu họ khai là làm điền chủ. Vậy chớ họ làm gì? Ông Lơ Phèo hỏi gắt, dạ, họ nuôi cá. Ồ, Phọt Mi Đáp, nuôi cá là chuyện khác với làm ruộng. Vậy mà họ khai là Proprietia Foncier Nuôi mỗi mùa bao nhiêu con cá, thứ cá gì, cho cá ăn cái gì, một ngày ăn mấy lần. Dạ, mỗi năm bán ra năm bảy chục ngàn kg cá, đó là cá lóc, cá trê, cá rô của trời xanh trời dưỡng, nó kiếm ăn một mình, mình cứ ở không mà chờ, đó là nuôi vuông. Vuông là cái gì? Cái hình bốn góc bằng nhau, làm sao cá ở? thật vô cùng bối rối cho thầy Hương Quảng làm sao định nghĩa mấy tiếng vuông nuôi cá bằng một vài câu vắn tắt được thầy cao mày cố tập trung tư tưởng và dạ, một khoảnh đất rộng từ 70 tới 100 mẫu ở trong thì đào kinh nhỏ cho cá ở chung quanh thì đắp bờ bao ngạn đừng cho cá trốn tránh nhảy ra ngoài đó là vuông bờ chung quanh cao hơn một thước người ta đào mương phía trong sâu hơn một thước rồi thảy đất ra đắp bờ phía ngoài. Ông lờ phèo thích chí. Hay quá, giỏi quá. Nhưng mà tới mùa làm sao bắt cá lên bán? Dạ, qua mùa hạn, bao nhiêu cá rút xuống mương. Chừng mương cạn thì cá theo mương mà gom vô trong một cái đìa lớn ở sát bên nhà mình. Mình tác đìa đó, cá lớn thì bán, cá nhỏ thì để dành làm giống. Chừng mùa mưa trở lại thì... thì cá trong đìa trở lên. Khi mưa nhiều hơn trước, Nước tràn mương thì cá lội khắp cùng trong vuông đất của mình. Cá bắt đầu sanh đẻ, một con sanh ra mười ngàn con. Thầy Hương Quảng nói, Dạ, như vậy thì quan lớn rành hơn tôi nhiều. Sáng mai tôi dẫn quan lớn đi thăm mấy cái vuông của điền chủ đắp gần đất của quan lớn. Phải, phải thấy rõ trước mắt. Mùa nắng này, tôi là một cái vuông lớn hơn của người An Nam. Ông Lefeo lấy làm hài lòng khi ông đích thân đến dùng đất mới khẩn. Ông tưởng tượng mùa cá sắp tới, ông vẽ trên giấy bản đồ góc A, góc B, C, D của vuông cá. Ông cũng không quên phát họa cái trại ruộng, lợp bằng thiết, dách dáng, cửa sổ có che giải thưa để trừ mũi mòng sốt rét. Và trong phòng khách này là nơi để cái bình lọc nước, nọ là nơi đọc sách nghiên cứu. Vài người đàn ông đen đúa ở trần tóc dài tới ót, đi qua đi lại gần ông Lơ Họ nhìn ông, ông nhìn họ, Họ gật đầu chào và tự xưng là người làm ăn ở vùng mé biển. Hút tàn thuốc ông Lefeu mến tặng, họ khều tay nhau mà đi, nói nói cười cười. Ông Lefeu trố mắt, nghe chút gì bất an ẩn núp đâu đây. Ngực của họ xăm đầy những chữ miên, chữ nho, chữ quốc ngữ và cả chữ pháp. Bằng nãy ông chưa đọc kỹ được, ông hỏi thầy Hương Quảng. Mấy người đó ở đâu vậy? có đóng giấy thuế thân không? Thầy Hương Quảng nói, họ ở mấy biển làm nghề câu cua, đốn củi, gài bẫy chim. Để tôi hỏi thầy xã trưởng coi họ có đóng thuế chưa? Họ còn làm nghề gì khác không? Họ biết chữ Pháp không? Dạ, tôi không biết chữ Pháp thì làm sao họ biết được làng này không ai biết chữ Pháp hết. Nè, chú Hương Quảng, họ xăm mấy chữ đó vô phép lắm, tha chết hơn là chịu nhục. Thầy Hương Quảng bối rối, Dạ, họ xăm hồi nào lận trước khi đến cư ngụ tại làng này, câu đó chữ Tây mà... Ông Lơ phèo lẩm bẩm. Câu đó để dành cho người ở chánh quốc, ở xứ Nam Kỳ không nên nhắc lại, sợ dân tình bắt trước. Ngoài mé biển còn chừng bao nhiêu người như vậy? Dạ, để hỏi Phó Hương Quảng. Phó Hương Quảng là ai? Kêu lại coi. Thầy Hương Quảng im lặng, người xăm mình khi nãy là Phó Hương Quảng, chứ còn ai đâu xa lạ. Thầy che giấu. Dạ Phó Hương Quảng Giờ này đi câu ngoài biển Dân ngoài mấy biển hiền hậu không Uống rượu với thịt chó hả Thầy Hương Quảng đáp nhanh Dạ Rồi thầy liên tưởng đến sự thật là họ nhậu với cá Nhất là cá đồng Vì cá đồng thơm ngon hơn cá biển Này mai họ sẽ nhậu với cá Trong vuông của ông Lefeo Và sẽ ăn cắp cá của ông mà bán để mua rượu Ông Lefeo gãi đầu Cao mai rồi mỉm cười Ông vừa thắng một trận giặc lòng, ông quyết tâm vượt những khó khăn đầu tiên mà cuộc kinh doanh nào cũng thường vấp phải. Kế hoạch đối phó của ông như thế này, về chợ rạch giá, lãnh một tay anh chị nào đó vừa mãn tù ra, phong cho hắn là xếp cai quản vuông cá này. Ấy là lấy độc trị độc, cần nhất là hắn phải còn trẻ để dễ uống nắng. Mấy tháng trôi qua, càng so sánh, tư liệt càng vui thích ông Lefeo cho chú nhiều quyền hạn trong dùng vuông cá. Sáng thức dậy, chú dạo vòng quanh bờ vuông đi hơn một giờ đồng hồ mới giáp vòng. Kẻ bất lương toàn ăn cắp cá trong vuông, chú nào thấy? Chỉ thấy chim cò, trích, cúm núm, bìm biệp bay lên từng chập, từ mấy đó sen mạch nở muộn. Gió chướng thổi hiu hiu, loại rong đuôi trồn già nua tan rã, chìm xuống. Mặt nước lên bền mấy củ bông súng tróc gốc nổi lên mấy tấm bảng vuông này là của riêng của ông Lefeu cấm ăn cắp cá bất tuân bị nghiêm trị của ông Lefeu cấm ở mấy góc vuông đứng trơ trẽn lạnh lùng với gió biển thỉnh thoảng vài con nhang sen đáp xuống trên đầu bảng chập sao có lẽ đau chân nó từ giả mà tìm đậu trên mấy nhành mắm xanh rì từ liệt nghe buồn buồn chú về trại uống hai viên ký ninh đúng theo lời căn dặn của ông Lơ Phèo và uống với nước lọc. Những giọt nước mát lạnh từ từ nhiễu xuống từ cái phích bằng đất sét trắng. Buổi cơm chiều chú ăn chậm rãi, nhà đóng kín mũi không lọt vào nhiều được. Lên giường nằm, tai chú lắng nghe những tiếng động lạ thường sau nhà, cá quậy đùng đùng hàng ngàn con. Im một chập lại đến tiếng chép chép, tiếng lụp bụp, lào xào, cứ như thế tự nửa tiếng đồng hồ rồi, mỗi lúc một náo nhiệt. Chú sách cây đèn pin rọi dưới đìa, dưới mương. Nước đục ngầu pha trộn với bùn đen, hằng hà sa số cá lóc, cá trê cố dùng dãy toan lội ngược trở ngược trên đất khô. Bùn quá mềm, quá trơn, rốt cuộc cá rớt lọt xuống mương, trôi lên bền về đìa lớn. Chú đi một vòng khắp bốn phía bờ, đi hàng giờ đồng hồ, thỉnh thoảng đèn rọi xuống, vài con cá lóc chóa mắt nhảy dựng đứng đòi vượt ra ngoài bờ đê. Cá ở đâu nhiều quá vậy? Chú tự hỏi. Mỗi cạnh vuông non một ngàn thước, bốn cạnh là bốn ngàn thước, lẫn ngẩn đầy cá. Sau cuộc vào mắt ấy, chú vào nhà thắp đèn đến nửa đêm, lắng tai nghe những bản nhạc lạ lùng rồi ngủ hồi nào không biết. Hừng sáng, chú thức dậy sớm, lại đi vòng theo bờ vuông như thường lệ. Đằng kia, ba bốn người lực lưỡng đưa tay ngoắt chú bên cạnh họ đống lửa cháy vàng lườm khói đưa mùi cá nướng thơm phức thấy họ đông hơn mình chú dừng lại có tiếng kêu réo lại đây nhậu chơi nè đừng sợ chứ không lẽ đằng này bốn người mà ráp đánh một người anh hùng một thứ với nhau mà chú tư cười gượng bước chậm chậm ô hô nãy giờ họ ăn hằng hai ba chục con cá lóc cá trê bỏ xương bỏ thịt một đống dường như chưa thỏa mãn. Họ đang chuẩn bị cặp vào gấp tre chừng 10 con cá trê mà nướng tiếp. Một người trong bọn nói, Lại đây mau, đại ca, uống một hớp cho tỉnh để thính lỗ tai nghe tụi tôi hỏi tội. Tư liệt ngạc nhiên, Hổm rầy, tôi nào có điều gì mà anh em phiền? Hồi tối đại ca đi đâu? Rình bắt tụi tôi hả? Trình ba ngày chưa đủ sao? Lại đây kéo tay sơ sơ coi ai mạnh ai yếu. Nè, ăn miếng cá lóc này coi. Ngốn miếng lớn mới ngon. Cực chẳng đã, chú Tư phải ăn và uống. Con mắt nhìn trân tráo tốt người hơi lạ này. Họ cười. Cha nội này tiếc của dùm ông lơ pheo nên ăn không ngon. Ăn cá chứ ăn thịt người ta sao? Cá này là cá của mình mà. Tại sao mà đại ca trung thành bất tử với ổng vậy? Chú Tư lẩm bẩm. Cá ở đâu vậy? Người ở trần nói ở trong vuông trốn ra chứ ở đâu cá biết trốn à bà con nói sao tôi coi chừng hoài bờ đê cao nghịu cá nhảy qua sau nổi nó ngu dại gì mà nhảy nó đi luồn dưới đất cá lóc thì men theo bờ lặn xuống theo mé cỏ cá trê vùi bùng đánh ngách đào hang cá rô thì róc rách trên đất khô ban ngày nắng gắt nó tìm góc cỏ mà núp tối sụp xuống trời mát nó lại lên đường cá sặc kiếm đất cao mà đẻ trứng khô lại rã ra từ hột gió thổi tới đâu là trứng bay tới đó lời tục thường dí đất có con mắt là vậy lòng đất luôn luôn yếu mềm nứt nẻ chứ không phải như xi măng như sắt có nhiều con vật tự do qua lại bờ vuông mà không cần cho đại ca hay con lương thì đào hang vô trì vô giác như cây sen vậy mà nó cũng ăn luồn qua lại đầm ngó trổ vô phía trong vuông kìa chú tư liệt uống ngà ngà rồi gật đầu Vậy thì tôi không cần đi tới đi lui coi chừng cá trong vùng này. Cá ở lại hay đào ngách ra đi là tùy nó. Phận tôi ở đây vô ích quá. Cả bọn hò reo. Bây giờ thì mình đi hòn tre chơi, ngoài đó ăn uống phủ phê. Chú Tư hỏi, thời tiết độc địa không? Ngoài hòn tre làm sao có nước ngọt mà uống? Đừng lo, nước suối từ khe đá chảy ra, rồi để dừa rút nước đó đem lên cao, để dành kỹ lưỡng nước dừa tươi là thứ nước sạch nhất thế gian này. Ông Lơ Phèo hỏi, Từ Liệt đi hồi ngày nào? Thầy Hương Quảng nói, Dạ, chừng hai tháng nay, nghe nói đi hòn tre, không hiểu hồi ra đi, y có ăn cắp đồ đạc gì trong nhà của quan lớn không? Ông Lơ Phèo nói, Cái bình lọc nước còn, cái vuông cá cũng còn, đi đâu lạ quá, uống nhầm nước không vệ sinh, nó bệnh mà chết. Thầy Hương Quảng lẩm bẩm, bẩm quan lớn dân nghiệt biển họ không ưa ở một chỗ họ đi xứ này xứ kia mà chơi một năm đi vài tháng họ nói nhờ vậy mà họ mạnh khỏe ở bên hòn tre có một ông tây tên là lơ năng ông này là chúa đảo ổng cho phép người làm công trong giường dừa của ông tự do đi chơi bộ ổng điên sao chứ vậy thì ông lơ năng cai trị ai tiền bạc làm sao có qua thuộc địa để dưỡng già sao dạ ông lơ năng già rồi không còn đủ sức leo núi nhảy gành đi đó đi đây nữa ông mướn thợ hồ nắn hình một cái hòn tre nhỏ bằng xi măng để trước nhà tối ngày ngắm nghía chung quanh ông ai muốn làm gì thì làm tới 60 tuổi mà ổng còn sống nhăn sớm chiều đọc sách phật có lẽ bọn tư liệt ra đó cầu đạo với ổng quan lớn ạ à. câu thai đố mỗi lần cúng đình, cúng miễu là trai gái làng Vĩnh Xuân được dịp khoe tài, khoe sắc. Ai nấy ăn mặc sạch sẽ, ngồi dùm năm dùm ba để suy nghĩ vài câu thay đố. Phong trào ra thay đố phát triển mạnh từ khi ông Hương Giáo Đức đến làng Vĩnh Thanh Dân ăn dỗ. Nhân chuyến du lịch ấy, ông học được cách tổ chức khéo léo, đem về áp dụng tại xã nhà. Rằm tháng 10 năm ngoái, ông Hương Giáo đem nhiều sự ngạc nhiên thích thú cho dân chúng – mãi đến 4 giờ sáng mà trai thanh gái lịch còn bao dây cái bàn quan yêu cầu ông hương giáo đừng sớm kết thúc cuộc đố vui. Thay đố chính là hình thức đố vui để học đã có từ xưa, tập cho ai nấy suy nghĩ nhanh chóng, biết nhìn tổng quát sự vật. Rằm tháng giêng năm nay, hương chức đình làng vĩnh xuân chịu xuất ra số tiền khá to dành cho thay đố, phần thưởng gồm nước ngọt, cam quýt, kẹo ông hương giáo xuất hiện lúc 9 giờ tối bên cạnh cái bàn quan một số thanh niên không ưa xem hát bội đến bao dây ông ở bên trái sân đình trăng rằm chiếu sáng sương xuống mát rượi mùi rơm rạ từ ngoài ruộng bay vào cốc sân đình đượm vẻ thơ mộng ai nấy nói chuyện khe khẽ để giữ bí mật đây là nơi gặp gỡ của tao nhân mặt khách khác hẳn khu vực náo nhiệt phía sau đình nơi người lớn và trẻ con đang ăn uống và cờ bạc Cờ bạc là thói xấu nên chừa Ăn uống đến no sai chưa hẳn là nết tốt Trẻ tuổi mà xem hát bội thì quá ra già nua trước tuổi Đào, kép, hát những câu dài thậm thược Toàn là chữ nho Lắng tai cũng khó nghe rõ từng tiếng Nói chi đến ý nghĩa sâu xa Của từng điệu bộ, từng tiếng trống chầu Thay đố quả là thứ tiêu khiển đáng chú ý hơn Năm nay ông Hương Giáo đã làm một chuyện hợp thời vậy trăng chiếu sáng nhưng trên bàn quan tức là cái bàn dành riêng cho người chủ tọa còn có một ngọn đèn măng sông ông hương giáo mặc áo dài đầu bịch khăn đỏ năm ngoái dân chúng hơi thắc mắc ngỡ rằng ông muốn ra vẽ tiên phong đạo cốt ông đã giải thích màu đó là màu điều cầu chúc cho mọi người được may mắn phước và thọ hũ rù còn có cái nút bằng giấy đỏ để nhét lại cũng như ngày tết mọi nhà đều dán liễn đỏ tôi bịt khăn đỏ để bà con hiểu rằng ai muốn dự cuộc thì nên trọng tôn ti trật tự nên nghe lời tôi ông hương giáo ngồi xuống ghế nâng ly rượu mà uống một mình thấy bọn thanh niên tụ tập đã khá đông ông cầm cây dùi đánh một hồi vào cái trống nhỏ ở bên cạnh dứt hồi trống ông nện thêm ba tiếng tung 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 bọn thanh niên cứ chen lớn để đến gần bàn quang Hồng nghe rõ câu thay đố ông nói to anh em đừng trộn rộn chen lấn mà làm gì nói chuyện như ông dở ổ thì đứng sát bên cạnh tôi mấy chú cũng không nghe gì ráo thà đứng xa mà ngậm miệng nghe rồi mới nói nghe trước nói sau từ phía dưới một cậu trai trả lời dạ tôi nghe rồi trước hết tụi tôi lẳng lặng mà nghe sau đó tụi tôi mới giải đáp ông là người ra thay đố chứ đâu phải đám em cháu dưới này kính lão đắc thọ mà ai nấy vỗ tay cho là phải từ nãy giờ ông hương giáo chú ý đến chàng trai đó tên chàng là cấn còn một người mua bán tạp hóa ở dưới sông làng vĩnh xuân có nhiều sông rạch muốn cho việc mua bán được dễ dàng vài người bày ra sáng kiến dọn hàng hóa xuống chiếc ghe mui chèo ghe lui tới trong xóm cha cậu cấn làm ăn khá giả nhờ lối mua bán lưu động nói trên cậu cấn đứng trước mũi để chống đỡ khi ghe cập bến cậu cầm cái tù và thổi vang lên để rao hàng, báo hiệu với người trên bờ rằng ghe tập quá sắp đi ngang qua. Thấy cậu cứng, ông hương giáo đã hiểu thầm ý. Mấy tháng qua, cậu ta thường tới lui nhà ông để tò vè, nói chuyện trời trăng với con Lài con gái út của ông. Hôm nay, ông hương giáo cho lại đi theo, là giúp ông một tay đắc lực, lãnh trách nhiệm phát quà cho người trúng giải. Nãy giờ, Lai đứng gần cái cần xé đựng nước ngọt, sắp cắt ve chai cho ngày ngắn. Nghe cậu cấn lên tiếng, ông hương giáo đã hơi bực mình vì giọng nói đượm chút gì ngang tàn. Sau khi nhìn một dòng khắp cử tọa, ông lại đánh một hồi trống, điểm ba tiếng để chấm dứt. Tung, tung, tung! Cậu cấn nhảy dựng lên. Im lặng, anh em ơi! Ông hương giáo nhủ thầm. Nó nhô đầu lên để cho con lại thấy nó là đứa có tài. Cái thằng không chịu nổi. Tài tới đâu mà làm phách như vậy? nó sẽ biết tay mình lập tức ông buông cây dùi trống xuống bàn ông xăng hai tay áo lên tay mặt ông cầm cây dùi khác đánh một hồi dài vào cái phèn la nhỏ beng 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 mấy tiếng ấy như thúc dục cậu cấn cậu đưa tay thật cao quên hẳn cử tọa chung quanh tình cảm riêng tư khiến cậu trở nên mù quáng để gây cảm tình đặc biệt với ông hương giáo cậu cấn cần ra lệnh nghe cho kỹ anh em ơi cô lại phát thưởng cho kẻ nào đáp trúng câu thai đố đêm nay cô lại vui lắm bực mình biết chừng nào ông hương giáo quơ tay trái chụp cây chùi mà gõ vào cái mỏ bên cạnh cốc 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 tiếng mỏ tre vang lên rơi rạc và gọn lõn cậu cấn nói bắt đầu rồi đó anh em làm ồn ào ông hương giáo không vui người có tài thì nên đứng yên hữu xạ tự nhiên hương ông bà nói vậy lại rất bực mình vì thái độ của cậu cấn nàng nghĩ thầm cái thằng cấn này lặng xăng quá làm như nó là ông phó chủ khảo nãy giờ nó quơ tay ho hét ra lệnh gẫm lại thì nó là đứa làm mất trật tự gây ồn ào đúng là mình ốc mang rêu mở miệng thì nói chữ nho cha nàng đứng dậy bắt đầu ra thay đố nàng đi theo cha nhiều lần rồi nên hiểu rõ những nguyên tắc thông thường lúc ban đầu Người ra thai thường nêu những câu rất dễ để cho lũ trẻ con được cơ hội trúng giải. Đến gần khuya, câu thai trở nên rắc rối, tế nhị hơn dành cho những kẻ tài cao học rộng. Lại liếc về phía cử tọa để tìm một bóng hình thân yêu. Nàng tìm liêm, chàng trai nghèo, làm lụng siêng năng, mỗi ngày bơi xuồng qua nhà nàng đôi ba lần. Hôm rằm tháng 10, nàng gặp liêm. Hai người đã tỏ bài tâm sự, chàng khuyên nàng giữ lời hứa, Nàng thề một câu độc địa Em chẳng bao giờ lấy chồng Nếu gặp trắc trở Hai đứa mình không được gần nhau Tại sao Liêm chưa đến Hay là Liêm ghét cậu cấn kỳ đà cản mũi này Càng suy nghĩ Lại càng tức tối Đến khi nghe tiếng mỏ vang lên cốc cốc Nàng mới trở lại thực tế Từ trên bàn quang Ông hương giáo nói to Dí dầu cầu gián đóng đinh Cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi Xuất bánh một thằng bé đưa tay lên xin trả lời đó là bánh chui nước ông hương giáo mỉm cười gõ một tiếng ben vào cái phèn la theo công thức chung nếu ai đáp sai thì ông chủ khảo gõ vào cái mỏ tre ai đáp gần đúng thì ông gõ vào cái phèn la nhưng một tiếng ben vẫn chưa đủ đó là trả lời tạm đúng nhưng chưa đúng hẳn người trả lời nên cố gắng hơn theo đường lối phương hướng đã dạch sẵn thằng bé như tức tối Cậu tre lắc lẻo thì dễ té xuống nước Hãy té xuống nước thì trôi Không phải bánh trôi nước thì là thứ gì Để giữ vẻ trang nghiêm Ông hương giáo cứ dùng dấu hiệu gõ ben một lần nữa Từ phía bên trái Cậu cấn nói lớn Đó là cái bánh bò Cậu tre khó đi Hãy muốn chắc ăn thì nên bò cho khỏi té Ông hương giáo đánh một hồi phèn la Nằm bảy tiếng liên tiếp Cứ tỏa cười ầm lên Khi nhận ra kẻ thắng giải chính là cậu cấn Lại biểu môi cậu cấn đến gần bàn quan để lãnh thưởng nàng nói lớn rồi mà dành ăn với con nít sao anh không để cho thằng nhỏ đó trúng giải cấn cười hề hề tôi muốn đến gần của em nè thiệt là tiểu nhân người có tài thì nên chờ đợi cầu thai khác mắc mỏ hơn sau khi đưa tay ra để nhận lãnh chai xá xị cậu Cấn nói như để phân trần Tôi xin tặng chai này trở lại cho cô em Gọi là kỷ niệm Lại trợn mắt Du duyên làm sao tôi không dám nhận lãnh đâu Anh giỏi hơn thiên hạ mà Ông hương giáo nói gắt Như để cảnh cáo đứa con gái Lo chuyện khác lại ơi Họ không lãnh thưởng thì để chai xác xị đó cho mấy người khác Biết ông hương giáo không ưa gì mình Cậu cấn bèn thối lui Chen vào đám người bên dưới Mà chờ đợi cơ hội sau nhiều câu thai khác được xứng lên lần lượt từ dễ đến khó cây khô mọc rễ trên đầu sông sâu không sợ sợ cầu bắt ngang xuất vật dụng một chàng đáp là cây chổi ông hương giáo đánh hai tiếng cốc cốc ai nấy cười ầm lên đó là ông hương giáo muốn cú lên đầu chàng nọ vì chàng quá ngu đành rằng cây chỗ khoác nhà có cán bằng cây, đầu có mấy sợi lông gà hoặc có mấy cọng rơm, nhưng cây chổi nào có dính dáng đến hình ảnh sông sâu không sợ, sợ cầu bắt ngang. Cử tọa im phăng phắc, trẻ con thì đoán chưa ra, người lớn thì biết rồi. Giải đáp dễ dàng, nhưng nếu nhô đầu lên lãnh thưởng thì quá ra tham ăn, tham uống, dành phần của trẻ con sao? Liềm đứng lóng nhóng, Chàng tin rằng đêm nay thế nào lại cũng sẵn sàng nói chuyện riêng. Đầu hôm, nàng bận rộn công việc phát phần thưởng bên cạnh cha. Nhưng đến khuya, khi cử tọa thưa thớt hoặc trở nên ồn ào hơn thì lại có thể rút lui để gặp chàng. Nãy giờ chắc lại muốn tìm chàng, chàng bèn lên tiếng cho nàng thấy mình. Tôi xin đáp, cây khô mọc rễ, sông sâu không sợ là cây cột bườm. Rễ trên đầu là mấy sợi dây chằng. Thấy liêm đáp trúng, Ông hương giáo đánh liên tiếp bốn năm tiếng bèn bèn là nhận ra người yêu Nàng cười chúm chím Chọn lựa chai xá xị cầm sẵn trong tay Như nghi ngờ đứa con gái Ông hương giáo thúc giục Đưa cho nó món khác cũng được Câu thai quá dễ Rồi ông sướng câu thai đố kế tiếp Cây khô chết đứng giữa đồng Làm dâu chí nguyện Mẹ chồng vẫn chê Xuất vật dụng sự có mặt của Liêm bên cạnh Lai khiến cậu cấn giận sôi gan. Cậu cấn muốn nhắc nhở cho Lai và Liêm hiểu rằng họ đã phản bội. Liêm phản cứng vì giữa bạn trai không nên giành giật tình nhân với nhau. Còn Lai thì phạm vào tội khác nặng hơn. Hồi nào nàng mỉm cười với cấn, giờ đây nàng đang liếc tình với Liêm. Bởi vậy cậu cấn lên tiếng. Cây phản! Ông hương giáo gõ một tiếng cọc vào cái mỏ tre như ngầm bảo rằng Lời giải đáp chưa đúng nhưng không quá sai lạc. Liêm nói khẽ với Lai. Em hiểu thằng Cấn chưa? Nó lợi dụng câu thai để chửi xéo mình. lại đáp. Mặc kệ nó. Nó là đứa tiểu nhân. Em... Lai nhìn về phía cửa tòa nhưng vẫn nói khẽ đủ cho Liêm nghe. Cái gì? Nói mau đi. Ở giếng cây trăm anh ra đó bây giờ. lại chỉ trả lời. Bây giờ còn sớm, anh đừng ở đây nữa, họ nghi ngờ. Liêm mừng quýnh qua bên kia sân xem hát bội rạp nhỏ người thì đông chưa chi mồ hôi tuôn ra ướt áo nên liêm ra ngoài đến sòng bồng dụ chàng quăng hai cắt ngay con số năm công vụ lăn tròn trên đĩa người chủ lấy cái chén úp lại công vụ mất trớn nằm xuống gây một tiếng động khô khan chàng mở nắp ra ai nấy reo lên tứ số bốn liêm đặt số năm thế là chàng đã thua nghĩ rằng mình chưa đến đổi quá xui xẻo vì thua quá khích nút liêm mua một khúc mía xước vỏ rồi nhai để giết thời giờ trên quãng đường khá xa xôi phía giếng cây trâm đằng này cậu cấn cứ phùng mang trợn mắt mà cãi cây khô chết đứng giữa đồng tức là cây sào hoặc là cái sào phơi lưới ông hương giáo gõ hai tiếng cốc cốc nhưng ngụ ý chê bai cậu cấn quá ngu dốt lại cứ cười ngỡ rằng người đẹp đang theo dõi cấn dỗ tráng miệng nói lắp bắp không nên lời một bà lão la lên đó là cây nạn thứ nạn chỏi vào máng xối ông hương giáo gõ liên tu vào cái phèn la bà lão tiến đến gần lai mà lãnh thưởng khi bà lão đến gần là nhận ra bà tư ở cuối xóm năng lén tặng cho bà đến bốn chai xá xị rồi nói đừng cho thiên hạ thấy họ phân bì bà có bốn đứa cháu ngoại đem về mỗi đứa một chai cho tụi nó vui dụng ý của lai vẫn là thanh toán cho nhanh mấy chai xá xị để có lý do rút lui đến bờ giếng giữa đồng không mong quạnh mà tìm liêm dưới này cậu cấn sụ mặt để phản đối thái độ bất công của ông hương giáo cậu ta phân trần với người chung quanh cái nạn không đúng đành răng làm dâu chí nguyện mà bị mẹ chồng chê bai là một thứ hoạn nạn tôi đáp cây phản sát câu thay đố hơn rồi cậu đứng yên như để tẩy chai cuộc đố vui này trên bàn quan ông hương giáo nêu lên vài câu khá rắc rối năm thằng vác hai cây sào đuổi đàn trâu trắng chạy vào trong hang xúc vật dụng hai người đáp một lượt đôi đũa lúc dạt cơm vô miệng nụ cười chúm chím của lai khiến cậu cấn bực tức phát ra thành tiếng dễ quá xin câu nào khó hơn thằng này hỗn láo ông hương giáo nghĩ như thế nên ra cầu thai hai gươm tám giáo mặc áo da bò thập thò cửa lỗ xuất thú hồi lâu chẳng thấy ai đáp trúng ông hương giáo tuyên bố đó là con cua cửa lỗ tức là cửa lỗ bang cái hang cua tức quá cậu cấn đến gần bằng quan thưa ông bây giờ tôi xin ra thai đố lại ông bà con nghe kỹ rồi làm chứng cho tôi mẹ thằng cùi xuất trong lúc ông hương giáo mất bình tĩnh Có người đáp thay ông Đó là bông mẫu đơn Đừng hỗn láo Mẫu là mẹ Đơn là phong đơn Bệnh cùi cử tòa trở nên ồn ào Ông hương giáo căng nhằn Vì thái độ của cậu cấn Cậu cấn thì nhìn quanh quẩn như cố tìm lại Ông hương giáo bực mình Nhức đầu quá Con nít bây giờ đâu biết thay đố Cậu cấn không chịu thua Mấy ông già sao mà nhiều tự ái Con nít cũng biết thay đố Nào kém ai trong khi đó, bên bờ giếng, Liêm và Lại ngồi kế gốc cây trăm. Họ nhìn dần trăng, nghĩ đến tương lai. Họ cưới nhau được không? Một câu thay đố rắc rối mà họ giải đáp mãi chưa ổn thỏa. Cây trứng cá Tôi dạo thơ thẩn trên đường phát diệm với ý định đổ ra đại lộ Trần Hưng Đạo tìm xe đi chợ quán thăm người bạn thi sĩ vừa thọ tang cha. Công chuyện thăm giếng không gấp rút cho lắm, tôi bước thật chậm, hút thuốc phì phà. Nhìn xem các cô gái qua lại như bao nhiêu người khác, nhìn cho mãn nhãn, cái nhìn ấy không tốn kém gì ráo. Và chắc hẳn các cô sẵn sàng tha thứ cho muôn ngàn cặp mắt tò mò, biểu lộ bao nhiêu ước mơ vô lễ. Đó là giấc mơ giữa ban ngày của bọn mày râu, lì lợm, đã học luân lý khá nhiều nhưng chẳng áp dụng được bao nhiêu, mặc dầu đầy đủ thiện chí bảo vệ luân lý cổ truyền. Anh Ba. Cái giọng hơi quen thuộc ấy khiến tôi quay lại, từ trong quán nước một bàn tay vẫy lên, làm dấu hiệu như ngầm bảo có ta đây. Đó là anh bạn soạn giả Tuần Cải Lương, nhỏ tuổi hơn tôi, người đồng hương. Tôi lúng túng chẳng biết xưng hô thế nào cho gọn, chẳng lẽ gọi anh bằng biệt hiệu soạn giả hàng Mai? anh chẳng ưa khoe khoang nơi công cộng với năng lực dồi dào qua hàng chục tuần ăn khách anh được các chủ đoàn hát lưu ý từ lâu về đường tình duyên anh đã có hai vợ và dường như đã chán ngán thế sự thăng trầm tôi vào quán nói trỏng ủa ngồi đây hồi nào lâu rồi bữa nay anh ba coi bộ mến người mến cảnh hồi nãy anh ba dòm cô nào đó thôi dòm mà làm gì tôi sẽ cho địa chỉ cô ta phá hoài lúc này nhà cửa ở đâu bây giờ dời qua nhà khác bỏ cái nhà bên kia cầu chữ y bỏ cái nhà phía chợ bình tây trước kia hồi ông diệm và bà nhu còn thống trị với uy thế gần như vô địch thì tôi và soạn giả hàng mai ở chung một nhà anh làm thơ ký tại một sở tư lúc rảnh rang mãi ngâm thơ và nghiên cứu cổ nhạc Tiền lương hàng tháng của anh tuy ít ỏi nhưng tạm đủ mua gạo, mua rau để nuôi sống vài người bạn thân, trong đó có tôi. Còn nhớ dạo ấy, mướn gian nhà chật hẹp, cất trên dũng bùng, ban đêm tôi ngủ trên chiếc ghế bố nhà binh ngoài sân, mặc chiếc áo dày, kiểu áo cầu thủ bóng tròn, cho đỡ lạnh. Cái ghế bố ấy lại lấn ra ngoài ngõ hẹp, đụng vào chậu kiển của nhà đối diện. Anh soạn giả hỏi, Bây giờ anh ba ở đâu, sớm nào? Thì sớm cũ, từ hai năm qua tôi không muốn di chuyển. Bà vợ tôi khó tánh, tôi giờ nhà theo ý của bà cho yên vui. Hôm nào rảnh anh ba tới chơi, chỗ đó hơi ồn ào và khó kiếm số nhà. Nói xong anh ta gọi, thêm hai chai bia. Lại phải uống rượu vào lúc mặt trời vừa mọc hai sao, tôi sợ những cử nhậu sớm, Lúc đói bụng, rượu công phạt khiến mình nhìn sự đời thêm méo mó. Nhưng tôi không từ chối. Biết đâu ba bốn tháng sau, tôi mới gặp lại anh soạn giả cố tri này. Dường như anh đang ưu thời mẫn thế. Tội tình gì mà không ngồi nán uống cạn ly cho vui. Quán này chuyên bán cơm trưa cho giới lao động, nên lúc 9 giờ sáng ít ai ra vào. Và có lẽ ông chủ quán cần sự hiện diện của vài ba người nào đó để bầu không khí thêm phần ấm áp. Cô nữ chiêu đãi khui chai bia rồi lạnh lùng trở lại hậu trường. Đọc tiểu thuyết. Ngoài này chúng tôi chọn vị trí, dựa lưng vào vách để chuẩn bị cuộc đối thoại lâu dài. Tôi mở lời. Có ai về sớm cũ không? Anh đáp. Anh ba muốn nói sớm nào? Sớm cầu mũ. Hồi mình ở chung đó, bao nhiêu vật đổi sao dời rồi. Anh ba đi tuốt, cho tôi thì về Lai rai để thăm ông già vợ, lỗi đạo quân thần vẫn còn y nguyên mấy gia đình cũ. Tôi sực nhớ đến gốc cây trứng cá, cây này to lắm, che phủ chừng 10 thước vuông. Mỗi trưa trẻ con và luôn cả bọn người lớn thất nghiệp xúm xích lại để nhìn lên. Mấy chị bán chè, bán cháo ngồi bên hẻm, nương vào bóng mát rộng lượng của nó. Cây trứng cá còn không? Anh đáp, còn đó, chớ ai bưng đem đi đâu chắc nó lớn dữ rồi năm sáu năm nay cây trứng cá mọc mau lắm thì thiên hạ chặt nhánh nó mấy hồi để câu chuyện khỏi lạc đề rồi đi sâu vào thế giới siêu hình tôi nói cụ thể hơn cây trứng cá đó tượng trưng cho xóm nhỏ chú mày nhớ chưa nó như cây đa đình làng nhà ông già vợ chú mày còn đó chứ ông còn mạnh khỏe không chàng soạn giả cao mày nâng ly uống một hơi rồi im lặng trong ánh mắt anh thoáng gần bao nhiêu trang dĩ vãng riêng tư mà chỉ có riêng tôi mới đọc được dài hàng đó là thiên tình sử thuộc loại tình nghèo xóm nhỏ chúng tôi ở sát vách một gia đình đông con gái năm ba cô mơn mởn chưa chồng người cha đang hồi làm ăn xuống dốc nên ngồi nhà mà uống trà răng dạy các con về công dung ngôn hạnh dốc dáng của ông gợi hình ảnh người nông dân thời xa xưa với bao nhiêu khắc khổ Mỗi hương sáng, ông mặc áo dài đen, sách dù, đi nhà thờ. Và đến tối, các con phải gom lại quỳ xuống đọc kinh. Không được chảnh mãn bất cứ gì một lý do nào. Nhưng gái lớn lên cần phải chân diện, mỗi đứa tự ý tìm sanh kế để tiêu xài. Ông hiểu mơ hồ công việc làm của các con, những công việc thường bị dư luận khiển trách, nghề chiêu đãi ở khu dân sinh, ở chợ Trần Quốc Toản, Đại Khái. Lẽ dĩ nhiên, hệ thức quá khuya thì các cô ngủ suốt buổi trưa. Thôi, đèn nhà ai nấy sáng. Điều mà tôi biết rõ là cô Bảy, con gái ông vẫn sống theo nếp đúng đắn, không chịu đi khỏi nhà, lo cơm nước cho cha rất chu đáo. Vài tháng sau, anh bạn của tôi trở thành người chồng của cô Bảy trong dòng lễ giáo. Lúc ấy, anh chưa nổi danh là soạn giả. Anh bạn gật gù. Ông và vợ của tôi còn ở đó hoài, cũng đi nhà thờ, tôi hỏi mấy cô em vợ, con Lương, con Mịnh, con Mịnh có chồng rồi theo chồng ra ngoài cung đảo, chồng nó làm gác gian giữ tù. Còn con Lương, bây giờ ngon lắm, nó giàu có, và là đứa có hiếu nhất cả gia đình người một nơi, riêng nó săn sóc cha, xưa kia anh nhớ không? Làm sao tôi không nhớ, con Lương không đẹp nhưng trắng trẻo, nó ưa đi quan thỉnh thoảng nó bị cha đánh mắng để làm gương cho các em và để đánh tan dư luận trong xóm giấy rách phải giữ lấy lề việc đánh con được người cha cử hành như một nghi lễ trang nghiêm cha chuốt ngọn roi tre roi này để trên nóc tủ không xê dịch như thanh gươm treo trên vách nhà của ông tướng soái ông giảng luân lý rồi gọi con ra đứa con nằm sấp người hàng xóm tha hồ tụ họp trước sân nhìn vào cửa cái và cửa sổ mở rộng ông đánh đếm kỹ từng roi và đứa con không được rên la kêu gian hoặc cựa quậy sau đó đứa con quá tuổi dậy thì ấy được lệnh ngồi dậy và tuyên thệ chẳng bao giờ dám tái phạm con lương bây giờ ra sao làm nghề gì mà giàu nó học ăn lê làm nữ chiêu đãi trong hiệu sang trọng và có chồng hẳn hoi trong nó là một mỹ kiều đẹp trai chàng này chịu chơi lắm nó cưng con lương bắt buộc con lương dẫn nó về nhà ra mắt cha vợ nó trợ cấp cho vợ và cha vợ một số tiền khá to hàng tháng. Còn gì vui mừng cho bằng. Mái nhà gần sập được tu bổ, dắt tường treo tranh ảnh đường phố bên Mỹ. Ông già vui lắm, con gái mình được tiếng tốt, có chồng đàng hoàng. Ban ngày thằng chồng nó về ăn cơm và không quên mua vài thứ xa xí phẩm như thuốc Salem. Xà bông thơm, mái thâu thanh thứ nhỏ, thuốc sinh tố ngừa bá bệnh. Thằng chồng cũng vui vì cưới con nhà lành, chứ không phải loại chị em mất nết đổi thay tình nghĩa như cơm bữa tôi hơi buồn ngủ có lẽ vì rượu công phạt cái bao tử trống rỗng và có lẽ vì câu chuyện hơi nhàm đợi lát sau anh bạn soạn giả mới tổng kết thế là đứa con bất hiếu nhất ngày xưa lại trở thành rường cột gia đình dưỡng nuôi cha già và người cha này có phản ứng rất tốt khuyên con gái nên tuân theo công dùng ngôn hạnh để đền đáp tấm lòng của người chồng xứng đáng. Và hàng ngày, hừng sáng là ông mặc áo dài, sách dù đi đọc kinh. Đứng về mặt tu thân mà xét, tôi chưa thấy ai đàng hoàng như ổng, hồi nào cũng như hồi nào. Câu chuyện tưởng có thể chấm dứt, và đâu anh bạn soạn giả gọi thêm chai bia nữa. Tôi nói nhanh, được rồi, nếu có về xóm cũ tôi gửi lời thăm bác, chắc ổng quên tôi. Ông bây giờ chẳng muốn chú ý tới ai hết. Ờ, anh ba, anh còn gửi lời thăm ai nữa không? Nhớ ai bây giờ, có lẽ thiên hạ đã dời nhà đi chỗ khác. Họ còn ở đó y nguyên, anh ba ơi. Năm ngoái, xôn xao một độ, thiên hạ đồn rằng tòa đô chánh giải tỏa, phóng con đường ăn thông qua chợ Nancy. Si. Rồi đâu vào đó, chẳng ai bị đuổi đất dở nhà gì ráo. Tôi sực nhớ đến gia đình cô Tư Thêm. Dạo trước tôi thường qua hút thuốc, uống trà với cha ruột cô. Cô đã có chồng, sanh hai con. Chồng cô theo vợ bé, đi suốt. Hàng tháng trợ cấp số tiền tượng trưng là 2.000 đồng. Ông chồng ấy làm nghề mua bán đường xa, tận cao nguyên trung phần. Ở trong xóm suốt 2-3 năm mà tôi chỉ gặp mặt ông ta có hai lần. Lần nào tôi cũng không dám nhìn kỹ. Dường như ông ta ghen bóng ghen gió với bọn trai tơ và trai già trong xóm. Ngày chồng về thăm con, cô Tư Thêm chẳng dám nhìn chúng tôi. Nhưng khi chồng ra đi biền biệt, thỉnh thoảng cô ôm con, ca giọng cổ trên giọng. Lời vô nghĩa trích trong mấy cuốn bài ca bán hai đồng bạc, nhưng giọng ca ảo não làm sao. Tưởng rằng tâm sự người ôm đàn tì bà ở bến Tầm Dương không khác mấy. Khách trọng lợi kinh đường ly biệt mãi buông chè sớm tết ngàn khơi thuyền trơ đậu bến mặt ai quanh thuyền trăng giải nước trôi lạnh lùng những lúc ấy cô tư sẵn sàng mời chúng tôi qua nói chuyện khào cô than thân và trách móc tất cả bọn đàn ông chẳng ai chung thủy cả bọn đàn ông thiếu tình cảm và ác độc như con rắn một bạn trẻ của tôi cười nói bóng gió thực tế sẽ chứng minh Người bạn này lợi hại lắm, tên là Trung, khá đẹp trai, ít ăn nói. Cô Tư Thêm thích nói chuyện với tôi và bắt buộc đứa con gái gọi tôi bằng bác. Người hàng xóm hồ nghi rằng cô Tư dành cho tôi khá nhiều cảm tình nồng hậu và rất ghét anh chàng Trung kiêu hãnh ấy. Thở đó anh ba mê cô Tư Thêm. Đâu có gì, Tình láng giềng giữa thanh thiên bạch nhật. Anh soạn giả cười bí hiểm. Chỉ có tôi mới hiểu thấu nỗi lòng anh ba Bây giờ nói thiệt nghe thử coi Hàng đêm cô tư ngủ ngoài trái nhà Xuất nhập tự do Không cần mở cửa khoét vách Anh ba có ý nghĩ gì đang tối không? Tôi đáp Có chứ Nhưng không dám Anh ba sợ cô tư bị chồng bắt tại trận Rồi cúp tiền trợ cấp Đâu phải Tôi sợ cô tư bắt buộc tôi đóng vai trò bình phong Chàng soạn giả cười vang anh ba thông minh và hiểu đời quá Anh ba nhận xét cô Tư là người như thế nào Người đa tình Đầy đủ sức khỏe Ăn no rồi ở không Nhàn cư bất thiện Thôi đi Hơi đâu mà nói xấu kẻ khác Nhưng tôi nói ra để làm đề tài văn nghệ Cô Tư cố tình bắt buộc tôi đóng vai bình phong Đầu là bằng cớ anh ba nói thử Đêm đó tôi thao thức Bước ra khỏi nhà Trời tối mờ mờ Mưa lác đác gió thổi mạnh bên kia cách vài thước cái thành mùng cô tư bày pháp với cô thò tay ra ngoài tôi lại gần nhưng lập tức cô rút bàn tay vô tấn ém mí mùng ngỡ là mưa dột cháy nhà nên tôi đến gần trong mùng cô tư lũ khủ những gối ôm và bỗng nhiên đứa bé khóc lên và trước khi nó khóc tôi nghe cô chửi rủa nó cô tư cố tình gây tiếng khóc để cảnh cáo tôi không cho tôi lại gần hơn chàng soạn giả gật đầu anh ba chưa hiểu rõ cô tư thỉnh thoảng rước một chàng trai trẻ vào mùng cho vui không chừng lúc đó anh ba thấy chàng ta trong mùng mà ngỡ là cái gối ôm chàng ta nhỏ thó trắng trẻo chính là thằng trung thằng trung đã tìm cách chứng minh sự đa tình của bọn con trai tôi lắc đầu vậy sao hèn gì cỡ đó thằng trung thường đi chơi đêm khi về thì nó quýt gió giọng cửa vặn đèn làm rùm beng cả xóm nó ở trong mùng cô tư thêm chung ra chớ đi đâu. Nó muốn phi tan làm ầm lên, gà đẻ gà cục tác. Tôi dám bảo đảm rằng chuyện tư tình với cô tư còn ở trong dòng bí mật chẳng ai hay biết. Nhưng tại sao chú mày biết? Thằng Trung nói lại, dạo đó thỉnh thoảng cô tư thêm cho nó vài trăm gọi là mượn xài đỡ. Anh bà thử nghĩ coi, ông chồng thương gia chẳng bao giờ hay biết, luôn cả anh ba là người gần như trong cuộc. Ai cũng nói cô tư nết na, thủ tiết chờ đợi ngày hối cải của ông chồng. Bây giờ cô Tư còn đó không? Chồng cũ về rồi, anh chàng thương gia ấy về chuồng cũ sau khi theo tình nhân, lá rụng về cội mà. Hồn con một thuở đã đi quang, anh ta mua nhà nuôi nấng vợ con, cho con học trường Tây, gia đình êm ấm lắm. Cũng đáng mừng, rốt cuộc mọi người đều sống trong lúc tao loạn, chẳng ai chết chóc trong sớm năng si nói xong tôi nốc cạn ly bia câu chuyện đã đến lúc nhạt phèo anh bạn soạn giả vẫn dựa lưng vào vách tôi đoán chừng anh đang chờ đợi một người bạn nào đó để vai hoặc đòi nợ anh nói lạc giọng không phải vậy đâu anh ba đời là buồn trong một thoáng tôi chợt hiểu anh đang thắc mắc về gia đình một vợ nằm dương lèo hai vợ nằm chuồng heo sáng nay anh túng tiền bị tất cả hai người vợ ruồng rẫy nên nhìn đời bằng cặp mắt xiên xéo anh muốn giải bày nỗi lòng cho cả vũ trụ để bao nhiêu đau khổ được vơi tôi hỏi tại sao đời là buồn anh bà lớn tuổi hơn tôi anh như biết làm sao biết được chúng mày hẳn là đầy đủ bản lãnh hai câu chuyện mà tôi vừa kể cho anh ba nghe toàn là tài liệu sống tai nghe mắt thấy nó chứng minh rằng mỗi người đàn bà đều có dĩ vãng. Anh chàng Mỹ Kiều và anh chàng Thương Gia đều là hai kẻ biết sống với hạnh phúc hiện tại. Nếu suy nghĩ giới dẫn đến dĩ vãng, nếu điều tra lý lịch vợ con mình thì làm sao họ cười được? Ta nên bắt chước họ. Chàng soạn giả lắc đầu. Làm sao bắt chước? Họ hàng gắn được dĩ vãng vào hiện tại nhờ họ có tiền. Chúng mình khô túi, chỉ còn cách nói dốc nghe chơi. Thôi hẹn dịp khác Anh bà chưa tin hả Cứ đi năng si về xóm cũ Tôi vội ra khỏi quán đi bộ Lần về phía năng si Đường xa mà quá ra gần Tôi suy nghĩ miên man Nếu không gặp chàng soạn giả này Chưa ắt tôi trở về xóm cũ Đến đầu hẻm Tôi đi chậm rãi Qua cây cầu gián Nước đen ngòm Chảy lờ đờ Cạn hơn hồi xưa Vì rác rến đổ xuống quá nhiều Hai bên đường chẳng có gì lạ Chẳng ai nhận ra tôi Cây trứng cá hiện ra cao lớn Lá vàng rụng đầy gốc Cái trái nhà nơi cô tư ngủ Lúc chồng theo vợ bé hãy còn đó Bộ dáng trống trơn Tôi qua nhà con lương Nhà trang trí khá đẹp Sặc sỡ, cửa khép hờ Con lương dặn máy thâu thanh Nhà kẹo cao su Người cha ngoan đạo đang nằm đọc báo Con lương nhận ra tôi Nó chào hỏi Tôi vào nhà nó có chồng sang trọng như anh chàng soạn giả thuật lại. Tôi hỏi đến cô Tư, con Lương cho biết dạo này chồng cô mua nhà khác, cưng cô lắm. Nhà cũ của cô Tư chẳng còn ai, người quen đến ở trọ. Tôi liếc ra cửa sổ. Con cái trứng cá, buồn quá. Chú thấy cây đó có khác không? Nó cứ như vậy hoài. Tôi dòm kỹ, cây trứng cá không rậm rạp, tuy gốc to hơn, và bên gốc tua tủa dài nhánh to bị chặt lưu lại những vết thương méo mó chai cứng như những con mắt mù lòa tôi hỏi hổm rày thằng anh rể soạn giả hàng mai có về đây không con lương đáp nhai kẹo cao su ảnh có về rồi đi có bộ ảnh khổ lắm mời vô nhà thì không chịu ảnh đứng giữa gốc cây trứng cá cả buổi hỏi thì ảnh nói cây trứng cá này là sân khấu cũ đào kép xưa đã tứ tán như mây bốn phương trời còn đâu Chuyện con mèo Thời thực dân, làng Sóc Sơn dài trên 30 cây số, hương chức hội tề ở rải rác khắp xóm, xa nhau, ít hay tụ tập. Mỗi ông nắm trọn quyền hành chánh, kinh tế, an ninh trong xóm như một tiểu dương. Vì vậy có chân trong ban hội tề là làm giàu, sóc xoài là xóm quan trọng nhất của làng. Xoài đầu chẳng thấy, chỉ thấy rặng tre xanh rì và hai nóc nhà đỏ chói nhô lên. Một là nóc chùa Khmer, hai là nhà ông xã trưởng Thạch Ngọc Tư, người Khmer. vốn là người giàu có, ông cố vận động với cai tổng, với chủ quận để làm xã trưởng. Đầu đó xong xuôi, ông đâm đơn vô tòa án, xin làm lại khai sinh, đổi tên họ cho có vẻ văn minh. Tên Kha Mau trong khai sanh cũ được sửa lại là Thạch Ngọc Tư xã trưởng thạch ngọc tư tìm cách gây uy tín với dân trong xóm toàn là người khmer việc làm đầu tiên của ông sau khi nhậm chức là rước một thầy địa lý người tàu đến xem các mạch đất của tiểu quốc sóc xoài năm mười ngày liên tiếp dân trong sóc đã sợ sệt ngơ ngác khi thấy ông thầy tàu tóc bạc râu dài nọ tới lui dạo khắp hang cùng ngõ hẻm gốc tre bờ giếng thỉnh thoảng ông hái một nhánh tre cắm xuống đất đôi ba ngày sau ông nhổ lên hoặc cấm nhánh mới theo hình tam giác, lục giác. Ngày chót, ông ta nhổ tất cả nhánh tre đem về nhà xã trưởng để báo cáo việc điều tra, nghiên cứu dưới lòng đất. Hôm sau, xã trưởng Thạch Ngọc Tư đội nón cối, tay sách ba ton đi kinh lý trong sóc. Theo sau có ba bốn ông hương ấp mặc áo bành tô vàng, cũng người Khmer. Đến sớm thứ nhất, Thạch Ngọc Tư uống rượu rồi nói quyên thiên. Bà con mình ở đây có phước, giống đất này thuộc về mạch con rồng, ai nấy dư giả, sức khỏe đầy đủ. Nhà tôi ở ngay đầu rồng nên khá hơn, bà con cất nhà ngay trên lưng rồng nên chẳng lo nghèo. Ông thầy Tào dặn tôi coi chừng, đừng cho nhà nước Tây đào kinh cắt ngang sớm mà con rồng phải đứt làm hai. Đến sớm phía nam, ông xã trưởng nói trầm tĩnh. Ở đây nhằm mạch đất con chó. Chó có khi cực khổ, thiếu ăn thiếu uống, nhưng gặp thời thì chủ nhà cưng sung sướng. Bà con nên sống yên phận, đến xóm phía tây xã trưởng họ thạch ra vẻ ưu tư buồn bã đây là xóm nhỏ gần rừng tràm giáp mé biển dân làng nghèo đến đổi mặc quần bao áo bố ông bảo ở đây thầy tào nói là mạch đất con mèo xứ mình ít chuột nên mèo thiếu ăn ốm o gầy mòn mèo có thể sung sướng nếu gặp ông chủ giàu có ngặt xóm này là con mèo có xác mà thiếu hồn ông thầy cắm nhánh tre sâu xuống đất mà nhánh héo hoài có người hỏi chừng nào hồn con mèo về nhập xác cho chúng tôi được nhờ xã trưởng đáp thầy tào nói không đoán được có khi sớm có khi muộn hồn con mèo sẽ về theo đường biển bởi vậy khi nào có giông gió anh em nên coi chừng sau cuộc tiếp xúc ấy dân xóm mèo vô cùng thất vọng có người đâm ra lo sợ phải chăng ông xã muốn cảnh cáo họ về vụ đốn củi lậu thuế mèo đói thường sanh tật ăn dụng Thế rồi ngày tháng trôi qua đều đều, theo nhịp điệu thanh bình giả hiệu thời thực dân. Câu chuyện thầy địa lý không ai còn nhớ, người Khmer dư hiểu rằng ông thầy Tàu nhắm chừng mà đoán. Sớm con rồng cao ráo, làm ruộng làm rẫy được nên dân sống dễ. Sớm con chó sống với nghề nhổ bàn dương đệm, đường bao cà ròn, bao bàn, nên thăng trầm tùy theo giá thị trường. Sớm con mèo sống nghề rừng, nghề biển không có tương lai, Người Khmer cực chẳng đã, cùng phương sanh kế, phải ra đây mà ở. Họ không dám ra khơi đánh lưới, say nò như người Việt. Họ ở trong bờ, bắt ba khía, câu cua về đủ nhậu bữa nào hay bữa nấy. Thỉnh thoảng họ vớt được một vài thùng dầu lửa tấp lên mé bãi. Có khi được vài cái phao lưới của người Nhật đánh cá ngoài biển bỏ rơi. Lần nọ, con cá ông nhỏ bị lụy trôi lên bãi. Họ cấp tóc qua làng kế bên cho người Việt hay để chôn dùm họ bỗng một buổi sáng mùa gió nam cả xóm gọi nhau ới ới kinh hoàng khiến già trẻ đều thức dậy có người về báo ngoài biển không biết bao nhiêu là thùng cây vuông lớn bằng thùng đựng sữa bò cứ trôi vô hoài hoài phép tiên chăng ai đem những thùng ấy đến đem từ hồi nào biết đâu trong thùng ấy có súng đạn mang quả cả xóm hay cường quốc nào toàn đổ bộ đánh chiếm nước này lần thứ hai Bãi biển tuyệt nhiên không có một bóng người lạ. Dân trong xóm lập tức ra bãi, chở vài thùng về nhà, khui ra cẩn thận. Toàn là hộp thiết màu đỏ, có nhãn hiệu con mèo đen. Họ mừng quýnh, la lên, mèo về kia, hồn con mèo, bởi vì hồn ma cho nên có hình con mèo màu đen. Người khác bàn tán, về theo đường biển, đúng theo lời thầy Tàu, chắc xóm này làm ăn khá. Mua một lít rượu về ăn mừng anh em ơi. Lúc khui ra, họ thấy rõ ràng là thuốc trong hộp dấn sẵn, hút thử thì lạc hơn thuốc rê, nhưng có mùi cà ốp. Cà ốp, tiếng Khmer, nghĩa là thơm thơm. Phải là thuốc rê, thuốc gò dấn thì họ đem hết về, cất giấu để sử dụng cho qua cơn nghèo. Ngặt là thứ thuốc lạc, không thích mấy, nên một mặt họ chở về nhà, mặt khác cho người đến nhà xã trưởng Thạch Ngọc Tư mà khai báo. Rủi thay, đó là lúc xã trưởng bận việc, ông ta đi nam giang mua dĩa hát dù kê thỉnh tượng phật và dọ giá để mua con voi sống đem về cúng chùa ở nhà còn lại biện sủng người tàu lai trọn quyền xử lý thường vụ trong phạm vi có thể chú biện biết chữ hiểu ngay là thuốc ravenna hiệu con mèo biện sủng rất nhạy cảm nếu báo cáo việc này về thầy cai tổng thì chỉ có lợi cho tay động lòng tham chú bỏ túi vài hộp người cách thủ lợi chú đi quan sát từng nhà, hỏi kỹ. Mấy người thấy trong thùng có món gì lạ nữa không? Dạ chỉ có thuốc hút. Đằng sớm, một ông lão chạy đến cầm một tấm hình. Thùng đằng nhà tôi khui ra có hình con đầm này. Biển sủng nhìn tấm hình. Đúng là một mỹ nhân nhạn xa cá lặng. Lật phía sau có một hàng chữ Tây hay chữ ăn lê vì không rành, đọc không được biển súng đoán chừng có tàu buôn nước ngoài chìm ngoài khơi hoặc là gặp tàu của sở thương chánh sợ bị phạt nặng nên chủ tàu quăng bỏ xuống biển nhưng tấm hình mỹ nhân làm chú biển thắc mắc liên tưởng đến một vụ sổ số biết đâu tấm hình này sẽ là số độc đắc nhờ đó mà làm giàu nước ngoài sổ số trúng nhiều tiền lắm chú muốn hốt của một mình bèn nói riêng với dân trong xóm Chuyện đổ bể rồi, bà con giữ kín, tay hay được bắt bỏ tù cả đám. Tôi sẵn sàng che chở bà con, tháo điếu thuốc ra như thuốc rời, lon hộp quăng bỏ. Có một điều là ai gặp bất cứ tấm hình đầm nào thì đem nộp cho tôi. Thế là bao nhiêu thuốc Graven A đều tháo hộp ra, xé rời, đem dấn điếu nào điếu nấy bằng ngón tay cái, hút mãi mà không đã cơn ghiền. Các bà ăn trầu rút một cục lớn mà xỉa rồi chê lạc nhách. Tuy vậy, có còn hơn không ngày mưa tháng gió mớ thuốc này cũng an ủi cơn nghèo túng người Khmer nói khôi hài khi gặp nhau hồi con mèo về thầy tao nói vậy mà đúng hồn về rồi mà sao mình còn khổ quá chắc là tại con mèo đen đứt đầu như hình vẽ ngoài gói thuốc phần biện sủng thì muốn trốn tránh trách nhiệm chú thảo hai bản công văn giống nhau một gửi lên cai tổng để tường trình, một dán tại nhà xã trưởng cho có lệ. Không cần dán trong xóm gì ai biết chữ Tây hay chữ quốc ngữ đâu mà đọc. Đại khái như sau. Provence de Rạch Giá Delegation du chef Le Canton de Kiên Hảo Villa de Sóc Sơn Trác cho hương ấp tuân cứ Hương chức là nghe nói ở ấp biển có lượm được thuốc hút nay truyền rao cho hương ấp đến mỗi nhà lập tờ thông quy để làng chạy tờ phúc bẩm về thầy chánh tổng. Lê Nô Táp Lê Đơ Sóc Sơn Lê 1939 P. Lemer Thạch Ngọc Tư Đi Vắng lơ biện Ký Tên Chuyến đi xích lô có đặt chất nổ phía rạp quốc thanh gây thiệt hại đáng kể đã trưa rồi đại lộ lê lợi không còn tấp nập ngoại trừ công trường diên hồng trước biến cố dồn dập tấn đã lựa chọn cho mình một thái độ nên về nhà nằm nghỉ vặn máy radio ăn cơm ai làm gì thì làm mình giữ phận mình nhưng lương tâm dường như ray rứt phận mình là cái quái gì thân phận người dân nhược tiểu, thân phận của thế kỷ thứ 20 của nhân loại chăng? Hay là số phận bi đát mà vài người đã rêu rao? Bên Pháp có không khí bi đát, còn Việt Nam cũng có hàng chục danh từ triết học, nào phi lý, nào bản thể luận, nào cái tôi, cái ta. Tấn đứng hút thuốc trên hè phố, dân tráng nhăn nheo, suy tư để tìm một tư thế ổn thỏa nhất, khỏe khoắn nhất cho cá nhân mình lúc mất trật tự ngoài xã hội cung cửa xếp bắt đầu kéo ra đóng kín cửa tiệm người kéo cửa là một cô gái mặc áo dài phấn son lộng lẫy mãn giờ làm việc cô đảm nhận công việc cực nhọc ấy trước khi về nhà đôi tay cô gầy yếu lần hồi cánh cửa sắt nặng nề cũng tháo ra ngoài đường mấy anh bán hàng la đang thu dọn nào vớ kiến mát bột giặt nào quần áo người qua lại ngoài đường dường như đang lo âu hồi lâu tấn hơi nhột nhạt còn di hổ thẹn cho bằng đứng lì ở đây Suy tư về thế giới siêu hình Để bào chữa cho thân phận kẻ vô danh Sống trong thế kỷ bi đát Như ta đây Tấn nhớ đến lời nói văn vẳng Của nhà hiền triết nào đó Suy nghĩ tức là hành động Ngụy biện quá Giờ phút này nếu thốt câu nói Cao xa ấy ra Chắc thiên hạ sẽ bịt mũi mà đi qua Tấn cố gắng hút cho trọn cái tàn thuốc cay đắng đang cháy dở trên môi, nhựa thuốc dường như có tác dụng an thần thống chỉ an miên như khói thuốc phiện tấn bước lủi thủi tự chế diễu bước đi tức là hành động một hành động tích cực để trốn tránh giữa trưa nắng gắt động cơ xích lô xe máy nổ giòn tuôn khói mù mịt tấn cho rằng đó là hình thức siêu thoát có lẽ họ lựa chọn thái độ chạy nhanh về nhà để lo hủ gạo như mình nhưng tại sao mình bơ vơ giữa họ với mình không có mối thông cảm gì ráo. Đôi chân cứ di chuyển như chân con cua, nói theo triết học, nhưng Tấn vẫn là con cua có dục vọng. Đến ngã tư đường, Tấn dừng lại, vuốt sau cổ rồi đưa bàn tay ra xem, đen những bụi. Đầu xót quá, mới hơn 30 tuổi đầu mà Tấn ngỡ mình là một chánh khách lão thành, hồi thời đông kinh nghĩa thuộc. Giờ đây đã về hưu, khoe khoang yêu đất yêu nước. Sống ngày hai buổi Thông dong nhờ mồ hôi và máu Của đoàn trẻ hậu tiến Lên xe thầy Lên về gấp Tấn giật mình trở lại thực tế Anh phu xích lô đạp vừa bóp chuông vừa mời Chiếc xe số 0101 Quen thuộc quá Từ năm sáu tháng qua Tấn đi trên chiếc xe này nhiều lượt Anh phu xe tươi cười Gương mặt đen sạm Chưa chi anh ta đã thúc giục Về thầy tôi với thầy về cùng một xóm với nhau Tấn cười bữa nay tiền bạc hơi yếu cứ lên tô với thầy mà tiền bạc gì chừng nào cũng được dân lao động với nhau vừa lúc ấy một cô hơi lớn tuổi mặc váy đầm đeo nhẫn hột xoàn bước tới cô ta thấy xe không có khách nên nhướng mắt đi về phía Katina anh phu lắc đầu cảm ơn ông này sửa soạn đi mà cô nọ biểu môi bước vài bước rồi lại dây lại với đôi mắt hờn dỗi tôi nói sao anh không chở cô ấy Tôi chờ thầy Nhất định tôi chở thầy về nhà Mời thầy Ở đây làm gì nữa Tôi muốn nói chuyện riêng Chuyện riêng là chuyện gì Tấn mãi ôm trí nhớ Anh Phu đẩy xe tới Tấn lên ngồi Chiếc xe quay trở lại Theo con đường về nhà Đường Phạm Ngũ Lão Bánh xe cứ lăn Tấn cao mày Anh này muốn mượn tiền chăng Từ mấy tháng trước Anh làm quen Hỏi hang về nghề nghiệp của Tấn Tấn nhớ rõ anh đã vô tình hay cố ý hỏi Thầy làm một tháng chừng bao nhiêu, gia đình như thế nào? Tấn vui miệng trả lời Chừng 90 ngàn Tôi nuôi một mình ơn tôi Bây giờ anh ta khen ngợi Tấn là kẻ tốt số Sáng dịp anh nhìn Tấn là kẻ đồng hương Thầy ở miệt Bạc Liêu hả? Tấn hỏi ngược lại Sao anh biết? Anh nói chậm rãi Ở miệt dưới thiên hạ ưa nói một mình ơn Nghĩa là một mình mình rồi anh kể qua phong cảnh thơ mộng dùng duyên hải bạc liêu, bãi vĩnh châu, nào ruộng muối, vườn nhãn, nhất là ruộng muối. Ông chủ ruộng muối bạc liêu là người Việt Nam đầu tiên dám xuất tiền túi để sắm máy bay, bay dạo chơi. Ông ta mướn phi công người Pháp cho ăn lương tháng hồi 40 năm về trước. Tấn đã phụ họa thêm. Nghĩ cũng hãnh diện. Làm dân bị mất nước mà ông chủ ruộng muối ấy lại sống sang trọng hơn Tây, mướn tay làm đầy tớ. Đến ngã tư xe quẹo, anh Phu đạp chậm rãi vào bên lề rồi hỏi. Trưa nay thầy nghỉ ở đâu? Tấn giật mình. Về nhà, sao anh hỏi lạ vậy? Mấy ngày này, lũ đạn nổ trộn rộn, ra ngoài đường dạo chơi với vẫn, rủi bề gì, tai bay quả gởi. Anh ta nói, phải chi thầy rảnh? Tấn hơi hồ nghi, chiếc xe lướt tới, đến gần đầu ngõ hẻm ít anh ta tự ý ngừng lại, thật là mất lịch sự. Đúng ra trước khi muốn dừng xe vô cớ dọc đường, anh ta phải báo hiệu trước xin phép người thân chủ đang ngồi trên xe. Nếu là ban đêm, có lẽ tấn dục chạy. Nghĩ đến trường hợp anh phu xe này liên lạc với bọn bất lương, bọn ấy sẽ ào tới, giả bộ đánh anh phu xe rồi thừa cơ giật hầu bao của tấn. Nhưng bây giờ là ban ngày, anh nọ muốn gì? Tấn dài lại, nghiêm mặt, anh ta ung um dung ngồi trên yên, hai chân ngưng đạp, Tay thò vào túi áo trên rút ra một gói thuốc Lucky. "Mời thầy, thuốc quê kỳ ngon tuyệt diệu." Tấn Đáp. "Ủa, cảm ơn, tôi hút rồi." Anh ta nói miên man. "Hút rồi, chết cũng sướng, lát nữa tôi nói cho thầy nghe." Tấn hơi phập phòng, "Tại sao anh ta bàn chuyện chết?" đành rằng ở miền đất tự do, mỗi người đều tha hồ mua sắm, hưởng thụ nếu có tiền. Nhưng trường hợp dám hút thuốc lúc kia, mỗi gói 28 đồng, mỗi điếu là một đồng bốn cắt, thật đáng hồ nghi. Hút để chết, ai giết mà anh ta chết? Tấn nói nhanh Chuyện gì mà chết sướng? Xưa nay chết là khổ, bởi vậy con người ham sống, sống khổ còn hơn chết sướng. Anh nói nghe lạ quá, anh ta im lặng Hồi lâu mới nói mơ hồ Bây giờ chưa nói được Nói ra sớm tôi sợ thầy phiền Lát nữa gần tới nhà của thầy Tôi nói sao Tấn đâm ra sợ sệt Hay là anh này toan rủ Tấn làm chuyện phi pháp Tấn nghĩ đến hai trường hợp có thể vào tù Một là mua dâm Bị bắt quả tang Hai là làm quốc sự bạo động Anh Phu vừa đáp vừa cài giọng cổ Giọng khàng khàng Lời lẽ quá xưa đâu từ hồi mồ mã thực dân, lúc cô ba Bến Tre còn hát đủ 20 câu trong dĩa hiệu BK. Tôi khóc đã lắm phen rồi, sao mà hồ lệ nó chưa có được rơi tim tôi nát tan mà tâm sự đắng cay càng thêm cay đắng. Nghi ngờ gì nữa, tấn đoán anh phu xe muốn dắt mối, đưa người bạn đồng hương vào một ổ mãi dâm. Mấy ngày này có lẽ nhân viên kiểm tục ít hoạt động, một số phu xe đã chịu mối với các mụ tú bà hễ đưa khách đến anh phu hưởng số tiền quê hồng nào đó tấn lại thất vọng chiếc xe chạy chậm chậm qua đầu hẻm bầu không khí trở nên khó chịu thái độ nửa úp nửa mở của anh phu khiến chàng phân dân chỉ còn giả thuyết chót anh phu này là kẻ phá hoại toan rủ chàng giúp cho một tay trong một âm mưu nào đó từ phía sau anh ta nói thầy à tấn giật mình cái gì nữa đó Dạ hôm qua thầy có đọc báo không? Tấn nhìn quãng đường trước mặt, tha im lặng, tỏ thái độ kiêu căng còn hơn là đi sâu vào tâm tình của anh phu xe. Anh ta hỏi tới, thời buổi này thầy hiểu tại sao có người giàu kẻ nghèo không? Người ở không, vô ấp phe đều đều, sắm cho mỗi đứa con một chiếc xe hơi mới tinh đời ơ bê ơ c kẻ làm cháy da phỏng tráng. Tấn đáp, anh đừng nóng nảy, Mỗi người có thời vận riêng Những người khá giả mà anh thấy đều trải qua khoảng thời gian khổ cực Họ gặp dịp may mắn biết dành dụm Anh phu xe càng đạp nhanh Nhưng tại sao người khác không may mắn Chuyện đó tùy số tự di Nên cố gắng làm ăn là hơn Rồi dịp mai đến nhờ phước đức ông bà để lại Anh phu xe đáp Như tôi đây cha mẹ hiền lành Tôi làm ăn cần kiệm Tại sao người khác làm giàu mau hơn tôi Tại sao tôi không có chiếc xe taxi bốn ngựa mà cứ cam tâm làm ngựa người như thế này? Mở lý luận ấy nghe thật là điếc con rái. Trong phút giây tấn tự nhủ, im lặng là vàng, lời nói là bạc, rồi đâm ra thương hại anh phu xe. Anh nọ đang sống trong chân trời chật hẹp, cổ lỗ như lời ca giọng cổ lúc nãy, chưa hiểu những luật lệ của thời đại nguyên tử. Nếu anh ta giàu thì chắc sẽ là tay hà tiện, đem giấy bạc cất giấu trong ống tre, chồn dưới đất, với niềm tin sắt đá, 100 đồng vẫn luôn luôn giữ giá 100 đồng từ giờ phút này đến ngày tận thế. Thật ra, trên thị trường, đồng bạc có thể lên giá hoặc xuống giá. Thầy làm tôi tức quá, thầy khinh tôi à. Nói xong, anh phu xe đạp chậm, tấn nhớ câu dĩ hòa vi quý, nên trả lời hạ thấp giọng Ai dám khinh anh? Thời buổi này mỗi người một cách làm ăn riêng, nên kiên nhẫn, trước sau gì anh cũng gặp lúc dễ thở. Bỗng nhiên, anh phu xe ngừng hẳn lại, tấn nhảy nhộm, dài mặt ra phía sau, anh phu cưới đầu, cười gằn rút thuốc thơm lúc kỳ, chăm hút phi phà, dịp mai để tấn từ giả anh ta. Từ đó về nhà còn chừng trăm thước, rõ ràng anh phu xe đã lạm dụng tình đồng hương, lạm dụng sự thân mật từ trước tới nay anh phu cố ý tránh cái nhìn chòng chọc của tấn tấn hiểu mình đang thắng thế chàng rút bóp đưa ra một tấm giấy năm đồng tôi đi bộ anh trở lại kiếm mối khác anh phu lắc đầu thà tôi chết tôi đâu muốn đưa thầy tới đây để kiếm năm đồng buồn bã quá chắc đời tôi không còn cơ hội thứ nhì thầy chưa tin à nãy giờ tôi muốn cho thầy thấy rõ trước mắt anh ta nhảy xuống yên tiếp tục nói Đọc báo ngày hôm qua, tôi ăn ngủ không yên. Chỗ quen biết lâu ngày, giữa tôi với thầy tôi muốn tỏ thật. Xin thầy đừng bắt lỗi, cho rằng tôi quá đường đột. Anh nói, nãy giờ, dứt đầu lắm rồi. Cái gì lạ, đăng báo. Thầy ngồi trên đó hoài. Trên cái gì? Trên tấm nệm. Tôi để nó ở dưới tấm nệm mà thầy đang ngồi. Với bản chất tham sanh, úy tử. Cấn đứng dậy, nhảy xuống đất. Đúng rồi, anh phu xe đã cất giấu một chất nổ dưới đệm hoặc một trái lựu đạn thí dụ như vậy rủ nhà cầm quyền thấy được ắt tấn can tội đồng lõa chàng bước ra xa toan chạy nhanh nhưng nghĩ làm vậy hơi khó coi anh phu nói nhanh thầy xích lại gần đây tôi nói riêng với thầy mà thôi chỗ thân tình nếu thầy là người lạ thì tôi giấu luôn họ cười tôi là kẻ làm chuyện điên khùng chuyện gì thầy dở mấy nệm mà xem tôi đâu dám anh phu bước tới gần tấm nệm Nãy giờ tôi nói dòng dài không dám chỉ rõ bằng cớ về đời của tôi sợ thầy phiền. Cái gì bí mật luôn luôn tôi không cho thiên hạ thấy. Tôi lỡ giấu dưới nệm mà hệ muốn lấy nó ra thì phải ngừng xe. Tôi chẳng dám là mất thời giờ của thầy. Chớ thời giờ của tôi thì bắt đầu từ đây tôi sống cũng như chết. Đôi mắt tấn nhìn chồng chọc vào tấm nệm. Bàn tay gân guốc của anh phu sờ vào đó, dở hé lên. Tấn thở phào nhẹ nhõm, dưới nệm xe chẳng thấy thứ vũ khí nào hết anh phu vội mở tờ báo đã xếp đôi đem ra một cái bao thơ trao cho chàng thầy lên nệm ngồi rồi mở ra xem thử sau khi lên yên anh ta đạp chậm rãi tấn ngại ngùng phải chăng anh ta vừa trao cho chàng một lá truyền đơn tuy nhiên đã cầm trong tay rồi chẳng lẽ quăng bỏ nếu nhân viên công lực theo dõi khó bề chạy chối kêu gian Giọng anh phù như thuốc hối Mở bao thơ ra Thầy đang ngại Trong đó chẳng có tiền bạc gì ráo Có món khác ngộ lắm Hồi nào tới giờ tôi cam đoan thầy chưa thấy Tấn trố mắt Ba tấm giấy số cặp ba Và một miếng giấy nhỏ Loại kết quả sổ số kỳ C Mà các nhật báo thường in tặng cho độc giả thân mến Tấn chưa hiểu Đó là giấy số trật hay trúng Liết sơ qua Chàng nhận ngay nó không dính dáng gì đến số độc đắc một triệu. anh phu nói thao thao bất tuyệt. thấy chưa thầy thấy gì chưa? trật một con số ở đầu tôi trúng ba trăm ngàn đồng rồi. người ta số ba còn tôi zero. nói thiệt cho thầy thương. hồi tối rồi tôi thức suốt đêm, không dám báo tin cho vợ tôi biết. vợ tôi sẽ tức tối. gia đình đáng nghèo lại gặp thêm chuyện buồn. tôi uống rượu liên miên. Tôi mua cái bao thơ để dành ba tấm giấy số đó làm kỷ niệm cuộc đời. Nhích một chút là đời tôi đâu phải như vậy. Từ số zero nhích qua số 1. Trời ơi, có một chút xíu mà sao coi bộ khó quá. Tấn cười xòa, nghĩ đến chứng bệnh nhát gan của mình, chẳng cúi mặt. Gần đầu hẻm, chàng trả tiền, rồi giao phong thơ ấy cho anh phu xe. Thời giận mà, kỳ sao anh sẽ trúng. Đừng lo, Tôi mua vé số từ năm bảy năm mà chưa lần nào may mắn như anh. Vậy hả thầy hai? Tôi để dành nó ở đây, thủng thỉnh gặp thầy thì tôi đem ra khoe. Chẳng lẽ thầy cười tôi, người một xứ? Tấn vào ngõ hẻm. Mấy người hàng xóm đổ xô ra chào đón. Thầy hai về kìa, có gì lạ không? Nghe nói ở chợ lộn xộn lắm. Hồi sáng tới giờ tôi giữ chằn chằn mấy đứa nhỏ, sợ tụi nó đi bậy. Dê không thầy hai? Lụ đạn nổ hay là lắc tích? Thiên hạ người nói vậy, người nói khác, nghe phát ớn, dân tình coi bộ. Tấn lấy thuốc hút, nói như nói riêng cho mình nghe. Hồi nãy tới giờ tôi ở ngoài đường, ghê lắm, tôi thấy cái chết từng chập. Rồi chàng sực nhớ tới ba tấm giấy số, nói khá to. Cái gì tới thì nhất định sẽ tới, còn cái gì không tới thì nhất định không tới. Từ số 0 đến số 1, Người hai bên đường hẻm nhìn Tấn, họ ngỡ Tấn là một chánh trị gia lão luyện, đang bình luận tình hình trong nước vừa xảy ra, nóng hổi. Con cháu thần nông Trầm lại cả, ngàn lại cả, xin cả tha tội cho con, con hứa từ rầy về sau không dám chơi bời lêu lỏng nữa thằng tám quỳ lại con mắt đỏ hoe nhưng ông cả dư cứ dây qua hướng khác mà lẩm bẩm mày lại ai vậy ngỡ là mình đã vô phép trong lối xưng hô thằng tám bèn lặp lại trăm lại ông hương cả ngàn lại ông hương cả từ đây tới chiều tới ngày mai ngày mốt con hứa kiếm con trâu về chuồng ông cả dư hứa một tiếng rồi nói bộ mày hát bộ cho tao nghe phải không tám mày coi tao ra gì làm bộ lại lục nhưng vắng mặt tao thì mày hí hởn coi trời đất như không có kêu tao bằng thằng hương cả cũng được miễn là mày đền con trâu cho tao tao đâu có nhờ ơn mày tao mướn mày chăn nuôi nó bởi vậy mất thì mày bồi thường đủ vốn cho tao mua con khác đứng dậy quỳ mọp làm gì tao chưa chết thằng tám im lặng hơi mừng vì hồi trưa tới giờ ông hương cả quá giận không thèm trả lời hoặc chửi mắng nó bây giờ ông đã chịu nói chuyện rồi đây lần hồi chắc ông tha thứ cho nếu nó chịu khó đi tìm kiếm con trâu Ông Hương Cả Dư nói tiếp trước khi vô buồn mà nằm. Mệt lắm rồi. Một con trâu trị giá đúng 100 giả lúa. Tại sao nó đi lạc giữa ban ngày? Hay là mày thông đồng với tụi ăn trộm trâu? Hai ngày nữa, tao cho mày ở tù. Cha mày phải đền bồi đúng 100 giả lúa. Nếu không dòng thì mày đi kiếm con trâu pháo. Để trễ nải, đi lạc vô điền đất người ta, nó phá đám mạ. Hoặc là bọn ăn trộm sẽ thịt phơi da nó. Mày quỳ trong nhà này để trù, rủa hả? Nghe nói tới chuyện ở tù và cha nó bồi thường, thằng Tám đổ mồ hôi lưng, mồ hôi trán tiền bạc, lúa gạo đâu mà đông cho đủ. Cha nó đốn củi, sống lần hồi ở gian rừng. Vừa nằm xuống giường, ông Hương Cả nóng của, cầm cây ba toàn trở ra. Mày nằm dạ hả? Hay là mày muốn tao lại ngược để trả lễ cho mày? Mày mà sợ ai? Ra ngoài ruộng là giỡn, là sải trâu cực chẳng đá, thằng Tám đành xá dài, đi chậm rãi ra ruộng. Nó lùa trâu về chuồng hơi sớm hơn mọi ngày sau khi làm mất con trâu pháo. Từ trong nhà, ông Hương Cả nói ra, Cắt cỏ cho nó ăn, muốn vậy tao cho vậy. Mấy con trâu trong chuồng cứ dậm chân, dai mặt về phía thằng Tám như đòi ra ngoài đồng. Đôi mắt thằng Tám hơi rướm nước mắt, nó nghĩ thầm. Trâu bị nhốt mà gẫm lại sướng hơn mình, mình ra ruộng chẳng khác nào bị ở tù đi đâu bây giờ đồng ruộng mênh mông gió thổi mát rượi nó bèn ra ngoài đìa mù u ngồi cho khỏe rồi hãy tính mưu kế tới thềm đìa nó sực nhớ một điều quan trọng thiếu cái liềm làm sao cắt cỏ đem về chuồng được trở vô nhà mất công lại nghe một trận mắng nhiếc khác nếu ông cả gặp lại nó bên gốc mù u có cái miễu nhỏ dựng lên không biết từ năm nào mái ngói rồng rêu vách lở lói một hôm nó vô miễu này để ngủ giấc trưa hồi sáng cũng vì cái miễu này mà nó mang quả lúc cao hứng nó móc đất sét nắng sáu bảy con trâu sắp thành hàng trước bệ thờ ông thần nông ngày đầu hồi xưa đó là miếu thờ thổ địa vì con nít chăn trâu làm lộng trèo lên nóc miễu mà giỡn nên bà con trong xóm mới sửa tên là miễu thần nông còn gọi là miễu chăn trâu Đôi khi mấy ông chủ đất ở xóm ngọn, ở xóm giàm tới khấn giái, cúng nải chuối hoặc con gà luộc. Tại sao kẻ chăn trâu làm mất trâu lại không chịu khấn giái với ông thần nông? Thần tám mỉm cười khi nhớ đến lá bùa cuối cùng ấy. Nó bước vô miễu, con cắt kè kêu gian và từ đám cỏ vàng úa dưới bệ, mũi cứ bay do ve. Trên bệ không món gì cả trừ một cục đá khá to, lượm dưới đìa bọn thằng Tám khiêng lên để thờ cho vui. Sau khi khấn lầm thầm, cầu mong ông thần nông giúp tìm lại con trâu pháo, nó nằm liêm diêm như chờ điềm linh ứng. Đột nhiên, nó giật mình dụi mắt, bên dách có giọng nói chững chạc. Ta là tổ sư chăn trâu, này đệ tử ơi, chẳng hay đệ tử gặp tai nạn gì mà ủ ê sầu thảm. Thằng Tám tức cười, đứng dậy, đúng là giọng nói của thằng Nua, thằng nua thuộc vào bực đàn anh trong làng chăn trâu nó lớn tuổi hình dáng đen đúa ốm yếu hút thuốc liền miệng nghiền nặng hơn người lớn bấy lâu nó tự xưng là chăn trâu nòi mỗi khi bày trận đánh giặc chơi cho vui thằng nua lấy áo bịch lên đầu xưng dương ngồi trên chót cây mù u hoặc trên bệ thờ trong miễu chưa hết nó còn bắt buộc mấy đứa chăn trâu khác quỳ hai bên bệ để nhận lãnh chức quân sư thừa tướng thằng tám nói anh nua ơi Ông Hương Cả biểu tôi thường bồi đúng 100 dạ lúa nếu kiếm không ra con trâu pháo. Thằng Nua ưỡng cái ngực lép. Nếu không bồi thường thì sao? Thì tôi ở tù, ba tôi đông cho ổng đủ số lúa. Ngặt nổi, ba tôi đốn củi chớ đâu làm ruộng mà mong dư được 100 dạ. Thằng Nua đáp. Lão Hương Cả này lỏng quá. Coi con cháu thần nông không ra gì hết. Bộ giết người sao mà ở tù? Anh ơi, chiều nay tôi về nhà ổng để trả lời. Nhất định là ổng chửi sáng đêm Anh giúp giùm một phen Bằng không chắc tôi vô rừng mà trốn Nói bậy đó Có tao mày đừng sợ Tao là dòng giỏi chăn trâu nòi Ông nội tao, ba tao rồi tới tao Ai nấy đều chăn trâu mướn từ hồi nhỏ xí Nhiều vụ động trời Tao còn coi như không có Hà huống gì con trâu quèn này Để tao xem binh thơ thì biết Thế rồi thằng nua đặt nhiều giả thuyết Về số phận con trâu pháo Nó bảo rằng lời tục thường dí lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu. Nếu vì ham ăn, cỏ non mà đi lạc, thì dĩ nhiên con trâu pháo nhớ chuồng cũ trở về, khỏi cần tìm kiếm. Nhiều người mua trâu ở xa, mấy bữa đầu trâu suốt dây, chạy suốt ngày đêm để đáo lại chuồng cũ. Nhưng thằng Tám vẫn nôn nóng. Con trâu pháo bây giờ ở hướng nào? Mày hỏi thì tao trả lời cho mày rầu, coi như bỏ luôn. Miệt này, ai cũng nghe danh ông chủ phát. Ai muốn vô điền thì xin chủ trước, bằng không thì ổng bắt đóng trăng. Mấy con trâu của ổng đều có đóng dấu trên sừng. Ổng nướng con dấu bằng sắt rồi ịn vô, con trâu pháo chắc bị bắt rồi. Mày láng chán qua đó, ổng bắt mày luôn. Thằng Tám nói, để tôi trình với ông cả dư, người lớn qua đó dễ ăn nói hơn. Ông cả dư của mày không bằng một sợi lông chân ông chủ phát. Đừng lo, tao là chăn trâu nòi, hứa giúp mày. Đây là mưu kế đao nam chữa bắt, Mày về nhà, lại lục ổng, nghe ổng chửi rồi xuống nhà bếp kiếm cơm nguội. Tao nhớ cái trăng thờ của ổng, cỡ nửa đêm nay hừng sáng, mày làm như vậy. Nghe xong kế hoạch của thằng Nua, thằng Tám gật đầu. Tôi biết rồi, nhưng làm vậy thì hàng xóm náo loạn. Thì mình cần làm chuyện náo loạn cho vui. Nhớ kỹ chưa, dễ ợt. Đánh như vậy là trúng nhầm chỗ nhược của ổng. Dạ, tôi thấy rồi. Hừng đông, mày ra miễu này chờ tao, ngày mai cha chả là vui tụi mình làm chuyện thần sầu quỷ khóc trời hừng sáng là ông từ giữ đình thức dậy như thường lệ để uống trà ông ở căn nhà nhỏ sau đình làng sống bằng nghề trồng bầu trồng mướp ở miếng đất trống bên cạnh năm bảy ngày ông quét dọn một lần ngày thường đình vắng tanh ấm nước sôi lên nghe vui tai ông pha trà rồi rót ra cái tô lớn uống một tô như vậy no luôn cho tới trưa. Vừa thưởng thức được vài hớp, ông nghe vật gì chạm mạnh vào vách lá như ai ném đất. Thoạt tiên, ông ngỡ rằng chuột chạy nên lẩm bẩm, chuột gì lạ vậy, đình mà làm sao có ma quỷ, hay là đứa nào dám hái mít hái ổi. Chưa dứt lời, ông nghe tiếng động thứ nhì, đúng là đất ném vào vách, nghĩ rằng mình không gây hờn gây quán với ai, ông mở cửa, một bóng người chạy về phía trước sân đình. Ông rượt theo, ai phá tao vậy? Nhưng hỡi ơi, cửa đình mở rộng. Chiều hôm qua, ông đóng cửa, gài chốt sau khi thắp nhang. Đình này không ưa tích trữ món gì quý giá hết, ăn trộm vô để làm gì chứ? Nhưng ông chịu tất cả trách nhiệm, nếu rủi xảy ra mất tài sản, dầu là cái ghế, cái chén chung. Trong chính diện mất một con hạt bằng cây, con còn lại thì nằm nghiêng trên nền đất. Trong hàng lỗ bộ, dán bóng một cây kích, một cây giáo mai phước bộ lư hãy còn sau khi kiểm soát kỹ lưỡng ông hơi mừng bao nhiêu câu hỏi hiện ra tại sao kẻ trộm lại chọn con hạt cây kích cây giáo toàn là những món bằng cây chẳng lẽ gánh hát bội nào đó cho người lén vô đình ông bầu gánh ngu dại gì làm chuyện đó giá đáng là bao rủi bị bắt là bao nhiêu rắc rối xảy ra phép nước lệ làng hay là có ai muốn phá ông cả dư người đang lãnh chức chánh bái gìn giữ sắc thân họ muốn hạ bệ ông cả chăng rồi đây, ông Từ và ông Cả phải trả lời trước đồng bào trong xóm. Lập tức, ông để cái tô trà xuống bộ dáng, mặc áo, vừa chạy vừa gài nút. Ông dừng lại khi gần đến nhà ông Cả Dư. Phải nói như thế nào cho thông, trút bớt trách nhiệm để khỏi bị rầy ra. Ông Cả Dư đứng bên chuồng trâu, giật mình khi nghe ông Từ vừa chào, vừa thở hỗn hển. Thưa ông Cả, đại sự khó nói. Chuyện gì? Nói đầu đuôi cho tôi nghe, Ông Từ bèn nói, thưa ông, ghê gốm quá. Tôi nằm chim bao, thấy ông thần hiện về râu tóc bạc phơ. Ông nói cơ trời thay đổi. Ông Cả Dư hơi tin lời ông Từ. Thiệt vậy sao? Ông thần làng mình linh lắm. Xưa kia làm tới chức cai đội trong cơ binh của vua Gia Long. Tuy bị giặc xử trảm, dòng hồn ổng phản phất đâu đây. Ông vua Bảo Đại nhìn nhận, gửi tờ sắc cho làng mình thờ. Nói tới đó, ông cả nhớ đến tờ sắt mà ông cất giữ trên cái trang. Ông tự cứ chấp tay, ấp úng. Ông thần nói, cơ trời thay đổi rồi lại thay đổi như giấc chim bao. Ông khuyên tôi nên làm lành lánh giữ. Trước khi về trời, ông quá phép, khởi lên con bạch hạt rồi chụp lấy cây kích, cây giáo trong lỗ bộ. Khi giật mình thức dậy, tôi lên chánh điện, thì thấy con hạt với hai món lỗ bộ đã biến mất Ông cả dư quảng hốt Như vậy là có người phàm tục vô đình Để làm chuyện bất lương Nhớ đến cái sắc thần trên trang Ông cả bắt thang trèo lên Rồi la quảng Trời cái sắc thần mất rồi Làm sao xin được cái khác Nhà vua phong cho làng mình một lần thôi Tụi nó vô nhà ăn trộm cái sắc Để đem bán cho những làng mới cất đình Mà chưa có sắc Nó cãi vách nhà tôi Ông tự gật đầu Ông thần cởi hạt bay đi Thì làm sao cái sắc còn ở lại được Rõ ràng có bàn tay của ai đó. Nói xong, ông Từ vút râu, khỏe khoắn vô cùng. Tội ông Từ tuy nặng nhưng vẫn thua cái tội của ông Cả Dư. Ông Cả sẽ bị mất chức, dân làng sẽ kéo tới nhà mà làm khó làm dễ. Là người cao niên, ông Cả Dư ngồi tỉnh táo, nghĩ cách đối phó. Dù trộm xảy ra thì dân làng phải chịu trách nhiệm chớ nào riêng ông. Họ có trách nhiệm bắt thủ phạm, bởi vậy ông đến công sở mà truyền lệnh đánh mỏ lên rao cho trong xóm biết là sắc thần ở nhà tao đã mất đình mà thiếu sắc thần thì như chùa thiếu Phật rồi đây bao nhiêu tai họa hạn hán ôn dịch sẽ xảy ra ông cả dư lũi thủi về nhà nhưng dọc đường ông bị dân làng chặn lại hỏi hàng rối rít tại sao không mất vàng bạc mà lại mất sắc thần ai vô nhà ông người khác nói xứ này nhiều sông rạch bọn bất lương bơi xuồng dưới nước mình kiếm trên bờ thì làm sao gặp được phải đa, nói sao trúng quá, vỗ tay mới được. Ông cả dư ngẩng đầu, nhìn thẳng kẻ đang vỗ tay. Đó là thằng Nua và thằng Tám. Hai đứa nó cứ vỗ tay bôm bóp. Ông cả muốn nắm đầu tụi nó, đánh một trận nên thân. Nhưng tụi nó đã mất dạng. Ông cả đã phân ra manh mối rồi. Nếu làm khó dễ, bắt thằng Nua với thằng Tám đem đóng trăng, thì cái sắc thần bị giấu luôn. Cái sắc thần quý giá hơn con trâu pháo đã mất trâu mất dễ sắm lại con khác sắc thần mất thì không tài nào xin với nhà nước hoặc nhà vua ngoài quế được chức chánh bái để chức hương cá cũng bị mất luôn đám người kéo nhau xuống mé dừa nước họ dừng lại vì thấy cái sắc thần nằm gọn trong cái ống tre sơn son trên chiếc bè chuối con hạt bằng cây thì té nghiêng gãy một chân hai cây giáo cây kích thì gãy cán một ông kỳ lão nói Chắc dân làng bên kia thấy làng mình có sắc thần Rồi họ ganh tị, phá chơi Ông cả dư lên tiếng Để tôi lo liệu Lựa vài cậu nhân tài Vớt cái bè đó lên Có người bàn tán Ai dám dớt Ngăn cản chuyến đi về trời của ông thần Trủi ổng giận, Vặn họng thì sao Ông cả dư nói gằn giọng từng tiếng Xưa nay chỉ có con cháu ông thần nông mới dám đùa giỡn Chọc ghẹo thần thánh bè chuối tống ôm mà con cháu ông thần nông còn dám dớt huống gì cái bè chuối này nói tới đó ông cả nhìn vào đám đông để tìm thằng nua và thằng tám vụ này do hai đứa nó bày ra để trả thù vì ông bắt đền con trâu pháo mất tích ông nói bây giờ mấy người già cả đành chịu thua con cháu ông thần nông vậy xin mời mấy ông con cháu ra tay cứu dân làng hàng trăm con mắt đổ dồn về phía thằng nua và thằng tám thằng nua nói to nhưng cốt ý nhắn nhủ riêng thằng tám linh thiền lắm đó để tao tao là chăn trâu nòi tao cô hồn hơn mày mày cứ đứng trên bờ lăn xăng thì hư việc vớt xong chiếc bè thằng nua cầm cái ống tre đựng sắc thần bước chậm rãi về phía ông cả dư ông cả tức giận cành hồng muốn giết thằng nua vì chính nó bày mưu để cứu thằng tám nhưng thằng nua không chịu thua nó nói giọng cà rỡn Chắc ở làng này con nít chăn trâu bị hiếp đáp Nên ông thần tức giận Về thiên đình rồi ở luôn trên đó Còn nít chăn trâu là con cháu ông thần nông Ông thần nông lớn chức hơn ông thần Vua còn phải lạy thần nông nữa kìa Ông tự giữ đình hơi bực tức Về bài học lớn lối của thằng Nua Thiên hạ biết rồi Sẵn dịp Chú em đem cây kích, cây giáo lên giùm Để chưng trong đình Mấy chú em còn quai hơn ông vua Phải Thằng Nua nói từ rày cắt cha đừng lấn hiếp con cháu ông thần nông Qua cái vụ này Mấy ông tạ tội Kiếm một cái đầu heo Luộc chính đem ra cúng ngoài miễu thần nông Ở địa mù u Ông cả dư ôm cái sắc thần mà nói Nua ơi nua Tám ơi tám Tao sợ tụi bay rồi Thôi tao hứa tao thua tụi bay đó Chuyện cũ tao bỏ qua Từ rày về sau nhớ giữ trâu cho kỹ một chút nếu một con trâu mà rẻ như con gà, con vịt thì tao chửi mắng con cháu thần nông làm gì để sanh ra cái cớ sự này. Dãy Cô Tô Năm ấy, tôi lên mỏm đá cao gọi là khu vực dồ con sấu ở núi Cô Tô, Thất Sơn, tỉnh Châu Đốc để tìm người bà con đang lập giường cuốc rẫy trên ấy Xe đò chạy từ châu đốc đến chân núi vào lúc 5 giờ chiều. Chợ xà toán vắng người, không có khách sạn. Vì nóng ruột đến nơi, tôi nhờ một ông lão chỉ dẫn đường đi nước bước. Ông lão lắc đầu. Ở đây, tư bề rừng núi âm u, vắng người. Cháu cứ ngủ tại nhà bác, chờ sáng mai hãy hay. Ban đêm nguy hiểm lắm, coi chừng té xuống hố hoặc lạc đường, kêu réo chẳng ai nghe. Tôi đáp thẳng nhiên. Từ đây lên vô con sấu quá gần chừng một tiếng đồng hồ là tới. Vô con sấu là mỏm đá nhô ra, trắng xóa mà cháu thấy bên sườn núi đó. Coi vậy chơ trên đó rộng lớn cao lắm. Đường đi thì quanh co, lắm khi trở lui vài chục thước rồi mới trèo lên. Lóng rài, trời đổ mưa về đêm. Mưa trên núi lạnh rung tay rung chân. Mấy tảng đá trơn trợt nằm bên miệng hố. Mưa đêm khác hơn mưa ngày Tôi cứ viện thêm lý lẽ Thưa bác trời chưa mưa Mặt trời chưa lặn Nghe đầu núi Cô Tô này hiền lắm Không có cọp beo như bên núi Cấm Rồi tôi khoe rằng Tuổi trẻ sức dài Nếu lạc đường thì cứ nhắm hướng mà trở xuống Sau rốt Ông lão đưa tôi đến sát chân núi Và nói Đây là đầu đường lên dầu con sấu, Đi cho mau kéo mặt trời lặn Nè ở khoảng nửa đường cháu gặp cái miễu thổ địa hãy mưa cháu vô đó mà ngủ đừng sợ sệt gì ráo miễu ở sát gốc cây bằng lăng vừa nói lão chỉ ngón tay lên phía tây bắc cây bằng lăng trổ bông tím phân phớt nhuộm ánh nắng màu da cam tạo nên thứ ánh sáng hơi buồn bã sau khi leo núi chừng nửa giờ tôi bắt đầu nản chí bóng tối lan tràn quanh anh khó phân biệt nẻo đường mòn tôi nghe tiếng rì rào sột soạt trên lá khô giữa tàn cây trong hốc đá rắn độc thú dữ hay oan hồn vài con chim đang ngòm quạt cánh nhẹ nhẹ đáp xuống một loài chim gì lạ lắm kêu liên hồi tôi đoán chừng có lẽ nó là chim rù rì mình không gặp chim ụt nghĩa là chưa gặp xui xẻo trên sườn núi gió thổi mạnh vài đốm sáng chập chờn di chuyển mắt tôi hoa lên làm sao phân biệt mấy vì sau đêm với bầy đom đóm dưới ánh đèn leo lét trong nhà tiều phu tôi cảm thấy hối hận vì trót liều lĩnh chẳng nghe lời can gián của ông lão hiền lành nọ trời chuyển mưa rồi đó mồ hôi cứ tươm ra ướt dầm lưng áo khi tôi đến gần gốc cây bằng lăng cổ thụ tại sao gió thổi mà mồ hôi tươm ra tôi sợ chăng sợ nỗi gì mưa rơi vài giọt lắc rắc nhánh cây khô nào vừa gãy chim rừng động ổ thức giấc kêu nhốn nháo mấy vì sao đêm biến mất bầu trời sâu thẳm vô tận như đáy biển bao la một đốm lửa cháy lập lòe bên phải không còn nghi ngờ gì nữa đó là cái miễu thổ địa mà ông lão nói tới khuyên tôi nên ghé vào mà ngủ đừng sợ sệt tôi đánh bạo bước vô miễu nhỏ quá vách đá nóc lợp bằng lá gồi Giữa miễu là bệ đá khá cao, trên có lư hương, chân đèn, không thấy pho tượng, bài vị hoặc câu liễn nào cả. Ngọn đèn cứ lắc lư, ánh sáng bị nhốt trong cái ống khói to, lâu ngày không ai lau chùi, loại đèn bão, có quai sách toàn ten mà các người đi biển ưa dùng, treo tuốt trên chót cục bơm để làm dấu hiệu. Tôi tự hỏi, ai đốt ngọn đèn này? Ông tự lo việc nhan khói đâu rồi? kế bên miếu trời tối om thiếu tiếng chó sủa tiếng ho hen rồi tôi tự trả lời đây là nơi nghỉ chân của khách lỡ đường chắc ông tự ở trong chòi gần đây vì tiết kiệm nên ông đã ngủ thầm chẳng lẽ mình kêu cứu là mất giấc ngủ của kẻ khác trong khi chưa có gì nguy hiểm xảy ra nghĩ vậy tôi trải chiếc nóp lên nền miễu rồi lấy cái khăn tắm đắp lên mặt chung vào trong nóp thì ấm áp Nhưng rủi có người tới ám hại Làm sao tôi xoay trở kịp Nằm trong nóp chẳng khác nào gói xác mình trong hòm May thay mũi chỉ có vài con vì gió thổi khá mạnh Mắt tôi vừa nhắm lại là ngoài sân có tiếng sột soạt Như ai đạp trên lá khô Tri hô lên chăng Lời căng dặn của ông lão như còn văn vẳng bên tai Ngủ tự nhiên đừng sợ sệt Tôi nghiêng mình kéo cái khăn liếc ra dường như một đứa bé đi qua đi lại ngoài sân trong bóng tối dày đặc đúng vậy đứa bé ấy khom lưng như thu mình rồi mất dạng còn nhà ai hay là bóng ma tôi nằm im chờ đợi nó là đứa bé chưa đủ sức hại tôi hay nó làm phận sự dò xét cho tên bất lương cho đảng cướp nào thời khắc trôi qua cái bóng ấy chẳng xuất hiện nữa tôi dụi mắt rồi ngáp dài, đoán chừng là bóng lá rung chuyển hoặc con chó, con mèo đi lạc. Tôi kéo khăn, trùm kín đầu cổ, cố gắng dỗ giấc ngủ. Bỗng tôi giật mình, ngồi nhổm dậy như cái máy. Rõ ràng có kẻ vô miễu, nắm chéo khăn mà giật mạnh để đánh thức tôi. Hắn chạm vào hông tôi, rồi mất dạng. Tôi hỏi to, ai đó? Khách lỡ đường vô đây ngủ nhờ, không gặp ai thì tôi biết xin phép với ai. Nhưng chẳng một ai trả lời, tôi lắng tai nghe cành lá chuyển động lào xào dường như có ai cười the thé tôi dụi mắt ngồi vào góc miễu mà thủ thế nếu xảy ra chuyện bất trắc tôi ném cái lư nhang hoặc cây đèn bảo để tấn công gà rừng gáy ở xa xa suối chảy rì rào giữa rừng núi những tiếng động này là thường ngoài kia một đốm sáng vàng vụt di chuyển mỗi lúc một gần quanh co khi ẩn khi hiện tôi ra ngoài sân một ông lão chống gậy tay sách cây đèn bảo ông ta lên tiếng trước chú em tới hồi nào phải chú em tri hô hồi nãy không tôi là ông từ giữ miễu này tôi đáp xin chào ông hồi nãy con gì hiện ra rồi biến mất tôi thấy rõ ông lão nói lẩm bẩm tệ quá chứng nào tật nấy tiền căn hậu quả chướng dương mang kiếp nào mới dứt hỡi ôi rồi ông xách đèn vào miễu đến bệ mà nhìn giáo giác người trần tục nhúm mùi trần tục đã đành nực cười cho người kiếp trước lại một phen sợ sệt tôi liên tưởng đến kẻ bị hùm tha chết oan vẫn chôn vùi gần gũi đâu đây ông lão là người nhưng tại sao nói toàn chuyện mơ hồ như nói với người khuất mặt lát sau Ông chép miệng Chú em có hề hấn gì không? Tới đây lúc trời chuyển mưa hả? Cớ sự ra sao? Dạ, nó giật cái khăn tôi Biết rồi, nhưng chưa giật được Cái khăn còn đó, phải không? Chú em bị thương tích gì không? Đồ đạc trong túi, quần áo còn đủ chứ Coi chừng, ghê lắm Vừa rờ vào túi áo, tôi điếng người, gói giấy nhỏ đã biến mất trong gói ấy tôi giấu kỹ cái giấy thuế thân và năm các bạc ông lão như đoán được lại nói mơ màng khó hiểu sắc sắc không không luật tạo quá mà hừng sáng tôi biểu ổng đem trả lại đầy đủ cho chú em thưa ông ổng là ai vậy ông nào vậy như sực nhớ điều gì ông lão nói thì hồi nãy chú em thấy ổng mà Ông không ngồi yên đâu, khi thì đi hai chân, khi thì nhảy nhót, bò bốn chân, nhăn răng cười, coi dễ thương mà cũng dễ ghét. Tôi đáp, dạ, thấy mang máng như vậy đó. Đúng rồi, hơi đầu nói dông dài cho chú em thêm sợ. Nhà tôi ở gần đây, qua đó mình uống nước trà, thức cho tới sáng. Đừng hờn quán, cứ dẹp phiền não qua một bên, hàng trăm người qua đây ngủ nhờ trong miếu đều gặp chuyện tức tối khó hiểu như chú em nói ra quá sớm e chú em không tin rồi cãi giả ban đêm tôi muốn tránh nói chuyện luân hồi quả báo dương gian âm phủ chờ mặt trời mọc đâu đó rõ rệt như ban ngày thì không cần bàn cãi đầu đuôi việc này cũng tại tôi quên cúng kiến lễ vật tuy ráng giữ bình tĩnh nhưng tôi vẫn ái náy cái giấy thuế thân là lá bùa hộ mạng của người dân thời pháp thuộc làm sao tìm lại được muốn làm tờ cớ thì nhờ cậy ai Không sợ chắc ở xa quá tài chợ xà toán phiền phức quá siêu nước bắt lên bếp mấy khúc củi cháy bốc ngọn cao ông lão nói lãng qua chuyện khác hồi nãy trời nực gió thổi mạnh tưởng đầu trời mưa nhưng rồi không mưa Điều này mấy con heo rừng mặc sức phá hại rẫy khoai, rẫy bắp. Tôi nói phụ họa cho vui miệng. Xứ này sống nhờ rẫy. Ông lão bước lên bệ nói chuyện đau đầu. Tôi trồng đủ thứ khoai, củ sắn, chuối, mít. À, còn nãy chuối nữa. Hồi chiều tôi quên. Bây giờ thì đem ra ăn vài trái cho no. Chưa một trái là đủ rồi. Ông ít ăn lắm. Trong khi ông lão đứng dậy đến bếp Tôi hỏi nhanh Thưa ông, ông là ai? Tại sao ông không dám nói tên? Thì ông là người ăn cắp cái giấy thuế thân của chú em Ăn cắp để coi chơi Rồi quăng bỏ cho vui Thôi uống trà kẻo nguội Gần sáng rồi Mệt thì cứ nằm đó Tôi thức lấy đêm làm ngày Chắc là nghiệp chướng tiền căng Ngủ đi Sương mù xuống mịt ngoài sân chú em vô mùng mà ngủ cho ấm. Ngoài này có tôi. Ánh bình minh nhuộm cánh đồng bao la chạy từ trên núi đến tận chân trời xa. Hơi đá bốc ra quá lạnh. Tôi ngồi bên bếp lửa buồn buồn. Dùng sơn cước đâu có thơ mộng, dễ sống như trong bức tranh tàu với cây tùng ngọn suối, vách đá cao nghẹo và cái thảo am với con hạt, con nai trên núi ăn uống thiếu thốn thiếu đất làm ruộng nên khó làm lụng để nuôi gia đình đông người hèn gì ông cha ta ngày xưa cứ chọn dùng đồng bằng sình lầy để dễ bề cày cấy tìm cả tôm ông từ mở cửa cháu đi chơi cho vui tôi giật mình chơi ở đâu bây giờ thưa ông còn cái giấy thuế thân và số tiền nhỏ tôi lo quá đó là lá bùa hộ mạng đi theo tôi qua bên này ông từ bước chậm rãi tay sách nải chuối, tay cầm mấy cây nhang cháy sẵn. Tôi suy luận rằng ông sắp đưa tôi đến nấm mồ hoang nào gần đây để khấn giái, tạ tội với người khuất mặt, hoặc đến hang đá nào để tôi ra mắt với tôn sư nhờ truyền cho phép nhiệm màu. Nhưng ông nắm tay tôi, vô đây, vô cái miễu hồi tối đó. Tôi là người làm ăn chân chất, chưa tu hành, nhưng cứ thề làm lành suốt đời mất mát đồ đạc của chú em, tôi phải mang tiếng xấu đầu được. Chừng này chắc ổng thức rồi. Đến gốc cây bằng lăng, ông ngước lên kêu to: Đạo hầu ơi, trả giấy tờ tiền bạc cho người ta, nghe chưa? Đạo hầu xuất hiện. Đến giờ phút này tôi mới hiểu ổng là con khỉ đột to lớn. Con khỉ rung nhánh cây kêu chét chét khẹt khẹt. Ông từ nói tiếp: Nãy chuối đây ăn cho no, bộ đói rồi làm bậy hả? Ráng vô rừng trèo leo, kiếm trái rừng mà ăn, tu hành gì mà làm biến quá vậy? Con khỉ lú mặt ra giữa kẻ lá, trông thật buồn cười, đáng ghét và cũng đáng thương. Ông Từ nói gắt, nghe chưa? Tôi treo nải chuối đây nè, ăn rồi trả giấy tờ cho người ta. Con khỉ nhăn mặt, dây qua dây lại rồi nhìn tôi mà khẹt khẹt. Ông Từ nói, chú em ra xa một chút. Vừa lui vài bước, tôi thấy cái gói giấy từ bàn tay con khỉ rớt xuống. Chú em lượm rồi coi thử, có mất món gì không? Tiền bạc còn đủ chứ. Tôi ghét cái tánh tham, mình đi xa một chút, đứng gần đây, e đạo hầu mắc cỡ. Đến tảng đá bằng phẳng bên hông miễu, chúng tôi ngồi xuống, ông Từ giải thích. Có gì đâu, mọi đêm tôi đều cúng chuối trong miễu, đêm rồi tôi quên cúng đạo hầu đói bụng vô miễu lục lạo rồi tức giận nhè chú em mà trả thù nhưng tại sao kêu con khỉ là đạo hầu nó sống lâu lắm tại miễu này sớm hôm hủ hỉ với tôi nó liếng xáo ngồi một chỗ không yên đọc truyện tây du cháu nhớ tề Thiền đại thánh chớ thiên hạ trên núi này hãy thấy con khỉ nào khôn ngoan chịu ở gần chùa gần miếu thì ban cho chức tước là đạo hầu theo chữ nho là con khỉ nhưng kêu bằng ông đạo tôi thấy hơi quá đáng có gì là quá đáng tôi không rành kinh phật vì tôi có tu hồi nào đâu chẳng qua là chán đời rồi lên đây làm rẫy mà độ nhựt nhưng ông đạo bên núi cấm cho tôi biết rằng mọi người mọi sanh linh đều có tiền căn thí dụ như kiếp trước ông đạo hầu này có lẽ là người giữ nhan khói trong đình trong miễu như tôi vì tham lam ăn cắp đồ hành lý của khách thập phương tới ngủ nhờ khi lỡ đường nên sau khi chết ông nọ bị diêm chúa phạt đầu thai ngược để tu trở lại thật xấu vẫn còn lai rai lý luận của ông từ dường như quá đơn giản theo kiểu thần thoại cổ tích Tôi gật đầu, không muốn và cũng không dám bàn cãi. Cái giấy thuế thân và năm cắt bạc còn đủ trong tấm giấy dầu. Hai món này rất cần thiết cho tôi trong cõi đời này. Hơi đâu mà nói quá khứ, dị lai. Chú em tin lời tôi không? Dạ tin chớ, nhưng chừng nào ông đạo hầu này đầu thai thành con người. Nếu dày công tu tầm dưỡng tánh thì chừng vài chục kiếp sau. Tôi buộc miệng, chắc là cả ngàn năm vũ trụ quyền bí lắm chú em ơi nhiều đêm tôi suy nghĩ rằng mình làm từ giữ miếu chắc là hồi kiếp trước tôi ưa cố chấp nhiều phen tôi xua đuổi không cho kẻ xa cơ lạc bước ngủ nhờ trong nhà bởi vậy kiếp này tuy ẩn lánh trên non cao tôi phải thức từng chập để lo cho giấc ngủ của kẻ khác được yên ổn thấy ông lão vui miệng tôi hỏi còn như tôi đây tiền căn của tôi là con gì Ông lão cười giòn Căng phần mấy ai hiểu Làm sao già này đoán được Có lẽ hội kiếp trước Chú em có quá nhiều dục vọng Và kiếp này cũng còn nhiều dục vọng Cho nên đào hầu mới lén giật cái khăn Ăn cắp cái giấy thuế thân Và mấy cắt bạc Đạo hậu muốn nhắc chú em rằng Đời là biển khổ Vậy thôi Lên non cao mà chú em còn bận bịu tiền bạc Còn giữ cái giấy thuế thân Thì thà rằng ở dưới cõi tục. Dạ cháu đi thăm bà con chứ không phải lên đây tầm đạo, cháu lên chùa tập phước để thăm người chú, ở sau chùa đó cuốc rẫy. Còn bận biệu về tiền bạc và cái giấy thuế thân thì đợi chú em còn khổ. Thôi, chú em đi, đây lên đó còn xa. Chuyến về, nếu gặp mưa thì ghé vô đây mà ngủ, đừng sợ. Tôi cúi đầu, dạ cảm ơn. Lên cao một đổi, khi ngoảnh lại tôi không còn thấy ông lão nữa cái miễu và đạo hầu tất cả đều khuất trong lá trong xương không còn gì bí mật nữa đánh cọp gò quao non trăm năm về trước làn sóng người việt từ cần thơ vĩnh long đổ xuống rạch giá cà mau để khai khẩn đất hoang Họ đã gặp những trở ngại thiên nhiên nào Tài trí sự dũng cảm của họ ra sao Lòng chúng ta không khỏi phập phòng âu lo Khi ngày nay đọc lại chuyện đời xưa Của cụ Trương Vĩnh Ký Cụ có nhắc lại câu chuyện cọp Ở vùng gọt quao Cọp ta đi dạo xuống bãi sông để tìm mồi Rủi bị kẹt đuôi trong dừa nước Rõ ràng thời ấy cọp quá lòng hành Dám bỏ rừng sâu Bén mạng đến các xóm nhà sát mé sông Nơi mà chúng bị cô lập thất thế nhất Ông cha ta đã đánh lũ cọp ấy thế nào? Có người đáp Nhờ các thầy võ giỏi chuyên môn đánh cọp Xuất thân ở các trường võ Quảng Ngãi Bình Định Gặp lúc nước nhà loạn lạc Các thầy chạy vào vùng Cà Mau mà ẩn lánh Võ nghệ của các thầy quá đổi cao cường Gặp cọp là rượt bắt Nắm cổ đè xuống nện vào lưng cọp những quả đấm thôi sơn Chẳng khác nào chúng ta ngày nay đánh một con mèo Hoặc một con chó con người khác bảo rằng họ đã từng gặp mấy ông thầy bùa sim chuyên môn dụ dỗ cọp các thầy sim nằm ngửa dưới gốc cây giữa rừng mà thổi kèn nói đúng hơn là thổi một miếng lá tre tức thời cọp mẹ cọp con chạy lại quỳ xuống hầu hạ canh gác cho thầy ngủ sau khi thức dậy thầy sim dỗ về từng con cọp nhổ vài sợi rau hoặc vài sợi lông để nuôi sâu lông cọp rau cọp đem về cắm trong một mục măng tre đang mọc vài hôm sau thì ô oh hô oh, mỗi sợi râu là một con sâu. Tục truyền rằng loại sâu ấy lớn bằng cườm tay, mặt đỏ hói, mình mẩy vằn vàn, vện, có đuôi dài ngoe ngoẩy. Nhiều người nuôi nó trong một cái hũ kín để giữ nhà. Khi có khách đến, con sâu cọp nọ nhảy dựng trong hũ nghe rỗn rỗn rồi la hét. Ngoài ra, phẫn của loại sâu này rất lợi hại vì nó là vị thuốc độc giết người trong nháy mắt, vân vân. Sự thật ra sao? Cọp u minh, cọp gọt quao ngày nay bị tiêu diệt hoặc bị xua về bên kia biên giới cao miên phải chăng là nhờ các thầy võ quảng Ngãi, bình định hoặc các thầy sim có bùa phép trả lời câu hỏi ấy cách hay nhất là đến tìm các ông kỳ lão hiện còn sống ở vùng gọt quao trà ban trạch giá mấy ông này nếu không trực tiếp đánh cọp thì ít ra cũng đã thấy và nghe rõ ràng hơn chúng ta vậy xin mời bạn đọc thân mến đến phỏng vấn và nghe trả lời đây là cuộc phỏng vấn ông Tư Bá. Thưa ông, ông xuống đây lập nghiệp từ hồi nào? Điều đó không nhớ chắc chắn ngày tháng, nhưng mà mấy cháu nên nhớ, hồi tây đánh nước mình, miệt rạch giá Cà Mau còn quang du. Ngoài biển có ghe đánh lưới của người Hải Nam, còn trong đất liền có mấy nhóm người Triều Châu, Phước Kiến qua đây từ đời ông Mạc Cửu. Họ ở gần chợ Rạch Giá, chợ Bạc Liêu bây giờ. Kỳ dư, có vài sóc người miên ở giữa đồng. Thưa thớt lắm, sông cái lớn gò quao này nhiều khi chèo ghe suốt ngày mà không gặp một nhà nào nghe nói hồi gia long tậu quốc nhiều người cất nhà ở tân bằng cán gáo rau dừa cái nước hồi tôi xuống gò quao này ở miệt dưới đã có vườn tược có cao lão rồi nhưng đó là chuyện xa xôi cách đây một khoảng rừng trên trăm cây số nghe nói chớ tôi chưa từng đi tới lúc đó miệt trà bang này phải chăng là hoàn toàn không có ai ở sự thật là vậy vài nhà người miên ở tận giữa đồng nhưng họ không muốn làm ăn chung đụng với người mình kỳ dư, bờ sông cái lớn này toàn là rừng trên bờ có cọp, dưới sông có sấu mình chèo ghe ban ngày chừng vài trăm thước là thấy sấu nổi trước mũi ghe trời chạng dạng, nghe cọp rống rung rinh mặt nước có lẽ lúc rống, mấy ống úp mặt xuống nên có tiếng dội hồi mới tới cất nhà chắc cọp khuấy rối mình dữ lắm không có, không có mình ngu dại thì vô rừng già mà cất nhà ở cứ lửa mấy vàm rạch nhỏ chèo ghe vô tuốt trong ngọn cùng mà cất chọi làm như vậy có hai điều lợi một là trong mấy ngọn rạch không có rừng già rừng chỉ ăn dài theo mé sông cái bề sâu vô chừng hai ngàn thước phía trong toàn là sậy đế cây móp rừng chồi mình có thể phá lớp sậy đế ấy để làm ruộng trước có lúa gạo mà ăn liền điều lợi thứ hai là ở xa cọp Lúc mới xuống làm ăn, mình cần có sự yên ổn, hơi đầu mà lo chuyện đánh cọp trong lúc mình không rành võ nghệ. Ở hẻo lánh như vậy, chắc sợ cọp dữ lắm, cọp ưa tìm người mà ăn thịt. Dài người lo xa, đốn cây rào chung quanh chuồng heo, sợ nhất là khi mình ra ruộng, cọp lén vào nhà bắt con nít. Lần đó cọp tới sân nhà tôi Chạy vòng quanh tìm cách vô nhà Đứa con tôi ở một mình Nghe tiếng động đậy nó chạy ra sát hàng rào Cập ta không phương kế nào vô trong được Nên dày lại Thò đuôi vô kẻ hàng rào Trưa về nhà Nghe con tôi nói lại Ba ơi hồi ba đi ruộng Có con chó dện lại đây Thò đuôi vô Con nắm đuôi nó Mà nó mạnh lắm Kéo ra được Chạy vuột Chừng đó Lối xóm ai cũng quảng sợ Xây thêm hàng rào chung quanh nhà Đêm cũng như ngày, hãy nghe động tịnh là nghĩ tới cọp nhưng dân mình gốc ở hai huyện Cần Thơ, Long Xuyên xuống. Ở đó đất khai khẩn lâu đời rồi, nên phần đông nghe tới cọp là sợ, chứ ít ai thấy Từng tận ông cọp lần nào. Có một cô nọ ngồi rửa chén sau nhà, thấy cái tàu mo cao rụng xuống bèn dục chạy vô nhà, đóng cửa lại mà la lớn. Má ơi, cọp, cọp! Hỏi, cọp ra sao? Cô ta nói, nó cao lắm, lưng nó vàng, bụng nó trắng chừng xem kỹ lại, tàu cao rõ ràng là tàu cao. Có bà lão khác ngồi câu cá, sát gốc cây sọp, gặp trong rừng men ra chụp một cái, bà nọ té nhào bên gốc cây, nhờ vậy mà cọp chụp hụt. Sau đó cọp chạy cong đuôi vô rừng, bà ngồi dậy, mở mò trầu ra ăn, rồi lững thững về nhà nói lại. Bữa nay xui xẻo quá, câu cá không được con nào, nhà gặp con heo rừng ra nhát. Cả nhà hồ nghi trở ra góc sọp mà xem kỹ, rõ ràng là dấu móng cọp. Kể từ đó thiên hạ bàn tán về cọp, bắt đầu lo ngại. Có người bàn nên thành lập một đội binh để vô rừng đánh cọp. Công việc đầu tiên là đốn cây tầm dông, giạc nhọn để sẵn. Khi gặp cọp thì đánh trống lên, cả sớm sách tầm dông tới nghìn chiến, mới nghe qua dường như có lý. Nhưng năm đó, ở rạch cái cam, phong điền, Cần Thơ, có người xuống cho hay ở xứ tôi có bầy bố như vậy nhưng thất bại gặp cọp đánh trống lên ai nấy sách tầm dông chạy tới cọp im lặng thu hình một chỗ thình không ổng thét lên tức thì ai nấy chạy tán loạn có người thiếu điều đổ ruột vì chạy càng đụng nhầm ngọn tầm dông giặc nhọn của bạn mình về sau có người gài bẫy được một ông cọp họ đút mũi tầm dông vô miệng cọp để đâm về đầu cọp nhai nát như mình ăn mía Vậy làm thế nào để đánh cọp không còn sót một con như ngày nay? Chuyện đó phải làm lần hồi. Bố trí một đạo binh đánh cọp không xong, dân xóm này mới bày đặt cất miễu thờ cọp. Đó là ngụ ý. Chúng tôi là người làm ăn, không dám đá động tới ông, xin ông cứ ở trong rừng cho chúng tôi được yên ổn. Cất miễu xong, chạm dạng có người tới đốt nhang. Mấy hôm đầu, ông cọp đi vòng quanh miễu, đứng nhìn rồi về. Bữa sau, dân làng đem cúng một cái đầu heo rừng, cọp mừng lắm, từ đó sớm riền được yên. Nhưng tạo quá dần xoay, dân miệt trên xuống đây khai khẩn ngày thêm đông. Đất giữa đồng đã khai thác hết, bây giờ chỉ còn đất rừng sát mé sông nơi cọp ở. Đó là hồi nguy nan nhất cho dân mình và cũng cho cọp. Nhiều người làm gan, cất nhà sát mé rừng. Ban đầu đôi ba nhà, sau năm mười nhà, Họ thấy ở gần mé sông tuy là nguy hiểm nhưng có nhiều quê lợi khác, ăn ong, làm rẫy. Một công rẫy trúng mùa được tới 120 dạ khoai lang. Lúc này nhiều người chết vì đi một mình vô rừng bị cọp chụp bất thình lình. Họ sắm mát thông thứ có cán dài để ứng phó. Nhưng ở chỗ rừng dày con người khó bề xoay trở để tấn thối. Thời thế tạo anh hùng, bận đó ông thầy râu, thầy thuốc nam vì có râu dài nên gọi là thầy râu có đứa con gái bị cọp dồ tức mình ông cầm mát rượt theo tận giữa rừng chém cọp rớt một cẳng Từ ngạn bị cọp cõng mất một con heo nái chú rượt theo cầm cự với cọp suốt buổi trưa nhờ lối sớm tiếp cứu nên mới thoát nạn từ đó về sau chú ưa uống rượu cặp mắt luôn luôn đỏ ngầu kinh nghiệm là không nên đánh cọp nơi chật chội tư bề có cây cối cọp sợ người bằng cớ là giữa đồng trống mình cầm mát thét lớn là cọp chạy mất vì vậy khi dân mình phá động rừng cọp tản mát kiếm nơi khác mà hùm cứ rạch cái bần này lần hồi còn sót lại được ông mung tại sao ông mung dám ở lại vì ổng thuộc về loại cọp già đã từng chống chọi nhiều phen với loài người cọp nhỏ thì đi cọp già thì ở lại thứ già là thứ dữ mỗi rạch chỉ còn sót lại một hai ông dân trong xóm đều quen mặt nên đặt tên có hai ông ông dện với ông muôn Dện là cọp đực muôn là cọp cái trời đất dành riêng cho đôi cọp này số phận riêng trước hết xin nói về ông muôn thường ngày ông muôn tới lui dàm xẻo gừa một xẻo nhỏ nước cạn ít ai tới lui tại dàm xẻo có cây gừa to nhỏ gừa rễ thòng xuống buông xuống hàng trăm cọng to bằng cổ tay, bằng cây cột nhà. Ông Moon ngủ sát gốc, chung quanh có nhỏ gừa che chở nhiều lớp. Ông dạng lắm, sáng đi, chạm dạng về. Tháng tư năm đó, ông sanh được bốn con một lần, cũng đều là Moon hết thảy. Thật là khủng khiếp, là thường. Xưa nay, cọp sanh một hay đôi là cùng, đằng này sanh tới bốn con, nội một lần. Dân làng nhìn nhau lắc đầu, tưởng tượng một ngày kia Bốn ông mùn nhỏ lớn lên Dùng sức Phải đối xử bằng cách nào Bắt bốn ông mùn con chăng Chuyện đó rất dễ Ông mùn mẹ thường đi tìm mồi Để bày con bơi vơ ở góc gừa Nhưng mất con Ông mùn sẽ đổ quạo Trả thù Gây nhiều chuyện bất an cho xóm Lo xa rồi lại nghĩ gần Ông thầy râu Ông hương văn huệ Ông tri khách lừa bày ra một kế bất bớt ba chừa lại một thi hành xong ba ông mua nhan đèn về dựng bàn trước nhà mà khấn vái xin trình cùng ông muôn được hay thoái thường xưa nay một mẹ thì một con đằng này ông sanh tới bốn con dân làng chúng tôi lo sợ nên thừa lúc ông đi vắng có tới xin bớt ba con chưa lại cho ông một con như vậy không bích lòng ông mà cũng không hẹp bụng chúng tôi ông muôn về ổ thấy mất con gầm thét rồi vài hôm sau dẫn đứa con còn lại đi mất. Bây giờ làm sao để nuôi ba ông cọp con nọ? Cọp con hiền lắm. Mình mấy mềm mai, bò tới bò lui, cái lưng uống éo như con mèo lớn. Tối ngày, mấy cậu cứ đòi sữa. Biết được chuyện ấy, mấy người đàn bà động lòng, xúm xích lại đặt mấy cậu nằm giữa bộ dáng Ai nấy ngồi vòng quanh mà dòm ngó cho mãn nhãn. Các cậu đánh hơi rồi từ từ bò ngay lại người đàn bà nào có sữa để đòi bú. Bà chủ hát cho bú thử. Kết quả, dài ngày sau, vú sưng lên làm độc, đau sức núm vú. Bây giờ thiên hạ càng lo ngại. Sau cùng, họ chở ba cậu ra rạch giá để nạp cho quan phó chủ tỉnh. Ông phó tên Quýt thưởng cho 25 đồng bạc trắng. ổng đem cọp con về bên tay nuôi. Còn ông dệnh, Ông dện có lẽ là chồng ông muôn cha của mấy cậu nọ, phải chăng vì già nua, bệnh hoạn mà ông dện không theo vợ, theo con. Buổi sáng đó, người ta thấy ông dện nằm dài trên bờ rẫy, sát mí rừng. Ban đầu ngỡ là ông ngủ trưa, chừng mặt trời lên cao, ngạc nhiên làm sao, ông vẫn nằm ì không nhúc nhích. Thiên hạ xúm lại gần, lấy đất chọi thử, rồi lấy cây dài mà thọc, chừng đó mới biết ông chết Họ thui râu ổng Rồi lấy thước đo ổng dài một thước sáu Người khác đòi khiên lên cân thử Mấy ông kỳ lão cản ngăn Cho rằng làm như vậy là quá kinh thị Mạc sát kẻ đã chết Rạch cái bần không còn cọp nữa Mấy rạch khác cũng thưa cọp Lần hồi ghe xuồng đi thông thương ngày đêm Từ ngọn cái cao đến dàm sông cái lớn Câu hát thời xưa U minh rạch giá thị quá sơn trường dưới sông xấu lội trên rừng cọp đua không còn nữa ghe xuồng tàu bè tấp nập xấu phải lui về vàm biển cũng thời câu hát xưa thiên hạ sửa lại như vậy đừng đi rạch giá thị quá sơn trường gió rung bông sậy và buồn nhớ ai bông sậy chỉ chỗ nơi rừng đã khai phá thành rẫy lòng dạ con người thơ thới hơn không còn sợ cọp sợ xấu họ rảnh trí mà ngắm cảnh nhớ tình nhớ ai bây giờ trai nhớ gái vợ nhớ chồng người nay nhớ công ơn người xưa đã đánh cọp để tạo lập nên làng nên xóm họ không phải là thầy nghề võ thầy bùa chẳng qua là họ muốn sống nên phải ráng sức cùng nhau mỗi người ráng một ít sự thiệt về chuyện đánh cọp gò quao wow là vậy nó dễ mà khó khó mà dễ người đánh cọp thời đó không bao nhiêu tên tuổi của họ không cần bản đồng bia đá Vậy mà về sau này có không biết bao nhiêu người tự xưng là thầy đánh cọp thời xưa để hát thuật sơn đông, bán thuốc trật đã hoặc bán bùa sim để dụ dỗ gái tơ. Thiệt đáng trách biết chừng nào. Hào hoa phong nhã Chốn quê hương đẹp hơn cả. Câu nói ấy tuy đúng, tuy đẹp, nhưng có thể gây ra nhiều sự hiểu lầm đành rằng chốn quê hương đẹp hơn cả là cục đá để thử vàng, là một loại radar để dò xét lòng yêu nước của mỗi người, nhưng nó phiến diện gây tình yêu mù quáng. Có lẽ khi nói đến quê hương, đến nơi chôn nhau cắt rúng, chúng ta nên dùng bốn tiếng địa linh nhân kiệt. Địa linh nhân kiệt bao gồm một sức mạnh dạng năng nói mãi không hết, phát triển mãi không ngừng, thiên biến dạng quá, nếu ngày nay chưa linh thì ngày mai sẽ linh. Thái độ lạc quan ấy khiến cho người ở vùng phù sa nê địa tránh khỏi căn bệnh tự ti mặc cảm. Hôm nay ta đứng trên dũng bùn giữa tư bề lau sậy, nhưng ngày mai ta đứng trên châu ngọc giữa tư bề gấm hoa. Và khi những gì hung ác đen tối bị đào thải, thì mảnh đất đứng của ta sẽ trường tồn vĩnh cửu trong Thánh Kinh có nói đến dùng đất hứa và Phật giáo quan niệm Tây Phương tỉnh Thổ đã giúp con người khai thác đất quan, sẵn sàng đến lập nghiệp và định cư nơi vùng bất an đầy chướng ngại. Nhờ sự kiên trì của các bậc danh tăng vào thế kỷ thứ tư mà dùng ranh giới của sa mạc phía Tây Trung Hoa trở thành sớm đông đúc. Ở nước ta, dãy trường sơn cày lên sỏi đá, dẫn rình gian tiếng chuông từ Thảo Am, dùng rừng sát bùn lầy còn lưu danh tăng sĩ viên ngộ dùng nước lục an giang tuy là biển khổ nhưng được phật thầy tây an dẫn đường chỉ nẻo chờ khi vượt bến mê nếu tiếp tục lý luận ấy và tìm bằng chứng ở vùng mũi cà mau chúng tôi thấy khó khăn quá vì rạch giá cà mau chẳng sản xuất ra được nét điển hình đượm dễ triết học nào cả nhất định phải có động lực tinh thần thúc đẩy việc khai quan động lực nào chúng tôi không dám đặt giả thuyết cho đó là sự phối hợp khéo léo hoặc là ảnh hưởng tạp nhạp của phật giáo khổng giáo đa thần giáo của truyền thống dân tộc công việc ấy đòi hỏi thời gian và sự dè dặt cần thiết thật khó lòng mà dán một nhãn hiệu dầu là tạm bợ cho những người thích sống thực tế thích ăn no thích giao du ưa nói chuyện tầm phào và về đêm thì họ ngủ yên không thắc mắc về vấn đề siêu hình trước tiên tôi xin phát qua về nết ăn của họ. Cá tôm là nguồn lợi lớn. Bên cạnh cá tôm còn nhiều loại thượng cầm hạ thú, nào rắn, rùa, cúm núm, trích cò, khoang cổ, nhang sen. Ai xiên thì khai thác thủy lợi đem bán, đổi lúa gạo. Ai lười biến thì ruộng chút ít, đủ gạo ăn. Cá tôm ê hề, nếu đói bụng thì nhậu rượu hết tiệc này qua tiệc khác các cụ già còn nhắc nhở đến bóng dáng mấy chú lái bà ba. Bà. bà ba là người Trung Hoa Lai Mã Lai từ miền dưới đảo Penang Mã Lai. Họ đến dịnh Simla mua cá khô, bán giải bô. Áo bà ba mà người miền Nam ưa thích là kiểu áo nhái theo thường phục của nhóm thương gia vượt trùng dương này. Áo không có bâu, ngắn dạc. Dạc ngắn giúp ta cử động dễ dàng, không dướng gai góc. Cái bao áo là bộ phận thừa thải, mất vệ sinh, nực nội, lưu trữ đất bụi. Người bà ba mua cá khô, gọi tắt là khô, đem về xứ. Xứ của họ thiếu cá đồng và cá biển. Cá khô bán cho họ thuộc loại khô tàu, tức là loại khô chế biến sơ sài, dành bán cho các lái buôn bà ba đến miền Vịnh Simla bằng phương tiện tàu buồm kiểu tàu Hải Nam. Con khô được đánh dãy sơ sài để nguyên đầu, ướp thật nhiều muối, nhờ vậy mà để dành được lâu và cân rất nặng đơn vị đo lường lúc bấy giờ là cần xé mỗi mùa cá mỗi nhà bán ra hàng chục cần xé khô bọn lái buôn bà ba chở khô về xứ vốn một bán người nhưng người khai quan chẳng cần theo dõi vấn đề mua bán ấy họ nhận xét loại khô tàu ăn không ngon miệng con khô trông dẻ dơ dái quá các khô phơi bừa bãi trên đất bùn hoặc trên sân đầy phẫn gà phẫn heo Loại cá khô để dành ăn trong gia đình là sản phẩm đặc biệt, sang trọng hơn. Đánh dãy kỹ lưỡng, bỏ đầu, phơi trên loại đăng sậy sạch sẽ. Và muối rất ít. Đến mùa làm khô, mỗi gia đình lấy làm hãnh diện phơi bày trước sân mớ cá khô ngon lành. Từng con cá nằm ngay ngắn dưới ánh nắng gay gắt. Ở góc sân, bếp ung cháy bốc khói bay ngùng ngục theo hướng gió rừng, xua đuổi bầy ruồi nhặn. Bạn bè trong xóm hoặc du khách cứ tha hồ lựa con khô nào ưng ý nhất – đặt vào bếp ung ăn khi cá vừa chín và ăn mãi mãi không cần xin phép chủ nhà không cần trả tiền cá khô không mặn nên ăn được nhiều càng ăn càng thấy ngon hỏi kỹ thì mới hay biết con khô được ngon đủ mùi đặc biệt vì làm bằng cá tươi nếu đập đầu con cá tươi mà ướp muối thì hỏng phải để cá nằm từng đống cá lên khỏi nước cá chết không ngộp thở chừng ấy mới đem ướp Loại khô tàu bán chạy nhất là khô cá sặc rằng. Làm sao tìm ra hàng chục tàu buồm cá khô để cung ứng cho thị trường hải ngoại? Khi phơi khô, cá rút hình, nhỏ thó, còn chừng một phần ba. Ba cần xé cá tươi mới làm ra được một cần xé cá khô. Cá ở miệt thứ, gian biển dịnh Simla, la, thuộc tỉnh Kiên Giang, nổi danh là nhiều. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí đã gọi là dùng thập câu, Mười con rạch chảy song song đổ ra biển bắt nguồn từ rừng U Minh Thượng. Khu rừng mênh mông này giống như biển hồ ở Cao Miên nhưng quá cạn. Người xưa gọi đó là láng biển. Với phương tiện câu kéo thô sơ làm sao bắt cá, xúc được nhiều cá. Thật ra người địa phương bắt cá, xúc cá với cái thúng đang bằng tre. Cách đây vài tháng, chúng tôi đã xem qua một phim tài liệu quay lại những cảnh cấm kỵ, tabu ở dài xứ từ Âu sang Á. Trong phim có cảnh chặt ngón tay để thề nguyền giữa bọn du đảng, cảnh múa men lõa thể ở rừng xanh và khôi hài nhất là cảnh bắt cá với hai tay không ở Mã Lai. Năm ba người lội xuống dũng bùng, thò tay mò cá, thế thôi. Chúng tôi không muốn lên án nhà đạo diễn đã vô tình hay cố ý xem thường trình độ lạc hậu của các dân tộc chậm tiếng. Có lẽ nhà đạo diễn ấy quan niệm rằng cá là loại khôn ngoan, muốn bắt thì phải dùng cần câu, lưỡi câu và mồi ngon. Ông ta ngạc nhiên vì người bổn xứ có thiên tài bắt cá với hai bàn tay trần, thiếu dụng cụ nhưng màu nhiệm. Chẳng có gì là màu nhiệm cả. Mãi đến ngày nay, đồng bào miền quê vẫn bắt cá dưới sông Rạch với phương pháp cổ truyền. Thỉnh thoảng, chúng ta nghe nói những tai nạn chết người vì bắt cá. Thò tay vào hang cá nhưng rủi gặp hang rắn, đó là chết vì rắn. Nhưng thảm thương nhất là tai nạn chết vì cá rô. Cá này nhỏ con, trên lưng có kỳ, mớ xương nằm song song trên kỳ hơi cứng, nhô lên giống như hàng răng cưa. Gặp khi cá rô quá nhiều, các cậu bé và người lớn đưa con cá còn sống nhăn lên miệng mà cắn ngay đầu cá để tạm giữ nó tại đó, trong khi hai bàn tay tiếp tục mò thêm. Cá bị cắn, đau điến, tìm đường tẩu thoát, cố sức giãy dụa rồi phóng tới, chạy vào cuốn họng, mắc kẹt tại đó, chặn ngay cuốn phổi của nạn nhân. Nạn nhân chỉ còn biết trợn mắt, kêu trời không thành, khạc chẳng ra, nuốt chẳng vào. Lúc ấy, con cá dính trong cuốn họng lại cựa quậy thêm, để rồi cá và người cùng chết tuốt. Xe trước gãy bánh, xe sau phải tránh. Người xưa dạy như vậy, nhưng ít ai muốn tuân theo. Người bắt cá say mê với công việc làm, nếu quá dè dặt thì hết vui. Con cá trị giá chẳng bao nhiêu nhưng bắt cá là một nghệ thuật. Nghệ thuật là một vấn đề vượt khỏi công thức. Sống theo khu khổ không phải là sống với trọn vẹn ý nghĩa của nó. Bây giờ xin trở lại chuyện bắt cá sặc rằng để làm khô tàu, bán đổ bán tháo cho mấy chú lái người bà bà. Cá sặc rằng do bụi đất, thăng tro mà sanh ra. Nhiều người quả quyết như vậy và đưa ra bằng cớ trên mặt đất khô khan nứt nẻ không một dũng nước nào vào mùa khô bỗng nhiên trời trút xuống vài trận mưa đầu mùa nước trút vào đất hoạt động dài dũng từ dũng nước ấy đến bờ ao mé sông gần nhất quãng đường kéo dài hàng ngàn thước ấy thế mà hàng chục cá nhỏ phôi thai hình thành lội tung tăng trong dũng hoặc là mặt ruộng khô khan lẫm chởm mấy gốc rạ khô cằn nếu ta đốt gốc rạ rồi vài hôm sau gặp trận mưa thì mớ tro của gốc rạ sẽ quá ra cá sặc rằng. Lần lần, người ở địa phương tìm thêm vì lý do khác tinh tế hơn, họ phơi khô mớ trứng cá treo trên dàn bếp cho ráo. Vài tháng sau, họ thả trứng cá xuống nước, trứng nở ra cá. Trứng cá sặc rằng sống dai, cá đẻ ra trứng, rơi rớt trên cỏ, trên đất bùn khi dứt mùa mưa suốt mùa nắng trứng cá được phơi khô bọc trứng bể ra hàng ngàn trứng nhỏ bay tứ tán để nở ra con khi gặp điều kiện ẩm ướt và thuận lợi dùng đồng chua ở rừng U Minh Thượng đầy nhung nhúc cá sặc rằng bởi cớ ấy đến mùa mưa cá xanh sôi nảy nở cá con trở thành cá lớn bắt đầu mùa nắng bao nhiêu ao dũng sông rạch nhỏ đều cạn đến mức nào đó nhìn xuống nước chúng ta chỉ nhìn thấy một thứ bùng lầy sền sệt đục ngầu trộn lộn với cá sống cá lóc cá trê là loại khôn ngoan biết chui xuống bùn mà ẩn náo chúng chịu đựng nhiệt độ nóng bức của bùn của nắng rất giỏi nhờ cơ thể to lớn và bộ máy hô hấp tinh di cá sặc rằng yếu hơn da mỏng chịu đựng không xuể chúng nổi lờ đờ trên mặt nước nhô đầu lên từng chập khi nghe tiếng động khi thấy cái rổ chờ tới cá vẫn im liềm chờ cơ hội được giải thoát khỏi vũng bùn nóng sốt ha hồ mà bắt cá bắt hàng chục giỏ nhưng hệ bắt nhiều quá thì người bắt cá vô tình dây mượn một món nợ đời khó xử cho ổn thỏa phải khuân vác mớ cá ấy về nhà vác theo đường bộ vì đường thủy đã bế tắc suốt năm ba ngàn thước xuyên qua vùng sình lầy đầy cỏ dại ngoài ra muốn làm cá khô thì phải có đủ tiền mua muối hột tóm lại, tùy theo số tiền mua muối và khả năng khuân giác của gia đình mà mỗi gia trưởng làm cá khô nhiều hay ít. Nhiều người lười biếng chán ngán cái việc khuân giác. Họ chờ khi nào trong sớm có người nào tác cá là đến chơi để bắt hôi. Tác cá là công việc nặng nhọc, đòi hỏi nhân công. Mấy người khá giả thường đào đìa, tức là cái ao lớn hình chữ nhật, để cá vào xanh sôi nảy nở. Đến mùa hạn, họ mướn người tá cá để bắt cá lóc cá trê, thứ cá có giá trị trên thị trường, bán cá tươi. Cá sặc rằng thuộc vào loại cá bổi, kém giá trị vì mau chết. Người chủ địa sẵn sàng khép mình vào thủ tục xã giao của đường rừng. Họ chỉ được quyền bắt cá lóc cá trê. Lũ cá sặc rằng thích ở trên mặt nước đều lần lượt chui vào gầu bị quăng lên mặt đất. Ai muốn bắt thì bắt, chủ địa chẳng bao giờ tranh cản nhưng tranh cản làm gì ở xứ nhiều cá người ta tặng cá làm quà với nhau tặng theo đường lối nặc danh thi ơn bất cầu báo thỉnh thoảng sau khi ngủ trưa hoặc sau khi đi ruộng về chúng ta thấy bốn năm con cá lóc to nằm lăn lộn trước sân giữa nhà ta nên hiểu đó là tặng phẩm của ông bạn nào đó ông bạn vừa tắt đìa bắt cá xong lúc đi ngang nhà ông ta quăng vào làm duyên Để đáp lễ, hôm nào ta được nhiều cá thì lúc đi ngang nhà bạn thân ta nên quăng vào sân dài con, chẳng cần lên tiếng báo trước, chẳng cần tự giới thiệu. Người bà ba không còn tới lui mua khô tàu ở miền Duyên Hải, Vịnh Sim La. Bà ba trở thành danh từ khó hiểu, đi đô với danh từ cái áo, thời gian trôi qua nhanh chóng. Cá tôm, loại cá đồng, ngày một ít và tăng giá cá sống bằng mũi mỏng vì cá ăn con lăng quăng mà sống. Nơi nào mũi nhiều thì cá nhiều, nơi nào mũi nhiều thì con người mang bệnh rét kinh niên. Bệnh rét kinh niên không giết được con người vì con người ăn nhiều cá để bổ sung cho mớ hồng huyết cầu bị phá hại. Nhờ ăn nhiều cá mà ở Hậu Giang, xưa kia các bậc tiền nhân vui vẻ đóng vai trò người hùng khai quang. Đang khi bệnh rét hoành hành, các cụ hiên ngang cầm cày sách phản ra ruộng. Dầm mưa rồi về nhà, các cụ ăn liên tiếp năm sáu con cá lóc nướng, uống rượu. Số lượng về cá dành cho mỗi buổi nhậu không được quy định trước. Hãy có bạn tới uống rượu ăn cơm thì chủ nhà ngồi lì bên mâm cơm ăn mãi, trong khi bà vợ đứng túc trực bên bếp lửa than nướng cá liên tiếp, đem ra mâm mãi đến khi ông chồng ra lệnh đừng nướng cá nữa. Bệnh rét, cá, mũi mông, rừng rậm, bốn yếu tố ấy như chằng chịt nhau trong cái vòng luẩn quẩn lần hồi ruộng nương thay thế rừng quang mũi mông bớt dần bệnh rét bớt dần và con người không còn cái thú muốn ăn cá bao nhiêu thì cứ ăn tuy nhiên thói xưa còn đó cái thói ấy khiến cho họ và con cháu họ trở nên nóng nảy khi gặp nghịch cảnh họ sẵn sàng gây gỗ họ hét làm nhiều chuyện mà kẻ khác cho là dại dột hơi hợt thiếu toan tính dầu khi làm thuê vợ con nheo nhóc họ cũng nói ẩu những câu nảy lửa xứ này chưa ai chết đói tao không thèm làm nữa thử tao chết hay không nghèo túng nhưng tao không chịu bần tiện phải bần tiện thì tao giàu rồi lại kèm theo vài tiếng chửi vu vơ chúng tôi muốn gọi cái đó là cái thói hào hoa phong nhã các nhà làm từ điển nghĩ thế nào khi định nghĩa bốn tiếng ấy và đưa ra thí dụ đồng ý hay phản đối tùy ý các ông vì thú thật Chúng tôi có thói hào hoa phong nhã là chẳng bao giờ tra từ điển khi nói, khi ăn, để khỏi mất thời giờ và để giữ dạng nguồn vui sướng. Hồn con mèo Một buổi sáng vào khoảng năm 1936, dân chúng sớm sóc xoài thấy ông lão kỳ lạ xuất hiện. Ông già trên 70, tay chống cây gậy trúc, mặc áo ngắn, có râu năm chòm bạc phếu. Đúng là một người Trung Hoa. Ông ta đi dạo từ đầu đến cuối sớm theo dòng cát. Ông chủ ấp đến làm quen, ngắm nghía hồi lâu. Cây gậy này tốt quá. Ông lão nọ cười hề hề. Đó là cây gậy trúc trồng lâu năm nên trở thành con rồng muốn coi thử không? Chủ ấp cầm cây gậy mà khen ngợi, nhẹ quá, chạm thiệt khéo. Đầu phải chạm trổ, trời xanh như thế nào thì để như vậy, đủ râu, con mắt, lỗ tai. À, sớm này bà con làm ăn ra sao? Chủ ấp hơi nghi ngờ, mấy năm sau này vì mùa màng thất bát nên nhiều người đổi nghề, thay vì cày ruộng họ vào rừng đúng củi. Cách sóc xoài chừng ba ngàn thước dày bịch, cây to và mọc thẳng do nhà nước bồi dưỡng chờ ngày bán đấu giá. Đó là rừng cấm, nghĩa là ngăn cấm không cho bất cứ ai len lõi vào săn bắn hoặc đốn những cây tươi. Dân làng bất chấp sự cấm đoán này, len lõi vào rừng đốn dài xuồng củi, bán lại với giá cao và cây tươi thì dễ cưa, dễ bữa ra từng miếng nhỏ. Phải chăng ông lão này làm tay sai cho kiểm lâm? Nghĩ vậy, chủ ấp nói, thì làm ăn siêng năng ngày này qua ngày kia ông thấy trước mắt chớ toàn là nhà lá trống trước trống sau ông lão nọ đáp nhưng ngày nào đó dân chúng trở nên giàu có hơn mấy xóm bên cạnh nói xong ông lão chống gậy đi ra ngoài bờ tre sát mé ruộng nơi không có nhà cửa gì ráo thật là đáng nghi ngờ ông chủ ấp về nhà gọi mấy đứa bé tụi bay làm bộ đuổi trâu ra ruộng coi thử ổng đang làm chuyện gì đến xế trưa lũ trẻ về nhà nói tóm tắt như sau ông lão đi vòng quanh dòng cát lâu lâu đứng lại nhìn chăm chú mấy cục đá nhỏ mấy bụi tre ổng sang quần lội xuống mấy vũng nước cạn sau rốt ổng ngồi bên gốc thị mà ngủ một giấc chủ ấp về nhà không thắc mắc gì cả xem như chuyện nhỏ chỉ liên quan đến một ông lão gần đất xa trời muốn yên mồ yên mã nơi đất khách chờ ngày gửi nắm xương về cố thổ xa xôi. Ông lão này là thầy địa lý kiếm quyệt mà chôn cho con cháu phát tài hoặc là tìm kho tàng. Nhưng ngày hôm sau, lũ trẻ chăn trâu đến nhà chủ ấp mà báo tin. Ông ở ngoài bờ tre. Thì tụi bay theo dõi dùm tao, tới hồi nào làm gì? Ông ngồi gần bờ tre mà hút thuốc rồi làm quen với tụi tôi. Ông hỏi ở làng này ai làm chức lớn nhất. Tôi trả lời rằng thầy Hương Quảng, Mày khôn thiệt Đứa trẻ chăn trâu lớn nhất nói tiếp Ông hỏi tại xóm này ai mạnh nhất Tôi nói rằng có ông chủ ấp Lát sau ông muốn tôi dắt ông tới đây Rồi mày trả lời ra sao Tôi nói sợ bị rầy Ông cười hứa cho tiền tụi tôi Nhưng bây giờ thì chưa cho Dịp tốt để chủ ấp đến bờ tre Làm quen với ông lão nọ Dùng ý của chủ ấp vẫn là kết tình thân để khi được hưởng lợi thì ông lão nọ chia phần theo lời thằng bé chăn trâu thì ông ta rộng rãi về tiền bạc bờ tre hiện ra mát mẻ và trống trải ngoài đồng vài ba người phát cỏ vài con trâu di chuyển tới lui chủ ấp hỏi đâu rồi thằng bé nhìn hồi lâu kia ông ngồi hút thuốc vừa thấy mặt chủ ấp ông lão đứng dậy với cây gậy trúc ông ta cười hề hề ông là người ở xứ này Dạ tôi là chủ ấp Mời ông vô nhà uống trà Ông lão cười giòn Tôi già rồi sống cho qua ngày Tôi là người đi tìm mạch nước Như vậy là lão quê kiều nọ Đã thú nhận mình đi làm chuyện bí mật Mạch nước có nghĩa là quyệt tốt Ai đem hài cốt cha mẹ tới đó mà chôn Thì sau này con cái sẽ làm giàu Làm vua hoặc làm quan to Ông lão muốn giấu giếm Vì sợ có kẻ giành giật Rủi sau này khi ông đi vắng thiên hạ có thể đào lên rồi tráo vào đó hải cốt khác nhưng nếu ra về sớm thì uổng cơ hội để điều tra và lão này sẽ nghi ngờ nghĩ vậy chủ ấp giả như khờ dại ờ mạch nước ngọt đào giếng thì tốt lắm sớm này đất phèn mà lại gần biển qua mùa nắng phải đổi nước ngọt từ chợ rạch giá chở tới tắm nước mặn lâu ngày con nít bị ghẻ chóc lão già vỗ vai chủ ấp Sẵn đây, ông chủ ấp đi theo tôi cho biết chút ít. Tôi già rồi, chữ nghĩa không nhiều, nhưng nhờ đọc được một cuốn sách không ai có. Đột nhiên ông ta đứng lại, à, chỗ này chắc là tốt. Sao ông biết tốt? Ông lão không trả lời, đến sát gốc tre, dạch gai mà hái bốn nhánh tre tươi, những nhánh nhỏ cỡ đầu đũa cơm. Hái xong, ông ta đếm từng bước, dây mặt lại rồi liếc về phía chân trời. Hòn sóc hiện ra sau lớp mây mờ chủ ấp nghĩ thầm chắc lão ta lấy hòn sóc làm phương hướng nhưng bỗng nhiên lão ta ngồi xuống cắm một nhánh tre cắm xong ông ta thò tay vô túi đem ra năm đồng tiền kẽm mấy đồng tiền kẽm được sắp kề bên nhau hồi lâu lão cắm nhánh tre thứ nhì rồi đến nhánh thứ tư xong rồi mình về vài ngày mình trở lại ba hôm sau ông lão đến nhà chủ ấp từ lúc mặt trời chưa mọc thức dậy ông chủ ơi chủ ấp không ngờ ông lão đến sớm như thế chuyện gì thì mình ra bờ tre thăm cái quyệt mời ông uống trà đi sớm trời mù sương quá lạnh lão quê kiều nói được rồi thăm vào lúc còn sương mù chắc hơn tôi còn nhiều chuyện khác hai người đi nhanh đến bờ tre mấy nhánh cắm xuống đã héo rụi lá cuốn tròn trông thảm não Ông lão khom lưng, nhổ mấy nhánh tre nhỏ ấy mà ném mạnh rồi lấy chân trà lên đất như để xóa dấu vết. Ông ta thở phào. Không xong. Tôi muốn giúp bà con nhưng tôi lầm to. Về đâu xứ này có dòng đất cao ráo, bên hông là biển, trước mặt là núi, phía sau là sông. Vậy mà không có mạch gì ráo. Nghe qua chủ ấp hơi nghi ngờ. Biết đâu dùng này gặp mạch đất tốt, gặp kho tàng chung giấu nhưng ông nói dối. Mục đích ông ta là làm lạc hướng dân chúng. Chủ ấp nói, nếu vậy thì làm sao dân làng làm ăn khá, chắc nghèo suốt đời. Nhưng tại sao mấy nhánh tre đều héo? Đó là tôi tìm quyệt con rồng, con cọp. Ở đây không gặp hai con thú linh đó. Tôi biết chắc chắn từ xưa đến giờ chưa ai sanh đẻ xứ này rồi lớn lên làm quan to, Đúng vậy Bỗng dưng mà ông lão vỗ vai khen ngợi chủ ấp rồi nói khẽ Chắc là xứ này toàn là dân thất học Hương quản xã trưởng đều là người ở làng khác tới đây lập nghiệp Xứ này thuộc về phong thủy con mèo Theo sách phong thủy là mạch con mèo bị đứt đầu Nhưng hồn nó còn lẫn quẩn trên trời Hay đi lang thang ở xứ này xứ kia Sớm muộn gì hồn con mèo cũng trở về phò hộ dân chúng trong xóm Chú ấp cứ tin tôi Nói xong lão Huê Kiều đi nhanh Chú ấp cứ theo bén gót Chừng nào chúng tôi được con mèo phù hộ Trước khi con mèo về có điềm gì lạ không? Lão Huê Kiều đáp Thì ngoài biển nổi dông tố Mây đen kéo tới đầy trời Mưa liên tiếp mấy ngày mấy đêm Nói bao nhiêu đủ rồi Thế nào tôi cũng trở lại đây chung vui với bà con Ba năm trôi qua Mưa cứ bay phơi phới cảnh vật trở nên buồn bã, lạnh lẽo. Dưới con rạch nhỏ chảy cong queo, chú ấp chú ý vài chiếc xuồng, đó là xuồng câu cua, một nghề ít vốn. Dân nghèo cứ sắm chiếc xuồng nhỏ, bơi ra bãi biển, họ cắm dài cần câu, có cục chì tròn và nặng, làm bằng đất sét nung. Chú ấp thấy có người hơi quen nên lên tiếng, ai đó, lão há phải không? lão há ngưng tay chiếc xuồng như dừng lại tôi chớ ai chủ ấp muốn nhậu không rượu thì không có chớ cua biển thì có dư bữa nay biển động tôi về sớm được chừng chục con cua cho tôi một cặp để khỏi làm bận rộn lão há chủ ấp lướt qua trận mưa chạy xuống bến ông ta trố mắt cái gì dưới xuồng vậy lão há quơ cây dầm lên cao rồi đập xuống đó là cái thùng thiếc bị sét ăn thùng bị đập phát ra tiếng kêu cục cục. Cái thùng lượm ngoài bãi nhiều lắm, ông chủ coi dùm nó đựng món gì. Chú áp dùng lưỡi búa mà cậy mấy miếng dán thùng. lạc quá, hộp bằng thiết. Đâu, cái gì để trong hộp? Chờ đem ra thì biết. Trời, con mèo đen, mỗi hộp đều vẽ hình con mèo. Thầy địa lý nói đúng quá. Khi dông tố thì hồn con mèo hiện về. Phen này thì mình làm giàu. Đó là những hộp sơn màu đỏ, tròn như hộp sữa bò lão há mở nắp ra còn một lớp thiết bên trong nữa họ làm kỹ quá thì cải ra thử món quý họ hàng chì sợ bay hơi ra lão há buộc miệng giống như thuốc hút sao mà màu vàng chủ ấp đưa điếu thuốc vô miệng nhưng điếu thuốc bị bể khi đụng bàn tay ướt mềm tuy nhiên ông vẫn hút bập bập hộp quẹt máy cháy lên đôi ba lần chắc là thuốc thơm dành riêng cho nhà giàu hoặc ông tây bà đầm hút ba hơi chủ ấp trao cho lão há ông hút thử một chút cho biết lão há hít một hơi thật dài rồi phun mạnh làn khói dở quá thuốc này không ngon trời lạnh hút không ấm ít nhựa quá làm sao chủ ấp ngồi yên để nghe mưa rơi ngoài sân được ông ngồi dậy nhìn xuống bến dân chúng rộn rịm hơn mọi ngày hàng chục chiếc xuồng ra biển trong khi năm bảy chiếc khác từ ngoài biển khơi vào mỗi chiếc chở năm bảy thùng to giống hệt kiểu thùng mà chú ấp đã gặp khi nãy chú ấp suy luận như vậy là mình chịu trách nhiệm dân làng làm sao giữ bí mật được sớm muộn gì cũng thấu tai quan trên đây là những thùng thuốc lậu hoặc do tàu chìm ngoài khơi trôi vào phải lập di bằng lát sau chú ấp đến nhà lão há lão ngồi trên sàn nhà trước cái ve chai nhỏ và đã mở nút chai chú ấp hỏi làm gì vậy lão há cười thuốc này lạc nhách, bỏ thì uổng. Mình làm một kiểu ống điếu như vậy, hút gắt hơn, đổ nước vô chai, kiếm cái ống trúc nhỏ mà gắn vô, theo kiểu mấy người tàu hút ống điếu bình. Lát sau, mỗi người rít thử một điếu, thấy dễ chịu. Nhưng đó đây trong sớm, tiếng búa đập vào dáng nghe rộ lên. Đó là bọn người mới trở về làm công việc khui thùng. Họ làm công khai, bất chấp dư luận, vài người đến gặp chủ ấp với nụ cười hiền lành. Họ nói, ông chủ ấp ơi, lấy vài hộp hút chơi, tụi tôi gặp đâu sau đó, bỏ ngoài biển thì lần hồi nó tan rã như rác rến, ít lợi cho ai. Chủ ấp nói với lão há, thôi chuyện gì qua, để nó qua luôn, ông thầy địa lý nói đúng quá. Ông nói sao? Ông nói xóm này thuộc về phong thủy con mèo, khi nào trời mưa to thì hồn con mèo trở về, con mèo ở xóm này cục đầu vì con rạch tà lúa chảy ngang lão há cười sặc sủa. Hèn chi ở mỗi hộp thuốc có nhãn hiệu con mèo, đầu mèo màu đen, trôi linh đinh trên mặt biển, giấy trời cho con mèo hiền về. Một năm đôi ba lần cho dân làng đỡ tốn tiền mua thuốc xỉa, có còn hơn không? Báo cáo với quan trên làm gì? Lá xăm số năm mươi tám. Sáng mùng một Tết, tôi uống trà, hút thuốc, rồi tìm một tờ báo xuân để đọc với mục đích giải trí và viết cho hết buổi sáng. Dường như theo cổ lệ ông bà thì buổi sáng đầu năm ta nên ngồi nhà là hơn ngoại trừ trường hợp thăm bà con thân tộc. Sông đất nhà người ta là điều hơi nguy hiểm. Trong năm tới, nếu làm ăn khá giả, chưa ắt họ nhớ tới mình, họ bảo rằng tiền bạc dồi dào là nhờ tài đức riêng họ. Ngược lại nếu gặp xui xẻo Họ nhớ tên mình rồi đổ thừa Ngược xui Đó là chưa nói đến trường hợp người sông đất Mang cái tên xấu xí Gây ảnh hưởng đen tối như tên lọ Tên chuột, tên chiếm Tôi nằm ngã lưng trên cái ghế dựa Có bóng người thấp thoáng qua lại Tôi vẫn chăm chú đọc tiếp tục trang báo Đại khái báo xuân nào cũng có nói về con gà, về những trận đá gà sôi nổi hồi tiền chiến trước năm 1945. Hai con gà cáp độ đã qua đá lại như hai võ sĩ lên đài. Rốt cuộc con gà xấu xí nhất lại ăn độ trước sự ngạc nhiên của khách mộ điệu. Ngoài ra, tiếng chào nghe tỏ rõ và trịnh trọng. Khiến tôi lưu ý, buồn tờ báo. Năm mới xin chúc mừng thầy ba. Phản ứng đầu tiên của tôi là ngồi nhõm và đứng dậy lẹ làng. Ông khách nọ là người quen mặt nhưng chưa biết tánh danh. Đó là một nông dân lão thành cỡ 60 tuổi, nước da đen ngâm, tráng nhăn râu bạc phếu ông mặc áo dài đen quần trắng chân mang đôi giày bố trắng không vớ buộc dây đàng hoàng con trai ông là nhân viên cảnh sát ở xéo nhà tôi chừng 10 thước một năm ông lên thăm con vài lần tôi biết mang máng như vậy mời bác vô nhà cháu năm mới mà được bác tưởng tới thì chắc làm ăn khá ông vào nhà cười giòn tôi là năm đức ở bình chánh đức là phước đức năm đức cũng như ngũ phước tam đa cũng như tứ đức thầy đọc báo xuân dạ mời bác uống trà vậy là tôi được phước đức vừa nâng chén nước bác vừa trình bày tâm sự tôi biết thầy theo tay học nhà sách vở nhiều quá chà chả đọc sao cho hết năm mới ngày mùng một thầy tính chuyện gì vui không tôi thì năm nào cũng vậy lên sài gòn thăm con thăm cháu thằng con tôi cắm trại xin phép về được có vài phút hồi chiều hôm qua ngồi nhà tôi thấy thầy đọc báo nên qua hỏi han cho vui thầy đọc chuyện gì ngộ nói cho tôi nghe báo xuân sao nhiều thứ quá bỗng dưng mà tôi đã tìm ra được một kinh nghiệm quý báu do muốn thay đổi thể tài muốn làm một cái gì mới lạ để cạnh tranh với đồng nghiệp mấy ông làm báo xuân vẫn phải nói rất nhiều về chuyện xưa nhân dịp đón mừng năm mới thiếu chuyện xưa thì tờ báo trở thành trơ trẽn như cái xác không hồn dường như bên Pháp, bên Mỹ, vào dịp đầu năm họ ít chú trọng vào cổ tục. Báo Xuân ở Việt Nam thì luôn luôn giữ phần cốt lõi là sớ táo quân, năm dậu ngày xưa có gì quan trọng qua lịch sử đấu tranh của dân tộc. Tôi được nhắc nhở khéo léo với lời thúc dục của bác Năm, thầy đọc báo gì đó, chắc họ nói tới con gà chứ gì. Dạ, năm khỉ thì họ nói về con khỉ, năm ngựa thì nói về con ngựa, rốt cuộc con nào cũng báo điềm lành con chuột của năm tý con rắn của năm tỵ con cọp của năm dần đều là loài thú khó thương ác hại vậy mà mấy ông ký giả cũng khen cho bằng được bác năm đức khoát tay đầu năm mình khen tất cả thầy ạ à. năm nay là năm con gà họ khen như thế nào con gà quả thật là đáng khen nuôi có lợi dạ theo cổ nhân thì con gà có năm tánh tốt văn võ nhân nam tính thầy cắt nghĩa dùm dạ con gà có mồng mồng gà giống như cái mão của ông quan văn đội trên đầu gà có cửa bén như thanh gươm của quan võ văn võ song toàn gà đá hăng không sợ thương tích đó là chí khí nam nhi gặp thức ăn gà trống nhường cho gà mái hoặc bày gà con lòng nhân là vậy tính là sự tin cậy hưng sáng là gà gái như cái đồng hồ reo tiếng gà đuổi bóng tối, đuổi ma quỷ để rước ánh sáng mặt trời. Bác Năm Đức gật gù. Nếu vậy đá gà là chuyện phải, miễn là đừng cờ bạc trá hình. Ngày đầu hồi còn trẻ, ông bà Chiểu ưa đá gà. Trong tờ báo có ai nhắc tới sự tích đó không? Tôi giật mình. Ông bà Chiểu tức là Ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt. Vì công thần giúp vua Gia Long phục quốc, Ngài Tả Quân đã từng lãnh chức tổng trấn gia định thành như vị phó dương nắm quyền tiền trảm hậu tấu ở khắp năm kỳ lục tỉnh, lắm khi Ngài thay mặt vua để đón tiếp sứ bộ cao miên La Ngày đầu năm, người cư ngụ lâu đời ở đất Sài Gòn gia định ai mà không nhớ đến phận sự thiên liêng. Tôi buộc miệng trả lời nhanh, bữa nay ở Lăng Ông, thiên hạ tấp nập. Bây giờ ông Nam Đức mới trình bày. Từ nãy giờ tôi muốn mời thầy đi viếng Lăng Ông bà Chiểu, Nói ra chẳng lẽ thầy cười, chớ hồi đó tới giờ tôi chưa giếng lăng ông ngày đầu năm. Năm ngoái tôi với người bạn đi gò dấp, xe đò chạy ngang một lần, thấy sơ qua vậy thôi. Đầu năm tôi chẳng dám làm phiền thầy, ngặt vì tôi quên đường xá, sợ xe cộ chở mình đi vòng do, tốn hao tiền bạc vô lý. Bây giờ thầy rảnh không? Dạ, rảnh cả ngày, đi liền nghe bác, để tới chiều là hết hay, bữa nay thiên hạ sinh xăm đông đảo lắm. Bác chờ tôi mang đôi giày Bác Năm Đức về nhà Gọi con dâu coi chừng cửa trước Khép sơ lại Khi ra đường bác phân trần Thiếu cái khăn đóng Thì tôi đội cái nón tay này Theo điệu cải cách Đôi giày bố nực nội quá Bước lẹ không được Phải chi lột giày ra Thì cuốc bộ mấy cây số tôi cũng không ngán Cuốc xe lam từ Chánh Hưng ra Sài Gòn Ngày thường là 10 đồng Nhưng anh tài xế nói trước là Tăng gấp đôi 20 đồng Vài hành khách than phiền cho rằng tăng giá quá mức. Anh tài xế biện lý lẽ nghe ra thì chánh đáng lắm. Một năm, tụi tôi nhờ mấy ngày Tết, tăng giá nhưng người đi hơi ít lợi lóm gì. Bến xe làm đi lăng ông đen ngạt hành khách, giá biểu tăng gấp đôi. Xe từ gia định vừa tới bến Sài Gòn, hành khách chưa xuống là ai nấy chen nhau, giành lên. Bác Nam Đức lắc đầu, thiên hạ không ai nhường ai. Tôi suy luận, chắc là ở lăng ông đông đảo lắm hồi năm ngoái nhiều người té xỉu tại chỗ sao vậy thầy tôi nghe người ta nói báo đăng như vậy chắc người này lấn người kia chật chỗ thiếu hơi thở tôi sực nhớ một chi tiết trong báo năm ngoái hơi người ta chưa đọc bằng nhan khói nhan khói và giấy tiền vàng bạc đốt cháy làm ngộp thở người lớn còn chịu không thấu huống gì đàn bà con nít mình tới một lần cho biết sáng mùng một là ngày tốt Sớm tôi, Tết này chỉ một mình tôi tới lăng ông. Chuyến này về, mặc sức mà nói chuyện cho bà con nghe. Số người đứng chờ tại bến mỗi lúc một nhiều. Bến xe đi gia đình đông gấp đôi gấp ba bến đi chợ lớn Phú Nhuận. Chờ quá lâu mà chưa thấy xe tới, chúng tôi ngồi trên cái băng nhỏ cho đỡ mỏi chân. Mấy chị bán thuốc hút dẫn đón thần chủ, trẻ con xúm xịt bên mấy sòng bầu cua cây cầu treo nối qua chợ Bến Thành thưa thớt hơn bao giờ hết. Trẻ em bước chậm rãi tìm nấc thang, đến giữa cầu bèn dừng lại, múa giỏ. Hai chiếc xe tới bến, hành khách chen nhau, ngồi đầy. Đã 9 giờ rưỡi sáng, tôi lẩm bẩm. Về đầu thiên hạ đông như vậy, lăng ông được quá nhiều người đến cúng giếng. Bác Nam Đức trả lời, thầy đọc sách nhiều, hiểu rành hơn tôi. Nhưng bác lớn tuổi, sống ở miền quê thì hiểu tâm lý người dân hơn tôi chứ. Bác Năm nói ngập ngừng. Ông hồi xưa là một nông dân ở Mỹ Tho, lớn lên phò vua giúp nước, không nài nguy hiểm. Nhiều người nói ông hồi đó hung dữ, nhưng đó là hung dữ với bọn gian ác, bọn lưu manh. Ông trấn giữ bờ cõi miền Nam Kỳ lục tỉnh, nhờ quay quyền ông mà ai nấy làm ăn yên ổn. Nhưng mà điều tôi sắp nói ra chỉ nhớ mang máng thôi tôi hỏi Bác muốn nói sự linh hiển của ông Tại sao nhiều người làm quan to Dạy công giúp nước mà dân chúng thăm giếng Cúng lễ ít hơn ông Tôi chưa dám ắt Nghĩ sao nói vậy thôi Con người phải dám làm Thì mới được đời sau kiên nể sùng bái Ông là người không nịnh bợ Dẫu là nịnh bợ nhà vua Bởi vậy vua minh mạng ghét Anh hùng tử Khí hùng nào tử Người ta đồn rằng hồi đó Mấy con đường gần lăng ông sầm quốc ban đêm nghe nhiều tốt binh sĩ la ó chiên trống vang trời đó là binh của ông binh ma tới đời vua sao, xóa tội cho ông thời binh của ông mới vắng lúc ban đêm chuyến xe lam hơi vắng khách đậu rồ mái lập tức bắt năm đức và tôi bước lên chen được chỗ ngồi xe chạy gần tới đa cao anh tài xế dây lại bà con cho xin tiền hai chục đồng nhưng mà xe ngừng tại bên này cầu bông bà con muốn qua lăng thì chịu khó đi bộ vì xe không được qua bên kia gia đình. nhiều hành khách phản đối cho rằng đó là hình thức lợi dụng đầu cơ anh tài xế bình thản trả lời bà con đừng thắc mắc tới đó thì biết xe ngừng lại cầu bông khá cao đứng trên cầu mà trông về phía lăng ông bắt năm kêu lên cái gì như là khói quá trời rồi tôi đáp chắc là nhan khói khói bay lên mù mịt bao trùm khu lăng ông che phủ kín ngôi đền bao trùm hàng cây cổ thọ trong sân đã 10 giờ trưa khói cứ dương lên cuồn cuộn tôi theo dõi mấy đốm xanh đỏ tím vàng ở xa để tìm hiểu tôi nói lên buộc miệng họ che dù ừ thầy nói phải nãy giờ tôi chóa mắt thưa bác đa số là đàn bà con gái bây giờ là trưa nắng phụ nữ theo mốt che dù màu cả mấy ngàn cây dù chớ đâu ít Cổng vào lăng ông tuy rộng nhưng rồi cũng trở nên chật. Số người kéo vào như thác lũ. Bác Năm nắm tay tôi vì sợ đi lạc. Một bà lão theo sát bên mời mọc. Thầy mua dùm một bộ đồ lễ. Có ba chục đồng thôi. Mua bây giờ lát nữa khỏi trụng rộn. Hai cây lớn, một bó nhăn nhỏ, vàng bạc, trị giá ba chục đồng. Nghĩ rằng lâu lâu mới mua mắt một lần. Tôi nhận lấy mới nhang trao cho bác Năm. Bác hỏi, thấp ở đâu từ trong đền thờ mấy vi âm kêu gọi không ngớt xin quý ông quý bà đến gần mấy cái đỉnh mà đốt nhang đèn không nên đem nhang đèn vào trong mấy bà mấy cô cứ nhắc nhở nhau coi chừng cháy áo bác Nam Đức nói miễn là mình có lòng thành cứ làm như thiên hạ là được đâu còn cách nào khác hơn chúng tôi ngồi xuống đốt nhang rồi đứng dậy thấy đang cây và giấy tiền bạc vào cái đỉnh dài mặt vào đền bác năm hỏi tiếng máy gì chạy vậy nghe như trời mưa dạ đó là thiên hạ đang lắc xăm trong đền đôi ba trăm người đang quỳ gối chờ đợi tới phiên ống xăm thì nhiều nhưng số nhiều ấy vẫn không đáp ứng kịp theo nhu cầu tôi hỏi bác năm mình chờ hay là làm sao bác vuốt mồ hôi tráng tới thì ở luôn chờ phiên mình thiệt không ngờ được ở nhà dọc đường mình đâu dè như vậy bác và tôi ngồi xuống nhưng ai lại ngồi trước bàn thờ phải quỳ cho đúng lễ nhưng quỳ đến bao lâu mới tới phiên mình xung quanh tôi mấy ống xăm cứ lắc đều đều như trận mưa rào máy ghi âm kêu gọi không ngớt quý vị nên coi chừng tiền bạc vật dụng đề phòng kẻ gian trà trộn hoặc là xin bà áo xanh ở bên kia để nắm nhang ngoài sân đem nhang vô rủi ro khói tu mù mịt thỉnh thoảng tôi lấy khăn lau mắt vì nước mắt đã chảy ra ở bàn thờ bên trái có tiếng kêu quản xỉu rồi Khiên ra bà già đó đi với ai có con cháu gì không còn bốn người nữa là tới phiên chúng tôi cầm ống xăm tôi hơi nản chí quá mệt vì nhan khói có người lắc ống xăm đến năm phút mà chưa xong xăm ra quá chậm xăm ra rồi còn xin keo xin keo không xong thì lắc lần khác như thông cảm với tâm trạng tôi bác năm nói quỳ như vậy chắc thệ mỏi cái bàn chân lắm Tôi mang giày bố mà còn muốn trặc trẹo, huống gì thầy mang giày da. Nó nhức nhối ở chỗ cái mắt cá. Lát nữa, thầy lẹ tay lấy ống xăm, chừng nửa giờ chứ gì. Dạ, bác cầm ống xăm trước mới được, bác lớn tuổi hơn tôi, bác ở miền quê lên trên này, tôi còn nhiều dịp. Giọng nói bác năm đức như cảm động. Nãy giờ tôi suy nghĩ như vậy. Bà con tới đông, thời giờ eo hẹp mà tôi với thầy lắc xăm hai lần thì quá tham chi bằng thầy lắc xăm thay thế cho tôi đó là vận mạng trong năm kỷ dậu này của bà con nông dân sớm tôi về quê tôi thuật lại cảnh này cho họ nghe chắc họ vui lắm kia tới phiên mình rồi đây là lá xăm danh dự thầy cầm ống xăm đi tôi lại đây xin ông phò hộ bà con nông dân sớm tôi bác năm đức kính cẩn giái ông rồi lại ba lại Dày về phía sau, tôi thấy chiếc áo dài của bác đẫm mồ hôi, dán sát vào lưng. Đó là lá xăm số 58. Khi bác Nam Đức qua phòng bên cạnh để lãnh lá xăm, mấy người đứng bên đều trầm trồ không ngớt miệng. Số 58 là lá xăm kỳ diệu, lâu lâu mới được ban ra một lần. Tôi xin sao y bổn chánh ra đây, không sai một chữ. Long tại thiên hề lợi kiến quý ngọc quan hoa phát phò sanh khí tác vi tự ngã mạc tha cầu gia đạo thung dung giai xứng ý nghĩa rồng ở trời kia lợi cuối nhân ngọc lành huê nở tốt tươi hơn mình làm lựa phải cầu ai giúp thông thả đào nhà đã gặp cơn lời bàn bổn mạng bổn mạng tốt lắm bình yên mạnh khỏe làm việc gì đều có quý nhân giúp đỡ vậy nên làm đâu được đó không cần chi ai giúp mà mọi sự đều xứng ý cả mưu sự thời vận đã đến lại có quý nhân giúp đỡ vậy nên mưu sự gì không đợi cậy ai giúp mà cầu đâu được đó mọi việc đều xứng ý cả cầu tài cầu tài thì hào tài đã vượng lại có quý nhân giúp đỡ nên cầu thì tất được không ai ngăn trở mà tài lại được nhiều lắm. Gia đạo, gia đạo đang khi thạnh dượng có quế nhân giúp đỡ nên trong nhà việc chi cũng đều được bình yên, vui vẻ và vừa ý cả. Lá xăm còn ghi nhiều điều may mắn khác, xin đội ơn mà Ngài Tả Quân đã ban cho dân miền Nam từ đời xưa đến đời nay và đời sau. Mỏ vàng ở Hòn Tre Hòn Tre là hải đảo nhỏ bé do ông Tây Lani khai khẩn độc quyền, quy tụ chừng vài chục nóc gia gồm nào là dân đánh lưới, dân cu ly làm cỏ trong vườn dừa, dân trộm cướp chờ cơ hội ăn hàng và dân thất nghiệp. Từng lớp thất nghiệp này tuy có vỏn vẹn một phần tư nhưng trở thành đề tài cho câu chuyện mà chúng tôi sắp kể ra như sau. Anh tên là Tư Hùng, anh của bà Đầm Lani từ khi được hân hạnh làm vợ Tây, đôi ba tháng một lần, bà Lani gửi chút ít tiền bạc về cho Tư Hùng để anh này nuôi dưỡng mẹ già. Nhưng bà mẹ đã mất, bà Lani làm bài toán tiết kiệm. Tư Hùng nổi giận, mướn người đưa anh ra hòn tre để trách mắng đứa em gái bạc bẽo. Cô quên tôi rồi, ngày nay có làm nên sự nghiệp, theo luân lý ông bà cô nên tiếp tục gửi tiền về. Bà Lani mắng xối vào mặt Tư Hùng tôi nuôi mẹ tôi, mẹ mất rồi. Từ Hùng mỉm cười, nụ cười hiên ngang, lạnh lùng, nhụm đầy vẻ triết học của kẻ ghiền á phiện. Cô phải nhớ tới tôi chứ, tuy thứ tư nhưng tôi là con trưởng nam, giữ gìn hương quả. Bà Lani ngẹn họng nhưng tìm ra lý lẽ khác. Chồng tôi kiểm soát tiền bạc, nó biết mẹ đã chết nên nó không đưa tiền. Tôi làm gì có tiền riêng để gửi cho anh. Cỡ này nó quạo như con chó, nghe đâu nhược bổn tính chuyện đảo chánh đuổi tay về nước. Mới hồi sáng hôm qua, tàu binh đổ bộ lên bãi, tụi Nhật bổn leo lên hòn tre, căng dây đo đất rồi hỏi lý lịch từng người. Dân trên hòn tre đón rước niềm nở, mấy người lính thủy Nhật bổn hứa bắt nhốt vợ chồng tôi khi nổ súng. Tốt hơn, anh nên về đất liền kéo liên can. Nghe em gái trình bày, Tư Hùng mỉm cười. Cô đuổi tôi hả? Ở đất liền tôi chịu thất nghiệp hàng năm bảy tháng rồi nên mới vác mặt ra đây để làm mướn. Cô trở vô nhà hỏi, nó thử coi, tôi chờ. Nói xong, Tư Hùng vào nằm cho đỡ mỏi lưng trong căn tròi của bọn cu ly giữ vườn dừa. Vườn dừa của Tây Lan Ni to lớn như một khu rừng. Khỉ sóng từng bầy nhảy chuyền từ ngọn dừa này qua ngọn dừa kia, trông thật vui mắt. Tư Hùng suy nghĩ, hòn tre cách đất liền hàng chục cây số, làm sao loài khỉ vượt biển ra đây được? Anh ta kiếm bọn cu ly mà hỏi, bọn này trả lời xưa kia có người phá đám mang ra ngoài này một cặp khỉ để báo hại ông tây lani, ni cặp khỉ để lung tung trở thành khỉ rừng tư hùng chưa tin nơi lời giải thích ấy vì biết đâu bọn cu ly bị chuyện để mai mỉa vợ chồng ông tây lani. ni hồi lâu bà đầm lani ni đến gọi anh tư được rồi nó đang cần một người khôn ngoan hơn đám cu ly này tư hùng nói nó muốn rước anh làm cặp rằng hả thân anh yếu đuối trước sau gì cũng bị tụi nó rình đập một trận. Anh ra đây để sống chứ đâu phải để chết. Chưa chi mà anh đã nói chuyện xui xẻo, anh lại góc dừa này để em nói rõ đầu đuôi. Cỡ này nó buồn, nó muốn có người nói chuyện đời xưa để giải sầu. Tư Hùng đáp, tiền bạc anh không có, chớ mấy chuyện đời xưa thì anh nhớ lại hoặc đặt mấy hồi. Thế là Tư Hùng được vào biệt thự của ông Tây Lani, khung cảnh thơ mộng làm sao, mở đầu câu chuyện, Tư Hùng ôn lại mớ kiến thức của mình để thị oai. Cái biệt thự của ông giống kiểu nhà mát của giới quý tộc ở bên Thụy Sĩ, ở gần hồ Lê Măng bên sườn đồi. Tây Lani đáp. Nó giống đảo Cọt ở miền nam Đức Pháp trong địa Trung Hải. Đảo Cọt là quê hương của hoàng đế Napoleon. Nhưng hòn tre ở An Nam có nhiều sự tích ly kỳ hơn. Tây Lani chặn lời. Có gì bà ly kỳ? sau hè nhà này trong sách đời xưa ghi lại rõ ràng là cái hang đá trong hang đá có cái lu đựng đoàn tôi vô hàng mấy lần thấy nào rắn ốc vỏ sò cuốn chiếu vàng đã mất hết vô tình tây lan ni đã lọt vào bảy tình cảm của tư hùng anh ta xin thuật lại câu chuyện mỏ vàng ở hòn tre mà xưa nay chưa có sử sách nào chép lại tây lan ni thích chí nằm ngã lưng trên chiếc ghế phô tơi bằng mây ra lệnh anh nói nghe thử coi Hèn gì dân cu ly muốn làm giặc, hiệp sức với bọn lính thủy Nhật Bổn để đuổi tôi về Tây. Tụi Nhật Bổn kiếm mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ dầu lửa giỏi lắm. Mấy đứa cu ly nghe theo tụi Nhật Bổn. Hôm nay tụi nó không đánh cá, không làm cỏ vườn dừa, mà chỉ leo lên núi hứng gió, chờ tới tháng lãnh lương của tôi. Theo giả thuyết của Tư Hùng, xưa kia ở Hòn Tre, người tứ xứ kéo tới làm ăn khá đông trước khi người pháp kéo đến hòn tre đã là nơi đô hội người nam dương người xiêm người mã lai người tàu gặp gỡ để buôn lậu và tìm vàng họ cất chòi ở sườn đồi rồi giả bộ lên chơi trên chót hòn để cuốc rẫy hái thuốc trường sinh bất tử Phèn đó có một ông thầy địa lý tàu một anh chủ quán rượu một tướng cướp một anh cuốc rẫy gặp nhau trong tiệc rượu tứ bề im lặng không có bóng người lạ mặt Họ uống rượu và chích vào mạch máu ở cùm tay để thầy thốt, theo ý kiến của thầy địa lý Tàu. Chúng ta kiếm mỏ vàng, hãy kiếm được chia ra làm bốn phần bằng nhau. Theo sách địa lý, hòn tre gọi rằng kim quy và hình dáng giống như con rùa vàng. Tây La Ni ngáp dài. Nói cho lẹ, vàng ở đâu? Tôi ra đây hơn ba mươi năm rồi. Nếu cuốc gặp vàng thì bọn cô li đã đâm chém nhau đổ máu rồi chánh phủ pháp đem quân tới tịch thâu cho công ty đấu giá mơ hồ quá đá ở hòn tre thuộc về loại đá ở đáy biển mới trồi lên hồi thời kỳ thứ tư của trái đất đâu phải như ở mỹ châu tư hùng chẳng mãi may thối chí vì tuy liêm diêm đôi mắt nhưng tây la ni vẫn nghe ngóng theo lời anh ta sau đôi ba năm hợp tác bí mật đêm hôm nọ anh chủ quán rượt theo một con nai vàng tới cây trắc Cụm đầu vô gốc cây mà chết. Bốn người bạn súng nhau xẻ thịt nai, đốt lửa mà nướng. Lửa cháy lên sáng rực, ngày càng nóng. Mặt đá bỗng thay đổi màu sắc, ánh vàng chói ngược lên trời. Nghi ngờ gì nữa, thầy địa lý hô to. Giang, mình nướng thịt nai trên đống vàng mà không hay. Anh chủ quán dùng cục đá khá to, liền ngay chỗ lửa cháy nóng. Mặt đá móp xuống. Đúng rồi, vàng coi vậy mà mềm, có lẽ nó còn non chưa tới tuổi anh cuốc rẫy bèn hươi cuốc bổ xuống lưỡi cuốc dội lên anh ta xoa tay quăng cuốc vàng thật rồi loại vàng này đúng tuổi hèn chi nó cứng hơn sắt thép sau rốt lời thầy địa lý nhắc lại lời thề trích huyết năm xưa tất cả hứa giữ bí mật chẳng tiết lộ địa điểm mỏ vàng chẳng tri hô cho người tứ xứ biết rằng hòn tre là một mỏ vàng vô tận trong lúc chờ đợi thầy địa lý mang cái lưỡi cuốc vô đất liền tới chợ rạch giá nhờ một anh thợ bạc phân chất mỏ vàng dính lốm đốm vào sắt thép. Buổi tiệc thịt nai vừa chấm dứt, ai nấy tìm cách quăng xương nai, thịt nai xuống hố để phi tàn. Tên cướp, tên chủ quán chạy đến mấy lùm cây để kiếm lá vàng và đất để phủ lên mặt của mỏ vàng. Trước khi từ giả, bốn người trong công ty tìm vàng bèn rót ly rượu cuối cùng để trích huyết uống máu thề lần thứ hai. Kể chuyện tới đó, Tư Hùng lên giọng cho ra vẻ hấp dẫn, hồi hộp. Đó là bữa tiệc cuối cùng của đời họ. Tây La Nì sửng sốt. Sao vậy? Họ chém giết lẫn nhau chăng? Hay là mỏ vàng giả? Mỏ vàng thiệt. Họ đâu chém giết lẫn nhau. Họ giữ bí mật nhưng họ chia lìa vì mỏ vàng ấy. Tôi bảo đảm rằng nó còn nguyên dạng trên chót hòn tre này. Vậy mới ly kỳ chứ. Nói tới đó, Tư Hùng đưa tay lên che miệng ngáp dài. Ngược lại, Tây Lã Ni ngồi nhóm dậy thúc hối. Anh nói sao? Nói tiếp cho tôi nghe. Mệt quá, ăn cơm xong tôi nói tiếp, để nhớ cho thật kỹ di tích kho vàng. Chỗ đó dễ nhớ lắm, biết đâu ngôi biệt thự này xây cất trên nền bằng vàng mà chủ nhân chưa hay biết. Bây giờ bà Lani bước tới để mở đường cho người anh đang tới cử hút á phiện bà ta nói với giọng bí mật hèn chi nhà này lạnh ngắt tụi cu ly làm giường quả quyết lúc ban đêm họ thấy lửa đó xẹt lên bầu trời từng cục to lớn rồi biến mất giống hệt như trái châu bà gián thôi để cho anh Tư ăn cơm lát nữa ảnh sẽ nói tiếp Tư Hùng than mệt Rồi xuống nhà bếp nằm một mình chạp sau bà Lani đích thân bưng mâm cơm tới cho người anh ruột để thừa dịp hỏi nhỏ anh mệt hả Ừ, em ráng ăn cắp cho anh một cục nhựa để anh thầu đỡ cơn ngặt. Em nghe từ nãy giờ anh nói thuận lỗ nhĩ của nó không? Bà Lani đáp. Anh giả bộ ăn cơm trắng đi. Nó dòm lâm lôm kìa, nó ưa nghi ngờ lắm. Nói xong bà Lani chạy tới nhà trên. Tay Lani nằm liêm diêm, bỏ quyển sách đọc dở dang trên ngực. Nhanh như con nai vàng, bà mở học tủ trộm một cục vàng đen. Tay Lani tiếc của tặng hắn bà làm gì vậy ra đây nãy giờ tôi hiểu rồi liệu bê giấu giếm không xong bà Lani đến cạnh bên chồng để thú thật tư hùng anh ruột của bà vốn ghiền rất nặng nếu không được tiếp hơi bằng chút ít vàng đen tư hùng sẽ mang bệnh báo hại thêm tiền thuốc men tây Lani nắm tay vợ được rồi tôi biết ảnh ghiền từ hồi nãy lận chỉ có người ghiền mới giàu tưởng tượng ảnh nói nghe láo quá nhưng cũng quyến rũ được bọn cu ly vườn dừa. Rồi ông ta mỉm cười và mở tay ra để tôi coi cục nhựa đó bao lớn. Ồ, nhỏ quá, đâu đủ. Anh còn thầu cử chiều. Nếu xong xuôi, tôi mời anh hút chung một mâm cho vui. Về đâu người anh ruột của bà khôn ngoan quá. Suốt buổi trưa hôm ấy, cổ ngoài tìm ốc để bịa câu chuyện thêm phần hào hứng bà Lani đã tiết lộ câu chuyện đó tuy láo nhưng quyến rũ được bọn cu li dường dừa. Như vậy, có nghĩa mai chiều Tây Lani sẽ thâu dụng anh ta phong chức cặp rằng trong lúc bọn Nhật Bổn lâm le chiếm trọn hòn tre. Nhưng thời khắc trôi qua nhanh chóng, Tư Hùng vẫn chưa kịp vận dụng trí thông minh của mình để chuẩn bị giai đoạn cuối của chuyện mỏ vàng là Tây Lani đã gọi. Anh Tư ơi, lên đây chơi! Nãy giờ tôi muốn biết ở hòn tre còn mỏ vàng hay không? Dạ tôi xin nói tiếp Hãy tôi nói trật xin ông sửa lại dùm Từ hùng thích chí Khi trả thù khéo léo Tây Lani Bằng mấy tiếng sửa lại dùm Anh nói qua giai đoạn thầy địa lý tàu Đến chợ rạch giá thử vàng Đó là vàng thiệt Đúng tuổi Thầy địa lý hối hả trở về hòn tre Để báo tin mừng cho ba người bạn chủ quán Ăn cướp và cuốc rẫy được biết Đến nhà anh chủ quán Thầy địa lý sám mặt Vì giữa quán có cái quan tài nằm chình ình số là anh chủ quán quá mừng rỡ mặc dầu chưa biết đó là vàng non hay vàng đúng tuổi uống rượu ly bì sai té nhào đập đầu vào vách đá tây la ni nói chuyện hay quá còn thằng cuốc đất chẳng lẽ nó sống tư hùng bẽn lẽn vì tây la ni đã chận họng trước tuy nhiên khi nghĩ tới buổi hút á phiện tối nay anh ta cười rất tự nhiên thằng chuyên nghệ quốc rẫy lúc đầu thì sống chung nhưng sau đó cũng chết nó chán nản cho rằng mỏ vàng ở chót hòn tre chưa đúng tuổi vì vậy nó vô tình tiết lộ bí mật với người anh ruột anh ruột động lòng tham mua phần hùng của nó trong công ty mỏ vàng giấy tờ ký kết xong nó đâm ra tiết của khi ông thầy địa lý tàu cho biết mỏ vàng đó quý giá vô song Ni gật đầu nó chết hả chết bằng cách nào cũng được nó tiết lộ bí mật. Dạ, nó tự giận vì tiết của. Còn thằng ăn cướp có phần hùng trong công ty, chưa chi nó đã mượn nợ mượn nần, uống rượu ly bì, chọc ghẹo tất cả những cô gái mà nó gặp. Nó đòi đuổi tất cả dân chúng ra khỏi hòn tre vì tất cả đều vô ơn bạc nghĩa. khinh khi nó lúc làm nghề ăn cướp, nó đòi lập một đạo binh. Tây La Ni, đừng nói tới chuyện quốc sự. Tư Hùng trợn mắt, có chuyện quốc sự mới vui nó đòi lập một đạo binh chiếm cứ hòn tre khai thác mỏ vàng độc quyền nhưng rủi thay dân trên đảo bao vây đánh nó trước bắt sóng rồi tra tấn đến chết telani nói xen vào riêng về thầy địa lý tàu phải như vậy như vậy Từ hùng đâm ra thối chí tại sao telani can thiệp vào câu chuyện cổ tích chính hắn đã thú thật chưa từng nghe qua lần nào đến phần kết cuộc này người nghe trở thành người kể chuyện và người kể chuyện là Tư Hùng đóng vai tù người nghe. Như vậy có nghĩa là Tây Lan Ni khinh thường câu chuyện, liệt nó vào hạng nhảm nhí, vô ý nghĩa. Như đoán trúng tâm trạng của Tư Hùng, Tây Lan Ni ngáp dài rồi nói nhanh, chuyện ngộ quá, phải có phần kết cuộc cho hợp luân lý. Theo ý tôi thì thầy địa lý buồn rậu chẳng thèm khai thác mỏ vàng, thầy ta chán nản cuộc đời xấu xa lên chót hòn tre cất chòi để ngâm thơ uống rượu. Vì quá tham lam, dân chúng hòn tre kéo tới chòi bao vây đòi chia của. Thầy địa lý đòi tự tử, cho rằng khi gặp mỏ vàng các người sẽ chém giết lẫn nhau. Nhưng lòng dân quá hăng, họ đáp lại thà chém giết lẫn nhau vì mỏ vàng còn sướng hơn là cuốc rẫy bán quán hoặc làm nghề ăn cướp biển. Thừa lúc thầy địa lý ngủ say, họ kéo tới bắt sống, Thầy mỉm cười xem cái chết như không nên trả lời gọn lõn. Thằng chủ quán ranh chỗ có mỏ vàng nhưng nó đã chết rồi. Tụi bay giết tao vô ích. Bây giờ nếu tha mạng cho tao, tao điểm chỉ cho tụi bay biết mỏ vàng quý hơn. Dân trên đảo mừng quýnh, mở trói cho thầy địa lý. Thầy nói, mỏ vàng là tình thương yêu của tất cả những người trên đảo Hòn Tre này. Nếu dân Hòn Tre yêu thương lẫn nhau, đừng chém giết lẫn nhau, thì ai nấy ăn no ngủ yên sung sướng hơn tìm ra mỏ vàng mà chết thảm khốc theo kiểu thằng chủ quán thằng ăn cướp thằng cướp rẫy câu chuyện mỏ vàng vừa chấm dứt trước khi tây Ni và tư hùng sáp lại mâm hút á phiền hai người nhìn nhau lộ vẻ tương đắc thông cảm tây nói anh là anh vợ của tôi bắt đầu từ ngày mai anh lãnh nhiệm vụ cai quản bọn cu ly vườn dừa Lúc rảnh ràng anh kể lại chuyện mỏ vàng ở chót núi cho tụi nó nghe. Tư Hùng gật đầu nhưng vẫn thắc mắc. Rồi tôi ăn tại đâu? Ở tại đâu? Lương bổng bao nhiêu một tháng? Thủng thẳng rồi tôi tính sao? Tôi hứa cho anh hút mỗi ngày 10 điếu, tùy theo anh làm việc sốt sắn hay lười biếng Tư Hùng đáp. Tôi hứa ở suốt ngày ngoài vườn dừa để kiềm chế tụi nó. Cỡ này tụi Nhật Bổn hung hăng lắm, nó xúi dục dân chúng đòi chia mỏ vàng ở Hòn Tre. Hai tháng sau, Nhật Bản đảo chánh Pháp, vợ chồng Tây Lan Ni bị bắt để đưa về Sài Gòn, và dân chúng phát tăng thành ngôi biệt thự của Tây Lan Ni. Tư Hùng kêu oan, cho rằng mình là kẻ làm công nên khỏi bị bắt. Trước khi lìa đảo, Tây Lan Ni xin phép nhà binh Nhật Bổn để gặp mặt Tư Hùng lần chót. Anh dở quá! Hồi nãy mấy thằng làm cỏ vương dừa trước mặt tôi, anh thấy không? nuôi anh vô ích quá! Tư Hùng im lặng xin lỗi. Tôi đâu phải dở Thật ra từ hai tháng rồi Tư Hùng lãnh nhiệm vụ cặp rằng Để bố trí ăn cắp dừa khô của Tây Lani Cho người chở qua rạch giá bán Kiếm tiền bỏ túi xài riêng Câu chuyện mỏ vàng và luân lý mỏ vàng Chỉ là đề tài mà anh ta kể Để mua chuộc cảm tình của Tây Lani Anh ta đâu có phổ biến cho ai biết Tây Lani nói gắt lần chót cho hả giận Anh quá tệ Hôm nay anh theo tụi nó để phản lại tôi Sao không nói chuyện mỏ vàng cho tụi nó nghe Anh kể cho mấy đứa nghe Kể mấy lần Tư Hùng đáp Không có lần nào hết Sao vậy Vì tụi nó không thèm nghe Tây là Nì nổi giận Không kể lần nào mà sao anh biết tụi nó không thèm nghe Dạ Hồi mới ra hòn tre này Tụi nó coi vợ chồng anh và tôi Như loài khỉ phá hoại Nhờ tôi gây cảm tình bằng cách khác Nên mới có ngày hôm nay bằng không chúng giết anh trước khi tàu binh Nhật bổn đổ bộ. Một bức chân dung. Trong những năm đầu tiên kháng Pháp, khoảng 1947, tôi đã sống nhiều tháng rộng ngày dài quá sung sướng, khỏi bị phiền lụy vì miếng ăn. Ai nói tôi là kẻ ích kỷ chủ quan, tôi sẵn sàng nhận lãnh lời khen chê ấy người sống trong lao tù có đủ cơm ngày hai bữa nhưng họ đâu được tự do dạo khắp đó đây bữa ăn của họ được xào nấu theo thực đơn nghèo nàn lắm khi ngoài ý muốn một số tu sĩ được rảnh rỗi về cái ăn nhưng bù lại theo ý tôi các vị này chịu khổ hạnh ép xác giữ cẩn thận từ lời ăn tiếng nói theo nếp sống gương mẫu để duy trì đạo lý tôi xin chịu thua Thực đơn của các vị này bị gò bó tùy theo chất dinh dưỡng của khách thập phương bố thí, đóng khung trong phạm vi rau cải, hoa quả. Ăn chay thì hơi ngon, nhưng mau đói lắm, tôi theo không nổi. Lúc bấy giờ tôi sống ở miền Hậu Giang, dùng đất thênh thang, trên bờ có lúa, dưới sông có cá, giặc pháp ít ruồng bố. Tôi được thông dông, nghiên cứu văn nghệ và tập làm văn nghệ, đi theo cơ quan văn hóa kháng chiến. Đó là một tổ chức nhưng làm sao tổ chức được những người mang nặng máu giang hồ? Người lãnh đạo thường nhắc nhở vấn đề nội quy, kỷ luật, phòng gian bảo mật, kế hoạch sáng tác 3 tháng, 6 tháng, dần dần. Dài bạn của tôi thích bàn cãi. Thời gian chứng minh rằng những kẻ ưa cãi giả chê khen ấy là những ông quan văn nghệ, sáng tác quá ít và quá dở. Nguồn hứng như mây bay gió thổi, con người làm văn nghệ giống như dòng sông linh động phản chiếu tổ chức người làm văn nghệ lại thành một khối chặt chẽ, thiệt chẳng khác nào múc nước bằng hai tay hoặc bằng cái rổ, thế nào nước cũng chảy tuôn ra ngoài khuôn khổ. Thời dụng biểu, nội quy đã vạch sẵn, biểu quyết đường hoàng, vạch từng điều khoản, từng tiết mục trên giấy trắng mực đen. Nhưng tất cả đều gãy đổ. Người làm văn nghệ muốn đứa con tinh thần của mình được kẻ khác tiêu thụ, phương tiện ấn loát quá thiếu thốn, chẳng lẽ làm thơ viết văn cho bạn bè xem chơi hoặc viết để đó chờ cơ hội xuất bản cơ hội nào chờ bao giờ mới có giấy mực máy in thời ấy báo ra lai rai dài trương trong đó các nhà chính trị và các ông quân sự kinh tế đăng bình luận chỉ thị thống cáo đến 9 phần 10 diện tích còn lại vài lốm trắng dành cho khẩu hiệu dài câu ca dao Chẳng lẽ hàng chục người cầm bút lại xúm nhau làm dọn dẹn vài câu ca dao trong một tháng? Mớ ca dao ấy có thể lỗi thời vì nhiệm vụ trước mắt, chiến thuật, chiến lược mỗi tháng mỗi thay đổi. Tốt hơn là ăn no rồi chờ thời. Chỉ còn một ngõ hẹp là viết nhật ký. Viết nhật ký để làm gì không khéo lại tiết lộ bí mật chánh trị quân sự. Và chừng nào in nhật ký ấy sau khi chết chăng? vài bạn thi sĩ, văn sĩ xoay qua nghệ phổ nhạc, luyện giọng hát, sử dụng nhạc khí hoặc bình luận chánh trị, đánh đạo dạy đời để tìm đất đứng, khỏi tuổi hổ khi ăn hột cơm của bà con cô bác. Có bạn lại xung phong cầm súng, hy sinh tất cả. Khổ là khổ cho kẻ yêu văn nghệ thuần túy, chỉ muốn làm thơ, viết truyện ngắn, có nghệ thuật. Bỗng dưng mà trở thành thất nghiệp như vài bạn khác và tôi. Làm sao bây giờ? Thôi đành ngụy biện là đi tìm tài liệu, theo dõi quá trình sáng tác cho chính mùi là xây dựng tác phẩm dài hơi. Đóng dài một nhà văn sáng tác bằng miệng, gọi nôm na là nói dốc cho qua ngày. Nói dốc để giải trí bạn bè, lần hồi mang danh xấu là cà nhõng chống xâm lăng. Để chỉnh đốn tình trạng bừa bãi, vô tổ chức của những người làm văn nghệ đang thất nghiệp, cấp trên bày ra kế hoạch tự túc về ăn. Mỗi ngày, các văn nghệ sĩ hữu tài nhưng vô dụng nghĩa là bất tài được lãnh một số tiền một số lúa họ phân công với nhau lo xây lúa giả gạo và tìm thức ăn sau khoảng thời gian ngắn tất cả đều đồng ý mạnh ai nấy lo miễn sao công việc ăn uống được vuông tròn đồng bào trong xóm tỏ ra thông cảm đúng mức họ bảo ba bốn người mà giả một cối gạo suốt buổi sáng gạo vẫn chưa trắng thôi thì đem lúa hoặc gạo lứt đổi cho xong Nhờ sự đổi chắc hợp tình hợp lý ấy, anh em được rảnh rỗi về mặt say lúa giả gạo. Buổi sáng, họ tha hậu tán dốc rồi nảy ra sáng kiến thần tình hơn. Người làm văn nghệ ăn cơm hơi ít, tại sao không đem mớ gạo thặng dư đổi khoai, chuối hoặc cá tôm hoặc trà tao, đường, đậu. Sau khi ăn uống sơ sơ cơm cá, ta xúm xích nhau bên mâm trà, uống trà đậm thay cho cà phê. Đến quá nửa khuya, nếu hao hơi tổn sức, ta tẩm bổ thêm nửa chén trà đậu xanh thì hay biết mấy. Công việc xay lúa giả gạo đã được thanh toán êm đẹp và có lợi, chỉ còn công việc tìm thức ăn. Mò tôm, bắt cá là điều hứng thú, dễ sanh bệnh hoạn. Dài bạn dân nghệ đã xung phong, tay lấm chân bùn, nhưng vì kém sức khỏe nên rủi ro mang chứng cảm mạo, tốn thuốc men. Tiền thuốc gẫm lại nặng hơn tiền cá tôm đã sản xuất. Sau rốt, mặc nhiên cả bọn đồng ý rằng chỉ nên tìm rau cỏ để tăng sinh tố cho bữa ăn. Nơi dùng nước mặn đồng chua, quanh đi quẩn lại chỉ có vài loại rau rừng. Ăn những loại rau ấy chỉ làm trò cười cho bà con lối xóm, kéo lùi trình độ văn minh trở lại thời ông thần nông nếm thuốc. Bà con quả quyết, đọt chọi, đọt dớn, rau ngổ, bông súng chẳng phải là thức ăn bổ khỏe. Nếu nó là của quý thì dân mình đâu còn là nhược tiểu các bạn văn nghệ dám liều lĩnh ăn thử vài món thảo mộc mà bấy lâu dân quê chê bai cây mái chèo mái dầm lục bình trôi sông rốt cuộc ai nấy ốm o gầy mòn và học được bài học cay đắng dân miền quê ốm o thường mang bệnh rét bần huyết đâu phải vì thiếu sinh tố trong khi dân quê kiên nhẫn chịu đựng vượt qua sự thiếu ăn kinh niên thì các bạn văn nghệ và các nữ cán bộ bắt đầu suy sụp vì mang bệnh kinh niên thứ bệnh mơ hồ khó tả và đượm vẻ quyền bí con trai đau bao tử nám phổi con gái thì đau tim từng chập đó là bệnh thần kinh bệnh tâm lý hậu quả thơ mộng của sự thiếu thốn về mặt luyến ái có người đặt giả thuyết như thế sung sướng nhất là những người làm loại văn nghệ biểu diễn các ca sĩ kịch sĩ đi tới đâu là được quan nghênh tới đó ăn uống đầy đủ buồn thay cho những kẻ viết văn cứ ngồi nhà uống nước trà hút thuốc liên miên sáng tác rất nhiều nhưng xuất bản chẳng bao nhiêu ngày qua tháng lại các văn nghệ sĩ gầy mòn chờ khi bánh xe tiến quá lăn đến chúng tôi hay tin cấp trên sửa soạn ra quyết định giải tán cái tổ chức văn hóa cồng kềnh đó ai nấy mừng thầm vì những ngày sắp tới hứa hẹn bao nhiêu món ngon vật lạ mưa cứ rơi Não lòng biết chừng nào khi thỉnh thoảng chúng tôi đón nhận vài cán bộ xin gia nhập làm văn nghệ. Đó là vài ông lớn đã làm mất súng vô lý, thất trận vì lơ đỉnh. Cấp trên nghĩ đến công lao hãng mã của các tội nhân nên chưa nở đem ra pháp trường, chỉ cần giải chức làm gương. Lại còn vài bạn trẻ, nổi tiếng ngỗ ngáo, bất trị, thiếu kỷ luật, đã tái phạm nhiều lần vì cái tội chung vô mùng đàn bà con gái, làm mất ảnh hưởng chung, các bạn này muốn làm văn nghệ một lần cho biết. Ngoài ra, còn vài bạn thương binh phế binh, mắc bệnh cùi, lao. Dẫu kiệt sức hơi tàn, các bạn muốn đem tất lòng gửi lại cho người sau. Bầu không khí trở nên khó thở vì di trùng và vì quan niệm văn nghệ. Phải chăng bằng văn nghệ là nơi tập trung các phần tử bất hảo không dùng được vào đâu? Chúng tôi liên tưởng đến một bãi biển xa vắng, trên đó trôi tấp bao nhiêu vali mục nát, vỏ so, vỏ ốc, cá chết, than củi và những cái lon rỉ sét làm sao kiểm soát nếp sống của bọn người làm văn nghệ được cái kiểu tập trung văn nghệ sĩ đã thất bại từ trong trứng nước văn nghệ sĩ đâu phải là hạng người có thể tạo được từng loạt theo thống kê như nuôi con ngọc trai chúng tôi được hân hạnh bị giải tán thật ra cái tổ chức văn hóa kháng chiến ấy đã tự giải tán từ lúc đầu mỗi người chọn một ngã Tôi lại lên đường phiêu lưu, tìm đề tài và tìm miếng ăn. Muốn có cơm ăn ngày hai buổi phải làm gì? Ở vùng hậu Giang chẳng ai chết đói vì thiếu cơm. Tôi muốn nói đến những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng mà kẻ sĩ thường ao ước. Thì cứ đi lang thang, dạo đó ở xóm làng nào mà chẳng có mẹ chiến sĩ. Đó là những bà lão sẵn sàng đón nhận các cán bộ chiến sĩ. Các bà thực hiện câu thương người như thể thương thân. Rách thường cho mặt, đói thường cho ăn. Ngoài ra, nhờ giao thiệp rộng rãi, tôi còn được một số thân hào, bạn bè đón rước niềm nở. Sự tương trợ xưa nay chỉ có giới hạn. Đến một mức nào đó, kẻ nằm đây chăn chiếu của người ta, cảm thấy mình trở nên vô duyên, phải từ giả trước khi chủ nhà chán nản, và phải đến đúng nơi đúng lúc. Gặp khi chiến sĩ thắng trận, ai nấy vui tươi lên, sẵn sàng đón khách. Người đang trúng lúa vừa mới bán được con heo thì chẳng bao giờ ngại tốn kém. Trái lại, gặp lúc chủ nhà đau ốm hoặc chủ nhà nuôi nấng hàng chục người suốt đôi ba tháng thì ta nên lánh xa. Tôi sống như con chuồn chuồn khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Ăn gửi nằm nhờ, nói thẳng là ăn chực, trở thành một cái nghề, một nghệ thuật. Và khi ăn chực trở thành một nghệ thuật thì đó là điều chứng tỏ tính chất cách mạng không còn nữa. Nhiều đêm, nằm lạnh lẽo trước mái hiên, tôi tự vấn lương tâm, mình có ăn chực hay không? Phải có đầy đủ tự tin, phải kiên nhẫn chịu đựng lắm, tôi mới không hổ thẹn khi thấy mặt trời mọc. Niềm ăn ủi duy nhất của tôi là thế nào cũng trả ơn đồng bào bằng một câu thơ, một truyện ngắn. Trong tương lai, tôi cố gắng quan sát sanh hoạt đồng bào, tôi thất vọng, hiểu ngầm rằng mình là một việc lẩm cẩm, có ai đang bơi lội trên sông trong dòng nước mà lại chú ý mô tả dòng nước có ai lúc hấp hối mà đòi cầm bút ghi tả tâm trạng kẻ đang lìa cõi đời đúng ra tôi là đứa bé chào đời và đứa bé chào đời lo khóc lo thở lo cửa quậy làm sao đủ tỉnh táo và sự nhạy cảm để mô tả khung cảnh chào đời của nó bởi vậy các nhà làm chánh trị đừng đòi hỏi bọn văn nghệ sĩ sáng tác cấp bách Đừng quá phàn nàn cho hiện tình văn nghệ. Thời đại là danh từ bao gồm hàng chục năm nên kiên nhẫn chờ đợi. Danh từ hiện đại cũng vậy, hiện đại đứng về mặt văn nghệ mà xét bao gồm nửa thế kỷ hoặc một thế kỷ. Những ngày tháng lưu tiêu trôi qua, dịp may mắn để tôi ngao du khắp nẻo đường đất nước, tìm hiểu phong tục, màu sắc địa phương, nhờ đó mà tôi biết vài chuyện lạ ngoài lề vào mùa mưa khi nước dâng cao thì có bồng bông tự nhiên mọc lên loại cỏ này khá cao lớn lá xanh mướt thân mềm mại luộc chấm mắm ăn khá ngon tôi đã nghe một cụ già quả quyết xưa kia tại rừng u minh người ta gặp vài ông nồi đồng đó là loài nồi nấu cơm to lớn hai ba chục người ăn không hết dưới đáy nồi có treo toàn trang một cái dĩ bằng đồng hai cái khoeo bên hông nồi được rèn chắc chắn. Cụ già giải thích, kiểu nồi ấy để dùng khi hành quân, binh sĩ xỏ đòn vào khoen nồi mà khiên, đốt lửa trên cái dĩ, rồi thì họ cứ nấu cơm, lúc di chuyển trên bộ, lúc nấu cơm, binh sĩ khỏi hạ trại, đình binh. Tôi liên tưởng đến cái kiệu khiên đặc biệt mà binh sĩ thay phiên nằm ngủ, di chuyển ngày đêm khi Nguyễn Huệ bố trí đại phá quân Thanh còn lắm giai thoại. Thí dụ như địa danh tháp 10, đó là cái tháp canh thứ 10 từ bờ sông Tiền Giang thuộc hệ thống canh phòng của ông Thiên Hộ Dương Kháng Pháp. Hoặc xưa kia tại đó còn di tích 10 ngôi tháp cổ, không phải là tháp cao 10 tầng kiến trúc theo kiểu tháp thiên mụ. Lần hồi tôi đánh bạo đi ngao du tại khu vực gần đồn giặc Pháp. Để trước là thăm dân cho biết sự tình, sau là tìm món ăn ngon vật lạ càng du lịch sức khỏe của tôi càng tăng ăn cá ăn gà riết rồi nhàm theo sự chỉ dẫn của một số bạn thân tôi đến gần đồn kế sách nơi đó một bà mẹ chiến sĩ gọi là má sáo hoạt động đắc lực sẵn sàng nuôi dưỡng các con ai cũng khen má sáo người nào ốm ốm nước da xanh mét mà được má Sáu nuôi chừng nửa tháng thì tròn trịa hồng hào ngoài ra nhà má Sáu còn một cô con gái đúng tuổi cập kê xinh đẹp nước da bánh ít mặt chữ điền thuốc thơm rượu ấp xanh không thiếu lại còn dĩa hát máy với những dĩa hát giọng cổ mùi mẫn nhất ca ngợi yêu đương còn một cây số rưỡi nữa là tới chợ kế sách nóc đồn pháp đỏ ngời giữa bờ sông trống trải anh liên lạc cho biết cây cờ tam sắc bay phất phới kìa tôi mang bình cận thị chẳng thấy ngọn cờ anh liên lạc căn dặn thêm Nhà má sáu gần cầu gián đằng kia Lại đó làm gì Thăm má sáu cho biết Bà ít ở nhà Tết hơn Tôi nghĩ đến công phu lặng lội suốt 4 ngày rầy Nếu trở về thì uổng quá Gương mặt anh liên lạc phản phất chút gì buồn bã Tôi hỏi Sao vậy Để tôi tới đó thăm Người ta nói cỡ này má sáu kỳ cục lắm Nói xong anh liên lạc quay mặt rút lui Tôi đến nhà má sáu Đại khái là căn nhà lá khá rộng bên cạnh có chuồng dịch, chuồng heo. Bàn thờ ông bà còn sững sững giữa nhà thiếu lư nhang. Đứa con gái của má sáu đón tiếp, hỏi khẽ. Bộ không sợ sao? Anh tới đây làm gì? Không nên. Tôi đã nghiên cứu tình hình và dạch cho mình một lập trường theo đường lối tào tháo. Trong mình tôi chẳng có giấy tờ, rủi bị tay bắt thì tôi sẽ dùng chút ít tiếng Pháp mà năn nỉ, trá hạn. Tôi hứa dạy học gần đồng tay chúng sẽ tin vì thân hình tôi quá ốm yếu, khác bộ gió kẻ dở biển Tôi trả lời, có gì mà sợ, tôi biết tiếng Tây, ra đây với hai bàn tay không. Cô gái nhìn quanh quất rồi cúi đầu. Tay thì không đáng sợ, sợ thiên hạ lối xóm dị nghị. Tôi nói, người yêu nước mà, chẳng lẽ tôi muốn trốn theo Tây, anh liên lạc đưa tôi tới đây đàng hoàng. Cô gái lắc đầu, má tôi bây giờ ra ngoài bó kế sách mua bán và trốn nợ. Trời ơi sao vậy Nợ gì Dạ má tôi chơi hụi rồi mang tiếng giật hụi Bà ra ngoài chợ kiếm tiền trả lại Bởi vì lúc trước mấy anh tới đây quá nhiều Mỗi ngày dọn cơm năm bảy lượt Làm sao đủ quê lợi Tôi thẫn thờ Như người từ trên mây xanh rớt xuống Sau khi uống nước Chén nước mưa Tôi yêu cầu cô gái ra chợ nhắn tin với má sáu rằng Có đứa con đang tha thiết muốn gặp má Cô gái vui cười vậy thì anh chờ chừng hai chục phút má vô đây không vô chớ anh ở đây nghe má mừng lắm gian nhà trở nên quăng vắng lạ thường tôi ngồi hút thuốc điếu thuốc đã tàn tôi đành qua nhà bên cạnh để xin điếu thuốc thứ nhì nhà bên cạnh vắng người tôi đến hai ba nhà kế cận còn vài người già cả ở nhà họ nhìn tôi từ đầu đến chân bà sáu khổ lắm tôi hỏi khổ à má ra chợ lấy gì sinh sống khổ vì tánh tình rộng rãi quá mức. Năm ngoái, năm kia, bả còn bốn lượng vàng, bán lần bán hồi, chỉ vì nuôi nấng mọi người. Nuôi đầy đủ, bày đặt bày điều, bây giờ thân thế như vậy đó. Mưa lất phất, đất dùng kế sách trơn láng, cỏ mọc um tùm, nước vàng lườm, lợn cợn. Người địa phương gọi đất phù sa là đất mỡ gà, màu của nó vàng như mỡ gà, nước dâng lên chừng nửa tiếng đồng hồ rồi giật xuống mấy chiếc cầu ao đều trơn láng, đóng dày lớp phấn mịn, ai vô ý là trợt chân. Vài con dịch lội trong ao kêu cáp cáp, bên cạnh bàn ông thiên mấy cụm bông trang rung rinh, lá xanh bông đỏ vẫn tươi tắn. Cô gái chạy đến hớn hở, má về kia. Má Sáu ngồi sẵn trong nhà, trước mặt má tôi thấy rõ ràng một gói thuốc hút Virginia, một hũ dầu cù là, một hộp cá mòi con xài tạm đi bữa nay bánh mì ngoài chợ bán hết rỏi còn mấy ổ lụng dụng mềm xèo tôi ngồi đó suy nghĩ mông lung má sáu tiếp lời mấy cái món xà xí phẩm này con đừng có ngại cứ hút tại đây phải như mọi lần má ở nhà nấu cơm làm thịt vịt bây giờ nợ nần nhiều quá họ kêu réo thì phải trả chớ giật làm sao phải tôi hỏi thành thật dạ cá mòi bao nhiêu một hộp Sáu đồng, có vậy cho nó ngon hơn cá nướng, cá kho. Con đem về nhà ăn cho lạ miệng. Chà, coi bộ ốm ò quá vậy. Muốn mua dầu gan cá thu không? Cứ cho má biết, dịp khác, con đừng buồn, đừng ngại. Má biết mấy con ra tới khu vực này chỉ vì thèm xa xí phẩm. Má lo hết mức rồi sanh nợ ra nồng nổi này. Rồi má Sáu cao mày. Họ nói má trốn nợ chạy theo thực dân, lập trường không dẫn đó. Ôi, hơi đầu mà giận. Dài tiếng súng nổ, hơi gần. Tôi cáo từ, chúc má mạnh tay khỏe chân. Dưới cơn mưa, tôi chạy một khoảng đường xa, chừng ngoảnh lại, thấy má sáo đang lủi thủi về phía đồn kế sách. Lâu quá rồi, tôi đã quên bao nhiêu hình bóng xa xưa. Riêng về má sáo, thật khó quên hẳn vì mỗi ngày tôi phải ăn và thích ăn những món ngon vật lạ. Bây giờ thì khó ăn trực vô điều kiện như xưa. Bao nhiêu xa xí phẩm thời trước nay đã lỗi thời. Và theo đà tiến quá, tôi cố gắng leo thang để chinh phục những xa xí phẩm mới, thỏa mãn đầy đủ thất tình lục dục hơn. Đôi khi ngồi ăn quá ngon tại quán hơi sang trọng, trả tiền mỗi phần ăn hơn trăm bạc tôi thấy chạnh lòng, du dơ, nhớ đến má sáo, con người đã hoàn toàn quên mình để lo cái ăn cái mặt cho thiên hạ. Má sáo đã về đâu, trở thành mụ tàu kê chứa gái điếm, làm chủ nhiều đầu hụi, đã giảng sanh cực lạc rồi chăng, trở thành ngôi sao trên trời hay là một hột bụi dưới đất. Tôi chỉ muốn phát quả chân dung má sáo, má như là một nghệ sĩ, một đề tài lớn, như có người đã nói đó là kiểu người để một mắt trên trăng sao, tay thì cầm cây dao găm trực tấn công quân thù, một chân thì đứng dẫn dưới đất bùng nhầy nhụa, bị cấu xé ra hai mảnh nhưng vẫn toàn dạng. Một kiểu làm ăn Hồi Tết năm ngoái, tôi được may mắn ra nghỉ mát ở Vũng Tàu trong 24 tiếng đồng hồ. Phúc vui quá ngắn ngủi, bởi vậy tôi tìm mọi cách để tận hưởng Thời gian đổi gió Đến 2 giờ trưa Tôi còn ngồi ở bãi sao Gần cái chỗ gọi là eo quắn Buồn lắm Buổi trưa ít gió Hơi cát bốc lên ngùng ngục Mấy chiếc ghe lưới đã về bến từ bao giờ Trong quán dạy khác tôi ngồi trơ trẻn Ông chủ quán tắt máy radio Cho đỡ tốn điện Rồi nằm liêm diêm Mặt biển xanh chàm Lấp lóe ánh nắng Tôi ngã lưng xuống chiếc ghế Tìm cách giết thời giờ khi hết tiền bạc thì con người chỉ còn một cách để giải trí đó là đùa giỡn với bộ óc với ký ức của mình tôi mỉm cười đưa tâm tư hướng về miền thất sơn xa xôi với vô số ô nào ô lâm ô đùng ô chát ô là con suối nhỏ theo tiếng thơm ở đây đúng ra đồng bào nên mạnh dạn xác nhận nói ô quắn thay vì eo quắn mình về sài gòn viết một bài nho nhỏ đăng trên nhật báo giải thích tiếng ô cho độc giả nghe chơi phía sau lưng có tiếng ngáp dài đó là ông chủ quán tôi gợi chuyện trưa nay buồn chắc là ít khách ông ta trả lời lai rai vài người buổi trưa ủa nãy giờ chỉ một mình tôi còn ai đâu nữa kìa thí dụ như hai người đó họ vô đây lát nữa tôi chụp cặp kiến mang lên để nhìn ra xa đúng như lời ông chủ quán đằng kia dưới nắng chang chang một người bụng bự và một cô gái đợt sống mới đang ngồi kề nhau rồi cô gái ngã đầu vào ngực người bụng bự mắt tôi sáng lên anh chàng bụng bự đó dường như quen thuộc đã gặp mặt bắt tay và mời tôi uống cà phê hút thuốc nhiều lần ở sài gòn anh ta là xin phóc vì tò mò tôi hỏi xin phóc chữ viết ra sao nghĩa gì anh ta viết lên giấy hai chữ thần phước kìa kìa cô gái xinh đẹp tuổi độ trăng tròn đang vuốt da xin phóc gương mặt cô trông cũng khá thông minh xin phóc chỉ là gã chuyên nghề bán a dao mài dao cắt giấy hàng ngày đạp chiếc xe cũ chạy khắp các nhà in để tìm mối hắn đem lưỡi dao lục và a dao cũ về phía chợ lớn để rồi vài ngày sau trao lại cho nhà in mớ a dao sạch sẽ hơn cái lưỡi dao bén hơn để độc giả hiểu rõ, tôi xin mạn phép giải thích. Ai dao dùng để làm ống lăn mực in, lưỡi dao cắt giấy khá to giống như dao của máy chém, phải mài bằng máy mới đều đặn. Tóm lại, mỗi ngày xình phóc chỉ kiếm được 100 đồng tiền quê hồng mà thôi. Một chiếc xe hơi kiểu mới đầu từ lúc nào bên lề đường cái, phải chăng xe của xình phóc? Hay là anh chàng bụng bự đang làm công việc mùi mẫn ấy là anh hoặc em ruột của xình phóc? Tôi không dám giãy tay chào. Giữa tôi và xin Phóc đâu cần xã giao với dẫn. Là bạn thân, từng uống cà phê bình dân với nhau. Tôi có đủ tư cách để cười reo và khuấy rối giờ phút nô đùa của anh ta mà. Hai người từ từ đứng dậy, phủi cát trên quần áo, tiến vào quán. Xin Phóc reo. Thầy hai, nãy giờ ngồi đó hả? Sao không kêu tôi? Tôi đáp nhanh. À, ông chủ, ra hồi nào? Chừng nào về? Xin Phóc gật đầu. Đi xe nhà, Chiếc xe của tôi mới mua Còn cô này là bạn mới quen Ngoài kia nắng quá Tôi muốn vô quán nhưng sợ gặp người quen Về đâu Thôi mời thầy hai uống rượu Đừng kêu tôi là ông chủ Cô gái đưa tay gọi anh chiêu đãi Cho tôi một chai bia lây Tức nước ngọt Rồi cô kéo ghế ra xa Dây về phía mặt trời mọc Tức là phía Long Hải Giữ thái độ kẻ xa lạ ngoại cuộc Xin phóc cười cười nói rỉ vào tay tôi. Thầy hai nhớ cô này không? Lúc trước đứng bán hàng ở Kula Eden, bây giờ thì về làm thơ ký cho hãng xuất nhập cảng của tôi, học tới bằng cấp tú tài đó. Tôi đáp, anh giỏi quá, lập hãng hồi nào, mấy tháng rồi, anh làm ăn ở xứ nào mà mau giàu vậy? Đi Hồng Kông, đi bên Lào, đi Nam Giang. Xin phóc lắc đầu, ở chợ lớn hoài mà. Làm nghề gì, trúng số độc đắc. Anh ta im lặng hồi lâu, Tôi đâu có mua giấy số Hay là anh buôn lậu Làm ăn đàng hoàng mà Tôi đố thầy hai nói trúng cái nghề của tôi Hay lắm Tôi ngã lưng thở dài Từ lâu rồi căm phận làm mướn Ăn tiền ngày ăn tiền tháng Thỉnh thoảng tôi nghe vài người bạn chạy áp phe thuộc lại mánh khóe kinh tài của giới hoa thương. Thôi thì phen này đành chịu dốt để nghe lời giảng dạy của Sinh Phóc. Cô gái đợt sống mới ngậm cái ống giấy nút một hơi nước ngọt rồi trợn mắt liếc qua tôi tôi chép miệng cô ta đẹp đẹp nảy lửa nhờ có xe hơi nhờ đóng vai chủ nhân mà xin phóc rình cục lửa ấy quá dễ dàng chẳng bị phỏng tai trong giây phút tôi buồn rười rượi còn lâu lắm hoặc chẳng bao giờ tôi mới gặp người tình nhân như vậy tôi nhớ đến câu hát tiếc thay cây quế giữa rừng hoặc vợ khôn lấy thằng chồng dại phải chỉ cô là nữ chiêu đãi thì cũng dễ hiểu đằng này cô ta đậu tú tài nghĩ thiệt là uổng cô ta phùng mang thổi mạnh vào cái ống giấy mớ nước cam trong ly lại sôi ục ục trong giờ giải quá tôi đã hiểu cô ta muốn đùa giỡn phản đối hiện tại xem thường vũ trụ tôi hơi buồn cô ta tự dối lòng nếu phản đối hiện tại thì tại sao nhận lãnh tất cả tiện nghi của hiện tại Xin phóc gọi đem bốn con cua luộc Ăn ngấu nghiến cái càng Mời tôi luôn mồm Ăn mà thầy hai Thầy hai chưa tin tôi à Tôi chịu thua rồi Bây giờ tôi nói thiệt cho thầy hai biết Làm sao xin phóc dám nói thiệt công cuộc làm ăn trong thời gian qua Với một người viết báo phải giữ bí mật chứ Anh rót rượu vào ly cho tôi Làm ăn đàng hoàng mà Hơi giống công việc làm ăn của người đi ngoài quốc Người buôn lậu nhưng không có luật lệ nào ngăn cản tôi. Nói ra cho thầy hai nghe, tôi không sợ ai cười. Người nào muốn bắt chước thì cũng khó gặp cái dịp mai. Thế rồi xin Phóc kể thao thao bất tuyệt công việc làm ăn trong thời gian qua. Đại khái như sau. Một hôm anh qua Khánh Hội, khu vực Thương Cảng, nơi có hàng chục cái kho hàng to lớn cất dài theo mé sông Sài Gòn, từ kho 1, kho 2 đến kho 7, dân dân. Xin Phóc vừa đi vừa nhìn vào một kho hàng mà anh giấu tên. Cửa kho mở rộng, anh tò mò dừng lại để biết kho hàng là cái gì bên trong ra sao. Chiếc xe hơi từ ngoài đường cái chạy đến sát cửa kho. Một ông Tây bước xuống vào kho theo sự chỉ dẫn của người cha gác gian. Lát sau, ông Tây trở ra đường cái, cầm trên tay một món nhỏ, gói giấy. Ông Tây hút thuốc phì phèo ra vẻ suy tư, Hồi nào đến giờ xin phóc làm ăn ở phía chợ lớn Bình Tây, lăn lóc trong ngành tiểu thương, tiểu công nghệ nên anh muốn tìm hiểu công việc ở thương cảng. Đôi mắt đục ngầu của ông Tây nhìn thẳng xin phóc, ông ta nói tiếng Việt khá rành rẽ. Ông chủ ở chợ lớn hả? Xin phóc cười hề hề. Ông chủ, ông chủ bán cái gì? Tôi ở chợ lớn. Ông Tây nói dồn. Bán cái này khổ quá, thứ này chắc là quăng bỏ. Nói xong, ông mở miếng giấy gói bên ngoài. Đó là cái hộp sữa bò có dán nhãn. Nhãn sữa đã tróc hết phân nửa, quen ố màu sét. Bàn tay xin phóc từ từ đưa tới phía ông Tây như nói Xin lỗi, ông cho tôi coi thử. Ông nọ tỏ ra lịch thiệp, trao hộp sữa. Biết cái gì không? Xin phóc cười. Biết cho sao không biết. Ông hỏi thiệt hay hỏi chơi. Biết cái gì? Nói thử cho tôi nghe. Dạ, hộp sữa bò mà có dán cái nhãn thứ sữa này bán lẻ 10 đồng năm cắt ông tây lắc đầu nhưng mà bán không được thử tính coi một kho như vậy đó mấy trăm ngàn hộp cũ mềm hôi hám quá tôi tính quăng bỏ thiệt là ngàn năm một thuở xin phóc thấy chập chân trước mắt một khung cảnh náo loạn hàng ngàn người chen chúc dành mua cho kỳ được những tiệm cà phê ở chợ lớn ở khắp miền nam miền trung từ tỉnh lỵ đến quận lỵ Mùi cà phê bốc lên, tiếng guốc kéo lết nghe lốp góp, những chiếc ghế đậu đen bóng và tiếng phổ kỳ nói có ca có kệ. Tống mạnh, cà phê tống dách, bắt tẩy xỉu phé, dách cô say cá nại. Anh ta đưa hộp sữa lên mũi, gửi thử rồi nói với ông Tây. Sữa này chắc là mua lâu ngày rồi, uống được không? Đem cho con nít bú. Ông Tây nọ lãnh nhiệm vụ quản lý kho hàng từ lâu nên tỏ ra dè dặt, đó là những thùng sữa bò chồng chất hai năm qua trong kho hàng không ai thèm lãnh. Người nhập cảng sữa đã bị phá sản lúc sữa vừa cập bến nên không chạy tiền kịp. Nhưng lý do tránh vẫn là sữa bị hư, biến chất khi cập bến. Lúc chở chuyên, sữa bị ẩm vì hầm tàu thiếu tiện nghi, sữa chịu đựng sức nóng của hầm máy quá lâu ngày nên đặt lại. Ông Tây giữ kho chẳng thêm trên bày lý do kỹ thuật nói trên cho xin phóc biết vì anh ta là người chưa quen thân tạm thời ông muốn tống khứ số sữa hư hao ấy để kho hàng thêm chỗ trống trải theo luật vệ sinh ông ta phải mướn lao công vác sữa xuống ghe chở ra tận phía nhà bè thật xa thương cảng để quăng bỏ xuống sông nếu bỏ quá gần ông ta bị phạt ngày lại ngày qua từ hai tháng rồi mớ sữa biến chất ấy bốc mùi ông đã mở vài thùng xem kỹ hợp đã xét sữa chảy ra sền sệt, vừa chua vừa dơ bẩn, chẳng ai đủ can đảm sờ vào hoặc đưa lên mũi mà hửi. Xin Phóc nói khẽ, ông bán cho tôi vài hộp, đem về xài thử. Ông tay trố mắt, giỡn xào chớ, anh đem về uống sao, coi chừng đi cầu sáng đêm, con nít uống chết. Xin Phóc đáp, tôi đem bán, điều đó tôi chẳng dám bảo đảm, anh ở tù chừng 10 năm về tội bán sữa bò hư nghe chưa gương mặt xình phóc vẫn lạnh lùng tôi muốn mua chẳng hay ông chủ muốn để lại cho tôi giá giá nào bao nhiêu một hộp sau một thoáng suy nghĩ ông tây quản lý kho hàng tỏ vẻ bằng lòng nếu người qua kiều chịu mua ông ta được thêm một số tiền bỏ túi thay vì xuất tiền ra mướn nhân công dọn dẹp số hàng mất vệ sinh tồn trữ trong kho chật chội một đồng một hộp tôi bán tất cả sữa trong kho mỗi thùng 48 hộp, tất cả hơn 10.000 thùng. Xin Phóc gật đầu, tất cả 480.000 hộp, mỗi hộp một đồng gần nửa triệu đồng, nhiều quá. Ông chủ bớt dài cắt một hộp, tôi hứa. Giống là một tay cáo già, ông tay giữ kho thừa hiểu, người qua kiều này đã làm bài toán xong và đây là cái áp phe lớn, nhưng ông tay đoán chừng. Anh mua về nuôi heo hả? Coi chừng heo mang bệnh. Xin Phóc lắc đầu đâu có nuôi heo đem về xài mà mua về tháo cái lon ra để bán sắc dụng hả lon hư rồi bộ anh khùng à tôi không bảo đảm lon còn nguyên xin phóc cười ông chủ chưa hiểu tôi bây giờ thì xin ông chủ cho biết giá cả rõ ràng cách thức chở chuyên rốt cuộc ông tây giữ kho lên giá và đưa ra vài điều kiện khó khăn linh tính như báo trước cho ông ta biết rằng với mười ngàn thùng sữa kia anh quê Kiều sẽ làm giàu to. Theo sự thỏa thuận chung, đúng 4 giờ chiều hôm ấy, xin Phóc phải trả tất cả số tiền, mỗi hộp sữa là một đồng một cắt, thay vì một đồng chẳng. Xin Phóc phải đem xe cam nhông tới trước cửa kho và xuất tiền túi ra để mướn phu khuân giác. Kể chuyện tới đó, xin Phóc liếc nhìn cái đồng hồ tay. Chiều nay về Sài Gòn. Tôi luyến tiếc câu chuyện của anh ta. Mua sữa về làm gì? Nhờ đâu mà anh sắm chiếc xe hơi và cưới vợ? Tôi đố thầy hai biết. Thí dụ như gặp áp phe sữa bò trong kho của Tây, thầy hai dám mua không? Tôi lắc đầu. Làm sao mà chế biến loại sữa hộp ấy trở thành xe hơi và gái đẹp cho được? Bấy lâu tôi nghe nhiều thủ đoạn đầu cơ, buôn lậu. Nhưng trước bài toán sữa hư này, tôi đành chịu thua. Anh ta rút đứa thuốc lúc kia, hút phì phà tôi vô chợ lớn kiếm anh em bạn Lúc đó làm gì tôi có nửa triệu đồng bạc vốn Anh em bạn trong chợ lớn mê tôi quá Sau khi nghe tôi làm bài toán Tôi hỏi gắt Mua sữa về làm gì Xin phóc thích chí Nói to Cố ý khoe tài cho người đẹp nghe Tôi đố thầy hai Thì tôi chịu thua rồi Nè Sữa hư đó đem vô chợ lớn Bán cho mấy người làm bánh sữa Bánh ngọt trong tiệm nước hấp chính là ăn không đau bụng. Mê chưa? Từ trước mấy ông chủ tiệm mua sữa thứ rẻ, chừng 8 đồng một hộp, đem về trộn với đường, với bột mì. Bây giờ tôi bán cho họ sữa hư, với giá 4 đồng một hộp, nghĩa là một hộp tôi lời chừng 2 đồng 8 cắt, trừ mọi sở phí nhân cho nửa triệu hộp. Cũng vậy thôi, sữa hư đem hấp chính làm nhân bánh, ăn cũng ngon, cũng béo. Hay quá! Xin Phóc đứng dậy tiếp lời. Vui lắm, đem sữa về tới chợ lớn là tôi bán lẻ như cái máy. Mấy ông chủ tiệm bánh ngọt tới bao dây tôi, đòi mua cho thiệt nhiều. Mấy ổng lời 4 đồng một hộp mà. Vài ngày sau, bạn bè ở chợ lớn rủ tôi lập công ty si. Tôi lắc đầu vì đâu còn áp phe thứ nhì giống hệt như vậy được. Rồi 2-3 tháng sau, mấy người bạn ở Sóc Trăng, ở Đà Lạt, ở ngoài huế vô chợ lớn kiếm tôi, nài nỉ mua thứ sữa hư đó dám mua tới giá 5 đồng một hộp. Họ năn nỉ để đặt tiền cọc. Tôi từ chối. Xin phóc và cô gái lên xe. Tôi ngồi một mình trong quán. Bãi biển chiều hôm bắt đầu rộn rịp. Tôi nghĩ đến những áp phe luôn luôn xảy ra trong xã hội. Tôi thất bại trên trường đời vì thiếu nhãn quan thương mãi. Năm sau, tôi lại gặp xin phóc tại tòa soạn báo con dịch. Anh đã chúc mừng khuyên tôi cố gắng về mặt văn nghệ rồi mời tôi lại quán uống la bia. Xin Phóc cho biết công việc làm ăn của anh dạo này khá lắm. Tôi hỏi, còn cô hồi năm ngoái? Xin Phóc đáp, đi rồi, mình kiếm cô khác chứ. Bữa nào thầy hai rảnh đi cấp với tôi một chuyến. Vừa nâng ly rượu, xin Phóc vừa liếc mắt vào tòa soạn báo công dịch. Ông quản lý nhà báo mang kiến lên ghi chép, và người lao công giác hì hục những chồng báo cũ bán ế chất lên cái cân. Xin Phóc nói, báo nhiều quá ha. Tôi giật mình nói chua chát. Bán ế còn dư nhiều, bởi vậy ông chủ mới bán da chai nhiều như vậy. Ủa xin Phóc mua giấy báo ế à? Làm ăn ma, gặp đầu làm đó. Giống như mua sữa hộp, cái chuyện sữa hộp mà xin Phóc nói cho tôi nghe hồi ở ngoài cấp. Xin Phóc gật đầu, tôi hỏi, Mua về bán cho thiên hạ gói đồ à? Ừ, nhưng bán như vậy mất giá. Tôi lập cái lò nấu giấy súc, giấy súc bán chạy lắm, bình dân xài nhiều, xài đủ chuyện. Tôi đưa tay làm dấu hiệu để hỏi riêng, xin Phóc cho biết, loại giấy súc được chế tạo bằng giấy báo cũ và bông gòn, gòn ta, gòn dồn gối. Các cô các bà thuộc đợt sống cũ dùng giấy ấy mỗi tháng vài ngày thay cho loại khăn vệ sinh đắt tiền. Và mấy người chết nằm trong hòm thường được tấn được ém bằng giấy súc để khỏi trở mình dưới ba tấc đất tôi nóc cạn ly Dài tháng nữa xin phóc thành tỷ phú rồi một dũng máu tầm thường sóc xoài là một xóm nhỏ cách xa chợ rạch giá kiên giang hơn 15 cây số ngàn thời pháp thuộc Dân chúng ở đây sống nghèo nàn, ruộng ít, đất phèn, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu đò chạy thẳng lên chợ Hà Tiên. Năm ấy, đâu vào khoảng 1939, lúc chợ làng đang nhóm, mấy người ngồi trong quán cà phê nói to như bực tức, bất mãn với hương chức hội tề. Nó về hổm rài, vậy mà chưa ai dám đụng tới sợi lông chân của nó. Xóm này hết làm ăn được rồi. Chủ quán hỏi thì có người nói khẽ. Nó là thằng tư tôm Nó tới mà chưa ai biết Sao? Tại sao mình sợ nó? Chủ quán hỏi Nó có tài nham độn Xuất quỷ nhập thần Mới thấy đó bỗng luyện mất đó Nó chung qua vách tường Vô nhà mà không cần bẻ khóa cãi cửa Mới thấy ở đầu xóm Thì lát sau người ta gặp ở tận ngoài chợ rạch giá Nó như biết bay vậy Người trong quán nhìn nhau Thở dài ngao ngán Điều này thì ban đêm nó dám lẻn vô nhà nào có đàn bà quá, có gái tơ để tư tình lén lút. Hễ ghét người nào thì nó ám sát, trời mà biết. Phải rồi, tôi đi ăn dỗ ở núi Ba Thê, nghe thuật lại rằng có thằng đó hễ tới mùa lúa thì đi ngang qua sân, quá phép. Sáng hôm sau, bao nhiêu thóc lúa bay xuống chiếc ghe chài ở cách xa hàng năm, bảy cây số. Chắc thằng tư tôm này quá, chẳng lẽ thế gian này có tới hai nhân tài. Trong khi ai nấy bàn tán, ông Hai Lộc ung dung ăn hủ tiếu, uống cầm chừng ly rượu thuốc. Ăn xong, ông gọi thêm một ly thứ nhì, nói lẩm bẩm với người bên cạnh. Bà con đừng lo, cứ để mặt tôi. Muốn bắt kẻ gian mà họ hét như vậy thì nó trốn mất dạng. Đào kinh, phá rừng là chuyện khó mà anh em nông dân mình còn làm được, xá gì cái thằng bất lương tư tôm. Trước tiên, bà con nên tả hình dáng nó ra sao, bao nhiêu tuổi, võ nghệ tới đâu, học có thầy hay là nghề võ rừng. Mình đừng sợ bóng, sợ gió, nên theo dõi cho biết ban đêm nó ngủ tại nhà ai, ở xóm giữa hay là ngủ chùa, ngủ miễu. Cử tòa im lặng, tin tưởng phần nào vào tài trí ông Hai Lộc. Năm đó tuổi hơn 50 nhưng ông hai bài nhảy nào kém bọn trai tơ. Ông Tam dầm mưa suốt ngày để cày ruộng mà không biết lạnh lẽo là gì tháng trước, lúc nửa đêm, ông dám cởi con trâu nhà để rượt theo bọn ăn trộm trâu đến tận làng Mỹ Lam rồi bày mưu kế bắt sống tên chủ phồn gian ác nọ, đem nạp cho hương chức làng. Uống cạn ly rượu, ông trả tiền rồi đứng dậy. Ai biết thằng Tư Tôm ở đâu thì chỉ tôi dùm. Thế gian này thằng nào cũng phạm tục, làm sao học được phép tiên như trong chuyện phong thần. Đó là nói láo lúc trà dư tử hậu nhưng ngạc nhiên làm sao ngay lúc đó một gã đàn ông đen đúa hơi ốm thuộc về hạng mình dây bước vô quán chắp tay xá ông hai lộc kính xin ra mắt tôn ông tôi là tư tôm đây nghe tôn ông nhắc tên tôi tôi không dám bê trễ ông hai lộc sửng sốt rõ ràng tư tôm là đứa đầy đủ bản lĩnh dám xem thường ông khiêu khích ông trước mặt bà con trong xóm tuy nhiên ông hai vẫn điềm đạm chào tư tôm ngồi ngồi uống rượu chơi rồi ông vay lại chủ quán đem một lít đế nướng vài miếng khô cá đuối đúng là kỳ phùng địch thủ tư tôm và ông hai lộc ngồi đối diện nhau như hai con cọp dữ nhưng bề ngoài thì hiền lành dân chúng bu lại đen nghẹt trước cửa rót rượu ra chén xong ông hai lộc lên tiếng tư tôm cứ uống xóm này hiếu khách lắm Nãy giờ chú em ở đâu tôi không rõ. Tư tôm uống một hơi cạn chén rồi lạnh lùng đặt chén nhẹ nhẹ xuống bàn. Dạ, nãy giờ tôi tắm dưới sông, ở đằng kia. Bỗng nhiên có con diều bay ngang qua, đáp xuống rồi đảo vòng tròn đúng ba lần chung quanh tôi. Tôi lên bờ, con diều đó bay từ từ để dẫn đường cho tôi. Dọc đường, lỗ tai tôi ngứa ngái quá chừng, tôi biết mình mắc tiếng thị phi của bà con trong lúc ông hai lộc tìm câu trả lời thì ngoài cửa quán vài người nói to thôi quả thật chàng ta biết nham độn tàng hình từ đây tới mé sông đường xa ba bốn công đất gió lại thổi khác hướng vậy mà chàng ta nghe lén được có kẻ bước vô giọng nói hùng hồn sẵn đây ông hai ra lệnh cho anh em tôi bắt nó trói lại thử coi nó tàng hình được không đừng để cọp chạy về rừng tư tôm chắp tay nói kẻ với ông hai lộc Tùng ông vốn là kẻ quân tử, xin phân xử dùm. Tôi làm gì hiếp đáp, cướp bóc ai đâu mà thiên hạ so sánh với loài cầm thú. Ông Hai Lộc nhìn ra cửa quán. Mời bà con ai về nhà nấy. Mình chưa đủ bằng cớ mà, đừng lo sợ hảo quyền. Thấy con lương rồi nói là con rắn, ủa là con rồng. Ông dám bảo lãnh nó không? Nó cười khinh khỉnh với tụi tôi kìa. Để hiểu rành hơn về tư tôm và khám phá bùa phép nham độn của hắn, Ông Hai Lộc bèn nói Được rồi, từ tôm thế nào cũng nể mặt tôi Nếu xảy ra chuyện bất trắc Bà con cứ kêu tên tôi mà chửi Thế là dân chúng từ từ giải tán Về nhà lo công việc ruộng rẫy Dọc đường họ bảo nhau lo phòng thủ Trong đêm ấy và những đêm sắp tới Sửa chốt cửa, nhốt chó trong nhà Mài dao mát và bó sẵn vài cây đuốc Khi trong khoáng chẳng còn ai xa lạ Tư tôm lộ vẻ cảm động Tôi đội ơn tôn ông nếu hồi nãy tôn ông ra lệnh là tôi bị đánh gãy giò Ông Hai Lộc đắc ý vì ngỡ rằng Tư tôm chịu thua Phải, tôi nói lên một tiếng là chú em ngủ trong mùng đất Tư tôm bỗng dưng đổi giọng Còn lâu, tôi giết họ chết như rạ rồi tôi tàn hình qua sớm khác Nếu dở thì làm sao tôi sống tới từng tuổi này Ủa, chú em biết tàn hình thiệt sao? Dạ, chẳng dám múa rìu qua mắt thợ, biết sơ sơ đủ dùng vậy thôi chú em nói thiệt hay là say rượu rồi nói giỡn ai dạy chú em phép nham độn tàng hình hai thứ đó khác nhau ở chỗ nào dạ điều đó khó nói giữa chúng đông người nếu tôn ông muốn nghe đầu đuôi tự sự thì xin cho tôi theo về nhà tôn ông ăn vài hộp cơm vàng bụng đối với tôn ông làm sao tôi dám dẫn mặt tôi hằng nhớ câu kính lão đắc thọ cả hai rời quán vừa đến nhà ông hai lộc leo cái thang khá cao để lên sàn nhà thuốc hối vợ con nấu cơm làm thịt gà đãi khách quý nằm trên bộ dáng tư tôm cười tủm tỉm ông hai lộc hỏi chú em cười nổi gì mùa này nước giật thì khô ráo chớ qua tháng kia thì nước nổi giống như ở láng linh châu đốc cất nhà sàn cho cao ráo đề phòng trộm cướp luôn thể xin lỗi tôn ông tôi cười về chuyện khác chẳng hiểu tại sao bà con xóm này dễ tin quá vậy lúc nãy tôi đứng lẫn lộn trong đám đông nghe họ nói xấu tôi tôi chạy ra quán để ra mắt tôn ông vậy thôi vậy mà lúc nói dốc rằng tôi đang tắm dưới sông có con nhiều bay ngang để đưa đường dẫn lối ai nấy đều tin lời tôi rắc rắc họ quên rằng tóc tai tôi hồi nãy khô rang không một giọt nước dính vào da mâm cơm dọn xong ông hai lộc mời khách rót rượu ăn nửa bữa rượu ngà ngà ông mới vỗ đùi tư tôm tôi hỏi thiệt nghe chú em Tư Tôn vừa gấp đồ ăn vừa trả lời. Tùng ông cứ hỏi, ở đây vắng vẻ, tôi sẵn sàng tiết lộ bí mật nhà nghề, gọi là đền đáp tấm thạnh tình của gia chủ. Nè, chú em sống bằng nghề nham độn, tàn hình, phải không? Đó là một kiểu ăn trộm. Dạ, tôi biết chút ít. Xưa kia thì khá lắm, bây giờ uống rượu nhiều, gần gũi đàn bà nên hết linh rồi. Tôi giải nghệ, trả nghề cho tổ. Tới đây kiếm miếng đất nào đó để làm ruộng, chớ lang thang không cửa không nhà, rủi chết không ai nối giỏi. Giải nghệ thiệt sao? Nhưng chú em còn biết chút ít, mặc dầu là hết linh, chú em cứ thật tình. Tư tôm gật đầu, đặt đôi đũa xuống mâm rồi nhìn ông hai lọc trân trân. Tối nay, để đền ơn tôn ông, tôi xin ra nghề một lần chót cho vui. Tôn ông tha hồ rình rập, giết tôi cũng được. Thiệt sao? Thì tối nay, đúng giờ tí canh ba, đồng hồ gõ đúng 12 tiếng là Tung Ông cứ cầm chĩa mà chờ đâm tôi, tôi vô nhà Tung Ông đó. Tàn bữa cơm, Tư Tôm sinh ra khỏi nhà. Chẳng lẽ tôi ngủ trong nhà, rồi ăn cắp đồ đạc trong nhà thì làm sao gọi là tàn hình được? Đêm nay, từ ngoài giường tôi tàn hình vô nhà, tới bộ dáng này. Xin Tung Ông chú ý dùm một chuyện nhỏ này giữa mình với mình, người quân tử như nhau thì đừng sắp đặt nhiều người để rình rập. Như vậy thiên hạ náo động vô ích. Phần tôi thì tôi hứa danh dự là sẽ trả lại những gì mà tôi ăn trộm được trong nhà này. Vì mệt mỏi, ông ngáp dài, nhìn lên cái đồng hồ con ngựa. Mới 11 giờ, mình nên uống rượu thêm để hăng sức trở quay. Kim đồng hồ chỉ 11 rưỡi, rồi 11 giờ 50, 55 phút. Người ở chỗ tối dễ nhìn những gì xảy ra nơi có ánh sáng. Kinh nghiệm dạy ông Hai Lộc nên tắt đèn để tên bất lương khó bề xoay trở, rình rập. Lập tức ông thổi đèn, cầm cây chĩa, ngồi chồm hổm mà nhìn giáo giác. Đồng hồ gõ 12 tiếng, thông thả, ngân nga. Dứt tiếng thứ 12 là từ dưới sàn một giọng nói rõ rệt. Coi chừng nghe ông Hai, tư tôm tới thăm ông đây ông sẵn sàng chưa trả lời là khờ dại nghĩ vậy ông hai lộc nín thinh quỳ trên sàn nhìn xuống theo kẻ hở dường như có một bóng đen qua lại đi chập chờn trên mặt đất bỗng nhiên cái bóng khá to ấy đứng lên nhanh như chớp ông hai lộc đưa tay phải lên cao để lấy trớn nắm chặt cây chĩa rồi cắm phụp xuống thật mạnh ngay kẻ hở giữa hai tấm dáng lót sàn nhà một tiếng cười ngạo nghễ vang lên xí hụt đầm hơi trật cho ông đâm một cái nữa, tôi không chạy đâu. Không cần suy nghĩ, ông Hai Lộc rút chĩa lên mà đâm phát thứ nhì. Lần này mũi chĩa đụng đất, dội trở lại nhẹ nhàng, không tức như lần trước. Ông hô to, ăn trộm, làng xóm ơi, bắt nó. Ai nấy chạy tới nhà ông Hai, ông đút đuốc rọi xuống thang. Rõ ràng một dũng máu tươi còn nóng hổi, chiếu ngời dưới ánh đuốc. Bây giờ ông Hai mới hiểu, bậy quá, tôi đâm trúng lần thứ nhất, nó khôn quá la xí hụt để tôi rút mũi chĩa lên thừa lúc đó nó tẩu thoát chắc nó bị thương dụng máu ấy là bằng cớ hùng biện chứng tỏ rằng tư tôm chỉ là thằng điếm vô danh thuộc giao hạng ăn trộm nòi. dân chúng bàn tán xôn xao họ được mời vào nhà ông hai lộc để nhậu mừng chiến công đầu vào khoảng canh năm vì quá chén nên gia chủ và khách khứa đều say mềm ngáy pho pho ông hai lộc bị đánh thức bà hai nói thiệt là ông làm chuyện bá láp đêm rồi tôi giận ứa gan mình là người đàng hoàng trong xóm vậy mà bị con nít lừa gạt nó ăn cắp món gì sáng rồi hả bà hai dậm hai chân xuống sàn nghe rầm rầm còn nằm chim bao hả thằng tư tôm tư tép gì đó còn sống nhăn răng ông hai hỏi nó ở đâu Nằm ngoài giường chuối hả? Sao bà không kêu nó vô? Rủi nó chết, mình mang tội lại còn đi hầu tòa về tội ngộ sát. Ngộ sát, cố sát gì? Nó sống nhăn, không rách một miếng thịt. Nó kêu ngạo mình ở ngoài chợ, trong quán rượu. Nó biết tàn hình mà, chọc nó làm chi cho mang nhục. Mấy người bạn chạy theo chân ông Hai Lộc đến chợ. Tư tôm ngồi chồm hổm trên cái ghế đẩu, hắn cười giòn. Bà con thấy chưa? Hồi tối, tôi đâu có rình nhà ông Hai Lộc nếu mình mấy tôi mang thẹo thì tôi chịu tội có người hỏi phải ông biết tàn hình không hồi tối chuyện nham độn chớ gì tụi tôi ngán quá xá nhưng kìa ông hai lộc vào quán biết rằng tư tôm đã thắng cuộc đã gạt ông ông hơi giận nhưng thú nhận giữa đám đông thì còn gì là thể diện bởi vậy ông vỗ vai tư tôm về nhà tôi ăn cơm chú em giỏi quá bởi vậy dọc đường ông hỏi Hồi tối chú em chạy ruột hả? Tại sao đổ máu mà da thịt lành trơn? Từ tôm trợn mắt Đầm trúng thiệt Nhưng khó nói quá Nói ra sợ ông giận Rồi ông đuổi tôi qua sớm khác Nói thiệt với ông Tôi muốn làm ruộng để lần hồi dành dụm chút ít tiền bạc để cưới vợ Thấy sớm này còn đất quan Tôi tới đây Nếu ông đuổi tôi chắc đợi tôi khổ lắm Ông Hai Lộc bèn đưa tay lên trời mà thề Tôi cho chú em mướn hai chục công ruộng tốt Hai năm đầu tôi giúp vốn Giúp lúa không ăn lời Tôi phục tài chú lắm Là người quân tử với nhau Tôi hứa Rồi đó giờ đây chú cứ nói thiệt Tin lời ông hai tư tôm nói nhanh Hồi tối ông đâm trúng Trúng ngay chỗ nào Cái dũng máu của ai Chú em còn một tên đồ đệ nào khác ở xóm này Nếu nó bị thương tôi cho tiền uống thuốc Tư tôm nói khẽ Đó là dũng máu chó tôi bắt một con chó khớp mỏ đem theo giữ cho ông đâm coi chơi ông đâm giỏi quá con chó chết ngắt khi ông rút mũi chĩa lên tôi đem cái xác đó quăng sau giường trong lúc ông hai lộc còn suy nghĩ thì tư tôm nói tiếp tôi muốn cho thiên hạ phục tài đâm ăn trộm của ông và họ cũng phục tài nham động của tôi chẳng có gì lạ hết thay vì đưa một khúc chuối cây hoặc một cái nồi để dọa dẫm gia chủ tôi dùng con chó vậy thôi mưu mẹo của tôi nếu quả thật vô song thì tôi đâu cần tới xứ này mà kiếm cơm. Nàng thơ lạc lối Cái tàn thuốc dẫn cháy nghi ngút bốc lên thứ khói nồng đầy tháng khí khiến thi sĩ hải hồ muốn ngất xỉu Chàng cố gắng chịu đựng Mỗi ngày có nhiệm vụ viết ba trang giấy học trò Viết một mặt Để trám cho đầy một lõm nhỏ Trong tờ nhật báo gió thổi Từ nãy giờ Viết hai trang rưỡi rồi Còn nửa trang tức là hai mươi hàng Thiên tình sử mỗi ngày tiếp nối Đang đến lúc gây cấn Việc dương câu tiễn kéo đại quân Sang đánh phá đất ngô Thì cho quân sĩ của câu tiễn Hướng về phía cô tô đài Khen ngợi cãi giả nhau kẻ nói, người trả lời đề cập đến nhan sắc của nàng Tây Thi Diễm Lệ. Khói từ cái gạt tàn thuốc bay ra như trút dài hơi độc khí cuối cùng. Thi sĩ Hải Hồ viết, Bỗng dưng từ phía cô tô đài, tiếng địch thâm trầm, réo rắc trỗi lên, vài lá ngô đồng rụng lã tả xuống giếng vàng. Còn tiếp, vài bạn đồng nghiệp cằn nhằn, ngột quá bạn ơi, đổ một chút nước trà vô cái gạt tàn thuốc cho nó tắt. Thi sĩ Hải Hồ đứng dậy, sơ túi tìm gói thuốc, rút một điếu, môi vào cái tàn sắp lụng. Đừng nóng nảy, nó tắt rồi. Bữa nay sao cô Thúy Lệ khó tánh quá? Hồi tối bị vợ rầy hả? Anh chàng ký giả mang bút hiệu cô Thúy Lệ cười hô hố, bộ rau coi nhết qua nhết lại. Phá gạo hoài, bí mật nhà nghề để thủng thẳng. Viết dài hàng nữa là bọn mình đi uống cà phê, viết ẩu không được cái mục gỡ rối tơ vò của tôi dạo này ăn khách nữ độc giả bốn phương gửi thơ tới nườm nượp nói dốc thú thật với anh tôi chẳng bao giờ đọc một hàng văn chương gỡ rối đó giống như bài ca giọng cổ hồi năm 1930 lại đây mặc sức mà mơ mộng nếu biết làm thơ như anh thì tôi sẽ gỡ rối bằng những bài thơ độc giả thích hơn nói xong chàng trai cô Thúy Lệ khoe hàng chục cái thơ có dáng tem Bỗng dưng thi sĩ Hải Hồ thấy mình ganh tị du dơ. Từ hồi làm thơ cho đến lúc ra mắt tập thơ đầu tay, đôi mắt không tròn, chàng hứng chịu bao nhiêu thất bại. Tập thơ bán ế, không đủ tiền trả cho nhà in, bạn bè chế diễu, đầu đuôi có hai bài phê bình ngắn, cho rằng đôi mắt không tròn là loại hiện sinh khó ngửi. Chàng gặp một bà quá phụ ở tận miệt lục tỉnh tuổi hơn 40 đến tìm để xin chữ ký và triện son. Lý do mua đem về cho cậu con trai, cậu này thích sưu tầm tất cả những tập thơ xưa và nay. Anh tốt số quá, suốt ngày làm quen với bao nhiêu cô gái. Chàng trai cô Thúy Lệ đáp, nhiều bức thơ lạ lùng lắm, đọc sơ qua mình muốn chảy nước mắt. Thi sĩ Hải Hồ hỏi, vậy hả, quả tim của phái yếu thật là... Thôi thôi, lâu ngày tôi không còn dư nước mắt, bởi vậy tôi ngáp dài, Tôi áo ước kỳ này bán thêm ba chục số cho vừa lòng ông chủ báo. Đừng khinh thường nỗi đau khổ của kẻ khác chứ. Chuyện đáng cảm động, tại sao ta lại dững dưng? Chàng cô Thúy Lệ lắc đầu. Anh ngơ ngác. Thí dụ như trường hợp cô này, có lẽ cô ta sắp tự tử. Một bức thơ kêu cứu với tất cả văn nhân ký giả của tòa báo gió thổi, chúng ta phải đăng nguyên văn bức thơ. Tôi sẽ thay mặt toàn thể anh em đã viết bài trả lời đúng mức báo bán thêm 30 số hoặc 50 số. Thiệt hay chơi? Tâm sự cô ấy dài dòng lắm. Nếu muốn giải đáp dùm thì tôi sẵn sàng trao cho sứ mạng cứu nhân độ thế. nàng mang cái tên đẹp. Polette Cúc ở đường Cây Me số 1 ngàn. Nhưng không muốn ai đến tận nhà e gây thêm rắc rối. Bài gần sắp chữ, anh lấy bức thơ làm tài liệu cất luôn thi sĩ hải hồ nằm trên gác trọ theo kiểu mấy anh học trò dài lưng tốn giải trong bao thơ tất cả bốn tờ giấy học trò tuồn chữ dối và xấu chi chít đây bức thơ sau y nguyên văn thủ đô ngày kính gửi quý anh ký giả kính gửi cô thúy lệ một gỡ rối tơ vò Em là một độc giả trung thành của quý báo gió thổi, cho nên em viết thơ này gửi đến các anh và nhờ cô Thúy Lệ đăng hộ vào mục gỡ rối tơ vò vì em có một chuyện buồn lắm, buồn không thể kể được. Vậy em nhờ mấy anh có tấm lòng tốt và thương người. Em không bao giờ đòi hỏi ở các anh tiền nhuận bút và chỉ cầu xin chuyện của em được đăng mau. Nếu được phổ biến thì em xin cảm ơn lắm và xin các anh nhớ ghi tên tác giả là người em đáng thương hại Polet C tránh gặp mặt em tại nhà mong quý anh giúp đỡ em trên bước đường khổ sở địa chỉ như sau đường cây me số 1000 thi sĩ Hải Hồ lật qua đọc tiếp bài tâm sự đính kèm nguyên văn đêm nay sao mình khó ngủ thế và chán đời quá đã thao thức bao đêm khi nhà nhà yên vui trong giấc điệp thì trong lúc đó thân em nước mắt đầm đìa, em khóc cho ai đây, em cũng đang tự nghĩ, đời em chắc có lẽ bị những ngôi sao sáng án ngữ chung quanh, nên đành lu mờ theo định luật khắc khe của tạo hóa ban cho. Thôi em không dám nói nữa vì nước mắt em đã rơi ướt giấy nhiều, em phải thay từng trang. Em khổ quá, vì ba má em đành sống ly thân ba em xưa kia địa gì tiền bạc nào thua kém ai còn má em thì thư ký đánh máy em phải sống với người gì và người dựng rễ lắm lúc vì em chửi mắng mày là đứa vô dụng khùng điên không cha không mẹ trời ơi con cánh nào khổ hơn nữa hỡi các anh nhà báo không phải em muốn kể xấu gia đình nhưng buồn quá không biết giải lòng cùng ai nên mượn trang báo gió thổi của quý anh để tâm tình trước là với các anh và tri kỷ bốn phương. Hỡi ơi, nếu tình đời chỉ có thế thì như mặt nước hồ thu dương chút lá vàng khô, đằng này sóng muốn êm mà gió không ngừng thổi, cứ thổi để đưa chiếc lá đến một ngày lạnh lùng và ghê sợ nhất như trận bão lục đang tàn phá và giết chết bao nhiêu ăn hồn. Trời ơi, ngày ghê gớm kinh thiên động địa ấy đã đến trên mái đầu xanh vô tội. Một hôm ấy, người dựng ghẻ của em đến gần và bảo, Này cháu, thấy cháu lớn khôn nên dựng thấy cần săn sóc đến cháu về mọi mặt. Cháu nên xem cuộc sống tưng bừng của mùa xuân, đừng để mùa xuân già héo. Rồi ổng nói tới những điều hại thuần phong mỹ tục, dụ dỗ em. Các anh ơi, em có thể nghe theo lời suối dục ấy không các anh? Danh dự của em còn đâu nữa? người dưỡng hứa cho em một số tiền lớn các anh ơi chữ trinh đáng giá ngàn vạn phải không các anh vậy mà họ xem em như cỏ cây em khóc liên tiếp mấy đêm các anh ạ à? các anh đừng cười đứa em ngây thơ đau khổ này có lẽ lúc chào đời em được trời phú cho cái tật ưa khóc chừng nào có một vị thiên thần hạnh phúc đưa tay níu em ra khỏi hoàn cảnh bất hạnh chừng ấy em sẽ cười và không biết nghĩ gì về đời em nữa. Các anh thân mến, em viết thư này đến nhờ giúp đỡ. Em chẳng cần xin tiền nhuận bút, nhưng điều quan trọng cho hạnh phúc của em là được các anh thuật hoàn cảnh và trả lời trên mặt báo. Đứa em đau khổ nhất đang mong đợi từng ngày, từng giờ. Paulette Cook Xem xong, thi sĩ Hải Hồ đi tới đi lui trên sàn gác trời nắng chang chang chẳng nhất định xuống tầng dưới để ra đường trường hợp người đẹp Polet ra sao nàng nói thật lòng nhưng vì chưa quen diễn tả tâm sự bằng phương tiện mực đen giấy trắng nên dấp nhiều khuyết điểm về hành văn nàng đáng yêu chăng mái tóc nàng ra sao đôi mắt nàng chắc hẳn buồn bã đồng hồ chỉ 12 giờ 45 bỗng dưng thi sĩ lại cương quyết hành động tại sao mình không lén đến tìm nàng theo địa chỉ ghi rõ trong thơ Giờ trưa, nàng có mặt tại nhà, nghe đâu bên Âu Châu, mỗi khi gặp tâm sự rắc rối, trai hay gái thường nhờ sở trinh thám tư hoặc văn phòng giao duyên để giải quyết dùm. Nhân viên các sở này làm việc nhanh chóng, kín đáo, họ đóng vai trò ông tơ bà Nguyệt nên thí nghiệm một phen. Chiếc xích lô máy ngừng lại đầu đường cây me, hẻm quá nhỏ, trẻ con chạy dẫn lăng xăng, mấy người bán rau cải chân bày thúng mũng chật cả lối đi. Thi sĩ Hải Hồ dùng phương tiện xe dịch ấy để tránh cặp mắt tò mò của người đẹp Paulette Cook. Giang nhân, ký giả thường đi Vespa hoặc xe đạp hoặc đi bộ. Nếu tin mắt thì nàng chẳng bao giờ chú ý đến người thi sĩ trên chiếc xích lô mái. Đường cây me mới tráng đá, số nhà còn hỗn loạn. Căn này số 75 căn kế bên số 108A số chẳng lẽ lộn xộn tuy nhiên nhà khá đẹp cửa sổ sơn xanh đỏ lòe loẹt nhà ở không ra nhà ở quán giải khác chẳng ra quán giải khác những tấm bảng nhỏ kẻ chữ nhà bán nhà sang đó đây một vài cô gái già trước tuổi mặc kiểu quần áo ngủ đứng nhìn phía chân trời bị trắng ngang khói thuốc chập chờn bao phủ mấy ngón tay thoa màu hường trưa thiếu gió thi sĩ hải hồ dài bên tả bên hữu đây là nhà số 998, kế bên là 997, rồi 1004B. Người đẹp đâu rồi? Ai là người toan tự tử vì ông dưỡng ghẻ háo sắc? Dãy nhà trông nghiêm trang quá, cửa cái đóng hờ, giờ trưa. Chàng lắm bẩm, nặng sống trong một gia đình đứng đắn gần đây. Một đứa bé trạc 13 tuổi đội chiếc nón cao bồi bằng nhựa chạy sóc tới, trố mắt. Thi sĩ dịnh dai nó, cúi xuống hỏi. Nhà số 1000 ở đâu em? Thằng bé chỉ vào căn nhà số 1005C. Ông hỏi nhà đó, tôi không biết. Nghe người nói nhà đó số 1000, chủ nhà đó dữ lắm. Bà chủ nhà còn trẻ, chẳng lẽ hung dữ với em? Thằng bé đáp, bà cười hoài, thầy sáu trong nhà đó thì ưa đần ca. Dịp mai để thi sĩ sưu tầm tài liệu về người đẹp. Bà chừng mấy mươi tuổi, tóc bạc chưa? Còn nhỏ xíu ha, bà chủ quán cúc ở khu dân sinh. Thôi, Nói xong thằng bé dục chạy. Cánh cửa nhà số 1005C, tức là nhà số 1000, theo lời thằng bé dục mở. Một gã đàn ông gầy ốm ló mặt ra, nhẹ cái răng vàng và sợi dây chuyền vàng đông đưa. Thì sĩ Hải Hồ ghét cái lối chừng diện ấy, nhất là gã ta có mái tóc quá dài, phủ gáy. Gã nói đỏng, còn cả nhà ai mà mất dạy quá, sớm này thiếu văn nghệ. Dường như gã đã thấy mặt mình tại đây nhưng gã chẳng thèm chú ý. Âu cũng là sự việc đáng mừng. Và để gã đừng nghi ngờ thi sĩ rảo bước về phía tận cùng đường cây me. Chừng 10 phút sau khi gặp ngôi mộ đá ông nằm trắng ngang chàng mới quay ngược lại. Chuyến trở ra thi sĩ hải hồ cố gắng nhìn thẳng về phía trước. Căn nhà khả nghi lại mở cửa. Bên trong một thiếu nữ dường như còn trẻ nói giọng chanh chua chừng này rồi mà sao chưa thấy bán báo mấy ông đó làm việc như thế nào đó mà chậm chạp như rùa tình hình tới đâu rồi dường như thi sĩ nhà ta bắt đầu thay đổi nguồn cảm hứng câu nói chăm chọc của chàng trai cô thúy lệ khiến thi sĩ hải hồ buồn phiền từ khi theo dõi nơi ăn chỗ ở của người đẹp chàng vừa hy vọng vừa thất vọng tại sao người đẹp lại lọt vào tay một kẻ thất phu như thế Chàng muốn vào khu dân sinh tìm quán cúc để hỏi thêm nhưng chưa đủ phương tiện. Tiền bạc ít quá. Chiều hôm qua, chàng đi một vòng liếc tìm bản hiệu các quán giải khác. Quán đóng cửa vì còn sớm. Đề tư của Polet như thế nào? Ông dựng rễ si tình là ai? Nhiều phen chàng toan trở lại rình mò căn nhà đường cây me nhưng lại ngại ngùng. Cả đàn ông đeo sợi dây chuyền có nụ cười răng vàng nọ thuộc vào hàng hạ cấp. Nếu gã xông ra để chất vấn, chàng trả lời thế nào cho xui. Người đẹp dặn đừng đến tìm nhà kia mà. Chàng ký giả cô Thúy Lệ nói tiếp. Tội nghiệp thi sĩ, muốn cứu vớt người đẹp hả? Gặp chưa? Bị hất hủi rồi chăng? Thi sĩ Hải Hồ nói gắt. Anh thiệt là vô nhân đạo, tôi gặp nàng rồi, và chiều nay chúng tôi hẹn nhau. Sao chừng này chưa đi? Vì chưa đủ tiền. Với bản chất dễ giải thường lệ, Cô Thí Lệ trao cho thi sĩ Hải Hồ tấm giấy 100 đồng. Nào vô một buổi đi để thấy cuộc đời thơ mộng. Tôi muốn kiếm đề tài, cái mục gỡ rối tơ vò của anh dở quá, quanh đi quẩn lại chỉ có vài bài thuốc gia truyền. Văn chương vô thưởng vô phạt, giúp da mân trớn, nịnh bợ, đăng tâm sự của độc giả chán ấy Nhờ vậy mà tôi thu hút cảm tình của nhiều độc giả. Anh đọc kỹ lần nào chưa? Tôi đang nguyên văn rồi thêm lời an ủi xây dựng. Nhiều cô muốn tự tử để phủi sạch nợ đời, tỏ bày tâm sự. Rồi sau khi đọc bài giải đáp của tôi, họ trở nên lạc quan bất chấp mọi trở ngại để tiến lên con đường hạnh phúc. Xin lỗi anh, tính bổ đồng mỗi tuần tôi nhận chừng 60 bức thư. Tháng này đã có hai cô xinh xắn đến tòa soạn hỏi thăm giai cảnh của tôi, mời tôi đi ăn để cảm ơn. Mặt trời đã xế dài, thi sĩ Hải Hồ suy luận, chừng này chắc quán giải khác của người đẹp đã mở cửa. Tôi đi để viết một truyện ngắn thật hay, sống động, kết thúc xây dựng. Văn chương gỡ rối tơ giọt của anh sao giống bài ca giọng cổ quá. Dứt lời thi sĩ Hải Hồ lên xe taxi, về phía khu dân sinh. Xe dừng lại, ánh đèn nê ông sáng rực, mấy nữ chiêu đãi bắt đầu kéo ghế kéo bàn ra, và cô còn nằm nghỉ lưng trên chiếc ghế phô tơi có cô đang nặng mụn thoa phấn kẻ chân mài mặc dầu nghe hàng chục tiếng mời mọc thi sĩ hải hồ vẫn tay ngơ mắt điếc lách qua những dãy bàn ghế đến quán cúc chàng ngồi xuống đã sáu giờ chiều tại quán này chàng là người thân chủ đến trước tiên các cô chạy đến bao giây niềm nở uống gì anh ba mươi ba bia ba mươi ba chai bia được khui ra rót vào ly tự bao giờ bọt bia tràn thi sĩ vẫn chăm chú nhìn vào quầy để tìm cho được cô chủ quán tức là polette C, tác giả bức thơ gửi đến báo gió thổi chàng thất vọng bà chủ đâu rồi các em một chú đại viên đáp bà gần tới rồi nhà trên phú nhuận chàng buộc miệng đường cây me sao anh biết chắc là bà già hay trẻ anh giả ngộ hoài, bà con trẻ gọi bằng chị, bằng cô thì hợp hơn. Xin lỗi, anh ở đâu mà biết bả Người chiêu đãi chợt nghe tiếng gọi phía sau. Hương ơi, lại đây nói cho nghe. Linh tính như báo trước điều gì trục trặc, thi sĩ lắng tai nhưng nghe không rõ. Lát sau, cô chiêu đãi trở lại, nói giọng eo éo, éo. Nè, anh làm nghề gì em biết rồi. Thôi cô ơi, mặc kệ đời tư của tôi, nghèo lắm. Nghèo nhưng mà sang trọng, anh làm ký giả đúng không? Thôi tôi không nói chuyện với cô nữa Nói xong Thi sĩ Hải Hồ nâng ly bia Uống ừng ực Một người đàn bà phấn son lòa loẹ loẹt, Mặc áo bà ba ni lông xanh Đã ngồi chém chệ trong quầy bia từ bao giờ Cô chư đại nói khẽ Cô chủ của em đó Ủa anh uống bia lẹ vậy Để em đem thêm hai chai nữa Gương mặt phàm tục của bà chủ Khiến thi sĩ Hải Hồ cục hứng Chàng nói Thôi tôi đi bây giờ cô chiêu đãi đến gần tội nghiệp em anh mắng em lớn tiếng bà chủ nghe được bà rầy bà chủ quán phàm phu tục tử ấy có thể là polette c sao vô lý thi sĩ tự an ủi như vậy đột nhiên thi sĩ suýt kêu rú lên bà ta trải ra tờ báo gió thổi lật xem trang hai nơi đăng mục gỡ rối tơ vò bà gọi cô chiêu đãi làm gì mà mít lòng mấy thầy vậy Cô chiêu đại đến gần bà chủ, bà đem ra đến bốn tờ báo gió thổi còn mới tin, chưa xếp, báo mới bán trước đây vài giờ. Bà chủ và các cô chiêu đại cười khúc khích, đọc hơi to. Em Polette C. Thi sĩ Hải Hồ Toàn rút lui để bớt đau xót, nhưng làm sao bây giờ? Trước khi rút lui phải trả tiền, chàng gọi đôi ba lượt. Hỡi ơi, tất cả bốn cô chiêu đãi đến bao giày bà chủ, họ đọc tiếng to tiếng nhỏ khá lâu thi sĩ hải hồ nghe lõm đúng là bức thơ mà anh đã đọc trên gác trọ sau rốt là giọng văn ăn khách của chàng cô thúy lệ trả lời nỗi đau khổ của em thế gian hy hữu đời còn tươi đẹp mắt em cửa sổ tâm hồn cố gắng lên bên cạnh em luôn luôn có thúy lệ đời mấy ai không buồn hướng mắt nhìn tương lai còn điều gì chưa rõ em biên thơ về thúy lệ ba chấm quá xấu hổ thì sĩ Hải Hồ dây mặt qua chỗ khác rồi chàng gõ vào ly nghe ken ken cô chưa đãi chạy tới chàng hỏi gắt làm gì lâu dữ vậy nói thật đi nói xấu tôi cái gì với bà chủ thưa anh em nói anh làm ký giả bà không tin bà nói rằng bà mới thiệt là ký giả bức thư của bà được đăng trọn vẹn lên báo gió thổi văn chương của bà đâu có thua ai như một cuốn tiểu thuyết thật vậy sao bả viết rồi chúng em thêm ý kiến gửi cho nhà báo mà cô Thúy Lệ đăng gần đúng văn chương. Bà mừng quá, mua thêm ba số, các bài đó để dành. Cô Chiêu Đại đánh mạnh vào vai thi sĩ Hải Hồ. Anh này tệ quá, bà chủ phiền anh ghê. Tôi uống rượu trả tiền sòng phẳng. Cô Chiêu Đại lắc đầu, bà nói anh mạo danh ký giả, thiệt ra anh làm nghề khác. Nghề gì? làn môi người chiêu đãi hé nở thi sĩ hái hồ như tắt thở khi nghe nàng nói thỏ thẻ nè đừng hại mấy em đây nghe anh bà nói anh là nhân viên cảnh sát kiểm tục chuyên bắt bớ những cô gái làm nghề lẳng lơ bữa hổm trời nắng chang chang mà anh đi qua lại rình rập nhà bả đúng hai lần ngày bổ tróc sau mấy năm xây nò gần bãi hai nhiệm gom góp vốn liếng và vay thêm một số nợ của chợt xình phóc để phát triển công việc làm ăn xây nò khơi cách xa bờ biển hàng chục cây số ngàn theo kiểu bắt cá của người sim nò sim hai nhiệm làm hai bài toán rành mạch trên giấy trắng mực đen để làm bằng cớ trình giới chủ nợ là chợt xình phóc một cắm hàng rào dài suốt hai ngàn thước để cho cá nương theo đó lội lần vô nò mỗi thước tốn hai cây đước bốn ngàn cây hai nò hình tròn bề rộng 20 thước, mỗi cây ở chu vi của ba cây, tức là 200 cây. 200 cây bệnh lại bằng mây tàu, phóng ước chừng hai tạ mây. Kèm theo cái tòa ấy, hai nhiệm vẽ thêm cái sơ đồ của cái nò sim vĩ đại, giống như cái quạt tròn. Thân quạt là nơi chứa chất cá tôm, cán quạt là hàng cây rào dọn cá đi lần vô bụng nò vẽ xong hai nhiệm lấy làm thích thú ngắm nghía tới lui rồi hạ bút ghi rõ 40.000 đồng anh ta xếp cái toa và bức sơ đồ làm tư bỏ trong học tủ ngoài cửa có người bước vào anh ta giật mình đẩy học tủ để giữ kín kế hoạch kinh tài chào thầy tư hai nhiệm cố giữ nét bình tĩnh để chào hỏi lấy lệ thầy tư nhu nheo mắt cái gì mà coi bộ quan trọng dữ vậy dạ đồ đạc giấy tờ Thôi giấu diếm làm gì, ngay đồn năm nay chú em muốn dây tiền của chợ xin phóc để xây nò sim Hay lắm, tôi tới đây để bàn thêm giúp ý kiến. Nếu thấy được, chú em cho tôi hùng vô năm mười ngàn. Hai nhiệm chép miệng, chưa biết trả lời như thế nào cho khỏi mít lòng bực đàn anh kẻ cả. Thầy Tư Nhu tới xóm biển này từ bốn năm qua, chuyên nghề làm thầy nò ai sửa soạn say nọ, muốn kết quả được mỹ mãn thì phải thêm mâm trầu rượu tới chầu trực, chờ thầy xem tuổi, xem ngày giờ khởi công. Chưa hết, thầy Tư Nhu còn vẽ bùa bát quái trên mặt đất, nêu rõ đâu là Đông Tây Nam Bắc, càng khảm, cần chấn, dạy cho gia chủ phải cúng hà bá Thủy Long. Thầy sẵn sàng xem quẻ dùm với điều kiện chủ nò phải chi cho thầy một phần ba hoặc bốn phần mười số tiền thâu hoạch được. Im lặng hồi lâu, hai nhiệm lên tiếng trước để chặn lời thầy Nhu. Tôi ít tin dị đoan. Chú em đừng nói vậy, rủi xảy ra điều bất lành, ăn năn không kịp. Đất có thổ công, sông có hà bá. Người xưa thường nói. Hai nhiệm cười giòn, giọng khiêu khích. Nhưng tôi làm ăn ở tích ngoài biển khơi, ngoài vòng của thổ công hà bá. Ngoài đó có thủy long thủy long cai quản khắp miền Nam Hải. Nhưng hai nhiệm vẫn công kích. Thủy Long là vị thần của người Tàu, tôi say nò kiểu bên sim nãy giờ thầy tư nhu cố ý dẫn câu chuyện khiêu khích cho hai nhiệm thốt ra lời nói vừa rồi thầy kể thao thao bất tuyệt về nguồn gốc cái nò sim xưa kia ở bên sim vị quan đại thần nọ có đứa con gái vừa đúng tuổi cập kê nhan sắc xinh tươi lạ lùng cô gái này thích đi dạo trên đồi bắt bướm hái hoa hôm nọ nàng lên sườn đồi đó hoa tím mọc ve ra ngoài gành đá phía dưới là khe suối chảy cuồn cuộn nàng với tai nhưng gió thổi khiến đó hoa chập chờn ẩn hiện khi xa khi gần khi vừa tầm khi lơ lửng giữa khoảng không như bị thôi miên nàng ngây dại bò tới để hái cho kỳ được giấc mộng hoa ấy quên cả khe suối sâu thăm thẳm nàng tuột chân té xuống hai nhiệm nói nhanh chuyện ngộ thiệt nhưng lạc đề bởi vì chú em nóng nảy chưa hiểu cái gì mà không hiểu dữ vậy đó hoa này giết chết đó hoa kia theo kiểu tuồng tích cải lương Lần thứ nhì thầy Tư Nhu lại nắm thế chủ động, tiếp tục câu chuyện từ lúc người đẹp rơi xuống gành đá mất dạng. Ông quan truyền lệnh cho binh sĩ tìm xác đứa con gái nhưng ai nấy lắc đầu, chẳng dám nhảy theo vì gành đá quá cao, giả lại nước chảy cuồn cuộn, biết xác nàng trôi tấp nơi đâu mà tìm. Nếu tìm được chăng nữa, làm sao trở lên sườn đôi? Rốt cuộc, vị quan bèn đặt giải thưởng cho bất cứ ai tìm được, đem được cái tử thi về nha môn để ông làm lễ tống tán. Bây giờ ở miền Duyên Hải có ông dì Sim nghĩ ra sáng kiến, đóng nọc thật khích theo hình tròn để bao dây dàm sông. Xác của cô gái từ khe suối trôi ra sông rồi lọt vào vòng rào tại cửa biển. Sau khi vớt xác lên, ông dì Sim chẳng màng nhổ mấy cái nọc. Cá biển thì nhau chui vào để nương tựa lúc sóng nổi lên, Thế là ông dì sim thủy tổ của nghề nò sim. Ông này nghe đâu là người Hoa Kiều, vì vậy khi hạ nò sim, người miền biển cúng kiến rất trọng thể. Rước thầy nò nhờ xem phương hướng, kẻo hà bá thủy long hờn giận. Câu chuyện lần lần hấp dẫn khiến hai nhiệm suy nghĩ. Đúng rồi, xưa nay muốn đánh lưới, muốn bao đăng, luôn luôn người ta bố trí theo nguyên tắc mảnh lưới hoặc kẻ đăng phải nhỏ hơn thân hình con cá con tôm mới hy vọng túm nó được. Ông dì Sim đã ngẫu nhiên phát minh ra nguyên tắc mới. Ngoài biển sóng gió, loài cá to lựa một gốc cây nào đó mà nương tựa cho ấm cúng. Gặp gốc cây cá mừng quýnh như kẻ sắp chết đuối vớt được cái phao. Dầu thấy nguy hiểm trước mắt, nó chẳng bao giờ buông phao để chọn chết đuối. Để tỏ rằng mình chưa đến nỗi vong ân bạc nghĩa đối với tiên sư dì Sim, hai nhiệm toàn kết thúc câu chuyện để đuổi khéo ông thầy nọ tư nhu. Mấy năm qua, tôi làm giàu nhờ ông dì sim Nếu gặp con cháu của ông tôi sẵn sàng đền ơn. Ông giỏi thiệt, nhờ ông mà dân miền biển mắt sáng thêm, cá vô nò dựa lưng vào mấy cây nọc để chờ chủ nò tới xúc chứ không bao giờ chạy trốn mặc dầu miệng nò rộng hàng đôi ba thước và giữa hai khoảng nọc kẻ hở lớn gấp đôi gấp ba thân mình của nó Thái độ cương quyết của hai nhiệm khiến thầy Tư Nhu tạm thời rút lui. Mai chiều tôi trở lại thăm chú em. Cảm ơn, để tôi thăm chạch xình phóc trước đã. Y ta chịu cho mượn tiền thì mới qua bàn tới chuyện gì sim chuyện con quan đại thần hái bông ở khe núi được. Nhờ cách làm ăn ngay thẳng của mình nên hai nhiệm được chợt xình phóc ứng trước số tiền khá to, dư giả để mua may, mướn người đốn lậu thuế trên 4.000 cây đước, mỗi cây dài hơn 10 thước muốn chở ra ngoài khơi để cắm nò, hai nhiệm đã huy động trên 50 nhân công, điều khiển hơn 10 chiếc ghe biển. Số ghe này chạy ra chạy vào để chở cây, mỗi chuyến hơn cây số. Thầy Tư Nhu vẫn chàng ràng theo hai nhiệm này nỉ. Nếu chú em không cho tôi hùng vốn hoặc xem phong thủy theo bắt quái thì thôi. Bây giờ tôi muốn giúp công không chẳng cần đền ơn, chú em nghĩ sao? Giúp vụ gì? Bữa nào khởi công xuống nò, tôi xem dùm ngày giờ theo sách vở ông bà để lại, tôi lựa ngày bổ tróc tức là ngày hên hai nhiệm sực nhớ tới danh từ bổ tróc ấy tôi nghe người ta nói nhiều về ngày đó xây no thì phải hạ thủy đúng ngày bổ tróc như người cất nhà xem ngày để gác đòn dòng chú em hiểu bổ tróc là gì không bổ tức là bủa bủa lưới tróc là bắt nã tróc chú em cho tôi biết tuổi tác để tôi đánh tay cho hai nhiệm nói với giọng tức giận Tôi thì chẳng cho thằng cha nào hùng vô hết. Năm nay tôi xù cái vụ coi tuổi, coi quẻ bác quái, coi ngày bổ tróc. Thời mình hơn mọi việc đều xong. Nếu thời xuống, một trăm ông thầy nò cũng không cứu nổi. Hơn nữa, mỗi cha thầy nò bàn một cách. Cha nào cũng tự xưng là thần, là thánh. Tối ngày ngồi trên đất cạn mà nói chuyện cá tôm dưới đáy biển. Thầy tư nhu cao mày Chú em quá gắt gao đối với tôi. Tuy trẻ tuổi, háo thắng, nhưng hai nhiệm vẫn đầy đủ thủ đoạn đối nhân xử thế của người lớn tuổi. Quỷ thần kính nhi, diễn chi. Nên kính trọng ma quỷ, thần thánh, nhưng chớ khá lần là với họ. Nghĩa là nên lánh xa chừng nào hay chừng ấy. Muốn tống cổ thầy tư nhu ra khỏi nhà, chỉ còn biện pháp cuối cùng như sau. Xin thầy coi dùm ngày tróc bổ, à, ngày bổ tróc, tôi nói lộn ngược lộn xuôi. Một lần nữa, hai nhiệm sa vào quỹ kế của tư nhu. Thầy ung dung móc trong bóp, đem ra một tờ giấy nhỏ, đầy chi chít chữ nho lẫn chữ quốc ngữ. Suốt đêm hôm, tôi lật tất cả sách vở, đem ra tất cả bửu bối để giúp chú em. Chú em thương thì tôi nhờ, trách mắng thì tôi chịu. Tôi làm việc theo lương tâm, theo nghiệp tổ. Nếu không coi ngày bổ tróc dùm cho chú em, rủi mai chuyện xảy ra điều thất bại, tôi hối hận lắm. Đây chú em! ngày mốt nên hạ nò cách bờ biển chừng 50 dặm phía tây nam giờ thìn chú em ngóng về phía tây nam chừng nào thấy một cụm mây tròn màu tím hiện ra là hai nhiệm cười khanh khách là tàn mạc thôi cảm ơn cha nội trộn rộn quá tôi cãi lời cha nội một phen xem sao lát nữa tôi khởi công lập tức cứ chạy ghe buồm ra ngoài khơi gặp chỗ nào cao hứng là tôi dừng lại mây trắng mây dài mây lốm đốm gì cũng là điềm tốt cả thôi cha nội về đi chừng nào trúng no tôi đền ơn cha nội hai lít rượu đế với một cái mền để dưỡng già sao chú em không nói luôn là để liệm trong hòm dứt phá sơn lâm nhi đâm hà bá chú em còn nhỏ tuổi nghĩa là còn nhiều dịp để thành công nhưng cũng còn nhiều dịp để thất bại nhớ lấy đó rằng lấy đó nò đã say rồi từ hơn 10 ngày qua. Hai nhiệm mỉm cười với thiên hạ nhưng gan ruột nát như tương, giống hệt tâm trạng kẻ ngồi sòng bạc, chờ đợi người cái khui con đề. Anh ta ăn ngủ không theo giờ giấc nhất, nhất định, lắm khi đói mà ăn không ngon, không buồn ngủ nhưng ráng dỗ giấc ngủ để trấn tĩnh bộ thần kinh quá căng thẳng khi gió từ phía nam thổi lộng về. Nhiều đêm anh ta thức giấc nửa đêm, thấy sờ rờ trước mắt ngôi nhà ngói, dưới ánh đèn măng sông sáng choang nào là máy hát nồi cháo bằng nhôm tranh cảnh bên tay treo đầy vách tóm lại từ địa vị thường thường bậc trung anh leo lên nấc thang phú quý tột bực có vài buổi bình minh u ám anh cúi mặt nghĩ tới trận dông nam ác liệt đang sắp sửa hoành hành ngoài khơi đánh tiêu tan nò trị giá trên bốn mươi ngàn đồng trong nháy mắt bao nhiêu cây rào đều tróc gốc nằm siêu dẹo như hàm răng long của mụ già trên bảy mươi tuổi Ngoài cửa, thầy Tư Nhu xuất hiện với gương mặt chảy ròng ròng nước mưa, với bàn tay che giấu dưới nách. Chú em đừng lo, hãy buồn hoặc lo ngại thì uống rượu với tôi. Hai nhiệm nhướng mắt, che rượu của thầy Tư hay là thủ đoạn gây cảm tình, nhưng giờ phút này nó trở nên cần thiết. Tư Nhu nói, lời tục thường nói, bách văn bất như nhất kiến. Nghe nói hồi hôm cá dâu nọ của Tư Chốt hay xịu ở xẻo bần, Hai cha đó giàu nứt trứng, xúc được 3.000 con cá mè đường, mổ lấy bong bóng bán cho ghe Hải Nam từ Singapore qua chịu mối. Con sát cá, mỗi con nặng hơn 10 kg, mấy chả bỏ ngoài biển. Hai nhiệm gật gù Dũng 40.000 đồng trong một đêm thâu vô gần 100.000 đồng. Ngon quá! Hồi hôm kia tôi ra thăm nò một lần rồi. Buồn quá! Chưa có màng màng gì ráo. Ít ra trong bụng nọ cũng có lai rai vài con gì chứ Đôi ba chục con chim, xúc uổng công, bán mười đồng bạc là cùng Thầy Tư Nhu đứng dậy dặm chân Trời đất ơi, chú em khờ khảo quá Hệ cá chim vô nọ, tức là hai ngày sau cá mè đường kéo tới tràn nọ, bể nọ ăn thua Hiện giờ ở trong cái nọ của chú em có hơn một trăm ngàn đồng rồi Ra ngoài coi thử mới được Bách văn bất như nhất kiến Nghe làm nò quý ở chỗ, chủ nò đích thân coi sóc từng giờ từng phút, nằm nhà, nghe đồn phong phanh hoài, tức chết đi. Nghe lời nói chí lý ấy, hai nhiệm quát to. Gia nhân đâu? Tay lưới đâu? Tụi bay ra ngoài nò với tao, với thầy tư một phen để xúc cá. Vài đứa gia nhân càng nhằn, trời nổi dông, biến động mạnh từ hai đêm rồi, cá tôm gì mà xúc. Đi ra ngoài chơi để ngắm cảnh quả mai, nhưng trời mưa dông có cảnh gì mà ngắm chẳng mình ra ngoài với thầy ma chết trôi. Thầy Tư Nhu nói gắt, đứa nào nói bậy đó, ở nhà nghe không, tao cấm tuyệt không cho đứa nào đi theo tao nghe. Tên gia nhân nổi giận, nò của chú hai chứ đâu phải của thầy mà thầy xen vô. Thầy Tư Nhu dây qua hai nhiệm, chú em nghe nói chửi tôi không? Bây giờ hai nhiệm đâm ra cảm động trước thái độ quá ư thành khẩn của Tư Nhu. Hai nhiệm đồng ý, bắt buộc tên gia nhân ấy ở lại nhà đoàn ghe biển lên đường xông ra ngoài khơi dưới trận mưa tối tăm trời biển trống ngực hai nhiệm đánh thình thình thầy tư nhu đưa chai rượu lên môi mà ực liên tu bất tận tưởng chừng như nếu ai gỡ chai rượu ấy ra thầy mất phần hồn lăn ra chết xỉu hàng rào xuất hiện mớ cây đước cắm văng hàng ngang để chặn cá vẫn đứng vững trước bão táp phong ba đoàn ghe nương theo đó mà tiến vào bụng nò hai nhiệm và thầy tư nhu đều đứng thẳng người đưa tay che mắt bụng nò còn nguyên chưa hư hao và con cá chim bay nhảy khỏi mặt nước rớt xuống khuất dạng con gì ghê quá ghê quá hai nhiệm nói như cà lâm dáng bài quan trọng bốn chục ngàn đồng dường như thất bại rồi thầy nói gì tôi đâu thấy thầy ma hả đâu có bữa nay không có cá thì mai mốt có cá mình được quyền chờ đợi đôi ba tháng nữa mới mãn mùa nò nó ở dưới đáy biển kia, nó sửa soạn nổi lên, nó sống nhăn, nó không phải là người. Trong giây phút, hai Nhiễm nhớ tới loại cá nược, cá vong loại cá ông thứ nhỏ xông pha vào để phá nò, anh ta cãi lại. Đâu có, nếu là nó, thì nó xịt dòi nước rồi quậy ầm ầm chìm ghe chìm xuồng rồi. Từ dưới nước, một cái đầu đỏ hói nổi lên to bằng trái dừa khô thứ lớn nhất miệng hả ra giống như mỏ chim mắt nhắm hiếp lại con quái vật ấy như bất chấp số khán giả trên mặt biển hai nhiệm rùng lẫy bẫy giái trời mô phật cầu sinh thủy long chư dị rồi dây qua thầy tư nhu con gì vậy, ông gì vậy thầy tư nhu im lặng vì cái đầu đỏ hói ấy đã lặn xuống đáy biển mặt nước lại sao động một thân hình to lớn trồi lên thoạt nhìn qua giống hệt như con trâu nằm dũng trên lưng nó nhiều miếng dãy xanh lè đầy rong rêu, trần nhớt, sắp đặt theo kiểu dãy trên lưng rùa. Nhưng từ trước tới sau, thầy Tư Nhu đếm kỹ, thấy có tám cái sọc nổi cao lên, chạy song song. Thầy buộc miệng quát to. Con bạc tám! Loại rùa khổng lồ có tám cái sọc trên lưng, ngay đầu nó ở miền dưới, lâu lâu siêu lạc qua xứ mình. Phải đuổi nó ra cho khéo léo, kéo bao nhiêu cây nọc, cây rào của nò mình ngã nghiêng hết. Hai nhiệm thọc cây treo xuống đập thử vào mai con rùa mang danh bà Tám. Nó im liêm, ngóng mỏ, há miệng, trông hiền lành quá. Anh ta nảy ra một sáng kiến. Tại sao mình không bắt nó về ăn thịt hoặc bán cho quan chánh tham miệng chủ tỉnh? Dường như con bà Tám biết nghe. Đột nhiên nó nổi dậy nhằm vào hông nò mà sáng tới. Hàng chục cây nọc gãy rôm rốp, mới dây mây đứt tiện như một giấc chim bao Hai nhiệm và thầy tư nhu há miệng Chẳng kịp ra lệnh cho đám gia nhân kéo neo chạy kêu la Chẳng kịp Con bà Tám đã đi rồi Cái nọ 40.000 đồng bạc vốn của hai nhiệm Chỉ còn vài di tích mơ hồ trên mặt biển Vịnh simla La Một hàng rào vô dụng dài hai cây số Nhưng bụng nọ đã bể hoàn toàn Mấy cây nọ còn sót lại đung đưa Rồi biến mất khi lượng sóng ngoài khơi bỏ dòi cuốn tới về tới nhà, hai nhiệm nằm thở phào, thầy tư an ủi. Tại chú em quá ỷ tài ý sức, xuống nò không đúng ngày bổ tróc. Người làm nò giống như cô gái đẹp với tai hái đóa hoa ngày xưa trên gành đá. Hai nhiệm nắm tay thầy tư nhu. Làm cách nào bây giờ? Nợ nần của chệt sinh phóc bốn chục ngàn đồng. Năm nay hoàn toàn thất bại. Làm sao năm tới nó dám cho tôi mượn để thử thời vận? thì chú em tạm bỏ xứ mà trốn đi nơi khác với tôi. Tôi dạy chú em nghề xem phong thủy, mai sau trở nên thầy nò. Nước thiên hạ tin mình, mình được họ đền ơn, được họ chia lời. Nhược bằng họ chửi mắng thì trước sau gì cũng có thất bại nhãn tiền. Họ phải trốn nợ, bỏ xứ, trở thành người bạn đời của mình để chấm dứt cái nghiệp đâm hà bá mà ông dì Sim vô tình bày ra từ bờ biển Simla phía bên kia vịnh. Nghe chim hót Còn năm ngày nữa là Tết Người trong gia đình xúm xích tháo chân đèn Các bộ phận linh tinh của cái lưu đồng Họ lau chùi Trái đào nằm kề con kỳ lân Con kỳ lân há miệng Dẫn hai cọng râu Tuấn reo to Tường đó hả? Tường giật mình Dừng lại Tuấn đứng bên kia đường Họ quen nhau từ đôi ba năm nay Nhưng không chơi thân thỉnh thoảng gặp tại nhà hàng bắt tay vậy thôi rồi thì mỗi người ăn riêng một bàn tại sao Tuấn lại sốt sắn chào hỏi trước cơn gió tết vừa lạnh vừa khô làm cho da mặt Tuấn thêm nhăn và mái tóc thêm cứng tường sực nhớ Tuấn làm việc ở nhà báo nếu thuật cho Tuấn cái tin sốt dẻo xe lật ở Tân An thì Tuấn chắc vui lên tai nạn vừa xảy ra vào lúc năm giờ sáng này chẳng thấy ai đến săn tin hoặc chụp ảnh cả tường bắt tay tuấn tuấn hỏi rảnh chưa dịp gần tết mình dạo chơi lạ thật tại sao tuấn chưa nhận ra cái bắt tay ngượng ngập rung rung của mình cánh tay ấy suýt gãy tróc da màu thuốc đỏ loang ra lốm đốm dính tay áo tường từ cần thơ về sài gòn để thăm vợ con và ở luôn cho đến ngày mùng 7 tháng giêng dọc đường khi chạy ngang trung tâm giáo dục căn bản ở long an xe ủi vào gốc cây lề đường lăn một dòng xuống ruộng người trên xe bị thương nhưng sống nhăn anh xuống bến Sài Gòn báo tin cho vợ con biết rồi lập tức đi dạo phố trong thời chiến tường cho rằng mình có diễm phúc lớn hơn ai hết chàng muốn khoe khoang với tất cả mọi người đã quen hay chưa quen mấy người hàng xóm hỏi chàng hỏi sơ qua tường chưa vừa ý chàng ra sập báo một tin tức đó đây của ba bốn tờ báo lớn đăng toàn chuyện của Đô Thành và các tỉnh khác. Dù duyên quá, biến cố quan trọng liên can đến sinh mạng ba bốn chục người lại trở thành bé bỏng không đáng kể. Tường xăng tay áo lên, sờ vào cái băng keo nhúm màu thuốc đỏ. Miếng da cùi chỏ đã rách nát và tróc mất. Mấy chiếc xích lô máy lướt qua, chẳng ai chú ý đến chàng, luôn cả những người đi bộ. Chàng tự an ủi. Họ lo sắm Tết, chuyện mình mình biết chuyện người người hay thí dụ như ngày hôm qua tại sài gòn mấy người đó gặp xui xẻo mình đâu hay biết hòa cả làng bắt đầu tường dạo phố với một lập trường mới kéo cái tay áo xuống bước khoan thai hai tay đung đưa hồn nhiên như người khỏe mạnh kẻo thiên hạ hồ nghi anh mang tật từ khi lọt lòng quả thật tuấn làm báo mà vẫn vô tình đối với thế sự tường chưa muốn thất vọng Cỡ này có tin tức gì lạ không anh Tuấn? Họ ờ, in báo Tết rồi, nghỉ vài ngày. Hồi tối có xe đò lật. Xui xẻo vậy, có ai chết không? Nếu chết một đôi người thì chẳng bao giờ đăng báo. Câu nói ấy như gáo nước lạnh xối lên đầu tường. Chàng thở dài, Tuấn nhắc lại. Sao? Chết mấy người? Xe lật nhưng chẳng ai chết cả. Vậy thì hơi đầu mình thắc mắc. Ngày Tết chẳng ai muốn nhắc tới chuyện xui xẻo. Anh rảnh rang thì đi với tôi, vui lắm xem nhạc sĩ cổ điển đang tập dược các mầm non văn nghệ. Tốn tiền không? Đâu có tốn. Sự có mặt của chúng mình sẽ làm hân hạnh cho chủ nhà. Dài ca nhạc tại nhà, các mầm non tốn tiền và tốn chút ít rượu trà để tết thầy. Anh xem lần nào chưa? Anh nhạc sĩ này là bạn thân của tôi. Sáu bảy em bé, toàn là con gái, ngồi giữa lưng vào vách đối diện với nhạc sĩ Văn Kỳ đứa áo rằn ri, đứa áo đầm, đứa áo sơ mi ngắn tay, quần túm ống, nhạc sĩ mặc pyjama mang dép nhật. Buổi dạy nhạc diễn ra trong gian phòng thân mật, chật chội trên lầu. Cách nhạc sĩ chừng bốn bước là cái giường nệm khá to, trên ấy một bà lão nằm mỏi mệt, dì ruột của nhạc sĩ từ Bến Tre tản cư lên Sài Gòn mới vài ngày rày. Nhạc sĩ Văn Kỳ nâng cây lục quyền cầm, so dây rồi nói to. Đâu, Tụi bay dược lại cho tao nghe. Tệ quá, tao khổ vì tụi bay. Các mầm non dở quyển sách mỏng ra, chăm chú. Lối xưng hô tụi bay, tao, chẳng có gì là thô lỗ. Người trong gia đình với nhau, mấy mầm non còn trẻ, trẻ hơn đứa con gái đầu lòng của nhạc sĩ. Lệ qua đâu? Mày nói lối trở lại cho tao nghe. Cô bé lệ qua, mười 12 tuổi, đứng dậy. Bước tới hai bước, đột nhiên nốt dây mặt liếc phía thang lầu. Nhạc sĩ Văn Kỳ lắc đầu. Không được. Lúc tao đang dạy, lúc mà bắt đầu lấy giọng thì bất cứ tiếng động gì cũng không đáng kể. Tao biết có khách tới. Họ bước lên thang lầu. Nhưng chắc là những bạn quý của tao. Họ tới đây vì điệu nghệ. Đừng sợ sệt. Đừng lãng trí. Nay mai mày có vô dĩa lên đài phát thanh, lên sân khấu thì làm sao? Cô bé lệ qua le lưỡi Mấy đứa bạn cúi đầu lật quyển bài ca Giọng lệ qua cất lên Lần thứ hai về thăm quê ngoại Ngắm giường cao năm cũ sát xơ Hai tay ôm lấy nắm mồ Khói hương nghiêng ngút quyện mờ giường cao Lần thứ hai trở lại Nhạc sĩ Văn Kỳ ngưng tay buông phím Khổ lắm Tại sao trở lại Mà mày nói lối là trở lại Chưa rõ tiếng nói lối cho tao nghe kỹ năm ba lần trở lại trở ớ lại cô bé lệ qua lấy hơi trở lại ớ tại sao có tiếng ớ vô duyên đó mày chặt bỏ tiếng ớ giùm tao ủa chào anh ký giả chào anh bạn tuấn dõng dạc xuất hiện theo sau là tường cô bé lệ qua vẫn đứng im nó thắc mắc tại sao thầy nói qua chuyện khác nhờ được vào hậu trường sân khấu vài lần nó chợt hiểu thầy nó giống như người đạo diễn đào kép hát ngoài sân khấu nhưng người đạo diễn ở hậu trường được quyền đi tới lui hoặc ra ngoài ngã tư đường cái mà uống cà phê để khỏi bị rầy nó đứng im như trên sân khấu thật không cúi đầu chào hai vị thượng khách của thầy nó túng giới thiệu đây là nhạc sĩ văn ki đây là bạn tường cảm ơn vừa nói văn ki vừa chỉ hai cái ghế mời ngồi tuấn nói anh dạy học tự nhiên tụi tôi đi phiêu lưu ngày tất niên lâu quá mới tới đây văn kỳ ngồi xuống hai anh có thể ra trước bao lơn ngắm cảnh chừng hai chục phút nữa mình đi chợ lớn kiếm cái gì nhậu rồi nói với đứa học trò lớn tuổi nhất bé xuống nói với cô lấy tiền mua năm đồng bạc cà phê đen pha trà thật đậm nhạc trỗi lên tường buồn buồn đến bao lơn nhìn qua nhà kế cận chủ nhân mua hàng chục chậu bông dạng thọ, hường, cúc. Tuấn đứng chống nạnh, nói với Tường. Thay đổi không khí như vậy được chưa? Tường mơ màng hút thuốc, và chiếc xe vận tải khá to, khá nặng chạy qua. Anh sờ ngay cùi chỏ, vết thương còn đó, hơi rêm nhất. Anh nhớ hồi hừng đông, gió thổi lạnh lẽo. Xe chạy non trăm cây số một giờ. Vì ngồi phía ngoài nên gió tạt vào lỗ tai, lùng bùng. Đột nhiên, thiên hạ kêu rú, chiếc xe quay tròn, đầu anh giọng xuống mùi, mong anh quay trở lên, anh ôm mặt, ngất xỉu, mất thở vì người hành khách kế bên đè lên anh. Tuấn Ngộ quá, nhiều người ao ước thấy tận mắt khung cảnh đào tạo mầm non ca nhạc cổ điển, anh không ưa giọng cổ sao? Tường lưỡng lự, thật ra anh rất thích giọng cổ, 10 năm về trước, anh thử học đàn và ca, nhưng việc tập dược dở dang vì anh không có làng hơi trung bình, vì anh thuận tay trái khó đàn. Anh Tuấn, tôi muốn đi thăm người bà con, dường như mình quấy rầy anh nhạc sĩ này. Bậy nè, chỗ anh em với nhau, chờ lát nữa mình cùng đi. Hổm rầy tôi tới đây vài lần nhưng chưa bao giờ theo dõi phương pháp đào tạo của nhạc sĩ Văn Kỳ. Anh này thuộc vào hạng xuất sắc, cô đào dân tuyết quy chương vàng 62 là học trò của ảnh. Giới kịch trường gọi đây là lò văn kỳ gọi là sư phụ văn kỳ tiếng đàn của văn kỳ trỗi lên nãy giờ anh rau chậm chậm cố ý tranh thủ thời giờ để chờ cô bé đứa học trò lớn tuổi nhất đi mua cà phê về đại khách cô bé về kính cẩn đặt hai ly cà phê trên bàn cúi đầu mời tuấn và tường tuấn nói một câu khiến tường hơi hối hận trở lại thực tế anh thấy nhạc sĩ văn kỳ nhã nhặn và khiêm tốn chưa phục vụ bạn bè hết mình, vừa hành nghề vừa giữ phép xã giao. Và cô bé này hy sinh thời giờ xem bọn mình như thượng khách. Tại sao anh từ chối tấm thành tình của người chung quanh? Cô bé lệ qua nói thơ dân tiên rồi qua nói lối. Lần thứ hai về thăm quê ngoại, ngắm giường cao năm cũ sát sơ, hai tay ôm lấy nấm mồ, khói hương nghiêng ngút quyện mờ giường cao lần thứ hai trở lại nghe tiếng trẻ ngọt ngào phát âm thật rõ nhạc sĩ văn kỳ gật đầu lệ qua nhìn thầy sung sướng tuấn cười tủm tỉm như tán thưởng cô bé tường vẫn ngơ ngác giọng cô bé này tốt hả nó còn nhỏ tuổi quá tuấn gắt giọng phải thông cảm cố gắng mà thông cảm anh văn kỳ và cô bé này đang vui mừng nhạc sĩ văn kỳ nhắc lại một lần nữa mấy đứa kia chuẩn bị nhớ dò nhịp trong cuốn bài ca để vô một lượt với người ta. Có đứa nào ngủ gục không? Lần thứ hai trở lại, mẹ khóc quê ngoại điều hiu như vườn cao sơ sát, tiêu điều. Bé Lệ Hoa vừa dứt tiếng điều là tường nhảy dựng. Sáu bảy đứa học trò cổ nhạc lại hát rộ lên một lượt, mỗi đứa một lời ca khác nhau, tuy cùng một bản giọng cổ, một nhịp điệu. Tuấn Lấy làm thích thú, nghe như bài ông dở ổ. Nếu vắng, thấy mẹ ngồi khóc, đôi mắt, điệp ơi, quê ngoại thăm lại giường cao, rồi duyên hương lửa, lan có tiếc, tì bà long phiến dẫn u hoài, để cùng ôn kỷ niệm, thân bọt bèo dạng kiếp mong mênh, sạc xào lá vàng, riêng mình mái tóc thề để bạn tình chung, mẹ quá khổ đau, chiếc lá vàng bay một bản quả tấu hỗn loạn từng quên hẳn vết thương nơi cùi chỏ quên chiếc xe chạy trăm cây số một giờ đang lao mình lật ngược lăn một vòng trước khi nằm im ba bốn thứ lời ca trộn lộn như mớ miễn chén để trong thúng xóc mạnh như hàng trăm cánh hoa rơi rụng Túng khều tường vui chưa trăm hoa đua nở khúc đầu hán sở chiến trường nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau là vậy đó tường cười gượng như vậy tuổi cho vong hồn cụ Nguyễn Du Anh hơi bi quan Có kỷ luật, có nhịp điệu gắt cao lắm Tuấn nhau mắt Đưa bàn tay mặt lên rồi chờ đợi Búng nhẹ ngón cái vào ngón trỏ Nghe một tiếng chóc Lấy chồng trừ nợ cũ Hoa tàn trong chuông sớm Trên đường về biên ải Ba tiếng chót Cũ, sớm, ải Lên cao dúc dứt đúng nhịp một lượt với tiếng đàn của nhạc sĩ Văn Kỳ. Nhạc sĩ nói, được lắm, tụi bay tiến bộ. Tuấn dây qua tường, nói khẽ. Hồi nãy tôi búng ngón tay trúng ngay nhịp, bốn tiếng chót rơi vào nhịp thứ 32 của câu đầu, theo hơi trắc, bay bổng. Thời xưa, con hạt ở chúng thiên thai cũng vậy thôi, tảng đà bảo, cái hạt bay lên giúp tận trời chán cái luận điệu ngông nghênh xa thực tế của Tuấn tường muốn ra khỏi gian phòng nhưng sợ nhạc sĩ Giang Kỳ và các mầm non Phật ý anh nhìn ra xa gió tết thổi lạnh lạnh anh nghĩ đến vết thương nơi cùi chỏ đêm nay nó sưng lên làm độc có lẽ sáng mai anh đi bác sĩ rọi kiến cho biết có sức mẻ khớp xương không buồn quá cây cỏ gỗ đá là giống vô tình đã đành Chớ như chàng Tuấn, một ký giả có tâm hồn, được liệt vào phái lành mạnh, thế mà vẫn thoát ly thực tế đau khổ của bạn bè tại thành phố, nói chi đến cuộc chiến tranh ở đồng quê không xa xôi. Tuấn đến bao lần, coi cái gì vậy, chán cái vụ mầm non này rồi hả? Tường nói, coi người ta tưới kiển, tưới bông ở nhà bên kia cho đỡ buồn. Tại sao anh không biết mê buổi tập hót của bầy chim non lúc đón gió xuân? Mấy em bé này là bầy chim non của đất nước Anh đừng đại ngôn Tôi nói đúng sự thật Giờ phút này ít ai được gần gũi cuộc sống như chúng mình Mấy em đó ca hát nghe lộn xộn quá Làm sao lộn xộn Nhạc sĩ Văn Kỳ vừa trả lời mấy câu phỏng vấn của tôi Anh cho biết mấy em tập tành đã 6 tháng Nay tiến lên đến trình độ đáng khích lệ Giọng cổ là cuộc sống nghiêm khắc Như con người giàu nghèo sang hèn Đều chịu sanh lão bệnh tử Thôi đi anh, giỡn hoài Tuấn lại trả thuộc lòng mớ lý luận vừa học lớn được ban nãy. Mỗi câu 32 nhịp, mỗi nhịp đúng 2 giây đồng hồ. Nếu cài vô dĩa thì mỗi câu đúng 64 giây, không xê xích. Coi như giỡn chứ khó lắm. Mấy cháu ca như ông dở ổ nhưng tuân theo kỷ luật nghiêm khắc ấy. Tường lắc đầu, lời ca hỗn độn toàn là chữ sáu, theo kiểu văn chương ba xu không ý nghĩa. Người ta cần cái gì trữ tình, mùi mẫn và nhắc nhở lại đạo lý làm người đạt được trữ tình và đạo lý khó lắm. Nhạc sĩ Văn Kỳ buông đàn sau khi tập dược đến lần thứ ba cho các mầm non. Nhạc sĩ mở tủ kiến đem ra mấy tập sách bài ca giọng cổ. Các bạn thông cảm dùm, nãy giờ nghe lộn xộn bởi vì mỗi em ca giọng cổ theo nhịp chung nhưng lời riêng. Bài ca thứ nhất là Hương Cao Quê Ngoại của thi sĩ Bích Sơn. Bài thứ nhì là Thoại Khanh Châu Tuấn của soạn giả Đông Châu. Bài thứ ba là Tình Lan và Điệp, cũng do Đông Châu soạn. Ba bài đó hợp đạo lý. Tôi chọn lựa để các em sau này đừng nhiễm thói xấu ngoại lai. Mấy anh coi thử. Đây là bổn thứ nhất. Ở mỗi nhịp tôi có ghi dấu viết chì. Đây là bổn thứ hai tôi không có ghi nhịp. Các em mầm non đã tới trình độ không ghi nhịp nhưng vẫn ca đúng nhịp. 32 nhịp vô một câu, đúng 64 giây đồng hồ. Công phu lắm. Bây giờ mình đi nhậu được chưa? Nghe đến chuyện đi nhậu, tường giật mình, vết thương chưa lành mà nhậu rượu có thể làm độc, rủi bê gì thì cưa cánh tay. Bỗng dưng mà cùi chó tường cử động khe khẽ. Nhạc sĩ văn kỳ trố mắt. Ủa sao vậy? Như có máu. Tường nói rõ từng tiếng để trút bao nhiêu uất hận từ khi gặp Tuấn. Tôi đi xe từ Long An về, lật xe một vòng, đầy sơ sơ, chắc nhậu không được, xin cứu hẹn dịp khác. Tuấn nói giọng đàn anh kẻ cả Không nhậu cũng nên đi chơi Ngồi chung một bàn cho vui Cử rượu thì uống nước ngọt Cha này khó tánh quá Hay là muốn tôi chia buồn Dịp Tết chẳng báo nào đăng cáo phó cả Mặc dầu ở bệnh viện có hàng chục người đang hấp hối Chờ tận liệm Thôi tôi buồn để tôi về Buồn nỗi gì ngày Tết Tôi buồn Nghĩ đến bao nhiêu người khác Họ bị lật xe một lượt với tôi Có lẽ vào bệnh viện sẽ có một hai người chết Tuấn nắm tay tường Thôi cha nội ơi Vậy là vui rồi Thương người du dơ là tật lo xa vô ích Nãy giờ anh có thưởng thức gì đâu Tết đến chim non đua hót Tường sợ vào cùi chỏ Rồi buông tay xuống khi cô bé Đứa mầm non lớn tuổi nhất Đầu cũng 17-18 tuổi Đến gần chàng Mái tóc thoảng mùi trầm hương Đôi mắt đen trong đáy biển đen ấy Ngồi lên hai vì sao nhỏ Cô bé nói Thưa chú cháu về Thỉnh thoảng mời chú trở lại khuyến khích mấy cháu Cụ chỏ của chú dường như Tường đưa hai cánh tay ra sau lưng thật nhanh Chừng nào tập hát nữa Chú lại đây hoài hoài Những viên thuốc bổ Chờ Tết bắt đầu rộn rịp Tân mang theo 300 đồng Gọi là để tiêu xài trong buổi du xuân thường lệ Hôm nay là 27 tháng chạp Anh ngỡ mình đang ăn Tết Tết ở trong lòng chớ ở đâu xa Hãy ngày nào đắc ý Ăn no ngủ kỹ Gặp chuyện may mắn Công việc làm ăn phát đạt nhảy giọt Là ngày ấy vui như Tết 6-7 ngày qua Tân hãnh diện cho rằng Mình hiểu nghệ thuật sống hơn ai hết Anh thức đêm Uống trà Ra sân đón làn gió lạnh lúc nửa khuya như vậy là đã vui Tết trước thiên hạ Thưởng thức đến 6-7 đêm giao thừa Khi sáng ra Anh thức dậy Anh cảm thấy chưa thỏa mãn Niềm vui chung của đồng bào Đây còn là thứ tình cảm lân lân E dè Ai nấy mua sắm hoặc chuẩn bị mua sắm Tết là đó hoa Chưa nở Tân ra đường với tình cảm chân thành Sẵn sàng hòa mình vào đám đông Như hột muối tan trong biển người 300 đồng nghĩ cũng hơi ít nếu muốn mua sắm vài món linh tinh nhưng để dằn túi thì số tiền ấy khá nặng. Tần bồi hồi thương xót du dơ cho vài cô nữ tư chức nào đó dạo phố với mười lăm hai chục đồng hoặc không có đồng nào, ăn mặc sạch sẽ bước trầm tĩnh như kẻ có nhiều tiền. Tần biết tên vài ông bạn lái vespa lái ô tô với hai chục đồng trong túi, anh gật gù. Mình thuộc vào hạng khá giả rồi 300 đồng là hơi ấm triền miên Tiểu thuyết gia S. Mogom đã từ trần Để lại câu nói bất hủ Đồng tiền là giác quan thứ sáu Nghĩa là có nó thì mắt tai mũi lưỡi Và da tay của con người sẽ hoạt động Sáng tạo đến cao độ Hửi xem sờ mó đúng mức Năm nay ông chủ không thưởng tiền Tết Và không cho mượn trước số tiền nào cả Tranh chấp với chủ Theo luật lao động là chuyện chung của mọi nhân viên anh em dám kêu nài tới mức nào thì mình cũng gật đầu ba phải tới mức đó không đứng đầu không đứng giữa trong cuộc tranh chấp nhưng đứng sau chót thì xấu hổ nên tìm chỗ êm ấm trước người chót một bực để tự an ủi rằng mình còn một tí hào khí người trẻ tuổi nhìn chợ tết với tâm hồn cởi mở món gì cũng lạ cũng hay mỗi lần Tết là cảnh vật hiện ra đầy màu sắc, sống động trước mắt. Người lớn tuổi thường suy tư so sánh hiện tại với quá khứ. Mấy gian hàng ồn ào sát chợ Bến Thành chưa làm cho Tân chú ý. Cũng là bánh mứt, rượu tay, rượu tàu, kem đánh răng, trái cây mà thôi. Tân chép miệng, hơi nhàm. Nghe nói cho đốt pháo nhưng tại sao chưa có gian hàng bán pháo? Bao nhiêu thứ bánh mứt ấy mình đã xem, đã ăn mấy chục năm rồi anh chắp tay sau mông đề phòng trường hợp bị móc túi trong oai vệ nhăn rỗi và phách lối anh tự ví mình như chậu kiển xấu xí một thứ hoa dài mọc xen vào chợ đời cho rậm đám một người không sản xuất mà cũng không tiêu thụ hàng hóa chỉ biết sản xuất những loại thơ văn không cần thiết để mua trở lại vài thứ xa xí phẩm rẻ tiền có tiếng đàn guitar vang lên ầm ầm một nhạc công rách rưới đang trình diễn bản gì đó Điều nhảy tuyết theo khiêu vũ thời trang. Khách qua đường bu lại, họ bàn tán. Đời bây giờ sao thiên hạ nhiều sáng kiến, lại có tiếng phản đối. Sáng kiến ác ôn, đáng bỏ tù, đáng truy tố, chán ơi là chán. Tôi đứng đây nãy giờ giận run nhưng biết ăn làm sao nói làm sao, con nhỏ này hết lớn rồi. Tân đến nơi ngóng cổ, một cháu bé chừng 8 tuổi đang nhúng chân tại chỗ, hai tay bơi trong không khí, tóc uống quăng queo, môi thoa son đỏ bầm, bên má điểm đốm son tròn lớn cỡ đồng bạc. Có lẽ hồi mới bắt đầu trình diễn nó được đánh phấn, giờ đây phấn đã trôi để lộ làn da đen đúa. Làn môi và đôi má như trầy trụa, rớm máu. Hai chân em bé cứ nhúng, gọi là nhảy tuyết để thu hút khán giả xin tiền. Nó đi chân trần đầy bụi đất, lỗ mũi phồng lên, miệng há hóc. Một cô ăn mặc sạch sẽ, nghiêng đầu gần sát chai tân, cho tiền tại đâu? Dạ, tại đây." Người lên giọng trả lời đang ngồi kế bên nhạc công, anh ta mặt lành lặn, nâng cái dĩa mica lên cao, hai đồng bạc chì rơi xuống nghe cành cạch. "Cảm ơn cô bác, em cháu nghèo nó phục vụ nghệ thuật thuần túy." Cô nọ như chẳng buồn đứng nghe và chẳng muốn nhận lời cảm ơn, cô vội đi mất dạng. Tân phân dân chẳng hiểu nên đứng xem hay nên rời chân, đứng để làm gì và đi đâu bây giờ? Liệu nơi khác còn cảnh nào lạ mắt vui tai hơn không? Mấy người đứng xem mãi cằn nhặn. Chán quá! Hai người lớn mà bóc lột đứa con nít, mỏi chân mà nó chẳng dám than gian, nếu lười biến chắc về nhà ăn roi mây. Tôi mà làm cảnh sát thì bắt mấy cái trò khỉ này. Nhạc công dẫn đàn, nhướng mắt. Anh ta có lẽ đã nghe lời trách móc ấy hàng trăm, hàng ngàn lần. Lời nói là bạc, sự im lặng là vàng. Nhịp đàn khi khoan, khi nhặt, Lai rai vài đồng bạc giấy bay xuống như bươm bướm xanh ngoài vành dĩa. Anh thâu tiền thì ung dung lượm. Kỳ quá, coi thật là ngứa mắt. Có anh chàng mặc áo trắng cằn nhằn một mình. Anh ta như hứng chí khi nghe người bên cạnh phản đối. Chỗ người ta làm ăn, chán thì đi chỗ khác. Tôi chẳng bà con cực ruột gì với đám này. Nếu không thích, đừng cho tiền. Ai móc túi mình đâu mà cằn nhằn. Nhưng tại sao anh đứng coi? Tôi đứng coi vì lý do khác tôi phản đối nhưng im lặng tôi không cho tiền chàng nọ tiếp tục đã kích như vậy là anh đồng lõa với vụ bán buôn nghệ thuật này tôi đâu có đồng lõa tôi không cho tiền tại sao ta thắc mắc chuyện nhỏ bé này khi nước nhà loạn ly chàng áo trắng trợn mắt chuyện quốc sự hả thời bình cũng vậy tôi nhớ hồi xưa mấy người hát tiêu hát quảng nuôi con nít từ thỏa lọt lòng đặng cho tụi nó đóng vai tù họ hát suốt đêm tới 3-4 giờ khuya để được ăn một tô cháo bây giờ con nhỏ này sướng hơn chàng áo trắng đáp nhưng vi phạm luật lao động bắt buộc trẻ em đứng nhảy nhót cả buổi kiểu hình phạt đối với tù nhân ở đây chẳng ai làm mướn cho cả có thể em bé là con của người gãy đờn đem luật lao động nói nơi đây là sai có sự gì bóc lột kỳ cục vô nhân đạo bóc lột à Những người đứng xem mà không trả tiền Mới thật là kẻ bóc lột Tân giật mình Cái giá với họ chăng Họ chửi xéo anh rồi Thôi thì đi nơi khác Anh tự móc túi Đem ra mớ giấy 5 đồng 20 đồng Rất tiếc là không có bạc lẻ Đưa cho họ thối lại 4 đồng thì vô duyên Thôi thì cho phức 5 đồng Anh quay mặt thở phào Một người nói lẩm bẩm bên tay anh Xài vô lý quá Tụi nó là chim mồi Tân nhìn người nọ Thiệt vậy sao Ông chưa tin lời tôi thì thôi Hai thằng cãi nhau lại chim mồi nhử ông khiêu khích để ông cho tiền Tân gật gù Hơi vô lý Đâu phải thảy bài ba lá mà chim mồi Nếu chim mồi thì họ vô tình làm chim mồi Họ cãi giả vì tự ái Rốt cuộc bọn kia thủ lợi Thôi nghệ thuật là vô giá Tôi khen ngợi sự trình diễn đó Chớ tôi có bố thí mắc mưu họ đâu Người nọ lẫn khuất trong đám đông tự bao giờ Tân bẻn lẻn Vì đoạn chót câu nói chỉ một mình anh nghe thôi Anh bước tới Đứng lóng ngóng vì lề đường quá chật hẹp Thầy hai Cô gái bán kẹo Thuốc đang chào Quen thân lắm Hai năm qua thỉnh thoảng Tân mua chịu thuốc hút của cô Và Tân cho cô thiếu vài chục đồng Khi không có tiền lẻ thối lại Tân mượn cái ghế của cô Ngồi giữa lưng vào góc me Dài tiếng pháo nổ Nhân viên cảnh sát cằn nhằn những cây pháo đốt trộm nhưng nổ công khai, chẳng lẽ truy nã thủ phạm. Hai em bé chạy tới xòe tay, Chìa ra mấy cây pháo. Tân hỏi cô bán thuốc. Khá không? Bán được được. Thầy mua thuốc xì gà không? Còn hai hộp. Tân đứng dậy, một hộp thuốc bán theo giá vốn là 450 đồng. Chẳng lẽ anh mua chịu, đến năm sau mới trả tiền. Anh đáp, mai chiều tôi mua, Hai bên đường vẫn trưng bày những món hàng quen mắt, ly chén, đồ chơi trẻ con, khăn tay, nút áo măng sết. Tân lắng nghe. Giữa tiếng ồn ào, giọng đàn giật gân nọ vẫn còn trỗi lên phía sau, chắc rằng cháu bé đang nhảy và hai tên kia vẫn cãi vã lai rai. Anh đào sâu cái triết lý vừa thâu thập lúc nãy. Cần trình bày cho khéo léo là thành công trên đường đời, nhưng đó là sự thành công rẻ tiền, cũng là kinh nghiệm sống. Mấy tên chim mồi biết đánh mạnh vào tâm lý những kẻ nông nổi, nghèo tiền nhưng giàu tự ái. Phải chi mình cho tụi nó một đồng bạc như cô gái nọ rồi đi tuốt thì khỏe trí biết bao. Cô nọ xử sự tỉnh táo vô cùng, không cho thì tỏ ra kém đứng đắn, tha rằng cho chút ít rồi đừng suy nghĩ. Thái độ của mình tuy đứng đắn nhưng dại dột, đã tốn tiền nhiều gấp đôi, lại còn nghe thêm tiếng chửi của bọn chim mồi. Dạo hết quãng đường, quẹo về bên trái theo đường công lý rồi đổ qua Lê Thánh Tôn. Ở đấy yên tĩnh hơn, anh hút thuốc phi phà. Nhiều cô gái đi ngược chiều, mặc áo len tuy trời chưa lạnh cho lắm. Màu áo làm ấm áp những người chung quanh. Từng thấy yêu đời, lề phố thưa thớt, chẳng cần chen lấn. Dường như đường này dành riêng cho những du khách loại chọn lọc, khỏi sợ bị móc túi. Tân dí mũi vào tủ kiến xem mấy đôi giày da cá sấu, non ngàn bạc, làm sao mua nổi. Anh thấy thấp thoáng dài bóng hồng từ trong tiệm bước ra. Mấy cô bán hàng đẹp quá, mấy cô không mời, không chăm chọc lòng tự ái của thân chủ. Những cửa hiệu ấm áp, lâu đời, nói tóm lại là thuần, chủ nhân mặt đơn giản không khoe của cải và dường như họ mỏi mệt vì đã sống lâu năm cuộc đời đầy tiện nghi. Thưa ông, Tần trố mắt, ba bốn người đàn ông đang bán thuốc cao đơn hoàn tán bên lề đường. Họ trao một tấm quảng cáo. Mời ông xem. Tần gật đầu. Cảm ơn. Rồi dộm chân bước tới. Anh họ thân ái nắm tay anh. Xin lỗi ông, chúng tôi hiểu rằng mấy lâu nay ông sống ở Sài Gòn, ông chán đủ thứ quảng cáo rồi, quảng cáo thường là lố lăng, phải vậy không ông? Rồi anh ta cướp câu trả lời của Tân để tung ra mớ lý luận ngọt ngào như dòng nước mưa từ trên máng xối chảy rơi lõm bõm vào lu Tấm giấy quảng cáo này thô sơ, chẳng có gì bảo đảm, chúng tôi bán chiêu hàng cho nhà thuốc mới ra mắt. Chúng tôi xin hân hạnh. Tân chán loại cao đơn hường tán, Nói chung, anh sợ những loại xâm nhung bổ thận bao chế bằng cơm nguội cốt với nước đường dò viên tròn. Trước mặt mấy cô gái mà mình mua thuốc bổ thận tráng dương thì mất duyên hết. Anh từ chối. Xin hẹn dịp khác. Anh nọ như chẳng nghe lời từ chối của Tân. Đây là hộp thuốc, mời ông xem. Tân dè dặt, chẳng muốn sờ vào. Anh nọ đặt hộp thuốc vào lòng bàn tay Tân. Ông cứ lấy... Chúng tôi kính biếu không lấy bất cứ một đồng xu nào, Chúng tôi mong ông dùng thử Như vậy cũng đủ hân hạnh cho bổn hiệu Chà tôi sợ uống thuốc Giả lại tôi mạnh khỏe Vừa nói Tân vừa liếc về phía mấy cô bán hàng Mấy cô nghiêm mặt nhìn nhau Tân lúng túng Anh nọ thuốc hối Chúng tôi khổ tâm nếu ông từ chối Chúng tôi kính biếu Nếu ông mạnh khỏe thì đem về tặng cho các bạn thân Tân mừng mê hộp thuốc Dưới lớp kiến hiện ra sáu hoàng thuốc màu vàng Bao sáp Anh nọ dây lại đồng bạn đưa thêm cho ông hai hộp nữa. Cảm ơn đủ rồi, để mấy anh tặng cho người khác. Xin lỗi ông, ông là người đứng đắn, có nhiều bạn thân ở Sài Gòn. Chẳng lẽ ông tặng thuốc cho người này mà quên người kia? Đây, tất cả ba hộp, và xin lỗi, ông trao cho tôi để tôi gói lại kỹ lưỡng. Ông mang ba hộp thuốc này đi ngoài đường, coi mất vẻ đẹp. Người đồng bọn của anh kia gói ba hộp thuốc, gói chậm rãi. Tân đang thắc mắc, chẳng hiểu nên đem ba hộp thuốc nọ về đâu. Nếu là cơm nguội cốt với nước đường thì ba hộp trị giá cũng ba chục đồng. Tại sao họ dám biếu với thái độ hoàn toàn cởi mở? Phải chăng đây là kiểu quảng cáo mới, giống như vài nhà báo dám tặng không số ra mắt để câu độc giả hồng bán số thứ hai? Họ nghiên cứu tâm lý giới tiêu thụ, tin rằng thế nào Tân cũng đồng đại việc tặng thuốc ấy cho các bạn, hoặc ít ra anh cũng nói lại với vợ con. Anh bán thuốc nói, Xin ông vui lòng thông cảm giúp anh em chúng tôi một số tiền mọn. Chúng tôi trong bàn quảng cáo gồm 3 nhân viên đi trên chiếc xe Mobilet này và hai chiếc xe đạp kia. Thưa ông, nếu chúng tôi ngửa tay xin ông 10 đồng, chẳng lẽ ông không cho? Hoặc giờ phút này đáp lại món quà mọn của chúng tôi, có lẽ ông sẵn sàng cho chúng tôi giải khác một chai la bia. Tân bắt đầu hiểu mình đã sụp bẫy. Mấy cô bán hàng che miệng, nghiêng đầu ra cười tủm tỉm. Một nhân viên cảnh sát đứng nhìn Tân rồi cười khì. Biết sao bây giờ? Tân hỏi khẽ. Tôi không lấy thuốc, nhưng mấy anh muốn chừng bao nhiêu? Dạ, tùy ý ông. Ông cho một đồng bạc chúng tôi cũng không dám từ chối. Đây là buổi khai trương. Tân đưa ra tấm giấy 10 đồng. Anh nọ nói với đồng bạn. Gói hộp thuốc đưa cho ông. Ông còn bận nhiều việc khác. Cảm ơn ông. Anh ta trao gói thuốc. Tân sửng sốt chẳng biết nói sao hồi nãy tặng ba hộp giờ đây bớt lại còn một hộp tân cầm lấy cười bén lẻn nhủ thầm nếu không lấy quá ra dại vì mình đã tốn mười đồng tụi này bắt buộc mình mua hộp thuốc cơm nguội nước đường với giá mười đồng ôi thôi xui xẻo quá tân gọi xích lô đạp ngồi lên chẳng cần trả giá trước anh muốn ra khỏi con đường này cho nhanh vì tự ái thể diện lặt vặt vì muốn tỏ ra khoan thai, trầm tĩnh đối với mấy cô gái bán hàng mà anh vừa lãnh một vố hơi cay. Cầm hộp thuốc, anh tự an ủi. Hồi nãy, mình xem nhảy tuyết tốn hết 5 đồng, còn nghe thêm tiếng chửi xéo. Hộp thuốc này 10 đồng, gẫm đi gẫm lại rẻ hơn. Nhưng Tân vẫn chưa yên tâm, anh sợ mấy người bán thuốc chế giễu anh là ngu dại. Chưa ắt tụi bịp bồm này dám ngạo mạn nó cần giữ thái độ phục vụ thân chủ để tiếp tục lừa bịp những thân chủ đến sau ban đêm về nhà khi ăn cơm với vợ con hay khi nhậu la ve tụi nó mới dám cười lén mình quăng hộp thuốc ư Ổn quá đó là hộp giấy bồi khá cứng trên mặt có kiến dày chung quanh in nhãn hiệu hình con nai sặc sỡ dùng nó để làm gì đây Từng buồn bã hơn bao giờ hết không xài phí mà vẫn tốn kém không mở miệng mà vẫn bị mắng ngược không lường gạt ai mà sao lại chua chát đắng cay nói ra thiên hạ cười chê chiếc xích lô đạp chạy bon bon chưa tới nhà tân đã nghĩ ra một biện pháp để tạm thanh toán cái hiện tại ê chề đêm nay mình nấu nước trà ăn thử một hoàng thuốc ăn chơi như trẻ con ăn kẹo nếu thuốc mất vệ sinh thì bị sình bụng chết chóc gì muốn cho vui mình mời thằng bạn quen thân nào đó mỗi đứa ăn chơi ba hoàng cho hết hộp thuốc ăn trong 10 phút tức là một đồng bạc giết được một phút của cuộc đời ông thầy rắn rạch xẻo ngát nổi danh là nơi nhiều rắn độc so với những con rạch khác trải song song từ rừng tràm ra bờ biển vịnh simla dân chúng đã làm quen với rắn từ bao thế hệ rồi khi bơi xuồng dạo xóm mà bỗng nhiên thấy rắn nó lội ngang qua rạch chẳng một ai hốt quảng hoặc lo sợ mặc dầu rắn nọ chặn đầu chiếc xuồng họ dư hiểu rằng loại rắn nước quá khôn ngoan nếu lội đơn độc giữa sông thì dễ làm mồi cho diều hoặc ó hai loại chim móng sắc này ngu dại gì đáp xuống gần chiếc xuồng nơi có người đang ngồi bơi kẻ thì giải thích rằng con rắn nọ vì thiếu tự tin nên chẳng dám lội ngang qua rạch e đuối sức sự hiện diện của chiếc xuồng khiến con rắn càng đảm hơn. Nó chia bề ngang con sông ra hai chặng đường. Như trường hợp người bơi xuồng qua sông cái muốn tìm nơi nào có cù lao hoặc cồn cát. Mặc dầu chẳng bao giờ họ ghé xuồng lên đó để nghỉ tay. Con nít trên 10 tuổi dám dùng cây mà đập rắn nước rồi cặp con rắn vào cái gấp tre nướng ăn chơi. Người lớn thỉnh thoảng rủ nhau bắt rắn hổ đem về nấu cháo đậu xanh họ mang theo nào cuốc, nào mũi chỉ và bầy chó. Mùa nước, rắn thường trèo lên kèo nhà mà cuốn tròn. Ban đêm, chủ nhà đôi khi đốt đèn lên để rọi vào chuồng gà, chuồng dịch. Hễ rắn xuất hiện thì cả chuồng náo động lên. Nhưng rắn vẫn là tai họa lớn. Mỗi năm tại rạch xẻo ngát, tính đổ đồng có đôi ba người chết vì rắn độc. Con số thương vong ấy to hơn con số người chết vì trời đánh lúc cày cấy ngoài đồng. Khi bị rắn cắn, dân chúng đến nhà tắm tịch nhờ anh ta điều trị. Cần nói rõ anh chàng này chưa được 30 tuổi nhưng thuộc vào hạng tài cao. Anh ta ăn số tiền tổ khá cao, lắm khi lại từ chối, viện đủ lý do làm khó dễ nạn nhân. Nào là rắn cắn nhầm giờ linh, nào là anh ta không chữa trị cho bất cứ ai vào giờ hung. Nhờ vậy anh ta sống khá giả, hai vợ chồng không còn cư ngụ trong căn nhà lá vách dán ở xóm đình. Đám tiệc, đám dỗ nào cũng có anh ta, và người gọi anh ta là thầy tám tức là thầy trị rắn một buổi sáng tám tịch ngồi uống rượu trong quán luận bàn về chuyến du lịch ra hòn tre bóng đâu anh thấy một lão già bước vào sân lão này bịt khăn đỏ ở trần lưng quần cuốn lên dây cộm chung quanh sợi dây nịt to tám tịch hỏi anh bạn cha nội nào lạ vậy người bạn đáp lạ mặt dân xứ xa mới tới chứ gì tám tịch vẫn quen thói hỗn láo cha nội nào chưa trình diện với tôi tôi là thổ công xứ này hễ ai chưa dứt lời tấm tịch và người bạn nghe lão nọ cười giòn bà chủ quán ơi tôi muốn uống rượu được không bà chủ quán ngỡ là gặp ông khách đang say nên nói vui vẻ ai cấm cản ông uống hồi nào ông lão nọ nói gọn một lít đế rồi ông đưa chai lên miệng trợn trợn đôi mắt quả là người có tủ lượng cao thấy ông đứng mà uống và chủ quán nhắc cái ghế để sẵn bên cạnh. Nè, ngồi mà uống, rủi bề gì? Ông lão đáp, bà muốn nói rủi say té thì không đau. Phải lắm, té đứng nặng hơn té ngồi. Nhưng mà trước khi ngồi, bà cho phép tôi đứng để uống cạn lít rượu ngon này. Nửa lít còn lại được ông lão thanh toán dễ dàng với hai hơi. Ông ta để chai rượu xuống đất, hai tay đưa lên đầu, sửa cái khăn đỏ cho ngay ngắn. Người trong quán nhìn trân trân ông lão Mà nói qua lại Uống liều mạng như uống nước lạnh Cái bao tử của ổng chắc là chính Giống như cái bao tử khìa Có người nói khẽ Đó là dị nhân Có tật ắt có tài Bà con đừng ăn nói hỗn hào Dù sao đi nữa Ổng là người lớn tuổi Đáng bực chú bác tắm tịch cất giọng Có tiền trả không cha nội Ông lão liếc về phía tắm tịch Rồi nhìn bà chủ quán thằng già này không cửa không nhà nghèo túng quá hôm nay trả tạm bằng thứ tiền thiệt rồi vài ngày nữa nếu bà cậu phò hộ thì trả tiền bằng thứ tiền giả câu nói trớ trêu ấy khiến bà chủ quán thắc mắc tiền giả là thứ nào còn thứ nào mới là tiền thiệt lão nheo mắt cười hề hề bạc đồng bạc khắc là tiền giả vì nó không nhân nghĩa gì hết nó là bạc bạc là bạc bẻo bởi vậy nó thiệt mà giả Thứ nào mới là tiền thiệt Ông này Ông lão nọ lận tay vào lưng quần Mặt mày hơi nhăn nhó Ai nấy đoán chừng là ông ta sắp rút cây dao Cây búa hoặc thứ bùa phép nào lạ Nhưng tất cả đều làm to Lão ta dung tay lên Bà chủ quán thối lui là quảng Trời ơi rắn gì vậy Đúng là rắn Một con rắn nhỏ khá hiền lành nó bò tới lui gần hũ rượu Rồi ngóc đầu lên Ánh mắt thèm thuồng mấy chiếc nem Để trấn tĩnh bà chủ quán Ông lão vỗ nhẹ nhẹ trên mình Rồi chụp con rắn Lận vào lưng quần như trước Miệng nói lẩm bẩm với con rắn nọ Con, con đừng làm cho thiên hạ phiền Thiên hạ tưởng rằng con làm phách Con còn nhỏ mà làm phách sớm quá Thiên hạ cười chê Tám tịch tức giận vô cùng Hiểu ngâm rằng ông lão nọ muốn mượn cớ để trách mắng anh ta. Anh ta bèn lên tiếng Con rắn ngộ quá vậy Tại sao con rắn là tiền thứ thiệt Quý hơn bạc đồng bạc cắt Ông lão nhìn thẳng vào mặt tám tịch Chú em nói chuyện với tôi hả Tám tịch hơi bẽn lẽn Bỏ nhỏ Dạ bởi vì chưa quen biết Nên tôi nói trỏng, Xin ông tha thứ cho Ừ chú em hỏi thì tôi trả lời Tôi là thầy rắn Đi khắp đó đây như con chuồn chuồn khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Tài của tôi còn kém cỏi nhưng đủ xài. Hồi năm rồi, trong túi tôi không có một đồng tiền nào ráo trọi. Vậy mà nhờ bà con thương tình nên đủ cơm, đủ rượu. Như bà chủ này muốn đòi tiền thì mai chiều tôi trả bằng vài con rắn hổ đất thứ lớn, nấu cháo bán hoặc bán rắn sống cho người khác lấy lại tiền lít rượu đế hồi nãy một xứ không thể có hai ông vua tám tịch ghen tức vô cùng nghĩ tới tương lai tài quả thật ông lão này tài cao hơn mình mai mốt mình lấy gì mà ăn ông lão nói thêm giọng lè nhè bây giờ ai muốn học tôi sẵn sàng dạy không ăn tiền bởi vì tôi ghét đồng tiền tiền là tiền bạc bạc là bạc bẻo tám tịch cau mày vì anh ta sắp mất độc quyền trong nghệ trị rắn cắn vài người trong quán bèn nhân dịp này mà chọc tức tám tịch đâu rồi chú mày nên làm vài chuyện cho ông ngán chơi mai chiều chú mày lần lưng vài chục con rắn hổ thì ổng quản sợ bỏ thứ này lại cho chú mày làm vua tám tịch cười lạc tôi là con non xanh sao để muộn đâu dám múa rìu qua mắt thợ nhưng mà vàng thật không sợ lửa có lửa mới biết vàng ông lão lắc đầu nghe lãng nhách cái gì có lửa mới biết vàng Ở đâu mà không có lửa Không lửa thì lấy gì mà nấu cơm Hoặc là đặt rượu đế Nhưng vàng đâu sao tôi không thấy Tấm tịch không trả lời Tự nhủ thầm Dài ngày nữa Ông khó còn ở được xóm này Nhờ thánh tình hiền lành nên ông lão nọ gây được cảm tình với dân chúng trong xóm, nội trong thời gian ngắn. Người ta gọi ông bằng ông đạo, ông đạo tư ông cư ngụ gần đình làng chung mái nhà với ông từ giữ đình lúc vào đình ông phát giác hai cái hang rắn hổ dưới bàn thờ thần chẳng ai biết được sự thật như thế nào chỉ thấy ông từ khoe khoang từ đầu làng đến cuối xóm ông đạo tư đáng bực thay thằng tám tịch ông vỗ tay lên miệng hang rắn bò lên dường như ông thoa trong lòng bàn tay một thứ bùa ngải gì đó nhiều người đến làm quen nhờ ông tư giới thiệu để học nghề nhưng ông đạo tư trả lời cái nghề rắn khó truyền lắm học để cứu người nếu thiếu đức hạnh thì cái học đó chỉ làm hại thiên hạ tôi hứa dạy tất cả mọi người biết cách ngừa rắn cắn ngừa bệnh hơn trị bệnh là vậy đó nếu rủi ro bị rắn cắn thì đã có sẵn thuốc nhưng thuốc khó trị tuyệt nọc bà con nên nhớ rằng người bị rắn hổ cắn dù hết bệnh thì thỉnh thoảng vẫn rêm nhất mình mấy khi trời lập đông mình ngừa trước không bị rắn cắn thì cần gì uống thuốc Đêm có trăng, ông Đạo Tư và ông Từ khiêng cái chổng tre ra phía sau đình. Bây giờ, sau khi uống vài chén rượu, ông Đạo mới giải thích. Giờ đây, rắn hổ đang rình mồi, ở cái xứ rừng rậm như rạch xẻo ngát này. Rắn hổ phải ăn mới sống. Nó bò lên ngọn dừa, ngóng cổ lên, đưa qua đưa lại như tàu dừa lung lay khi gió thổi. Chìm chóc bay lại gần là dính. Gặp nơi rậm rạp, rắn bò tới lui để tìm chỗ trống trải cho bằng được rắn ưa núp bên lề đường chờ chuột chạy ngang qua làm mổ nhiều khi mình đi chơi đêm bị nó mổ là vậy đó nó tưởng rằng bằng chân bọn mình là con chuột một lần nọ lúc ban trưa ông đạo tư đang giảng giải về đạo rắn thì ai nấy dài lại phía sau khi nghe tiếng tặng hắn đúng là tám tịch ông ta đứng sau lưng ông đạo hai tay chắp sau mông để gây bầu không khí thân mật Ông Đạo nói Chú em ngồi chơi Buồn buồn tôi nói chuyện tầm phào Tám tịch đến Giới dụng ý ác độc là hạ nhục ông Đạo Tư Bởi vậy anh ta đáp Biết thì thưa thốt Không biết thì dựa cột mà nghe Tôi là đứa không biết nói Không biết thưa thốt nên tôi đứng Mọi người lườm tám tịch Có người nói Chú biết nghe rắn nếu chú với ông đạo tư mà đồng tâm hiệp lực thì đúng là qua đà, biển thước, tái sanh. Nãy giờ ông đạo nói nhiều rồi, mời chú nói tiếp cho vui mà. Tám tịch đáp nhanh, tôi không biết nói, tôi chỉ biết làm. Rồi anh ta ngồi chồm hổm, móc trong túi đem ra một con rắn nhỏ. Quả thật anh ta đầy đủ bùa phép, nào khác gì đạo tư hôm nọ. Lúc ông móc con rắn ở bên lưng quần đem ra biểu diễn tại quán rượu. Anh ta nói với con rắn, cắn đi con Con rắn quay mặt toàn chạy trốn Anh ta cười giòn Tao chưa đọc bùa phép Tại sao mày chạy Ở lại đây cho Anh ta đè xuống lưng con rắn Một tay thì đưa sát miệng rắn Mà ra lệnh Cắn tao đi Cứ tọa trố mắt Thắng phục tám tịch Vì quả thật con rắn nọ Cứ rút lui Trong khi anh ta đưa ngón tay sát miệng nó Làm xong công chuyện ấy Anh ta nắm đuôi rắn mà quay tròn Rồi buông tay Rắn bị ném ra xa Giỏi quá Tôi xin hỏi chú em Vào mùa mưa Muốn lội ngang ruộng Đi tắt qua bên kia Mình phải dùng thứ bùa gì để ngừa rắn cắn Chuyện đó cần thiết hơn Tám tịch nín thinh Ông đạo tư đáp Tôi xin dạy chú em Mình nên lội dưới ruộng chỗ nào có nước ngập Mua nước lục Rắn hổ tìm bờ mẫu Hoặc gò đất cao mà cư ngụ Đi dưới nước mệt nhưng chắc ăn Tôi dạy chú em điều này nữa Mùa nắng, nếu đi qua nơi nào có mọc um tùm, mình nên cầm một khúc cây, vừa đi vừa đập phía trước mặt. Nghe tiếng động rắn chạy trốn mất dạng. Tấm tịch cao mày. Còn gì nữa, ông dạy luôn, thằng này dốt nát. Ông đạo tư đáp. chuối bị rắn cắn, lúc đi rước thầy nên hò hét cho bà con bên bờ nghe biết. Nếu im ỉm mà đi thì lắm khi không gặp ông thầy tại nhà. Thầy rắn thường dạo sớm để ăn trực mình tri hô lên biết đâu gặp ông thầy ở dọc đường đỡ tốn thời giờ lát sau ai về nhà nấy mọi người đều có linh cảm rằng cuộc tranh chấp sẽ bùng nổ ghê gớm ông đạo tư chế diễu tám tịch là ham xôi thịt tám tịch quăng con rắn kêu con rắn bằng con là muốn ám chỉ ông đạo tư đến xế trưa ông đạo tư uống rượu rồi ngủ say bỗng nhiên ông nghe tiếng khóc nức nở ông ơi chồng tôi bị rắn cắn ông cứu giùm tội nghiệp chồng tôi chắc là sanh nghề tử nghiệp mở mắt ra ông chưa biết cô gái nọ là ai ông tự giữ đình chắp tay mà thưa ông đạo ơi đó là vợ thằng tám tịch thầy ra tay cứu giùm cũng là điệu nghệ thầy rắn với nhau mà vợ tám tịch lau nước mắt chắp tay lại ông thương giùm để trễ thì chồng tôi chết mới bị rắn hổ cắn hồi nãy thở khò khè đàm sôi lên ồ ồ Ông Đạo Tư hỏi ông Từ Biết nhà tắm tịch không? Lát nữa tôi với ông đi gấp Chưa chi, vợ tắm tịch đã bương bã chạy về nhà Hàng chục người bao dây bộ dáng gõ Nơi tắm tịch đang lồm cồm ngồi dậy Với nụ cười ranh mảnh Ông tới chưa mình? Cô vợ đáp Thiệt khổ quá, ổng tới bây giờ Lập tức, tắm tịch nằm xuống rồi yêu cầu cử tọa Bà con sẽ thấy tôi trát ông Đạo Tư Để biết tài cao thấp Xin bà con đừng nói chuyện Cứ lấy mắt mà ngó Vợ tắm tịch nói Ông tới kia Rồi cô ta chạy ra sân Giả vờ khóc lên Chết tôi rồi ông ơi Chồng tôi tắt thở rồi Ông đạo tư nghiêm nét mặt Đến bên bộ gián yêu cầu bà con nên gian xa Để ông trị bệnh Tắm tịch nhắm mắt há miệng thở khò khè Sau khi rờ lên trán anh ta Ông đạo mừng thầm Hiểu rằng đây là một trò gạt gẫm Để thử tài Ông hỏi cô ơi rắn cắn chỗ nào Thật ra tấm tịch gian mà không ngoan. Lúc nãy vì quên căn dặn với vợ nên giờ đây anh ta phải cựa quậy, đưa bắp tay ra duỗi thẳng như ngầm bảo, nó cắn ngay chỗ này. Không còn do dự ông đạo tư sờ vết thương. Dưới cặp mắt nhà nghề của ông thì rõ ràng đó là hai dấu răng giả tạo. Có lẽ tấm tịch dùng gai tre hoặc gai bưởi mà quào vào cho lũng khá sâu. Ông đạo nói, rắn hổ cắn. Đúng là rắn hổ, để tôi đem thuốc đắp lên lấy nọc ra. Tấm tịch mừng như mở cờ trong bụng, giá giờ thở khò khè chờ khi ông đạo vừa đắp thuốc là anh ta sẽ ngồi dậy cười to. Nhưng ông đạo tư đã tiên đoán, thò tay vào túi đem ra một cái chai nhỏ kiểu chai dầu gió, mở nút ra, ông lấy ngón tay bịt miệng chai rồi lắc mạnh. Đó là cái chai đựng nọc rắn. Ông sờ vào vết thương rồi lấy ngón tay thoa vào ráng chịu dây lát là khỏe, thuốc này mạnh lắm. Tấm tịch liêm diêm đôi mắt, rồi dãy dụa hai chân, cánh tay co rút lại. Anh ta nói ú ớ rồi thở khò khe. Lần này đúng là hơi thở mệt nhọc, đứt đoạn vì nọc rắn bắt đầu thấm vào công phạt. Mấy người lân cận bèn xúm vào nhà, hơi ngạc nhiên vì chưa nghe tấm tịch cười. Họ là quản. Trời ơi, nọc chạy rồi sao vậy? vợ thằng tịch đâu lại thầy tư nhờ thầy rộng lượng hải hà cứu giùm cho cô vợ quỳ xuống lại sát đất ông đầu tư hỏi chồng cô vô lễ muốn phá tôi phải không để coi ai chết ai mang nhục cô vợ đáp tội nghiệp chồng tôi còn nhỏ dài hồi nãy không có bị rắn cắn ông đầu tư bèn sờ vào túi đem ra viên thuốc nhỏ tán ra qua giấy nước lạnh rồi cại miệng nó đổ vô thôi tôi về biểu nó đừng hỗn nữa. Ra sân, ông đạo tư phân trần với ông Từ. Hồi trưa, nó bắt con rắn hổ rồi cạo răng, mai miệng lại để hắt khỉ cho tôi coi. Tôi nín để giữ thể diện cho nó. Cảm ơn bà con tiếp tôi niềm nở hổn rài. Ông Từ chạy theo, nắm tay ông Đạo. Tôi mến ông quá, ở lại ông ơi, hơi đâu mà giận thằng tám tịch. Ông Đạo trả lời. Tôi đi gọt quao để bắt rắn trong cái lò gạch của cậu Ba Chiêu. Lò gạch bỏ quang hơn 10 năm rồi. À, nếu mến tôi thì trả dùm tiền rượu mà tôi còn thiếu bà bán quán. Tôi không bao giờ có tiền trong mình. Chỉ có chút ít âm đức của ông bà để lại mà sống với đời. Ông thổ chủ Dương Chất thức dậy từ nãy giờ, lão muốn đi rừng hái củi như thường lệ, nhưng sáng nay dường như cơn sốt rét sắp nổi lên hoành hành cơ thể, miệng thì đắng, tay chân thì run rẩy, lão nằm co lại, cuốn mền chung quanh ngực. Bệnh sốt rét quả thực là một con ma ẩn núp tự bên trong xương tủy, đắp mền chỉ có hiệu lực khi nào hơi lạnh tự bên ngoài thấm vào kìa. Nghĩ vậy, lão cố lết ra sân, ngồi trùm mền mà sưởi ánh mặt trời. Đứa cháu trong nhà bước ra, trợn mắt nhìn lão. Sao chưa chịu vào rừng hái củi, bấy lâu nay thấy chú già yếu, tôi chăm sóc giùm nhiều quá rồi. Tay có làm hà mới có nhai, chú đừng giả dờ bệnh hoạn, tôi hiểu lắm, hôm nay chú sanh thêm chứng bệnh lười biếng. Dương Chất không trả lời, chờ đứa cháu trở vào nhà, lão mỉm cười đau xót, chính nó mới là kẻ lười biếng, nó dám hỗn xược dạy lão về bài học của đức Siêng năng hơi đâu mà phiền kẻ trẻ người non dạ. Chán quá rồi, lại phải tốn tiền thuốc, tiền trầu cao cho chú. Đứa cháu trong nhà nói tiếp, trùm mền ngồi như ông phỏng ở giữa sân vào giờ này, thiệt chẳng khác thiên hạ, hay là chú muốn trù rủa cho tôi phải tàn mạc. Tức giận quá, dương chất bèn đứng dậy, xuống nhà bếp sách cây búa, rồi với cái mền quấn chung quanh ngực, lão cố bước nhanh đi vào khu rừng cách nhà này không xa lắm kia gốc cây khô nằm ngã trên mặt đất lão ngồi xuống đất giữa lưng và gối đầu lên gốc cây mặt trời lên quá cao rồi mặt đất lốm đốm nắng da sầu thi nhau kêu ra rã mấy đó hoa dại đã ráo sương lũ ong bướm không còn lai giãn nữa tĩnh mịch làm sao dòm cây trước mặt dày bịch tối om lão thấy đói thấy lạnh và thèm khát một chút nước nóng ai lo lắng cho lão bây giờ hơi thở của lão ngày một nhanh hít vô thì ít hà ra thì nhiều mắt lão đỏ ngầu lên đổ ghen phổi của lão nghẹn lại đam kéo lên rít nghe khe khè mí mắt của lão lần lần sụp xuống hai người mang gậy đến gọi lão lão dương đứng dậy chớ lão đáp tôi đang sốt rét sức lực đâu nữa mà đi dứt lời mặt đất nhúc nhích cây rừng rung chuyển chim chóc rắn rít đều bay chạy tán loạn gió thổi ầm ầm cây ngã nước dâng lên hai cánh tay đang dìu lão dậy lão nhìn kỹ hai người lạ khi nãy không phải là kẻ tiều phu tóc buông xõa chấm ngang lưng mắt xếch lên miệng mọc dài ra như mõm heo dường như trên đầu họ lú ra hai cái sừng hai ngọn đinh ba chỉa ra trước mặt lão lão hỏi quảng hốt trời mấy người dẫn tôi đi đâu hai người nọ đáp về rừng À ha, lát nữa lão sẽ thấy. Lão tiến về một tòa nhà rộng rãi, vách đá, giữa nhà chảo dầu đang sôi ung ục, hơi nước và hơi khói cuồn cuộn bay tiếp nhau. Lão thấy rõ ràng một người gầy ốm giống như lão đang bị trói nằm dưới đất. Lão quảng hốt, hỏi nạn nhân nọ, ông là ai? Nạn nhân đáp, ta là dương chất. Lão rú lên, ta cũng là dương chất, sao có chuyện lạ vậy? Ta còn đứng sững đây mà, hai tên quỷ sứ cười sang sản mi dám khinh thường hử hay là mi chim bao dứt lời hai tên quỷ sứ tới mổ ngực nạn nhân sau tiếng rú thê thảm máu đỏ tuôn ra chảy loang đến chỗ răng đứng vừa nóng hổi vừa lạnh nhớt lão thấy rõ ràng chính lão đang bị hành hình kia mà tên quỷ sứ cười hả hê cầm cái thủ cấp nọ mà cạo cho sạch tóc móc mắt ra lão nhắm mắt lại nhưng không che được màu đỏ sậm chập chờn chập sau chúng gọi dậy Lão Dương hãy tỉnh dậy Lão ú ớ Tôi không dám Tôi nào tội tình gì trăm lại các ông Lão kiêu ngạo ta Muốn gì hử Dạ tôi muốn về nhà Chúng nói rằng Được Được Nhưng lão phải mang mấy khúc xương này về Nó là xương của lão Lão không được làm rơi dọc đường Cực chẳng đã Vì muốn về nhà Lão đành mở lòng bàn tay ra Mà lãnh hai khúc xương chân Lạnh quá Hai tên quỷ sứ đưa lão ra tận cổng, nhìn theo, lão nắm khúc xương nọ đưa ra phía sau lưng cho khuất mắt rồi cắm đầu chạy riết. Chập sau, lão quăng nó bên đường, thở hổn hển, nhưng lũ quỷ chạy theo kịp, hét to: "Bất tuân lệnh của ta, xem này!" Tức thời hai ngọn đinh ba cắm vào sườn của lão, lão rú to, dãy dụa. Mắt lão hoa lên, ánh sáng mặt trời dường như lấp lánh trước mặt chim kêu ríu rít hoa rừng nở tím đầu cành lão mừng quýnh biết rằng nãy giờ mình nằm chim bao mắt lão cố nhướng để thức giấc chừng lão tỉnh được mồ hôi dầm dề ướt cả lưng tìm một khúc làm gậy lão lê từng bước để về nhà đứa cháu của lão bước lui hơ hải ghê quá chú đã thành ma rồi chú không còn là người nữa Lão khóc lóc Sức của chú đã yếu quá Hồi sáng đến giờ Cơn sốt rét khiến chú ngã quỵ giữa rừng Làm sao chú đi đống củi được nữa Cháu nên thương tình Mà cho chú ở thêm vài ngày Tôi không nói quan Chú soi vào gương mà xem Dương chất nhìn vào gương Quá thật Bộ mặt của lão đã thay đổi quá nhiều Lỗ mũi xẹp xuống trán dồ ra và đôi mắt dường như thuộc sâu vào trong lão thở dài về đâu giấc mơ kinh khủng ở rừng gây tai hại cho lão đến thế đứa cháu lão nói chú đành chưa bây giờ tôi muốn chú bước ra khỏi nhà ừ nhưng chú xin cháu điều này điều gì miếng đất quan gần đây thuộc phần của cháu chưa ai khai phá chú muốn ra đó cất chòi mà ở ai tiếc gì với chú hàng ngày Lão Dương cầm cụi nhổ từng gốc cỏ Cuốt từng dòng đất Sống cô quạnh lão dần dần thấy vui Dưa bắt đầu trổ nụ Ca bắt đầu đơm bông Dùng đất quăng du đã thành rẫy Lúc rảnh diệt, Lão đào mương để dẫn nước vào Ban đêm Lão nằm ngẫm nghĩ cuộc đời Nghĩ đến tương lai của dòng họ Dương Giả dạ của lão không khỏi xuống sang Khi nghe tiếng đàn Tiếng hát của ca nhi Từ trong nhà của đứa cháu nọ vang ra Mãi đến khuya, trong kia, mấy lồng đèn giấy còn chấp chóa như sao băng. Có lẽ đứa cháu đang bày tiệc. Nửa năm sau, miếng rẫy của lão đã tăng diện tích gấp đôi. Trong khi ấy, tiếng đàn, tiếng hát, ánh sáng trong nhà của đứa cháu lần lần thưa thớt. Một nỗi buồn chánh đáng xâm chiếm tâm hồn lão dương, sự quan phí, trụy lạc của đứa cháu đã đưa đứa cháu nọ đến chỗ phá sản. Giờ đây không lẽ lão mang bộ mặt xấu xí, yêu quái như thế này để vào nhà can gián. Chính đứa cháu bất nghĩa đã dạy lão nhiều lần phải siêng năng, tay làm, hàm nhai. Sức khỏe của lão Dương ngày một yếu dần, căn bệnh tinh thần này còn nguy hại hơn căn bệnh sốt rét ngày xưa. Ngày xưa giấc mơ kinh khủng chỉ khiến cho lão xấu xí bộ mặt. Hôm nay, nỗi bi quan về tương lai của dòng họ Dương khiến lão thỏn mỏn về thể xác lẫn tâm hồn ở căn chòi nhỏ này lão từ từ nhắm mắt trong căn nhà sang trọng đứa cháu lần lần túng thiếu bao nhiêu bạn bè ca nhi đã không còn lui tới nữa một buổi sáng ông kỳ lão trong làng đến gặp đứa cháu nọ mà hỏi cậu có người chú tàn tật gương mặt xấu xí phải không đứa cháu đáp dạ phải tôi đã cho người chú ấy một đám đất hoang gần rừng người ấy còn sống hay chết dạ từ hai tháng nay cháu không ra ngoại mà thăm đêm rồi ta nằm chiêm bao thấy người ấy đến nói với ta ông khuyên cháu tôi hãy làm lụng siêng năng chớ ỷ thế giàu sang mà lêu lỏng tôi không còn sống để khuyên nó được tôi không hờn quán nó đâu miếng rẫy tôi tạo lập bấy lâu nay là để dành riêng cho nó nó nghèo túng lắm rồi đứa cháu bèn đi ra miếng đất quan nọ với ông kỳ lão Quan cảnh đã đổi thay khoai đậu bắp dương lên thay cho sỏi gai cỏ dại ngày xưa căn chòi siêu vẹo trong tròi, một gò mối đùng lên cao nghẹo. đứa cháu quỳ xuống ôm nắm mộ của người chú thân yêu mà khóc cháu đây là kẻ ăn hại chú mới thật là kẻ giữ của cho gia đình Miếng đất hoang này nhờ tay chú mà trở nên tốt đẹp. Cháu xin hứa giữ vẹn gia tài này, không dám làm điều gì nhơ nhuốc cho dòng họ ta nữa. Cháu sẽ cất miếu thờ phụng chú. Chuyện ông lão họ Dương được dân chúng loan truyền khắp làng, khắp quyện, khắp tỉnh, rồi từ đấy khắp nước Việt Nam, ai nấy đều lập miếu mà thờ, truy tặng lão Dương là thổ chủ, người giữ đất. Súng bắn không chết Thời Pháp thuộc, đồng bào hai miền Tiền Giang và Hậu Giang đều nghe oai danh Đơn Hùng Tính. Đơn Hùng Tính là nhân vật truyện tàu được một tướng cướp tự nhận là kẻ tái sanh. Tướng cướp này đã phiêu lưu đến tận Biển Hồ, Cao Miên, tận Cà Mau. Lời nói và việc làm của anh ta luôn luôn đi đôi, nói là làm. Trước khi đánh cướp, anh ta loan báo ngày giờ cho gia chủ biết để liệu đề phòng được thì cứ làm khi đến anh ta luôn luôn xưng danh và yêu cầu gia chủ đừng chống cự để hưởng lượng khoan hồng khi rút lui anh ta chào gia chủ rồi rút lui sau chót bảo vệ bọn tay em hương chức làng chỉ lấy mắt mà ngó chứ không khi nào dám can thiệp thiên hạ đồn rằng đơn hùng tính mua chuộc tất cả quan làng từ hương quản đến cai tổng chủ quận quan tòa hễ tay em bị tù đầy đơn hùng tính trợ cấp đầy đủ cho vợ con ở nhà và lo hối lộ với lính tráng để tội nhân có thể vượt ngục. Ít ai thấy mặt đơn hùng tính, anh ta có nhiều vợ, luôn luôn anh ta dời chỗ ở, không phải vì sợ nhà cầm quyền nhưng vì mục đích do thám. Vài người cho biết thêm, tướng cướp lợi hại này thay hình đổi dạng rất nhanh, anh ta thích cải trang theo dáng điệu người thiếu phụ mặc áo dài, đội khăn. Nhờ vậy mà khi nhân viên mật thám theo dõi, anh ta trốn thoát dễ dàng. Trước khi hành nghề nổi danh, Đơn Hùng Tính thích đọc truyện Tàu, nuôi chí lớn và chờ thời. Biết rằng nếu thiếu tay em và thiếu quân sư thì khó làm việc, anh ta đến vùng Thất Sơn ở biên giới Việt Miên để tìm bạn đồng điệu. Hôm ấy anh ta gặp một thanh niên ốm yếu, chàng trai nọ ngồi trong hang đá, cứ hút thuốc rồi ngâm thơ. Đơn Hùng Tính đứng thấp thoáng ngoài cửa hang mà trông vào. Chàng trai ném điếu thuốc hỏi Anh là ai? Đơn hùng tính không chịu thua Anh là ai? Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi cười xòa Để bày tỏ thiện cảm Đơn hùng tính bước vào hang lên tiếng chào Tôi là đơn hùng tính Tới non cao để tìm bạn Chàng trai nọ đứng dậy Tôi là giáo phép Làm thầy giáo rồi thua buồn lên đây đọc sách Tìm lời hay lẽ phải của người xưa Đơn hùng tính đáp Tìm được lời nào chưa Tôi thì dốt nát mình ngồi đây nói chuyện với nhau trong giây lát Nếu tâm đầu ý hiệp thì nên kết bạn Giáo phép lẩm bẩm Xứ này vàng thao lẫn lộn Mỗi người là một ông vua Tôi đọc sách tìm bạn Chẳng hay bạn giỏi về môn nào Đơn hùng tính đáp Biết chút ít võ nghệ Muốn giúp đời Nhưng đơn thân độc mã Làm sao làm được chuyện lớn Giáo phép nhìn dốc dáng đơn hùng tính Chưa khâm phục cho lắm nếu đơn hùng tính lên đây để học bùa phép thì còn gì chán cho bằng. Đa số thầy bùa thầy phép đều giả dối. Giáo phép đã học với một đạo sĩ ở vô con sấu núi Cô Tô. Đạo sĩ này nói toàn chuyện xa vời, hứa thi thố tài năng trong vòng đôi ba năm sau. Trong hiện tại, đạo sĩ cứ ăn không ngồi rồi và ban đêm lại có hai cô gái hầu hạ. Hồi lâu giáo phép hỏi, giúp đời theo cách nào? Trong thâm tâm, đơn hùng tính chỉ muốn làm một tướng cướp, dùng võ lực để chiếm đoạt tài sản của kẻ khác nhưng nói ra quá sớm thì hư việc lớn anh ta nói vu vơ thì tôi học được chút ít võ nghệ và bùa phép ai muốn học thì cứ theo tôi tôi truyền lại cho giáo phép cười về võ nghệ dùng này có nhiều người cầm cục đá trong tay bóp như cám anh bạn làm được chuyện đó không nghe qua đơn hùng tính hơi lo vì tài nghệ anh ta chưa đến mức đó nhưng anh vẫn bình tĩnh để giữ thể diện hồng chinh phục giáo phép Nãy giờ giáo phép muốn hiểu rõ con người đơn hùng tính hơn. Giáo phép dạy học tư ở Long Xuyên, yêu đứa con gái ông Hương cả, nhưng vì nghèo nên đành ôm mối tình tuyệt vọng. Trong cuộc yêu đương thầm lén ấy, có lần thầy ta bị bắt quả tang ông Hương cả lấy kéo mà cắt đầu tóc đứa con gái và bắt buộc thầy phải cạo đầu. Đơn hùng tính nhìn kỹ người bạn mới quen biết. Tôi thích chuyện phạm tục hơn, tôi muốn học điều gì có ích lợi cứu dân độ thế nhất là làm cho quan làng hoảng sợ vậy hả thầy giáo phép vui ra mặt nhớ đến mối thù xưa nắm được điểm ấy đơn hùng tính nói tiếp bồ phép gồng sim chỉ dùng để thị oai với đám dân quê nơi hang cùng ngõ hẻm bao nhiêu nỗi bất bình trong cuộc đời đều do người khác gây ra nói thật cho anh bạn thương từ hồi nhỏ tới tuổi này chưa bao giờ tôi đóng thuế thân cho nhà nước lan xa giáo phép nói nhanh hồi nhỏ làm sao đóng thuế đó là tôi nói cho cạn lý lẽ tôi không ưa người lang sa từ khi tôi biết tôi là người an nam hai người phiêu bạc giang hồ ấy bèn sống gần nhau trong hàng đá trong lúc rảnh rang giáo phép không quên kể lại những buổi tiệc linh đình bày ra vào dịp ông hội đồng này được ân thưởng mề đai ông hương chủ kia được thăng chức phó tổng giáo phép so sánh Điền chủ miệt hồng ngự Chợ mới coi vậy mà thua mấy cha nội Ở rạch giá bạc liêu Nghe đâu năm đó tại chợ rạch giá Ông hội đồng ít rước đầu bếp Sài Gòn Xuống bày tiệc cho vui Hai ba chiếc xe hơi từ Sài Gòn chạy xuống Mang theo nào quả lò Nào chén đũa, muỗng nĩa, nước mắm Tiêu tỏi, thịt bò, thịt dê Đầu bếp ăn mặc sạch sẽ đội mão trắng Mấy đứa chạy bàn thì bận quần áo tay, giày da còn sang trọng hơn mấy ông tới dự tiệc mãn tiệc họ lên xe chở luôn chén dĩa về Sài Gòn như vậy là sang trọng đúng mức rồi giáo phép ghi vào mảnh giấy nhỏ hàng chục địa chỉ quan trọng anh ta không quên vẽ bản đồ nhà ông Đại Hương cả trao tặng cho đơn hùng tính để nhờ trả thù bốn ngày sau đơn hùng tính và giáo phép bắt đầu chiêu binh mãi mã đơn hùng tính chỉ lên đỉnh núi dài lên đó cho biết non cao ắt là nơi khí thiên ung đúc nhân tài giáo phép lắc đầu mấy cha nội trên đó hết gân hết cốt rồi mấy chả cứ mơ tưởng chuyện đi mây về gió thí dụ như ông đạo lớn ở gần đây đại huynh tới một lần thì biết muốn chiêu mộ nhân tài thì nên hạ sang tìm những khách phàm tục họ lanh lẹ hơn đưa tôi tới gặp ông đạo lớn ông đạo lớn để râu dài ngồi trong thảo am kế bên có hũ nước suối và cái ống tre một con khỉ nhỏ đeo toàn ten trên đòn dông nhà. Bấy lâu, đơn hùng tính nghe đồn ở núi dài, núi cấm, có nhiều người tu tiên đến nơi đến chốn. Anh ta lên đây để học tập chút ít bùa phép. Nếu vào nhà, cậy tủ, bắt chủ nhà trói lại mà không dùng đến võ lực thì tiện lợi biết chừng nào. Gương mặt ông đạo lớn như gây chút ít tin tưởng, đơn hùng tính ghé lại, ông đạo chắp tay đáp lễ, nhưng lạ thay giáo phép kéo đơn hùng tính trở ra đường cái mà phân trần ông đạo này nói chuyện trên trời dưới đất không nhờ cậy ổng thì mình nương tựa vào ai muốn lập một đảng cướp mình nên có thứ bùa phép gì lạ bọn tay em khâm phục tin tưởng trước rồi sau đó mới gia nhập giáo phép nói vậy thì anh bạn ở đây vài ngày nói chuyện với ông đạo lớn cho vui tôi kỵ mặt ổng gây gỗ mấy lần rồi ở lại cho vui chớ anh giáo đi tôi buồn lắm giáo phép hỏi khẽ anh bạn có cây súng không nếu có thì tôi đảm bảo trong vòng 7 ngày mình quy tụ đôi ba chục đứa mạnh khỏe gan dạ rồi thì chọn ngày phất cờ giống trống nên xuống chân núi dân ở dưới đó gan dạ hơn đừng cãi tôi đơn hùng tính đáp có chứ nhưng cây súng còn bốn viên đạn thôi để cho tôi bây giờ tôi đi kiếm một thằng bạn giỏi lắm nó đi học bên tay về sống bằng nghề bác thuật anh bạn cứ vững bụng chờ tôi giáo phép ra đi một ngày rồi hai ngày trôi qua đơn hùng tính quan mang vô cùng biết đâu thầy giáo này là nhân viên mật thám theo dõi anh từ lâu chẳng lẽ bạn bè mà phản bội nhau dễ dàng như thế từ lâu rồi đơn hùng tính nghĩ đến buổi ra mắt đối với dân quê và hương chức làng không gì dễ gây xúc động bằng bùa phép cái súng mà anh ta mua được của người bồi phòng giúp việc cho ông tây robert ở cần thơ chỉ là món tầm thường dân quê hiểu rằng súng nổ vì đạn, hết đạn thì súng quá ra vô dụng. Hơn nữa, người Lan Sa có hàng trăm, hàng ngàn cây súng. Qua tiệc rượu Đơn hùng tính hiểu thêm về ông đạo lớn, trong lúc chờ đợi giáo phép trở về, ông đạo nói, chú em muốn học điều gì? Đơn hùng tính nói thẳng, muốn làm thế nào có nhiều tiền, trước là để mình xài chơi, sau là giúp những người túng thiếu như vậy thì giống ý tôi nè chú em đây là bộ thiên thơ bí quyết sách dạy rành rành muốn làm đúng theo sách thì phải nuôi một con khỉ rồi ông đạo lớn kể thao thao bất tuyệt những chuyện mà ông sắp sửa thi hành để cứu đời mỗi ngày ông ta cho con khỉ uống một lá bùa khác nhau bùa viết lên giấy vàng đốt ra tro quà với nước lạnh uống đến lá thứ bảy con khỉ nọ tự nhiên ngã lăn ra chết đúng trăm ngày ông mở nắp hộp ra cho con khỉ uống lá bùa thứ 8. Uống xong, khỉ mở mắt, chạy nhảy lanh lẹ hơn xưa. Mỗi ngày, khỉ chạy xuống chân núi ăn cắp đúng hai đồng xu của dân đúng củi, đem về cho ông ta xài. Ngay đến đó, đơn hùng tính cười giòn. Ít quá, hai đồng xu làm sao đủ uống rượu, nói chỉ đến chuyện làm nghĩa hiệp, cứu giúp kẻ khổ. Ông Đạo nói, tích thiểu thành đa, chú em muốn học cứ ở đây. Con khỉ lanh lẹ, thương chủ nhưng nó làm chuyện của kẻ tiểu nhân. Người đống củi ở chân núi đã nghèo túng rồi, ăn cắp của họ mình mang tội. Tôi muốn làm chuyện khác lấy của giữa ban ngày. Nếu gặp dịp, tôi kiếm nhà mấy ông Tây mà đánh, xin cứu ông. Giáo phép từ chợ Châu Đốc đến núi dài mà tìm đơn hùng tính. Đơn hùng tính chưa chi đã khen ngợi. Anh bạn nói đúng, mấy cha nội tu tiên ở trên núi toàn là dân yếu đuối. Bộ thiên thơ bí quyết của ông đạo lớn xài không được. Mỗi ngày thông vô có hai xu, lại còn chờ con khỉ chết đúng trăm ngày sống lại. Giáo phép đem tập giấy nhỏ khoe với đơn hùng tính. Đây mới thiệt là thiên thơ bí quyết. Người bạn tôi ghi lại nhiều phép nhiệm màu, nuốt lửa, đi trên hàng chục lưỡi dao, điều khiển rắn hổ đất, đâm không lũng và súng bắn không chết vừa nghe đơn hùng tính đã ôm ông giáo phép vào lòng mà khen ngợi có vậy mới làm ăn lớn chứ súng bắn không chết làm cách nào bắn súng giả theo kiểu đốt pháo tre hoặc là dùng kèo dù mà làm súng giáo phép đáp súng thứ thiệt chứ xứ này tuy rừng rú nhưng nhiều người biết cây súng kiểu súng làm bằng ống tuyếp xe máy coi khôi hài lắm hôm trước anh bạn nói rằng có cây súng thứ thiệt mình vô căn nhà này Thằng bạn điềm chỉ cho tôi Tôi đọc rồi đại ca nghiệm thử Và ngày nữa đại ca ra mắt dân chúng Tôi làm quân sư Nếu xong chuyện thì mình tuyển mộ hàng chục người Trong vòng năm ba ngày Súng bắn không lũng, không chết Tây tà nghe qua còn sợ Huống gì người an nam mình Đơn hùng tính lẩm bẩm như thế Thế là hai người lui cui làm việc Chùi súng, dùng kềm búa Mà chế biến những cục đạn màu nhiệm Để tôi làm cho Tôi làm kỹ lắm chú giáo quân sư cứ đi xuống núi truyền rau đi. Đơn hùng tính tháo đầu đạn ráp lại rồi tháo ra, anh ta lấy sắp ong nắng những thỏi dài, dùng lọ chảo mà nhồi vào cho cục sắp đen láng như thép. Trong khi đó giáo phép đến bến bò, nói rỉ tai. Sáng mai mời bà con lên Thảo Am xem đơn hùng tính thổi bùa. Đơn hùng tính là bực kỳ tài, tu lâu năm đắc đạo. Ai nấy tỏ vẻ lạnh lùng, chán lắm, để tụi tôi cuốc rẫy trồng khoai cho chắc ăn. Tụi tôi muốn tìm thứ bùa phép nào đem lại cơm gạo, tiền bạc để nuôi vợ con. Nếu muốn kính trọng thần thánh, tụi tôi thấp nhang, đủ rồi. Giáo phép đáp, ăn học như tôi mà còn mê đơn hùng tính, ông này ghê lắm, tôi đâu phải điên khùng, đơn hùng tính dám tranh tài với vài trăm ông Tây. Nói mà làm được lần nào chưa, bao nhiêu tuổi, Tây có súng, đơn hùng tính dùng bùa phép gì để chống cự, Nội cái tên nghe cũng mơ hồ Nếu biết thứ bùa phép đó Thì ông bà mình hồi xưa đâu có mất nước Giáo phép nói Ngày mai bà con tới coi Súng nổ ổng cười hề hề Ai tin thì tới, không tin thì thôi Ổng muốn giúp bà con mình thoát cảnh nghèo túng Ngày mai đúng giờ ngọ Ổng hạ sang Ổng hiền lắm Bà con gọi ổng là đại ca cũng đủ rồi Đa số dân đốn củi trốn sâu lậu thuế Đều phấn khởi đã từng lưu lạc giang hồ, sống ngoài vòng pháp luật, họ dư hiểu rằng người lang sa và hương chức hội tề cai trị được dân chúng chỉ vì có súng. Nếu làm tay em cho đại ca đơn hùng tính, họ sẽ làm giàu, sẽ ngao du khắp đó đây, tha hồ tra khảo mấy ông bang, mấy thầy cai tổng. Giờ hẹn đã đến. Để tăng thêm uy tín và chứng tỏ mình không dùng xảo thuật dụng về, đơn hùng tính mặc quần cục ở trần, anh ta đứng sát miệng hố Hút thuốc phì phà Vài người lại gần hỏi Đứng ở đây ghê quá Nếu tôi nói láo Chịu không nổi viên đạn quan nghiệt Thì tôi đền tội lập tức Cái thân khiếp nhược này đành tan tành dưới hố Rồi anh ta khoát tay Chú giáo quân sư đâu Đưa cây súng với viên đạn cho bà con coi thử Xưa nay nhiều người dùng súng giả Rủa con cò nên viên đạn không nổ Rồi khoe rằng có bùa Tôi thì khác Tôi sẵn sàng chịu cho đạn nổ ai nấy trố mắt cây súng trơn láng khá nặng nhất định là thứ thiệt lại còn viên đạn lạnh ngắt giáo phép hỏi xong chưa đưa cho tôi đơn hùng tính ưỡn ngực chỉ ngón tay ngay tim cứ bắn chú giáo cứ lại gần bà con đừng đứng xa nổ lớn lắm nhưng có chết chỉ nội một mình tôi thôi tôi còn đọc thần chú đùng khói súng bay mịt mù cứ tỏa rú lên đơn hùng tính đứng sững đó hai tay đưa lên trời miệng anh ta đang cắn một viên đạn giữa hai hàm răng ai nấy như sống trong giấc chiêm bao anh ta há miệng viên đạn rơi xuống dưới chân chạm vào đá lăn tròn rồi nằm im lập tức giáo phép chạy tới lượm viên đạn đưa lên cao bà con coi lại một lần nữa đi đại ca cắn viên đạn khi nó vừa xẹt tới miệng ai nghi là đạn giả thì lại đây trong đám cử tọa có một chàng trai đang cằn nhằn chàng ta chạy tới đưa cho tôi xem nó là thứ gì. Giáo phép trao viên đạn cho chàng nọ rồi nạp đạn vào nòng súng. Đây, đừng xem thường thần thánh. Phát súng nổ đùng. Chàng trai nọ từ từ té quỵ, cứ tỏa kêu rú. Trên vách đá, một dũng máu đỏ tươi đang chảy tương từng giọt dài. Giáo phép nói, tao bắn cái vía của mày đó. Và oai danh đại ca đơn hôn tính nổi như cồn, Đơn hùng tính là người đạn bắn không lũng. Thật ra, giáo phép bắn mã tử với viên đạn bằng sáp nhuộm khói đèn. Đơn hùng tính ngậm sẵn trong miệng một cái đầu đạn rồi cắn giữa răng khi làn khói vừa tan. Còn phát đạn thứ nhì là có đầu bằng sáp, bọng ruột, bên trong chứa chút ít son tàu. Tâm sự chú lái nồi Đêm đã khuya Bây giờ là vào khoảng đầu tháng chạp Nên rạch cái trăm thêm rộn rịp Sau khi đập lúa Bọn trai làng xúm nhau đốt khoai lang Mà ăn dằn bụng Một cậu đến gốc sân lúa dọn sạch Rồi ôm lại một mớ rơm vừa thơm vừa mát Cậu khác chạy về xóm Đem ra cái nồi đất Trong nồi đầy khoai lang sống Ông già kiệm ngồi bên cái bàn đạp lúa Liêm diêm hút thuốc Lớn tuổi rồi, ông được quyền ngồi chơi, chờ lát nữa khoai chín thì ăn sau chót và ăn ít hơn thiên hạ. Hàm răng người già chỉ thích hợp với loại khoai lang nguội. Ai mà không biết đến cái thủ đoạn ác độc của bọn trai, nướng khoai rồi nhử cho con chó hả miệng, thể luôn củ khoai vào, chó táp củ khoai nóng khác gì cục than lửa, nó chạy, sủa hàng trăm tiếng mà chưa hả cơn giận. Khoai lang sắp dùng đóng trên nền sân, cái nồi đất lại úp ngược xuống trùm lấy đống khoai sau đó bọn trai kiếm đất sét trét xung quanh miệng nồi cho kín hơi hàng chục bó rơm được phủ lên cái nồi một cậu đến gần ông già kiệm bác cho cháu mượn cái hộp quẹt lấy cái tàn thuốc này mà chăm vô đống rơm khỏi tốn dầu xăng với đá lửa cậu trai nói ông thiệt là hạt tiện giống hệt bà bảy chót năn nỉ muốn gãy lưỡi mới mượn được cái nồi đất không mượn của bà thì mượn của ai bây giờ nồi đất quý lắm bây giờ thiên hạ xài đồ nhôm bà bảy chót tiếc là phải rủi bể thì làm sao tụi bay bồi thường nè nồi đất nấu ngon cơm miếng cơm cháy thơm phức đốt khoai lang như vậy không có nồi đất phủ lên thì hôi gió dùng nồi nhôm thì hôi ê củ sống củ chín lùi tro thì chờ lâu lắc lửa rơm cháy lẹ làm sao lùi được hồi xưa tao là chú lái nồi tao thương cái nồi đất nếu vậy thì ông giàu có đi khắp đó đây tại sao không tiếp tục gom vốn rồi mua đất mua vườn ông già kiệm cười lạc bán nồi là ngày hạng bét dành cho kẻ xa cơ thất thế nói ra dài lắm lát nữa khoai chín rồi nguội tụi bay lựa cho tao nửa củ tao dằn bụng rồi sẽ nói cho tụi bay nghe mấy cậu thanh niên xúm lại gần nói liền cho vui đỡ buồn ngủ. Lát nữa đã, đầu đuôi là một câu hát, không có gì lạ. Tao nhớ câu hát quê tình cách đây vài chục năm. Anh thương em, thương quấn thương quýt, bồng ra gốc mít, bồng xích gốc chanh. Bồng quanh đám sậy, bồng bậy vô mui, bồng lũi sao lái, bồng ngoái trước mũi. Đặt em nằm xuống đây, kể từ hồi em đau ban cua lưỡi trắng miệng đắng cơm hôi tiếc công anh đỡ đứng bồng ngồi bây giờ em dinh hiển em bắt anh đi bán nồi làm chi bọn trẻ vỗ tay rùm rớp hay quá chắc hồi nhỏ ông đa tình dữ lắm tụi bay đốt rơm cho khoai lang mau chín câu hát bán nồi chỉ vậy thôi già dạ rồi tao làm biến nói lắm một cậu trai nói vui vơ Câu đó bắt dần dính đeo tới khi gần dứt gặp cái dần ngồi thì hạ xuống tiếng nồi cho vui tai. Bọn trẻ bu chung quanh cái nồi đất, lần lượt ôm rơm thảy lên, lửa bốc cao ngọn, tỏa mùi thơm nồng, rơm ướt khi cháy có mùi kỳ lạ khác với rơm khô. Đống lửa hồng, mùi khói thơm gợi cho ông già kiệm bao kỷ niệm vừa sôi nổi vừa êm ái theo ý ông thì bọn trẻ bây giờ sống trong thời đại máy móc nên chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa câu hát thời xưa ông muốn trách mắng cậu trai lúc nãy người ta dùng tiếng bán nồi để xuống dần cho êm nhưng câu hát có duyên có hậu vì cái nghề bán nối với bao nhiêu buồn vui đặc biệt nếu sửa lại dùng tiếng khác thí dụ như bán xôi làm gì thì chưa ắt câu hát được phổ biến khắp miền hậu giang thuở trước thuở ấy bán nồi là cái nghề khôi hài chú lái nồi làm ăn cần cù nhưng bao nhiêu may rủi xảy tới thình lình lật ngược tình thế giống như người cờ bạc đang lúc tuổi trẻ sức lực còn hăng ông già kiệm lúc bấy giờ gọi là bảy kiệm muốn thử thời vận một buổi sáng đi dơ dẫn trên bờ sông chàng trai bảy kiệm gặp chiếc ghe bán nồi sau khi làm quen chú lái nọ nhờ bảy kiệm chỉ dùng con đường đi tắt qua xẻo cạn đền đáp lại tấm lòng tốt ấy chú lái cho biết dàn câu bắt cá như cậu thiệt là quan uổng tài trai suốt đời không rời khỏi xó rừng bảy kiệm hỏi đi bán nồi thì được dịp dạo chơi đó đây nhưng tôi không có vốn chú lái nói giọng bí mật một cái nồi mua tại hòn đất giá vốn là ba xu đem về đây bán hai cắt vốn một bán ra bảy miệng có chiếc xuồng thì cậu đi buôn được vốn liếng không cần tới lò, cậu ra sức làm mướn như vắt củi, đào đất, chừng 10 ngày, cơm nước chủ lò đầy đủ, sau đó họ trả tiền công. Mình lấy nồi đem về bán lại à? Như vậy là hai bên đều có lời. Chủ lò bán được một mớ nồi, có lời. Mình đem nồi về xứ bán lại, có lời. Đúng là cái nghệ không vốn Rồi trong lúc hăng hái yêu đời, bảy kiểm tiếp tục làm bài toán, khi chú lái chống ghe nồi đã khuất dạng sau mé rừng trầm thủy về sớm mình bán nồi thật rẻ cho bà con ai không tiền thì mình đổi lúa, cá, tôm bán không hết mình đem mớ nồi còn dư tới tiệm tạp quá mà gửi hoặc bán rẻ chủ tiệm mừng rỡ vì họ có lời khi túng thiếu mình tới tiệm lấy năm ba đồng bạc cần thêm đường đậu, thuốc hút mình chưa vợ con tội tình gì mà không phiêu lưu một chuyến tới hòn đất Đường về hòn đất không xa cho lắm, ngặt vì chưa đóng thuế thân nên bảy kiệm đành bơi xuồng theo đường quanh nẻo tắt. Tới kinh dài, cậu cho xuồng ra bờ biển, bơi ngang chợ rạch giá để tránh sự xét hỏi của lính mã tà. Qua chợ, cậu vào dàm rạch dòng. Tới đây khung cảnh hoàn toàn mới lạ so với miệt thứ nơi chôn nhau cắt rúng của cậu. Mấy đứa trẻ chăn trầu mách bảo, Đằng chân trời kia kìa là hòn đất, hai bên là hòn sóc hòn ma. Bể kiệm hỏi luôn, từ đây tới hòn đất còn bao xa? Nghe nói hòn đất dính trong đất liền phải không mấy em? Một thằng bé chỉ căng chòi bên cây cầu khỉ rồi nói, Chú hỏi ba tôi, ba tôi đi hòn đất mấy lần rồi. Giúp kẻ lỡ đường vài bữa cơm, cho ngủ nhờ vài đêm là chuyện quá dễ dàng đối với bất cứ người miền quê nào ở Hậu Giang miễn là ông khách chịu uống rượu đế, ăn cơm với cá kho và ngủ trên bộ gián bằng cây tạp. Bảy kiệm được chủ nhà đón tiếp niềm nở. Ông ta tự giới thiệu là Tư Hy. Tư Hy nói, cậu đi tới sóc xoài, ngủ một đêm rồi tới ngã tư tri tôn, ngủ một đêm nữa, sáng ra bơi tới trưa là tới hòn đất, vui lắm. Bảy kiệm hỏi thử, nghe nói bán nồi lời lắm phải không ông? Không vốn mình tới đó làm công, Chú em nói phải Qua đây lúc trước cũng bán nồi Sao ông không bán nữa Chủ nhà nhếch mép Cười bí mật Ờ thì lớn tuổi rồi Đâu còn sức bôn ba Sống như vậy sướng hơn Làm vua một cõi Thật ra chủ nhà nào sung sướng gì đâu Bảy kiệm đành thở dài Ngậm ngùi khi quan sát bốn phía vách Mớ lá cần đớp rách te tua dính lủng lẳng vào sợi dây lạc mục ở đầu sông nhà. Bà chủ nhà mặc quần cục vì thiếu giải. Trong bộ lúa nhỏ bé còn giỏm dẹn chừng hai dạ lúa. Con chó giá cứ nằm ngủ dưới bộ giạc, mở mắt liêm diêm, chắc là đang đau yếu. Đột nhiên, bảy kiệm nghe tiếng con gì kêu hơi lạ. Anh ta hỏi, gà gáy hay là nai kêu? Chủ nhà cười giòn. Ở miệt dưới, chú em chưa rành cái con đó con công kêu tố hộ. Đằng kia là nhà ông Tây Louis, chủ điền của tôi. Ông nuôi con công, con thỏ, đủ loại thường cầm hạ thú. ổng cũng nghèo như tôi. Xứ này đất phèn, muốn đắp bờ gian, đào kinh thì ông Louis không vốn. Tá điền ở lưa thưa, người một nơi, làm bậy dài công ruộng, rồi ra đồng bắt cá, đặt lương. Ai siêng năng thì ra biển câu cua, làm ruộng không xong, chạy lưới khó khăn. Cá tôm ở miệt Cà Mau chứ đâu có ở miệt này. Đêm đến, bảy kiệm ngủ say một giấc, đầu vào khoảng canh tư, cậu ta thức giấc, nghe tiếng đờn co não nụ. Chủ nhà ngồi gần bếp ung, thỉnh thoảng buông cung đờn, nâng chén rượu. Ăn cơm sáng xong xuôi, bảy kiệm lên đường, nhắm hướng sóc xoài. Chủ nhà cầu chúc cậu ta thượng lộ bình an. Cậu bơi xuồng chậm rãi, ngang qua ngôi nhà sàn thấp lè tè, có lẽ là của ông Tây Louis. Bảy kiệm bỗng dưng thấy kiêu hãnh là thường Dân xóm này lười biến quá Từ ông tay chí những thằng dân Tận nhân lực mới tri thiên mạng Họ già rồi Mình còn trẻ Phải hăng hái lên Chiều hôm ấy cậu đến sóc xoài Xóm nhỏ chạy dài trên dòng đất cao Xuồng trôi lơ lửng dưới kinh sáng Bầu không khí lại thay đổi Kinh sáng chạy thẳng băng phía trước mặt Nơi ngã ba Ghe xuồng tụ tập khá đông và chiếc ghe bán nồi điểm màu tươi mát màu hương đậm nồi chất khá cao bốn phía ghe có mấy cây tre nhỏ ràng buộc lại cậu muốn ghé nhưng ngại cái tai nạn xét giấy thuế thân dòm giáo giác hồi lâu cậu cập bến hỏi thử ông hai ơi đây đi ngã ba tri tôn rồi tới hòn đất còn bao xa cỡ này dễ mua nồi không ông hai trợn mắt nhìn chiếc xuồng của bảy kiệm rồi cười vẫn nụ cười bí mật cậu còn nhỏ mà ngon hơn tôi. Bảy kiệm hơi bối rối. Dạ, con đâu dám. Tôi nói cậu đi mua nồi mà đem chiếc xuồng quá nhỏ, chở được mấy cái. Làm sao đủ vốn đủ lời. Dạ, con không có vốn lấy công làm lời. Nhưng mà chiếc xuồng đó không vững cậu giỡn sao chứ. Nhìn thấy hai bó tre bè và chuối cây cặp dài theo be ghe của ông lái, bảy kiệm nói nhanh thì con cũng lấy chuối cây buộc dài theo be xuồng cho nó vững. Vậy thì ngon rồi, cậu đâu thua tôi, chắc tôi dẹp nghề này. Giọng nói hách dịch ấy khiến bảy kiềm giận ngầm, mua hai đòn bánh tét rồi xô xuồng rồi bến. Cậu đoán chừng, ông đó sợ bị cạnh tranh nên bị chuyện cho mình bị thối chí để ông ta chiếm quê lợi một mình. Tại sao cái nghề lái nồi khó khăn như vậy? đến ngã ba tri tôn trời vừa chặn dạng tối bảy kiệm mừng thầm vì hòn đất hiện rõ rệt trên nền trời tưởng chừng như thấy từng gốc dừa từng tảng đá hòn không cao cho lắm dưới chân hòn giai đốm lửa chập chờn có chiếc xuồng nhỏ từ xa bơi ra bảy kiệm lên tiếng bà ơi cho tôi hỏi thăm từ đây tới hòn đất còn bao xa có giọng trả lời bơi giỏi thì nửa đêm mới tới chỗ gần chỗ xa cái hòn đất đi bộ suốt ngày không giáp dòng Cậu muốn tới chỗ nào? Dạ, tới chỗ mua nồi. Bà lão nói gắt. Ai mua? Ghe nào chở nồi đâu? Dạ, chiếc xuồng này. Bà lão nói. Làm chuyện ba láp. Trở về xứ đi. Lần này bảy kiệm hết sức quan mang vì trong bóng tối bà đâu thấy nát mặt cậu mà thương hay ghét. Với người xứ xa mới tới, lẽ nào bà lại có ác ý? Bà lão khuất dạng, bảy kiệm lo rầu vô cùng. Chẳng lẽ cứ bơi xuồng cho đến lúc nửa đêm? hòn đất rộng mênh mông biết tìm nơi nào mà tạm nương tựa Bằng đêm mà khuấy rầy thiên hạ là điều nên tránh bên bờ kinh sáng căn tròi hiện ra giữa nền bếp tỏa khói ấm áp cặp ghe lại lên tiếng tuyệt nhiên chẳng ai trả lời bốn phía vách trống quang gión dạng có bộ dạc lót bằng cây tràm con cậu ngồi trên dạc dùm mấy khúc củi cho lửa cháy cao ngọn từ dưới bến chiếc xuồng ghé lại Một người chạy thẳng vào tròi mà hỏi Ông trời nào đó Bảy kiệm đứng khép nép Xin lỗi ông Tôi ghé ngủ nhờ vì không thấy ai trong tròi nên hơi ẩu Người nọ cúi xuống để thổi bếp ung Gương mặt rắn rỏi Tóc dài bù xù Mắt sáng Mình mẩy ướt mem Muôn sự của chung Ai ngủ nhờ thì tôi được phước Anh bạn đi đâu vậy Dạ đi mua nồi Ghe đâu Bạn bè đâu và dạ, chiếc xuồng dưới bến đó nghe nói nghề này dễ nên tôi nghèo từ rạch giá qua đây dọc đường thiên hạ nói nhiều chuyện nghe thối chí quá chủ nhà vuốt mái tóc ướt mem rồi vói tay lên nóc chòi nói lia lịa cứ ngồi ngồi với tôi chủ nhà lục sột soạt trên mái nhà thoạt tiên bảy kiệm ngỡ là tìm con dao nhưng anh nọ cười giòn thuốc rê hút với tôi một điếu mấy ngày rày thiếu người nói chuyện buồn quá Nè, trước lạ sao quen, tôi có tật gặp đầu nói đó. Ai dạy anh cái chuyện đi mua nồi như vậy? Hồi xưa tôi cũng mua nồi như anh rồi bây giờ, thân thể như vậy, như vậy. Bây giờ, bấy kiệm thuật lại đầu đuôi cuộc hành trình để đi đến kết luận. Tôi là đứa dại, dọc đường ai cũng cười tôi, nhưng tôi chưa hiểu, nhờ anh. Anh chở nồi đầy xuồng rồi làm sao mà bơi? Nếu chở chừng hai chục cái nồi, làm sao bù lại công lao năm mười ngày rồng rã, hết bơi xuồng thì đào đất, cho thiên hạ để đổi lấy nồi. Mà chở nhiều quá thì... Bảy kiệm cứ gãi đầu, tôi chưa hiểu. Cha này, ở cái xứ văn câu đặt lờ, hèn gì khờ quá. Ngồi sau lái bơi xuồng thì làm sao thấy phía trước để giữ lái, quẹo qua quẹo lại. Bảy kiệm nói hơi bối rối, thì tôi đứng mà bơi hoặc là tôi tra hai cái bổ chèo để mà chèo đôi đứng thì chiếc xuồng lúc lắc muốn quề vốn anh phải chở năm mười lớp nồi cao khỏi đầu lên kìa mà quề vốn thì coi như lỗ vốn anh còn phải trừ hao nồi bể hoặc là hàng trăm tai nạn dọc đường gió xuôi thì anh không có cách nào để chạy buồm tra cái cục buồm chỗ nào bây giờ gió ngược thì anh phải đậu lại mà chịu trận ai đụng nhầm thì xuồng chìm hai ba chục cái nồi bị bể đó là chưa nói anh không có giấy thuế thân gặp ai làm khó dễ khi qua chợ sóc xoài làm sao anh trốn chiếc xuồng ngờ ngờ một đống vậy thì làm cách nào để chở nồi đem về bán lại phải có chiếc ghe thật to trước mũi sau lái bạn bè thay phiên nhau mà coi chừng làm bài toán như thế nào mà thiên hạ thọt cây sao vô đống nồi bể hàng chục cái mình vẫn quầy vốn mua một cắt bán một đồng trừ hao chín cái bể dọc đường Bảy Kiệm cười thầm rồi nằm xuống. Anh chủ tròi cho biết thêm rằng dạo trước anh cũng từng bán nồi rồi chịu thất bại vì thiếu vốn để mướn ghe, thiếu bạn bè. Bây giờ anh sống bằng nghề nhổ bàn, bán lại cho mấy người trong xóm đương đệm, cà ròn. Chủ tròi kết luận, người miên nắng nồi vì họ thích ở một chỗ, người Việt ưa đi mua nồi vì thích phiêu lưu, người Hoa Kiều thích ở chợ, lập cái dựa nồi để dễ thâu lợi. Khoai nguội rồi ông ơi Thức hay ngủ Ông già kiệm nằm liêm diêm Ngắm mấy gì sao trên trời Giật mình trở lại thực tế Tao thức đây Nhớ trả lại cái nồi cho người ta Ăn rồi Ông nói cái chuyện câu hát Em bắt anh đi bán nồi cho tụi tôi nghe Xa xui lắm Nói ra tụi bay không tin Để bữa khác Rồi ông lẩm bẩm Có nồi đất mới có nồi nhôm có cực khổ của lớp già mới có lớp trẻ bây giờ. Không có nồi đất thì khoai cũng chín. Tụi bay thấy không, nhưng mà không ngon. Mai chiều cái nồi này bể, tao cũng chết. Nhưng mà... Bọn trai như chợt hiểu. Đêm nay thiếu ông, thiếu cái nồi đất thì tụi tôi ngủ khò hồi nãy rồi. Đâu có siêng năng như vậy. Tấm lòng vàng Nhờ gió xuôi, nước xuôi nên chiếc xuồng cứ lướt tới ngon trớn. Lụ như không hay biết đến chi tiết ấy, cứ mãi mê nhìn cánh đồng lúa chính hai bên bờ rạch. Nàng nghĩ đến ngày mai, đến chuyến về. Mẹ con nàng từ Long Xuyên qua vùng biển sình lầy rạch giá với hy vọng kiếm thêm vài hũ mắm, vài giả lúa sớm. Hôm nay nhờ siêng năng nên mẹ con nàng được bà con trong xóm mến chuộng đón tiếp niềm nở. Bỗng dưng Huệ, con gái nàng, ngừng tay rồi dây lại sau lái, xích chút nữa là cây dầm rơi xuống nước. Má ơi, ai kia? lũ ngước lên, nãy giờ nàng đã chú ý ít nhiều đến gã đàn ông ấy. Hắn là hai tỷ. Hôm qua lúc đầu xuồng bên trại ruộng, lũ đã nghe vài giai thoại về nhân vật đáng ghét ấy. Đại khái, anh chẳng bao giờ muốn lập gia đình, mặc dầu tuổi trên 40, Hai năm rồi hắn tới lui sớm biển này, cứ rong chơi rồi làm mướn cho qua buổi, nơi nào có gái đẹp đăng ba quá, có đám tiệc là mò đến. Ở cái xứ dưới sông cá lội trên bờ lúa phơi, hắn cứ sống thênh thang, quần áo lành lẻ, thuốc hút bao giờ cũng đầy đủ. Huệ nói gắt, cố ý nhắc lần thứ nhì, "Má ơi, ai kìa, ổng chạy theo." Lụ lên tiếng. Ai thì mặc kệ họ, con cứ bơi ra già ngoài đó thiếu công gặt. Người nọ chính là hai tỷ, lụ không lầm. Anh ta đứng sát mé rạch, hút một hơi thuốc, rồi hỉnh hỉnh lỗ mũi, thở ra hai làn khói trắng. Trong anh ta hơi đần độn, nước da đen ngâm. Trong phút giây, lựu liếc nhanh rồi cúi mặt. Gương mặt anh ta lầm lì, đôi mắt sáng rực, Lựu có cảm giác như bị tên cướp Tên lâu la chặn đường để đòi tiền mãi lộ Làm sao bây giờ Nàng muốn tri hô lên nhưng làm vậy khó coi quá Đằng kia cách mũi xuồng chừng hai công đất là tới xóm nhà Hai tỷ bước đến sát mé bùng chặn mũi xuồng Quệ bơi thật mạnh Thằng cha vô duyên quá Để con mắng nó một trận Lựu cản lại Để má hỏi thử con sao nóng nảy Hai tỷ cứ bước theo rồi quăng cái tàn thuốc xuống nước sát lái xuồng để tỏ rằng ta đây bất chấp thái độ vô phép ấy. Lựu say lại. Anh hai muốn quá gian qua bên kia. Hai tỷ cười giòn. Qua bên đó làm cái gì? Tôi đi theo để mời cô lên bờ bàn chuyện làm ăn. Quệ tức giận. Ông không quá gian thì cứ đi trên bờ. Nhưng tôi muốn mời bà con lên bờ nói chuyện cho vui. Mùa này trời nắng, tôi đâu phải là ăn cướp Cô không ghé lại thì tôi chết luôn Tôi nhảy xuống rạch Gương mặt hai tỷ trở nên hiền lành hơn bao giờ hết Anh ta này nỉ chớ đâu có hâm dọa Đúng là kẻ si tình Lưu cười tủm tỉm Để lộ hai núm đồng tiền Chết đâu chết phức cho rảnh Để mẹ con tôi làm ăn Nghèo lắm nên mới tới xứ này Hai tỷ biết mình đang thắng cuộc Nên cứ nói liều Tôi nhảy xuống rạch không phải để tự giận Nhưng để kéo xuồng cô lại Lưu trợn mắt Đủ rồi ngang, đừng có giỡn mặt Ai giỡn hồi nào, tôi nói thiệt mà, bấy lâu tôi mới gặp một người. Chiếc xuồng lướt nhanh hơn vì lần này lựu cầm dầm bơi thật mạnh. Hai tỷ đứng một mình bên cánh đồng lúa chín vàng mơ. Dài áng mây trắng lướt qua, che phủ rặng cây mắm ở bãi biển. Sóng biển đánh ầm ầm vào bãi như bản nhạc rì rào, buồn bã. Anh ta ngồi xuống, vuốt mồ hôi tráng lựu quả là người có hường nhang nàng hơi lớn tuổi rồi mà coi còn trẻ ngồi gần con thì có thể tưởng lầm là hai chị em con gái miệt hai huyện mà mấy năm trước hai tị đã gặp nhiều cô gái từ cần thơ long xuyên đến gặt lúa mướn hoặc tác đìa mua cá làm mắm tuy nhiên anh ta chưa bao giờ sửng sốt ngơ ngẩn như khi gặp lựu lần đầu tiên nếu không lầm thì lựu đến đây từ nửa tháng qua anh ta đến làm quen khi nàng lui cui nấu cơm bên hè nhà ông Đại Hương cả. Nàng không nói nhiều, mấy người ở mướn cho ông Đại Hương cả cứ theo sát anh ta mà chế giễu. Cha nội này lặm rồi. Hai tỷ đáp, tôi là người đàng hoàng, nếu người ta đồng ý thì tôi sẵn sàng làm đám cưới, chuyện đó có gì xấu hổ. Cả bọn cười ầm lên, một chàng trai cho rằng nếu đi gần nhau thì thiên hạ tưởng lầm rằng lựu là chủ nhà, hai tỷ là đầy tớ. Đêm đã khuya Khi tới xóm biển Lựu dừng xuồng lại Hai mẹ con lên căn tròi quang Khá trống trải nhưng ở gần xóm Có lẽ đây là tròi giữ chim Dưới rạch Nhiều người bơi xuồng qua lại Bàn tán chuyện cờ bạc Chuyện đốn củi lậu thuế Chuyện nợ nần Lựu nói với con gái Khuya rồi con vô nóp mà ngủ để mai gặt lúa Trước khi chung vô nóp Huệ lo cho mẹ, nhớ đến chuyện chọc ghẹo hồi trưa đoán được tâm trạng con lựu thúc giục ở đây gần xóm chẳng lẽ mẹ con mình ngủ nhờ nhà thiên hạ cọp xấu gì mà sợ mình đâu có tiền bạc ngủ như vậy yên thân hơn ở nhà thiên hạ mình phải mang ơn làm giúp chủ nhà bao nhiêu công chuyện lặt vặt huệ biên lời mẹ ngủ trước lựu nằm hồi lâu vì tiết trời hơi nực nàng tung nớp ngồi dậy và nhìn về phía biển đêm ở miền biển khá đẹp nếu không có mũi cắn nàng đặt mấy khúc củi vào bếp ung nhớ đến ngày về lúa thì dư cá mắm thì thiếu cá lóc táp mồi nghe đùng đùng dưới rạch sát vàm biển vì chưa gặt xong nên người ta còn đắp đập ngăn nước mặn đập còn đó nhưng nước ở dưới rạch không được ngọt lựu cứ thắc mắc tại sao mình không sắm dây cần câu cá đớp bọt cá di chuyển về ngọn rạch thấy rõ từng con cá lóc ở đây lớn gấp ba cá lóc ở Long Xuyên nhờ sống lâu năm trong rừng tràm. Dân chúng thì lười biến, nhiều cái đìa nhỏ giữa ruộng đầy cá, vậy mà không ai chịu tác cạn. Bỗng đầu, một cục đất khá to rơi tõm xuống rạch, cách chỗ lụ đang ngồi chừng vài bước, nước văng lên, lụ la quảng. Ai vậy? Có giọng cười the thé sau đống rơm. Tôi mà, chừng này cô chưa ngủ. Lụ dài lại, nhận ra hai tỷ, Nàng nói rõ từng tiếng Anh này vô duyên quá Tới đây làm gì Dạ tôi muốn nói chuyện Chuyện gì ba ngày nói không được sao Hai tỷ đến gần lựu Ngồi xuống Dạ ba ngày gặp cô mà cô không cho tôi nói Tôi la là làng bây giờ Hai tỷ nói khẽ Tội nghiệp mà Tôi nói chuyện rồi tôi về Cháu nó ngủ rồi hả Ừ nó thức bây giờ Hai tỷ nói nếu thức thì nó lên tiếng chửi tôi Nhất định là nó đang ngủ mê Cô cho tôi nói Để xua đuổi chàng đàn ông cố ly này Lựu gật đầu Anh nói cho mau tôi nghe mà Bây giờ hai tỷ mới nói khẽ Tôi sẵn sàng giúp cô bất cứ chuyện gì Cô ở xứ xa mới tới Tôi rảnh rang suốt ngày lũ nói Anh nên lo thân cho nên nhà nên cửa Tôi biểu anh về nhà Rồi đây thiên hạ đàm tiếu Hai tỷ nói bình thản. Thu thiệt với cô tôi không muốn cất nhà. Ba má tôi để lại căn nhà tốt lắm ở xẻo đước. Ai đàm tiếu mà cô sợ. Tôi muốn giúp cô. Tôi muốn kiếm vài yến cá để làm mắm. Anh giúp tác đìa mướn thêm một người nữa. Tôi gặt lúa lấy tiền trả công. Hai tỷ gật đầu. Trời giúp người hiền lành như cô mà. Cá dưới rạch nhảy tưng tưng cô thấy chưa? Tới mùa của nó rồi. Lần này, lũ phải chú ý đến một chi tiết quan trọng. Cá lóc cứ nhảy dựng, nhiều con từ giữa dòng rạch lội nhanh vô bờ, cắm đầu vào mé cỏ như mũi tên, như ngọn lao phóng tới. Dù lý nhất là vài con cá từ bờ bên này đang ẩn náu dưới lớp cỏ mà bỗng dưng nhảy lên, rớt xuống rồi lội qua bờ bên kia. Cá lội ngang mặt nước nổi sóng, thay vì di chuyển ngầm bên dưới khuất dạng. Lựu hỏi, tới mùa cá nhưng là cá của trời, mẹ con tôi tay yếu chân mềm. Cô cứ ở đây một ngày nữa, và mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, xin cô cho phép tôi ngồi tại đây cho đỡ buồn. Cảm ơn anh, bây giờ hơi khuya. Thì tôi về, sáng mai tôi tới đây, chắc cô không xua đuổi. Giái trời, tôi tính không sai chạy đâu, trên đời này chưa ai cực khổ như tôi. Dạ, anh về ngủ yên, tôi hiểu anh lắm. Câu nói ngọt ngào ấy khiến hai tị vui sướng anh ta đi tới xóm biển, dỗ cửa quán rượu, uống một hơi gần cạn chai rượu thuốc con cọp để ca ngợi và mừng sự may mắn. Đêm nay, chắc lựu nhớ đến anh trong giấc mơ. Quệ ở lại, ra ruộng gặt lúa, mặt trời đã lên cao, lựu được hai tỷ mời xuống xuồng đi xem chỗ bắt cá, nàng hơi ngạc nhiên. Gần hay xa, họ bán bao nhiêu một ký, phải chi có cái đìa nào bỏ quan Hai tỷ đáp, cô đi theo tôi không tốn một xu. Chiếc xuồng trôi nhanh về phía biển, Hai Tỷ hỏi, "Thưa cô tin gì, chẳng hay cô có ai không?" Lụ đáp, "Tôi tin Lụ, vợ chồng xa nhau ở riêng lâu rồi, thôi đừng hỏi chuyện đó nữa, còn anh." Tôi là người xấu số nhất trong làng này. Kia, một con cá lóc nhảy lên cao rồi rớt xuống, cá quậy đuôi như muốn bay lên, Lụ thích chí, "Thế sao vậy, con cá lóc?" anh bơi xuồng tới coi nó nằm lừ đừ con cá ngửa bụng trắng phao quạt đuôi nhẹ nhẹ hai tỷ chụp con cá quăng vô xuồng cá không cựa quậy nữa lựu hỏi tại sao con mắt nó đỏ chạch lát nữa tôi cắt nghĩa cô nghe cô nhớ kỹ đây là khúc sông vắng vẻ hai bên bờ không có nhà tùy ý cô muốn làm gì thì làm không ai tranh cản gì hết mời cô lên chòi chẳng lẽ giữa ban ngày mà hai tỷ dám bày chuyện tồi bại gió biển thổi hù hù, dường như có con khỉ kêu chét chét ở cây bần sau hè, hai thị trải chiếc chiếu rách rồi nói khẽ. Chắc cô khinh tôi, tôi mời cô để nói chuyện bắt cá ngày mai, tôi chỉ dẫn cho cô biết đường đi nước bước. Ở xứ này, mỗi năm có một lần cá dại, nước ngoài biển tràn đập, chảy vô rạch, đây là con nước ngày 18, bao nhiêu cá gặp nước mặn, chạy trốn không kịp, con mắt đỏ lòm như cô thấy đó. Chừng một giờ đồng hồ là cá không lội được, cứ nổi trên mặt nước. Con nào còn sức thì phóng mình lên bờ, trọn khúc rạch này thuộc về cô, cứ bơi xuồng mà bắt không ai cạnh tranh. Mấy người khác thì bắt cá ở phía giàm, phía ngọn, trước nhà họ. Lựu gật đầu, chuyện cá chết dại vì nước mặn chẳng có gì là quan đường. Nàng nghe nói một lần hồi năm ngoái rồi, và dạ đâu hai tỷ tử tế tới mức này, nhưng chừng nào cá vô tay thì mới chắc ăn. Giờ đây cá còn lội dưới nước mà Nàng nói Sáng mai cá nổi lên chưa Hai tỷ đáp Đúng con nước ngày mai Cái đập ở ngoài vàm hổm rầy có mọi rồi Mùa gặt gần dứt Không ai sợ lúa bị háp Cô đi cho sớm Lựu muốn chấm dứt câu chuyện Vậy thì anh đưa tôi về tròi Cho tôi xin con cá này đem cho con quệ nó mừng Trên đường về Lựu quan sát hai bên bờ rạch Quả thật có nhiều con cá lội tung tăng vô cớ khúc rạch quá dài nếu bao nhiêu cá lóc cá trê nổi lên thì nàng dư cá để làm hai lu mắm hai tỷ nói hừng sáng cô nhớ bơi xuồng ra đây dọc đường gặp cá lại vớt lên không ai dám tranh cản đâu nhiều khi thiên hạ quên cái chuyện cá chết dại cuối năm cô đi sớm lúc họ chưa thức vào khoảng bảy giờ sáng hôm sau lựu và đứa con gái cho xuồng cặp bến trước chòi hai tỷ khoang xuồng đầy cá chết dại nhiều con to cỡ bắp chân người ở xóm ngọn chưa hay biết vì trên ấy nước còn pha chè cá sống tạm được hai tỷ hút thuốc rồi dục đứng dậy mời cô quệ vẫn bực tức vì hai tỷ muốn chọc ghẹo mẹ nó bên kia bờ còn cá nhiều lắm má ơi lũ nói khẽ Huệ à nhờ ông ta điềm chỉ mà nãy giờ mẹ con mình được bao nhiêu cá đây để má nói vài lời cảm ơn Lạ thay, khi lũ lên bờ thì hai tỷ như buồn rầu, bẽn lẽn. Sao vậy anh? Hay là anh bệnh? Hai tỷ dây lại. Chừng nào cô về, hãy làm xong mớ cá này. Cô về chứ gì? Nãy giờ tôi mất vui khi nghĩ tới chuyện đó. Còn ở vài ngày mà. Hai tỵ thấy Huệ đang nhìn anh ta với thái độ hằng học. Cô biểu cháu đem cá lên sân này mà đánh giải, mổ bụng để lâu nó sình. Tới trưa đi tiệm mua muối. Hai mẹ con lựu cười nói lăng xăng, họ mượn thêm cây dao của hai tỷ. Huệ khen ngợi nào là cá dễ bắt, cá mập, đem về Long Xuyên bán có giá. Năm tới, gia đình sống khá giả nhờ lưu mắm này. Đống cá đã rơi được phân nửa, lụ xua tay, bày rùi đang bu vào đống dãy cá đầu cá. Đột nhiên, mắt nàng bắt gặp hai tỷ, anh ta ngồi dưới bến, hai tay ôm đầu, gương mặt thảm não vô cùng. Lụ đứng dậy nói như ra lệnh Quệ à con ở đây Để má đi cảm ơn ông ta một chút Đến gần hai tỷ Lụ rửa tay rồi hỏi Anh làm gì mà ngồi đây Em mang ơn anh Bây giờ đền ơn bằng cách nào Hổm rầy gặt lúa mướn em được chút ít tiền Hai tỷ đáp lại Cá của trời đất chứ đâu phải của tôi Nếu cần tiền tôi làm quen với cô làm gì Đồng tiền không nghĩa lý gì hết Lụ nói khẽ Em nói chưa hết lời Em dư chút ít tiền mua chai rượu cho anh Nhờ anh mà em được mớ cá này Không tốn công tốn của Ở xứ xa mới tới Làm sao em biết được cái chuyện cá chết dại Mà đoán trước Hai tỷ ngước mặt Cô xưng em với tôi thiệt tình hả Tôi khờ khạo tôi ngu dại lắm Chắc nhiều người nói với cô rằng Tôi là đứa không ra gì Lụ hơi cảm động Rõ ràng hai tỷ đang buồn bực Tuyệt vọng nghĩ đến ngày mai Nàng ăn ủi khéo léo. Anh ở đây chờ em năm sau. Như vậy là ngày mai cô về, về cho ở đây hoài sao? Có lúa, có cá làm mắm, vậy là xong xuôi, gần Tết rồi, nếu có dịp năm nào anh đi Long Xuyên cho biết." Hai tỷ lắc đầu, buồn lắm. "Cha tôi hồi đó ở Long Xuyên rồi trôi nổi tới xứ nước mặn đồng chua này. Ngày đầu trên đó là miệt vườn sông sâu nước chảy." Ai cũng biết ngâm thơ, vịnh phú, đàn bà con gái tối ngày ở trong nhà, mãn năm tắm bằng nước ngọt nên trắng da, dài tóc. Tôi mà tới xứ cô thì thiên hạ chê là quê mùa. Ở xứ này đây, tôi cũng là nhà quê rồi. Bỗng dưng mà lựu để rơi hai hàng nước mắt. Nàng dây lại, dường như hai tỷ cũng xúc động. Nàng muốn nắm tay hai tỷ để an ủi nhưng không dám. Anh đừng nghĩ vậy năm tới em lại xuống ở xứ quê con người mới có tấm lòng vàng tay đầu đỏ năm xưa bây giờ ở ngã ba bần ổi còn ba bốn đống gạch dụng hồi năm bốn mươi sáu đó là cái bót tay nhớ từ bốn mươi lăm về trước nó là cái lẫm lúa mười căn của thằng tay đầu đỏ có người cắt nghĩa rằng kêu tay đầu đỏ vì hồi giặc 14, 18. Nó đi lính đầu đỏ. Nhưng tôi nhất định không tin làm vậy. Nè bà con ơi, tôi biết rõ lắm. Tôi là Tư Phước, nhà ở cầu Cống Đá, làm tá điền cho nó đến bốn chục năm nay. Tóc tay thường thường màu vàng que, còn tóc nó sao đỏ hực. Vậy mới kỳ. Màu sậm như máu, mà ngời ngời như lửa cháy. Miếng đất này nguyên của dân trong xóm khẩn phần địa hạt, nó vận động khẩn phần quản hạt dực tuốt. Ngoài ra, nó có đất ở Long Xuyên, ở Sóc Trăng, ở Cần Thơ, lại còn thêm nhà máy xay ở chợ lớn, phần hùng ở vườn cao su Biên Hòa, rồi nhà nghỉ mát ở Đà Lạt. Nó đâu có rảnh tay để về thăm miếng đất cò bay thẳng cánh. Thiệt giống như con mãng xà dương, văn kỳ thanh mà bất kiến kỳ hình. Nhưng lần tay tính lại cho kỹ, từ hai chục năm nay, nó có lai giảng được hai lần. Lần sau, hồi tháng 4 năm 44, trước Nhật đảo chánh một năm. Tôi nhớ rõ năm đó, nó hiện hình trên chiếc cano năm ngựa quay vệ làm sao. Từ xa thấy sóng nước cuốn dòi, quăng tạc lục bình lên tận nửa sân nhà. Thằng hai bắn vàng thung, thằng tí nhấp cá lóc đem hết sức cha mẹ đẻ ra phi nước rút. Con tôi là thằng Sơn, năm đó mới 13 tuổi, đứng lính quýnh Tôi la lên Muốn chết yếu sao ở ngoài ấy hả Nó niệt bò sau chuồng Tôi thì khép bớt cửa lại Để he hé Dòm thấy tay đầu đỏ bận đồ nỉ xám Cao như xếu Khệnh khạng bước lên Một tay xách hai cây súng Vợ chồng cặp răng dương trên lẫm xuống đón mừng Hì hục khiên cái giỏ mây theo sau Mùi dầu xăng bay khét khét Tôi mệt giả dưỡi Nghe trái tim đập thình thịch như cái máy cano nọ còn rồ chạy trong ngực chuyến này thì biết lúa hai năm nay chưa trả đủ số lời nợ lại đẻ ra nợ thằng sơn lui cui dọn cơm xuống đất con con cá nướng này ba ăn luôn đi ba tôi giật mình nuốt cho mau đi nó nói mình ăn cắp cá dưới kinh nó đánh bây giờ ba không ăn đâu con tôi mắc nghẹn mình trốn đi mới được ba à tôi nói không ông nội con có trối lại một câu mà ba nhớ hoài đừng đi ở đất khác cho thêm nghèo kiếp tá điền đi đâu cũng vậy. Bên kia lẫm, người ta mở cửa quét tước, lại có tiếng chén, tiếng ly khua rỗn rãng. Tôi kéo mạnh cánh cửa vô sát dách, tuổi bấy phận mình không bằng con ông cái kiến. Loại ông kiến còn tự do đánh lại kẻ nào, toan xâm chiếm ổ hang của chúng. Còn tôi thì có nước nằm đây chờ chết. Gà nhà ai gái trưa kéo dài như đứt ruột. Chừng này mấy giờ rồi, Nước dưới kinh đổ ào ào ra cống đá. Cánh cửa dục mở, cặp răng dương hiển hiện trước mắt. Trời ơi, răng ràng đó, chớ đâu phải tôi chim bao. Tôi lồm cồm ngồi dậy kéo chiếu ra, cặp răng dương tay cầm cù ngéo ngồi chùm hổm trên cái cối giả gạo, miệng cắn cái ống vố. Tôi hỏi, ổng còn ở bển hả thầy tư? y cười khì khì, lộ ra hai cái răng vàng. Còn chớ đi đâu? công việc chưa xong mà, còn hai ba bữa nữa. Tôi lo lắng, thầy có nghe thân phận tôi ra sao không? Nhờ thầy, cặp răng dương im lặng, y đánh chim quẹt, mắt trận lên trận xuống, vừa dòm tôi, vừa dòm đốm lửa. Ra sao ra sến gì, chiều hãy hay, ổng chưa coi sổ sách. Ông nói với tôi, ông chán cao lương mỹ vị ngoài chợ rồi. Chứng này về đây, đổi gió ít bữa thôi ổng nhắc cho tôi nghe hồi tháng trước ổng nghỉ mát ở vườn thông đà lạt chim bắn để nguyên con treo trong tủ kiến chờ đến lúc sinh hai ba con giòi lớn đem chiên bột ăn nóng ruột quá hỏi một đường mà y trả lời một ngã tôi nuốt nước miếng ừng ực cặp răng dương được trớn từ hồi trưa ổng không ngủ mở cửa sổ cho mát rồi ổng liêm diêm hút thuốc thuốc thơm hiệu quê kỳ có bọc một lớp chì một lớp kiến cứ mỗi lần hút hai điếu tôi ngớ ngẩn thuốc thơm hút lạc hơn thuốc rê chứ gì y cười giòn ổng còn quê lắm đâu phải vậy ổng châm điếu thuốc thứ nhất cho lên khói rồi gác trước mặt còn điếu thứ nhì hút ngậm trong miệng tôi tò mò hỏi thử ông nói rằng hút điếu thuốc này mà coi khói điếu thuốc gác đằng kia bay lên nó ngon hơn còn một bộ ống cối bốn cái có khâu vàng xứ nóng trưa hút nhức đầu ổng không đem ra xài. Cặp răng dương phun khói thuốc tạt thẳng vô mặt tôi. Chưa hết, trước khi đi, y còn nhổ phẹt giữa nhà một bãi nước miếng to tướng mà rằng xuống nhà bảy cần một chút mới được. Tôi đứng dòm theo y một đổi thang dài. Bữa nay chủ nó về, nó làm mặt lạ với mình, Cứ cọp mà đòi lên mặt cọp. Hồi nó mới về đây, chưa làm cặp răng, mình nuôi cơm từng bữa. Tôi qua lẫm tay đầu đỏ lập tức Thấy nó đứng trên lầu, tôi thấp tha thấp thỏm xá đại nó một cái theo tục lệ. Nó quăng cái tàn thuốc xuống, trợn hai con mắt đục ngầu. Tôi chưa kịp nói ức giáp gì, nó khoát tay. A Lê đi! Hỏi cặp răng dương. Ông lớn ngủ. Cánh cửa sổ đóng lại một cái rầm, nó nói tiếng tay một dọc. Tôi đành lũi thủi trở về, bụng nghĩ thầm. Kệ nó, mình chịu đựng cái nghèo cả đời rồi, chịu thêm một buổi nữa cũng là không chết. Tới chiều cặp rằng Dương trở lại, y cắt nghĩa giọng dạc cái lợi, cái hại cho tôi nghe. Vậy mà tôi cũng ráng gân cổ vang lơn tới giờ phút chót. Trời ơi, phen này mổ bụng con bò chữa của tôi để trừ nợ, thiệt sao thị tư? Ông nói vậy đó, không tin lát nữa ông qua bứng cột nhà cho coi. Nhờ thầy qua hỏi lại lần nữa, có lẽ nào... Không, ông nói rõ bằng tiếng An Nam. Ông muốn ăn cái thai con bò trong bụng mẹ. Thôi tôi về Ông dẫn qua gấp Tôi ráo nước miếng rồi Đóng ung mờ mịt Khói cuồn cuộn lên cao Sao không bay thấu tới trời Thằng Sơn ở đợ hai năm rồi Để sắm con này Nuôi nấng kỹ lưỡng tới có chữa Cứ đầu tháng rưỡi mổ heo vô cỏ mần chầu Đút cho nó ăn tẩm bổ Mau mướt lông Nó đứng đó Bụng nó tròn do, vú căng sữa, cặp mắt lờ đờ không lâu đâu, một tháng nữa là con ngé lọt lòng. Mẹ nó liếm nó cho khô lông, nó đứng dậy, té lịch ịch một hai lần, rồi chạy tới chạy lui hí hởn. Bây giờ con bò mẹ sống đó cũng bằng không. Nhìn qua lớp khói chỉ còn thấy mơ hồ cái đầu, cặp sừng với hai chân trước. Nhưng cặp mắt của nó thì hiện ra lóng lánh, rõ ràng nó còn muốn sống. Tôi thấy nó mà đau đớn tận xương tận tủy vật dưỡng nhân sao nhân không cứu được vật lát đây kẻ mất người còn thằng sơn kéo đóng ung ra nó tưởng rằng khói lên nhiều quá làm tôi cay chảy nước mắt phải ba qua năn nỉ được mình mua con bò con thế cho ổng chớ con bò mình móng sò chân hắt phân ba sớm này dễ gì kiếm tôi không nói năng gì hết bên kia lẫm trời sẩm tối Mây đen hạ xuống thấp thấp Sao trời chưa sập xuống cho tận thế Sao không nổi lên một trận bão lục Như hồi năm thình Nhà ngói, nhà tranh chết chung một đống Mà kìa Tay đầu đỏ đứng sẵn tự hồi nào bên kia lẫm Nó cầm ba tông chỉ ngay vô mặt tôi Nạt lên một tiếng như mẹo kêu Mau, mau lên Tôi lính quýnh Bước lại khạp nước mưa Vét một thùng đầy để trước miệng con bò Uống lần nữa đi con con bò ngó thùng nước, ngút ngắt đầu rồi cúi xuống uống một hớp, đứng không nhúc nhích. Mũi mông bay đầy sau lưng, đuôi nó vẫn sụi lơ. Nó lựng khựng dặm chân một hồi mới chịu bước theo thằng Sơn. Trở vô nhà rồi, vậy mà con bò đi tới đâu, tôi biết tới đó. Móng nó chạm lộp cộp qua cống đá, móng nó nện đều đều lên sân gạch. Hai tiếng búa đập, một tiếng rống dài, Tiếp theo một tiếng búa với một tiếng rống dài nữa. Con bò niễn đầu một bên, nước mắt tuôn trào, ngửa mặt qua phía nhà tôi rồi ngã xuống. Trời ơi, chẳng dạng tối mà tôi mở con mắt trao tráo để chim bao trong căn nhà lạnh lẽo này. Tôi thấy bên kia lẫm như cảnh âm u, họ xé bụng mẹ kéo ra cho được cái thai. Nó đỏ hói, nó cục cửa, rồi tay đầu đỏ cười hề hề. Sao tay đầu đỏ không giết tôi để tôi chết thế con bò đó? Con bò đó chết, cả nhà cũng chết đói theo. Đầu óc lộn xộn quá chừng. Tôi chạy ra sân, đi dọc theo bờ kinh, tay quơ qua, quơ qua lại bó đuốc như thầy phép đuổi tà. Mất con bò rồi, nhà tôi còn cái mẻ kho cá với chiếc chiếu rách. Ăn trộm vô lấy cái gì nữa mà phải giữ, trăng khuyết lại bị mây che sao thưa lốm đốm mọc lộn xộn hơn mọi lần dòng kinh lấp loáng đỏ ngời nước chảy xuôi mà tối nay lục bình dường như trôi ngược gần tới nhà bảy cần rồi nhà dễ nhìn lắm nó lớn bằng cái cầu tắm của tay đầu đỏ thôi tôi xô cửa mà hét thôi rồi anh bảy con bò của tôi nó nuốt trọng nợ nần cũng phải trả như thường độ thất âm đức rồi tôi ngồi xuống thở mệt Chịu đựng có hai lão già ốm yếu Mà cái giặc tre rung rinh như đưa võng Bảy cần mặt giàu giàu như để tan Thấy tôi lại Anh bước vô kẹt vách Lấy chai rượu rồi sờ soạn trở ra Chân thấp chân cao Trên nền nhà chỗ lồi chỗ lõm Anh tỉnh táo Tôi ở nhà Vậy chứ ở đằng ấy xảy ra cái vụ con bò Tôi biết hết Còn tôi đằng này cũng khổ não vậy Đêm qua chim ụt kêu trước nhà tôi Trúng lắm Anh có hay cái gì đằng này không Tôi lấy làm lạ Nào biết trời trăng gì Anh bảy cần rót rượu Rượu đổ trật khỏi chén một nửa Anh cứ lạnh lùng rót tưới ra ngoài Mà nói Hồi trưa cặp rằng dương lại Kêu con mùi đi đằng tay đầu đỏ Tiếp nấu nướng gì đó Tôi biết con gái tôi Tới sáng mới về được Mù kế của tụi nó Tôi nằm lòng mà Tôi nhìn kỹ nát mặt bảy Cần, chợt thấy mình có chỗ an ủi. Anh tráng nhăn hơn tôi nhiều, đầu lại cạo trọc. Con gái thì mới có 14 tuổi. Bảy cần nâng chén rượu mời tôi. Anh Tư ở lại đây ngủ. Tối nay mình lấy rượu làm mùng. Bảy cần nói gì thì nói, tôi nào có chú ý nghe. Ngồi đây mà dơ dơ vẫn vẫn thấy toàn cái cảnh đằng lẫm tay đầu đỏ ngồi trước bàn ly rượu đỏ ngầu đĩa thịt bò thơm phức nó uống máu tôi mà nó khen ngon nó ăn thịt tôi mà nó khen bổ chợt đụng nhầm cái mùi rượu ở dưới chân anh bảy cần xông lên tanh tanh ớn ớn như mùi rượu đám ma tôi hậm hực phản cổ cọ bén lắm chém chuối hột đứt ngang được thì chém cọp cũng lìa bộ thằng già này kéo cày thế cho bò được sao chứ bảy cần giật mình ảnh nhìn chung quanh nhà vách phên thưa thớt có cũng như không bên hè đang sáng vàng vặt một con chó ốm tông teo chạy dục ngang ảnh nhướng mắt hỏi nhỏ thôi anh tư hơi đâu mà phiền muộn tay vách mạch rừng trúng chọi vô đá trứng bể chớ ai có thấy đá bể hồi nào đâu tôi phân bua đâu phải vậy miễn vừa chọi vô chán kiểu anh nghe chưa coi ai lỗ lời cho biết nhớ hồi năm 40 không? Mình tay không mà dám đồng hè nổi lên, làm cộng sản đánh tụi lính tập sơn đá, đòi trả đất cho dân nghèo. Tay sợ mình, nó mới bỏ tù mình. Anh phải cần thở ra. Tù ra khổ lắm, khởi nghĩa làm chi, tôi sợ tay rồi. Căn này nó cưỡng bách con gái tôi như vậy đó, tôi phải giả dại qua ải cho biết làm sao. Ai mà gả con cho tay bao giờ, tục lệ ông bà mình Tôi chịu không được mới cãi lại. Bộ anh tưởng nó cưới con gái anh làm vợ luôn sao chứ? Tôi sợ mai mốt nó đi Sài Gòn bỏ lại, bố thí hai chục đồng là cùng. Tay mà, ở Điền nó coi thì sướng lắm. Nè, cờ bạc tự do, nè, kêu hát bội hát cải lương về y y. Rốt cuộc tới mùa vũ đệm đông ráo bách. Một hột cũng không ngơ, tay mà. Anh đã cần lắc đầu, lấy cái ống cối của mình ra, thấy ống cối tiện hình một cái chân gà bằng sừng tôi sực nhớ lại ờ con thằng chính hiển khởi nghĩa thất bại lính kính lùng bắt tập nã nó cái ống cối nó còn đây mà bây giờ nó bỏ làng bỏ xóm mình trôi nổi tới đâu rồi anh bảy nghe tới tên chính hiển sắp mặt anh bảy cần đỏ rực vậy mà lần lần biến ra tái lợt hai dòng nước mắt như dự trữ hồi nào để chờ dịp này tuôn ra không gì ngăn cản nổi ảnh nói tôi phải khóc anh Tư à. Mà anh gợi lại làm chi thằng Chính Hiển. Tưởng biệt tích rồi, vậy mà mới đây, năm hớn đi bạn thuyền lúa, tình cờ gặp nó ở chợ lớn. Nghĩ thương cái đứa em nghèo chí tử mà còn quạt kê hài hước. Anh biết làm sao không? Nó ngoái trong lỗ mũi rồi đem cái ngón tay đen xì than khói bụi ra khoe cho năm hớn coi. Nó nhắn về rằng bây giờ làm cu ly vác lúa nhà mái nó phát tài, phát tướng như vậy đó. Năm hớn có nói lại cái cảnh chợ búa, ngoài đó không phải như ở trong mình. Nhà sắc dách mà cả năm không nói chuyện với nhau một lần. Thất nghiệp, không ăn nhờ cơm ai được một hột, không mót đâu ra một cọng bông súng, một trái ớt. Tôi ngồi nghe mà khổ lây cho cái kiếp làm thợ. Nhảy mũi một cái, thấy hơi lạnh thấm vô rung rinh tận phổi. Nhớ hội chiếc sáng la nổ sốt da ở Phước Long, chết nát thay trên 10 người, mỗi mạng chủ hãng thường không hơn 100 đồng. Chợt nghe tiếng gà eo ốc gáy trở canh, tôi lủi thủi ra về. Dọc đường, gió thổi lúa đứng cái xào xạc. Một lời thề Chuyến đó tay đầu đỏ ở lại điền có ba bữa rồi về tuốt Sài Gòn. Vậy mà ác liệt hơn một cơn dông tố Gãy cây gãy cối Siêu nhà siêu cửa Bảy cần với tôi bị nạn đã đành Tới sáu ất trên đầu kinh xuôi Còn bị đuổi dở nhà Vì mấy cây dừa ảnh trồng sắp trổ lưỡi mèo Thằng con trai anh Mười Thì ở đợi chăn trâu thêm hai năm nữa Vì ba nó còn thiếu ba già lúa Ông già đẩu mù hai con mắt Tối ngày đần độc quyền Càng cớ chi Mà tay đầu đỏ kêu xuống lẫm Đánh một trận nhự tử Năm sáu tháng rày buồn quá đổi Mùa gặt không ai hát ai hò Qua mùng hai Tết Nửa đêm tá điền phải thức dậy vác lúa xuống thuyền Rồi tàu súp lê tu tu kéo hai chục chiếc chài Về chợ lớn nạp cho nhật bổn Tôi còn nhớ đêm đó Vào khoảng đầu tháng tư Nằm nhà một mình buồn quá đổi Cóc nghiến răng nghe nhức óc Do mấy gốc rạ ngoài đồng Tôi ứa nước mắt Mùa này làm ruộng hay không Làm thì nó ăn hết không làm thì mình chết đói tức quá phen này chưa ra tay còn đợi phen nào cả tháng này cặp rằng dương buồn so vì nhật đảo chánh tay đầu đỏ ôm bó giấy 500 đồng xanh chạy tuốt xuống miệt tân bằng cán gáo giết luôn người đưa đường để không một ai biết tông tích nó nó mua heo nhốt đầy đình tân bằng mỗi buổi thọc quyết ăn một con ăn toàn thịt nạc với sườn non nhật bổn chưa tới rạch giá nó rút tuốt lên rẫy cạp khóm ăn cầm hơi dược bổn chạy tàu xuống bắn chỉ thiên giải phát trong này đã phất khăn trắng đầu hàng bây giờ hạ sát cặp rằng dương cũng không ăn nhập gì ráo y là người việt nam mình giả lại y là tay sai bỏ dây thuốc cá xuống đìa hoặc khất nhượng trâu cho tay đầu đỏ để hả giận mình chăng như vậy cũng uổng trâu uổng cá phải chia đất tay đầu đỏ làm như năm 40 mới hăng hái làm ăn được. Nghĩ vậy, tôi đi lại nhà ông Bảy Cần, trước là bằng xem mưu kế lẽ nào, sau là thăm ảnh coi hết đau ghẻ khuyết chưa. Gió thổi từ chập kéo mây đen, nhà anh Bảy tum húm siêu một bên, sậy lên um tùm chấm mái nhà. Tiếng dế kêu nỉ non, ai oán như khóc một nấm mồ quang. Ngọn đèn dầu cá xanh dờn nhỏ xíu bằng cái hột đậu. Bóng anh Bảy lờ mờ trên vách bước vô thấy anh nằm xuôi cò không nhúc nhích kế bên một chai rượu với một con khô kiến lửa bù lúc nhúc tôi mới hỏi bữa nay khá chưa anh bảy anh mở mắt lè nhè chống gậy mới đi được người ta biểu cắt miếng thao đeo ngoài mụn ghẻ mấy bữa rày thấy khó thôi anh ngồi đây anh bảy ngồi dậy dòm tôi trân trân lóng rày sao coi anh mau già quá tráng nhăn lại có ngấn như suy nghĩ cái gì lung lắm, rồi gật đầu. Tôi mới nằm chim bao đêm qua, anh Tư à. Nghiệm cả ngày, chưa biết đêm lành dữ thế nào. Tôi thấy nước dân ngập đầu tre, xóm mình mênh mông trời nước như biển trần khổ. Tôi ngồi trên chiếc bè linh đinh gió dập sóng dồi tới một ngọn núi. Núi cao, mây phủ mờ mờ, Néo đi mắt rượi, gót chân mình không dính một hột cát bà con lối xóm ai cũng ra sức làm, có cơm ăn áo mặc đầy đủ, không ai hiếp đáp ai. Tới con sóc, con nhen cũng xúm xích lại gần mình làm bạn. Ba bốn con chim cao cát bay qua lại trên chót cây bồ đề. Dưới khe, nước chảy trong gieo, bay cá màu vàng màu đỏ lội chậm chậm nghe kinh. Anh Bảy nhấp cái khà rồi dằn chén xuống nói tiếp. À, chút nữa tôi quên chứ theo giấc chim bao thì trên đó rau má không phải như dưới mình lá nào lá nấy tròn bằng cái chén cam quýt mận bưởi quằn nhánh tôi hái ăn một bụng uống nước suối no nê rồi lần theo đường mòn lên đỉnh chót núi sắc trưng hào quang đất đã quá ra vàng nhà ngang dãy dọc sớm làng sung túc quá bờ chuối sau hè bỗng nhiên dậy lên ào ào chó sủa đầu sớm nghe văng vẳng anh bảy rùng mình đứng dậy thép đèn dầu cá dục tắt trong nhà tối om chuột cắn nhau nghe lét chét trên kèo ảnh khều nhẹ tay tôi chỉ ra ngoài sân mấy ngôi sao trên trời biến đâu mất hết đường đi vắng teo hàng dừa chạy dài tới sân lẫm cây nào cây nấy nghiêm nghiêm bỏ tóc xõa ảnh nói lầm thầm ma kia chưa dứt tiếng một con đom đóm được xanh lè vòng qua vòng lại rồi bay thẳng tới ảnh hỗn hển hồn thư về tôi dụi mắt làm tỉnh dòm kỹ lại thì không phải trời ơi một người xách lồng đèn đi sừng sững vô nhà mắt tôi tá quả tôi ngã ngửa ra mà hét trời ơi chính hiển anh bảy cần run run hai tay quơ qua quơ qua lại rờ trước mặt ảnh rớt nước mắt Chú chính thiệt hả? Sao không chết luôn ở chợ lớn đi thiệt lạ? Người đâu về đó tình cờ, nhìn nhau tỏ rõ còn ngờ chim bao. Chúng tôi quỳnh phát cái giấc chim bao đi núi, chạy lại nắm tay chính hiển, thấy ngón nào ngón nấy chai cứng còn hơn tay nông dân. Chính hiển bận áo bành tô xanh, hớt tóc cao hơn mọi lần. Xa cách 4-5 năm mà thấy chú không già hỏi han nguồn cơn, té ra chính hiển cũng chưa vợ con gì ráo. Bây giờ chú không làm cu ly vác lúa ở chợ lớn nữa, chú biết được thêm nghề máy, làm thợ tiện ở Sài Gòn. Con mùi lật đật ra chào hỏi, rồi lấy nắm lá dừa nhúm lửa nấu cơm, chính hiển ngắm nghía. Cháu coi bộ trọng cãi rồi, có ai gắm ghé chưa? Anh Bảy Cần giàu giàu nét mặt, dây qua phía khác, chính hiển biết ý không hỏi tới nữa. Chú chống tay lên trán hơi lâu Rồi mời tôi với anh Bảy lại ngồi gần Chết lần chết mòn như vậy chịu sao nổi Nói trước cho anh Tư với anh Bảy hay Tay đã yếu thế Núp oai nhật để hà hiếp dân mình Bây giờ tay bị nhật lật xuống Nhật thì đến này suy tàn Dân mình hiệp sức đánh nó là độc lập Ngoài bắc giải phóng ba tỉnh rồi Anh Bảy cả mừng Đắm tay xuống giạc một cái rầm Chai rượu ngã lăn Anh ngồi xích tới Úi trời, có nước nào tiếp diện mình không? Chính hiển giọng bình tĩnh. Có chứ sao không? Mình phải ra sức mình trước. Nước khác cảm mến mình mới giúp mình sao? Một dạng người Việt Nam đánh một thằng Tây. Ai nói là không thắng? Phen này cụ Hồ Chí Minh tại Đức có thừa, đứng ra dịu dắt. Anh Bảy Cần đáp. Mô Phật, điềm chim bao báo ứng rõ ràng. Chính Hiển cho biết thêm là nay mai mình tổ chức thanh niên, phụ nữ, nông dân, mỗi người sắm sẵn, dao găm, tầm dông, chờ có lệnh là cướp chánh quyền không được trễ. Tận nhân lực mới tri thiên mạng, hít cân bỉ cực đến hồi thới lai. Khi Chính Hiển ngồi ăn cơm, tôi kể lại cho chú biết chuyện tay đầu đỏ về ăn thịt con bò của tôi. Tôi có rủ anh Bảy đổi mạng với nó mà ảnh không đồng ý. Nghe nhắc tới đêm đó, anh bể cần nhột nhạt bỏ lãng đi lại gần bếp quạt lên nước sôi rồi mà ảnh cứ quạt sành sạch tôi nói với chính hiển tay mà phải trị nó cho tận nọc sống khiếp nhược sống làm chi con cháu sau này nó chửi rủa mình nghe qua anh bể cần bước xốc tới cung tay ra trước mặt tôi anh khi dễ tôi không dám giết tay hả tới cứt dơi cỏ cú là đồ bỏ mà còn làm dị thuốc được nữa kìa mấy tháng trời mặt mũi nào dòm con cái má con mùi chết sớm tôi không dám cưới vợ khác sợ mẹ ghẻ hành hạ con chồng hồi nào tới giờ tôi dạy nó trinh tiết vậy mà trời ơi cái đêm đó tôi phải cắn răng nài nỉ con gái mình đi liều mạng tại lẫm tay đầu đỏ tôi giật mình nắm tay anh bảy kéo xuống ghế để giải bày có gì đâu anh bảy tôi đâu khi dễ anh hồi nào tới giờ mình sống có nhau chòm xóm như bát nước đầy anh khoát tay. Không, tôi giận ba thằng tay ác độc. Tôi trách tôi đêm đó sao nhát gan, chứ đâu dám trách anh. Rồi anh giới tay lấy cái thép đèn kéo bất lên cho cao, để trên bàn thờ. Một cây nhang cháy đỏ, khói ngùng ngục quay tròn. Tàn dài đứng yên nguyên không rớt. Anh ấm ức trong bụng. Anh Tư à, anh nói anh bảnh. Vậy chớ trước ngọn đăng, phen này anh dám thề không? Tôi ngạc nhiên, hỏi kỹ cho biết thề khoảng gì anh phải cần đứng im mùi nhang tỏa ra thơm thơm hít vô mạnh thấy chóng mặt gió thổi lào rào không lạnh lẽo gì mà sao tôi nổi ốc cặp mắt anh cháy phần như hai cục than lửa mà nói thà chết súng đạn chứ không làm tá điện cho tay nữa chiều nay đó là chuyện hồi trào pháp 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, mới lẩm rẩm có 6-7 năm mà bây giờ nhớ lại coi sao xa lơ xa lắc như nhắc chuyện đời xưa từ thuở nào. Hồi mình cướp chánh quyền, cặp rằng Dương giao cho Ủy ban Nhân dân cái chìa khóa lẫm lúa, rồi vợ chồng về quê quán bên Tâm Bình. Chính hiển được đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, bây giờ qua làm Giám đốc Công binh xưởng 13. Thằng Sơn thì năm nay cưới con mùi, rồi đi về quốc đoàn. Đau đớn nhất là anh Bảy Cần, số là hồi đầu 46, tay đầu đỏ trở về đóng bót lại, sắc phạt tá điền về khoảng không đóng lúa rượu năm nó đi vắng. Lòng dân oán hận, trẻ đi về quốc, già vô tự vệ ngày một đông. Đầu 47, tay phản thỏa hiệp án, bộ đội đổ về đánh bót tay đầu đỏ, anh bảy cần xung phong đi do thám trước, tay sanh nghi bắt anh. Ngày đầu, nó đổ nước mắm vô mũi mà anh không khai. Ngày kế, nó dụ biểu anh quy hàng, nó hứa cho anh đất nền nhà, cho giải xiêm láng, cho ký ninh. Nhưng ảnh một mực khư khư giữ lời thầy xưa, chửi mắng nó thậm tệ. Tới ngày thứ ba, nó giết ảnh chùi xuống sông, đầu thì bêu tuốt lên ngọn cây thị. Mấy người gần bót nói lại rõ ràng, cứ mỗi đêm là ảnh hiện về báo quán. Tay trong bót nửa đêm ngủ, giật mình thấy lửa cháy phừng phừng. Bọn nó thức dậy bắn liên tu bất tận, rồi thổi kèn in ỏi, mà cũng không tan. Anh Bảy có linh thiên chăn hởi, chiều nay mặt trời đó rực, hiu hiu ngọn cỏ lá cây, nước chảy ào ào ra cống đá. Phải hồn anh hiện về đây thăm nhà đó không? Anh là nhân sâm chứ đâu phải là cứt dơi, cỏ cú. Dầu chết sớm, anh cũng để lại một cái gia tài. Nhờ công quả của anh, vợ chồng con mùi được cấp ưu tiên 16 công đất, thêm 6 gốc dừa ngay nền nhà cũ của anh hồi đó. Sau khi anh mất được một tháng, bà con mình đồng hè với vệ quốc đoàn đánh tróc bót tay đầu đỏ. Mấy năm nay, cò, diệt, bay xung sao về vườn nhà cũ của tay đầu đỏ làm ổ. Ai muốn bắn thì bắn. Cá dưới kinh lội nhẫn nhơ từng bầy, ai nhấp được cứ ăn. Ngoài cống đá, nước đổ trong gieo, ai có nực tha hồ xuống tắm. Còn cái lẫm mười căn, nói là cái lẫm cho rôm, chớ thiệt ra còn có cái gì đâu ba bốn đống vôi gạch lụng dụng kia lần hồi thiên hạ xúc hết đem về trồng cà chua cột keo, rui mè dách dáng chánh phủ cho các đoàn thể cất cơ quan với thông tin xã dựng sân khấu diễn kịch còn con bò của tôi nhờ giám tô mấy năm nay tôi sắm lại được anh coi nó đi về kìa con mẹ đi sao đuôi dài phết gót lông vàng mịn bước đều cản sau trúng dấu cẳng trước con nghé hí hởn chạy dẫn đầu rồi ngừng lại một chập ăn cỏ non bên lề đường. Chờ mẹ nó đi hút, nó phóng nước rút chạy theo cho kịp. Nó đi qua cổng đá rồi bước lên sân gạch. Tôi lóng tai nghe kỹ lắm. Móng nó cũng khua trên gạch, trên xi măng như con bò chữa của tôi năm xưa. Có điều là tiếng lộp cộp năm nay nghe sao đều đặn, lẹ làng quá đổi. Năm nào tay đầu đỏ về đây sát nhân hại vật trời chưa tỏ sau hôm tiếng trống ở ấp kế bên nổi lên nồn nào quá tối nay diễn kịch mừng đảng của mình ra đời mừng cha già thêm tươi thêm khỏe mừng chiến thắng biên giới vậy mà cái bót mắt dịch ngoài xẻo rô còn ráng nổi lên ứa gan chưa đi đẹp vài tiếng súng mút rồi nhốn nháo lên tiếng móc chê tiếng súng máy Dùng láng linh Tấn mãi mê nhìn rặng núi che khuất phía trước mặt bên tay trái So với vùng Cà Mau, miền thất sơn này có nhiều nét đặc biệt Đây là lần đầu tiên anh đặt chân lên núi Núi gồm hai nét Một nét thẳng lên trời Một nét từ từ hạ xuống đất Mà sao rất bao la, hùng vĩ Năm bảy ngày rồng rã Anh đi dạo quan sát từ lá cây ngọn cỏ mừng mê từng viên đá đưa tay ra hứng từng giọt nước suối lạnh ngắt trong lành nhưng núi đối với anh vẫn còn xa lạ gió thổi hù hù qua khu rừng trùng điệp bên sườn núi tấn lắng tai nghe ngơ ngẩn anh hồi tưởng lại tiếng sóng reo ngoài vịnh xiêm la chạy vào bờ lần lần trở nên yên lặng mòn mỏi trên bãi biển đen đúa hồi nào tới giờ anh chưa từng biết núi hả núi lạ lắm phải không anh tấn dây lại mỉm cười nhìn cô bạn gái cô mịn con của ông chủ nhà mà anh ở đậu mấy bữa nay cô mịn nói thêm hay là anh với tôi trèo lên dồ đá đằng kia thử cho biết tấn cười to tưởng gì lạ chứ cái chuyện leo lèn đá cao tôi nói cô nghe xứ tôi bao nhiêu là núi nhưng là núi giữa biển hòn đá bạc hòn sơn rái hòn củ tròn đều giống như núi này tôi ra đó bức mây hốt trứng chim ở đó buồn lắm ít người ta nhưng mấy hòn đảo đó không linh thiêng bằng ở đây sao cô biết cũng có ông đạo này ông đạo kia đủ hết cô mình lại suy nghĩ một hồi lâu đưa tay vô miệng mà cắn vậy thì miệt cà mau của anh cũng vui vui nổi gì hả cô vui vì đạo tấn giật mình đạo mà vui à anh toàn hỏi như vậy nhưng nhớ dùng bảy núi này còn rất nhiều đạo biết đâu cô mình lại là tín đồ của một môn phái nào đó anh không dám đụng chạm đến sự tín ngưỡng của một ai bấy lâu nay sống với nghề chài lưới anh chỉ tin tưởng mơ hồ nơi quyền lực của ông nam hải đại tướng quân cá ông chỉ vậy thôi anh trả lời một câu kém thành thật ờ phải ở xứ tôi cũng vui vì đạo Vậy tại sao anh không ở dưới đó mà lại lên đây? Tấn ngập ngừng. Tại tôi trốn nợ. Nói thiệt cho cô thương, ba bốn mùa làm lưới. Tôi thiếu của người ta gần năm chục đồng bạc vốn. Túng cùng phải lên đây mà ẩn. Cô mệnh quảng hốt. Trời, anh làm vậy tội chết. Có dây thì phải trả. Tấn thở dài. Biết làm sao bây giờ. Tới đây làm ăn, tôi gian giá sao cho đừng đổ nợ nữa tôi tính đem sức lực ra cuốc chừng hai công củ sắn để đổi gạo, rảnh thì lên núi hái trái hoặc xuống láng đặt lờ, sống ngày nào hay ngày ấy. đôi mắt cô mình nhìn ra xa buồn thiểu, bước chân giảm nhẹ nghe rào rào dưới cát. anh tính như vậy chưa được, hai công củ sắn dù trúng mùa đi nữa cũng không đủ tiền mua gạo. anh nên làm thêm vài công ruộng xạ, cực nhọc nguy hiểm gì đâu mà lo. làm ruộng ở đâu vậy cô? chung quanh mênh mông trời nước. Cô Mịnh đưa tay ra sau như làm dấu hiệu cho anh đi theo. Hai bên mép núi, bông trăm ổi nhẫn nhơ những đốt vàng đốt đỏ. Mấy cội tùng khẳng khiêu cơ hồ không còn lá xanh. Cô Mịnh mãi bước lên cao, anh phập phòng, hồi hộp, ráng đặt bằng chân trùng theo dấu đi của cô. Đến phiến đá trắng bằng phẳng nọ, anh cũng dừng lại đứng im kế bên. Kìa, chạy dài tới chân trời một dùng nước bao la, không bến không bờ gió thổi dấy lên muôn vàng ngọn sóng như ngoài biển cả và cánh bùm trắng lô nhô theo sau là những đàn quạ như mỏi cánh đang chới với cố tìm nơi yên ổn mà đậu màu xanh của cỏ dại màu xanh của lúa tiếp nhau khó phân biệt đâu là ruộng đâu là đất anh ngạc nhiên mấy ngày rày sống như ở trên cù lao giữa biển mà anh nào hay biết chỉ về phía nam cô Mịnh nói đó là hướng chợ long xuyên ở đây mình không thấy Rồi chỉ về phía bắc Đó là hướng chợ Châu Đốc Ở đây mình cũng không thấy Còn trước mặt mình là sông Hậu Cũng không thấy Láng này rộng lắm, linh hiển lắm Vì vậy gọi là láng linh Bao nhiêu nước của trời, của đất gom về đây mà đổ ra biển Mùa khô, láng linh là đồng thấp sinh lầy Mùa này anh coi thử Còn hơn là biển Anh sợ không? Anh dám xuống đó làm ruộng không? Tấn lẩm bẩm nước sâu quá mạ chết hết cô mình nói ruộng xạ giống lúa lá gừng bò theo nước một ngày một đêm lúa có thể mọc thêm hai tấc nhằm mùa nước nổi quá cao gốc rạ của nó dài gần bảy thước tây tấn trố mắt ngộ thiệt nhưng làm ruộng một mình tôi sợ quá anh sợ giống gì ở đây thiên hạ cũng sợ nói thiệt với cô ngoài biển thì tôi sợ cá mập ở trong vùng láng linh nước ngọt thì tôi sợ cá sấu ăn thịt. Hồi đó có nhiều ông xấu lắm à. Bây giờ hết rồi, nhờ công đức của tiền nhân nên ông năm chèo không dám bén mảng tới vùng láng linh này nữa, để em nói cho anh nghe. Năm đó, ông Đinh Tây xuống sớm láng giảng đạo, đến nhà nọ bỗng nghe tiếng đàn bà rên xiết. Hỏi ra mới biết chị nọ chuyển bụng đẻ, chồng chị lúc ấy đi ra đồng bắt rắn. Ông Đinh Tây bèn lập tức đi rước mụ dùm Chừng anh chồng về đến nhà Thì chị nọ đã sanh Anh này vô cùng mừng rỡ Tỏ lời cảm ơn ông Đinh Tây Nhìn trong giỏ của anh nọ Ông Đinh Tây thấy một con sấu mới nở Đặc biệt là con sấu nọ có mũi đỏ Và năm cái chân Ông xin con thú lạ về nuôi thử Vài năm sau Sấu lớn khôn bỏ nhà đi mất Ông Đinh Tây bèn thuật lại điểm ấy cho Đức Phật Thầy Tây An am tường. Đức Phật Thầy vô cùng buồn bã. Còn sáu năm chân này sẽ gây tai hại khắp vùng láng này, Âu cũng là điềm trời. Ông Đinh Tây quỳ xuống thưa rằng, tâm sự cũng tại con xin Thầy giúp phương thế để trừ hậu hoạn. Theo lệnh của Đức Phật Thầy, ông Đinh Tây lại lò rèn, đặt một lưỡi câu và hai ngọn lao. Ngoài ra, còn đánh một sợi dây chỉ to lớn bằng mút đũa dài trên 10 thước mấy món khí giới kể trên được đức phật thầy truyền phép vào đúng như lời tiên đoán những năm sau đến mùa nước nổi là con sấu năm chân lại xuất hiện lên nhận chìm bao nhiêu xuồng ghe ăn thịt người dân chúng quảng sợ ngày đêm khấn vái gọi sấu nọ là ông năm chèo năm cái chân ông đinh tây nhớ lại những khí giới của đức phật thầy truyền năm xưa nhưng khi ông đến thì sấu nọ lặng mất chờ mãi không được ông trở về núi Thừa lúc dán mặt ông đinh Tây, ông năm chèo hiện ra khuấy rối hung hăng hơn trước. Sau rốt, ông đinh Tây phải đến dùng láng linh mà ở canh chừng hàng ngày. Nhưng ông năm chèo lại biệt tâm tích. Ông bèn thấp nhang lên khấn giái rằng, nếu số phận đã tới thì mi nên thuận lòng trời mà đến đây thọ tội. Tội ác của mi thầy ta đã đoán trước và tìm cách trừng phạt bằng như số mạng của mi còn dài thì phải lánh xa dùng láng này để dân tình được yên ổn cày cấy ông năm chèo không hiện về láng nữa ông đi đâu người thì đoán rằng ông về biển hồ người thì nói còn gặp ông ở ngoài biển đông hồi năm năm về trước câu chuyện của cô mịn chấm dứt nãy giờ tấn ngồi nghe thỉnh thoảng lại gục gặt đầu cười thầm vì câu chuyện hơi lạ lùng ngộ nghĩnh Cô mịn nói, thổi xưa thì khác, bây giờ anh cứ yên lòng xuống láng linh làm ruộng, vui lắm. Đó là nhờ bảo phép của người xưa. Ừ, làm thì làm, tôi nào sợ nghề ruộng, nhưng mà... Cô mình ngắt lời, anh sợ ông Năm Chèo còn hiện ra à, anh không tin sao? Tấn muốn nói rằng anh không tin, nhưng anh ngại quá. Tới đây xứ sở của người, trăm bề nhẫn nhịn, đừng cười tôi quê ồ hô, tại sao con người bày ra cái thứ khí giới quá nhiệm màu nọ để đối phó với một kẻ thù huyền hoặc nguy hiểm trong tưởng tượng? Trời chiều đổ vàng xuống biển lúa xanh của vùng láng, nước mênh mông sóng lượn nhấp nhô. Tấn nghĩ, bởi vì ở vùng láng quá thấp nên thiên hạ mới theo dệt câu chuyện như trên. Nếu là đất ruộng cao ráo thì đâu có gì nên nổi. Cô Mệnh nhìn anh, ở đây làm ruộng luôn nghe anh anh ngắm nghía đôi mắt đen lánh dịu dàng khó hiểu của cô Mịnh. nhất là hai bàn tay trắng mơn mởn ở vùng nước ngọt dung nha người con gái có khác anh nghe có chút gì rạo rực trong lòng anh ở đây mà em đừng lo dẫu đổ nợ quá nhiều anh cũng không trốn chỉ sợ người ta trốn nợ của anh mà anh khổ cô Mịnh dây mặt qua một bên gò má ửng hồng vì e thẹn cô sực nhớ đến món nợ tình cảm mà cô đã vô tình dày mượn của Tấn, dày mượn quá nhiều, tuy mới gặp gỡ nhau có mấy ngày. Xác con chó Năm đó, đâu vào khoảng 1944-1945, dân Việt chịu bao nhiêu đau khổ vì hậu quả cuộc chiến tranh giữa phe Nhật và phe đồng minh. Đường giao thông bị cắt đứt, lúa gạo trong Nam không chở ra ngoài Bắc được, bao nhiêu hàng hóa cần thiết từ cây kim, sợi chỉ đến dầu đèn thuốc uống đều khan hiếm. Tàu bè từ bên Pháp, bên Anh không di chuyển qua Sài Gòn như lúc trước vì sợ thủy lôi, chiến hạm. Ở Sài Gòn, ở tỉnh thành thì những nhu yếu phẩm ấy dễ kiếm hơn ở miền quê. Xóm xẻo quao wow ở ven biển Vịnh Simla có lẽ là nơi tiêu biểu nhất gánh chịu bao nhiêu hậu quả. Lúa gạo đổ đầy bồ, bán không ai mua vì Sài Gòn bị phong tỏa gắt gao, không xuất cản được. Dân chúng trong xóm cứ rong chơi, tìm thú vui trong cảnh nghèo. Làm ăn để làm gì nếu không ai mua sản phẩm và nếu bán được chút ít thì tiền đã bị mất giá. Xóm xẻo quao bao gồm chừng 80 căn nhà lá, thừa thớt. Một ngôi nhà ngói ba căn nhô lên, rêu phòng đèn đúa giữa đám cao lão trẻ con ở chuồng, đàn ông ở trần, đàn bà con gái thì mặc áo ngắn, quần cục may bằng bố, loại bao bố khó kiếm, nhập cảng trước kia từ bên Ấn Độ, để ước thì phơi suốt ngày cũng không khô ráo. Người nghèo túng hơn thì cứ ngồi trong buồn mà nói chuyện với khách, khách phải ở ngoài. Dạo ấy, dường như mọi người đều có rận, rận xanh xôi nảy nở vì thiếu mùi dầu lửa, người ta đồn đãi như vậy. Người duy nhất trong xóm con mặc quần áo lụa là Dù Hái, người quê kiều đến mua bán và cho vay từ 20 năm trước, hiện cư ngụ tại ngôi nhà ngói rêu phong vừa nhắc đến ở đoạn trên. Ông ta khoe rằng mình không có rận. Ban đêm, ngọn đèn dầu lửa vẫn cháy sáng, mặc dầu là ngọn đèn trứng dịch cháy loe que trên bàn thờ. Ở phòng khách, ông ta vẫn dùng thép đèn dầu cá, dầu mù u như mọi người trong xóm. Chú Biện tiếc đến sớm xẻo quao làm quen với hai mình biển tiết ở tận bờ sáng thua cờ bạc quá nhiều nên đến xẻo quao trúng nợ hai mình là chỗ quen biết cũ dạo đó hai mình cứ dạo sớm mà uống rượu rượu đặt tại chỗ món nhậu thì dư tràn hàng ngày biển tiết cứ do gạo nấu cơm không cần chờ chủ nhà ăn một lượt năm bảy ngày liên tiếp biển tiết đâm ra buồn bực chờ gặp ông hai mình để than phiền chắc tôi phải ra chợ rạch giá để lãnh chiếc xe kéo mỗi ngày chạy vài cuốc sướng hơn ở đây đủ ăn khỏi làm mệt nhọc nhưng con người sống như cây cỏ biết rằng biện tiết muốn nhắc tới thú vui cờ bạc hai mình cười hề hề có tiền tiền cũng mua không tiền đầu óc mình cứ lững đững lờ đờ máu không chảy tay chân tê liệt khác nào cỏ cây đúng vậy biện tiết lẩm bẩm làm sao có tiền xài qua buổi ở xóm này chắc không ai có tiền nhiều toàn là người quê mùa đầu tắt mặt tối hai mình chận lời chú biển nói vậy hơi quá đáng tới nhà dù hái chơi một lần thì biết xóm này ai cũng dính líu với ông ta để mà sống ông ta mua tôm khô cá khô mắm ruốc để dự trữ lâu lâu mướn người chở ra rạch giá bán một lần nghề đó khá lắm vốn một lời mười nhờ vậy mà ông ta hút á phiền một mình mà dám nuôi hai ba cô vợ trẻ thiệt vậy sao ừ để tôi tính coi chú biện cứ tới nhà dù hái chơi một lần ngôi nhà ngói ở chòm cao đằng kia kìa biện tiếc cao mày người ta giàu mình nghèo tới chơi là mang tiếng nịnh bợ cầu cạnh không đâu hồi nào tới giờ dù hái chưa làm mất lòng ai huống hồ chú biện là người học thức lão ta nói chuyện vui vẻ tỉnh táo lắm nhưng Thinh không mình tới Biết nói chuyện gì Hai mình nói khẽ Tôi nhờ chú Biện một chuyện Mượn giùm tôi 20 đồng bạc xài chơi Hễ được thì tôi định ơn chú Biện 5 đồng Dù hái mang ơn tôi nhiều lắm Cháu tôi Cháu kêu bằng chú Là vợ bé dù hái Lão ta phải giúp chú vợ chứ Nói ít chú Biện hiểu nhiều Hôm sau vừa hừng sáng Biện tiết đến nhà dù hái Lão ta cỡ 50 tuổi Còn mạnh khỏe lắm Không mập không ốm, mặc áo lụa tàu, sân lót gạch, chật ních với ba bốn chậu kiển và cái hòn non bộ khá to. Bên cạnh phòng khách là cái sạp thấp, lót chiếc chiếu trơn láng do nhiều thanh tre nhỏ xíu kết lại kích khao. Biển tiết chào hỏi qua loa ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh sạp và lẽ dĩ nhiên trên chiếc chiếu tre ấy có cái mầm hút. Mái nhà thấp che ánh nắng mặt trời từ ngoài sân tạt vào, dường như dù hái cố ý tạo ra một bóng tối chập chờn ngọn đèn sáp cháy leo heo mắt rượi trong cái dĩa nhỏ dù hái nói cô tư ơi chăm trà đãi khách từ phía sau bếp một cô gái trẻ bước ra đem cái siêu khá to dù hái đón cái siêu rồi dai mặt về phía biển tiết trong khi cô gái quay mặt thật nhanh dù hái phân trần cỡ này không làm gì kiếm được trà tàu chủ biện uống đỡ ghiền vậy thôi chừng nào hết giặt mình uống trà thứ thiệt biện tiết hơi thắc mắc người hầu thiếp này là ai phải là cháu của hai mình dù hái mỉm cười nằm xuống hút một điếu cho khỏe chú biện thuốc dễ kiếm lắm ở bên dân nam người nhật bổn đem qua biện tiết lắc đầu tôi còn nhỏ chưa làm ra tiền nhiều sau khi phun làn khói nồng nàn dù hái nói khẽ hút á phiện là thói quen bên tàu Sứ tôi ở dân nam tôi biết hễ con trai lớn lên cha mẹ tập cho nó hút á phiện bên đó á phiện bán rẻ lắm như bên xứ an nam người ta hút thuốc gò vấp sao vậy thứ đó có hại và mắc tiền hơn thuốc gò vấp mà thì mấy người giàu sang muốn cho con trai đừng hư hỏng vì mê gái chú biện suy nghĩ thử biện tiết gật đầu chua chát phải chăng dù hái bắt gặp chú biển liếc về phía người hầu thiếp nên ông muốn chê trách mỉa mai. Biện tiếc nhớ đến công chuyện mà hai mình giao phó hôm qua nhưng chưa muốn nói ra sớm. Hồi lâu dù hái nói tiếp. Tôi nói cho chú Biện nghe. Hệ con trai lớn lên thì mê gái. Lần hồi không học hành, lo ăn xài, đem tiền cho gái. Muốn trị cái tật đó chỉ còn một cách là cho đứa con hút á phiện nghiện hút rồi nằm một chỗ mà đọc sách thánh hiền tìm vui thú thanh cao hơn biển tiết đáp hút á phiện tốn kém lắm mất sức khỏe nhưng mà có chừng mực đâu có hại như mê gái đã đến lúc biện tiết tuôn ra bao nhiêu bực dọc ông nói sao xin lỗi ông ông hút á phiện mà còn cưới thêm một hai cô gái thiên hạ đồn như vậy bỗng dưng dù hái ngồi dậy uống trà rồi vấn điếu thuốc gò đưa lên ngọn đèn sáp mà mồi lửa với gương mặt tỉnh táo lạ thường. Tôi cưới con gái là bởi vì hồi nhỏ ở bên tàu cha mẹ nghèo lắm. Hồi đó ở xứ tôi bao nhiêu cô gái đều bị mấy ông già nhiều tiền cưới hết. Mới 14 tuổi tôi phải leo núi đốn củi, một ngày kiếm chừng được một bó nhỏ. Núi thì cao, té xuống hố không ai cứu được. Cha mẹ cưới cho tôi con vợ lớn hơn tôi chừng 10 tuổi. Con vợ đó bây giờ già rồi, lâu lâu tôi gửi tiền về cho, hồi qua đây nghèo quá, tôi đi một mình, bây giờ tôi cưới thêm hai con vợ nhỏ. Dạ, hồi nhỏ ông chịu cực về già phải sống sung sướng. Sung sướng như vậy mới nghĩ ra cách làm ăn mua bán để dư tiền, cho người trong xóm mượn trước, một người mượn một ít, mình có cơm, họ có cháo. Đã đến lúc biện tiết đi ngay vào vấn đề. Ông biết ông Hai Mịnh chứ? Sao không biết? Hai Mịnh gả cháu cho tôi. Cô đó còn nhỏ, ưa chửi lộn với cô hồi nãy. Cô đó ở riêng, cái nhà đằng kia. Dạ, cỡ này Hai Mịnh túng thiếu lắm. Dù hái, biểu môi. Biết rồi. Hai Mịnh xài nhiều hơn tôi. Cờ bạc tốn tiền hơn hút á phiện. Hồi mới gả đứa cháu, Hai Mịnh xin 300 đồng. Bữa sau thua cờ bạc ráo trọi. Mười ngày trước đây ổng xin 10 đồng Bữa nay ổng nhờ chú mượn tiền hả Chú đừng nghe lời Mượn rồi xin luôn Thôi thì đành trở về Nhưng biển tiết khó về ngay Trong khi dù hái còn quá vui vẻ Ông ta đưa chú ra sân Để cùng ngắm nghía cái hòn non bộ Trên chót hòn non có cây kim quýt Bên hông trong tảng đá đầy rong rêu Có cái hang nhỏ Trong hang là ông lão nhỏ bé bằng xanh Đang nằm chèo queo Dù hái nói Chú Biện thấy không, ông già đó sướng hơn tiên, nằm trong hang, không thèm ăn cơm, không thèm biết chuyện quốc sự. Bây giờ, đồng minh đánh với Nhật Bổn, làm ăn khó quá, mình chịu cực, chớ ông già đó thì ngủ hoài. Ông hai mình nổi giận đùng đùng khi nghe biện tiết thuật đầu đuôi cuộc thăm giếng vừa qua. Tôi giết nó. Nó nói chuyện trên đầu thiên hạ. Nó tính toán từng đồng xu mà khoe rằng bất chấp thế sự, như ông ẩn sĩ trong hang không cần danh lợi. Biện tiếc đáp, hơi đâu mà giận dỗi, dù hái nằm hút á phiện, đầu óc đầy mưu kế thâm độc, coi chừng lão ta trả thù. Hai mệnh nói, chú biện đừng lo, đúng với tôi là nó thua. Khen này tôi đưa đứa cháu gái về nhà, ai thèm gả cháu cho đứa không biết phải quấy, giết rồi nó coi tôi như thằng ăn mày. Rồi hai mệnh trình bày cho biện Tiết biết thêm, cháu ông hai tên là Diệp ở một mình một nhà phía cuối xóm. Đôi ba đêm một lần, du hái đến thăm dịp, vào lúc canh ba để tránh dư luận và cũng là để khỏi bị đánh ghen vì cô vợ ở tại nhà quá hung hăng. Dù hái thường bơi xuồng một mình như kẻ dăng cầu bắt cá. Ai hỏi thì lão ta khoe rằng đó là thú vui của vua Càng Long hồi xưa. Làm vua riết rồi chán, vua muốn trở thành dân quèn, đi đó đi đây không ràng buộc, không cần ai hầu hạ bữa cơm chiều biện tiết ăn một mình ông hai mình bơi xuồng dạo sớm rồi trở về nồng nặc mùi rượu kiếm muốn chết mới gặp nó biện tiết hỏi ông kiếm ai dù hái hả một mùi hôi hám bay thoang thoảng từ dưới mé sạch chưa chi biện tiết đã lo ngại cái gì vậy hay là ông giết hắn rồi hai mình cười khì nói bậy hoài mới giết thì làm sao có mùi hôi được tối nay tôi cho nó uống nước Chú rảnh chưa? Dạ cũng rảnh Hai mình nhìn bóng đêm đang lan tràn Rồi đưa tay ra ngoắt Chú biện ra đây giúp tôi lần chót Hồi sáng dù hái chơi xấu với tôi Nhưng nó cũng làm mất mặt chú biện phải không? Phải rồi tôi giúp chuyện gì? Tôi sợ chuyện giao búa lắm Chuyện này hiền khô hà Chú lại nhà dù hái Hãy thấy nó đóng cửa thì về đây cho tôi hay Thôi được Chú Biện cứ đi theo nó nó bơi xuồng chậm chạp lắm đêm nay tôi hạ nhục nó tại nhà con diệp cho vui xóm vui làng vậy mà tôi thề không giết nó chú đừng quá lo xa biển Tiết đến trước cổng nhà dù hái mà trong vào ông ta mặc áo đen chụp cái nón nỉ bước ra sân rồi xuống xuồng sau khi quan sát tứ phía xuồng lướt trên dòng rạch thật chậm lát sau biển Tiết thấy chiếc xuồng ghép vào căn nhà nhỏ ở giữa sớm hai bên nhà là dùng đất trống đột nhiên biển tiết nghe tiếng gọi khẽ chú biển dây lại biển tiết nhận ra ông hai mình ông hai nói tiếp mình tới sau căn nhà đó mà ngồi rình ngộ lắm mình yếu tiền bạc chứ đâu có ngu dại hơn dù hái coi kia một ngọn đuốc cháy sáng rực di chuyển từ căn chòi đến bến ông hai mình nói mình coi chơi cho vui đừng nói chuyện lớn đến bên dách biện tiết hửi một mùi hôi thối nồng nực chúng muốn hỏi nhưng ông hai mịn đã khoát tay ngồi xuống mà coi ông vua càng long dù hái buộc chiếc xuồng ngay bến cô diệp bước chậm rãi xuống bến để rước ông chồng già Bao đuốc gợi hình ảnh thần thoại xa xưa những tiên nữ rước người trần gian vào động hoặc trong đêm qua đăng bọn ca nhi dập dìu chờ trước lầu xanh dù hải hỏi Diệp đó hả Diệp trả lời nhanh rồi quay mặt Em chứ ai Mình vô nhà trời lạnh rồi đó Cô Diệp còn trẻ lắm dáng người mảnh khảnh Cô bước khá nhanh Thỉnh thoảng dừng lại như chờ đợi người chồng già Dù hái bước tới nắm tay cô Khi đến cửa cô dùng tay Quăng bó đuốc phía mé rạch Đuốc rớt ngay dòng nước tắt ngắm Cô ngồi xuống bò lôm khơm ra khỏi nhà Theo cửa sau Dù hái kêu lên Diệp đâu? Nãy giờ, biển tiết theo dõi và đoán được phần nào mưu kế do hai mệnh bày vẽ. Qua kẻ vách, chú biển thấy dù hái đang bước vào cửa buồng ông ta ngỡ rằng cô Diệp đang nằm trong đó. Nhưng ông ta đứng sững, mùi hôi thối xông lên nồng nực. Trên bộ dạ có chiếc chiếu phủ lên một vật gì lù lù, đen thui. Dù hái dở mí chiếu, mùi hôi hám bốc lên, trùi bay dù dù. Ông ta quay mặt, chạy trở xuống bến mà la bài hải con dịp chết mấy bữa rồi thành con ma cầm đuốc ông hai mình dục đứng dậy kêu rú lên chết chết dù hái phóng mình xuống rạch nước văng lên tung tóe biển tiếc hỏi nhanh lão ta biết lỗi không ông hai mình nói biết chớ kệ nó nó biết đường về nhà cho nó chịu cực một lần bần tiện quá thôi mình về chú biện biết cái gì trên giường không nãy giờ tôi chịu không nổi muốn ói Biện tiết đoán chừng ông để xác con chó chết sình trên đó nhưng diệp đang tần ngần nhìn theo dù hái lão ta lội bị bỏm rồi trèo lên xuồng hai mình nói khẽ diệp ơi như vậy là dứt nợ rồi đó chẳng lẽ cháu ở suốt đời với dù hái chú biện là người hiền lành thôi mình về dù hái sợ chết sợ ma quỷ sợ người sống trả thù mình coi như nó không có ở xứ này nữa vì nó hết tử tế rồi Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio